Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bệnh viện trung tâm, tay cô bị trói chặt lên đầu giường. Cô đau đớn cắn chặt môi. a, à, nước mắt chảy ràn rụa trên má trông thật thế lương. Vân Vi noãn cắn chặt răng không cam lòng nhìn lương thần. Lương thần em đang mang thai đứa con của anh mà. Đứa bé đang khỏe mạnh. Vì cớ gì anh lại lừa em đến phòng khám tư này để bỏ đứa bé chứ? hoàng lệ tịnh dựa vào vai lương thần xoa chiếc bụng lớn của mình nhìn vân vi noãn cười lạnh đương nhiên là bởi vì tôi rồi vân vi noãn cô cũng thật là ngu xuẩn tôi và lương thần đã sớm ở bên nhau và tôi cũng đang mang hai đứa con của anh ấy cô nên bỏ cuộc thì hơn vân vi noãn kinh ngạc đau đớn hết lên cái gì hoàng lệ tịnh tôi xem cô như bạn thân của mình mà cô lại đi câu dẫn chồng của tôi sao các ngươi đúng là đôi cầu nam nữ mà dựa vào cái gì lương thần tức giận tát mạnh vào má vân vi noãn một cái vân vi noãn đau đớn hết lên à, Lương Thần mặt tối sầm, ánh mắt sắc lạnh giận dữ quát lên: "Cô hãy câm miệng đi, Vân Vi Noãn, khi xưa tôi chỉ là chơi qua đường với cô mà thôi." Hắn ta ghé sát vào tai Vân Vi Noãn giọng nói lạnh lùng: "Nhưng ai ngờ mới có một lần thôi mà cô đã dính bầu rồi, làm hại tôi phải cưới cô, thật là đen đủi mà." Vân Vi Noãn không dám tin lòng đau đớn tan nát, nước mắt không kìm chế được chảy xuống không ngừng: "Anh, sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy chứ?" Lương Thần cười lạnh: "Tôi cũng quên nói cho cô biết, lúc trước là tôi đã thuê người diễn cảnh để tôi cứu cô." chỉ là muốn cô thấy cảm động và cam tâm tình nguyện ngủ với tôi mà thôi, Vân Vi noãn cả người cứng nở. Lúc này cô mới hiểu ra, hóa ra, hóa ra tất cả mọi thứ đều là do anh hợp mưu sao, các người đúng là bọn xúc sinh mà. Lòng Vân Vi noãn lúc này đau đớn hối hận, không cam lòng hét lên. Các người, một là bạn thân nhất với tôi, một người là người đàn ông tôi yêu thương nhất, sao các người lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ, tôi hận các người. Lương thần tức giận nhìn bác sĩ ra lệnh, bác sĩ, mau mổ nhanh đi, sau khi lấy ra nếu chết thì có thể bỏ vào thùng rác là được, bác sĩ cầm con dao mổ sắc lạnh lên nói không thành vấn đề xẹt xẹt mấy nhát máu chảy ra lên láng vân vi noãn thầm thề trong lòng nếu có kiếp sau tôi sẽ biến thành quỷ Atula. xé nát các người thành từng miếng nhỏ cho các người chết không được tử tế một lần nữa sống lại vân vi noãn nằm ngất xỉu trong một con hẻm nhỏ ba tên đầu gấu nhìn cô cười hắc hắc cô em gái thật là đẹp quá đi thôi nhìn vân vi noãn cơ thể hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp không tì vết nằm bất tỉnh ở đó tên mặc áo cam cười dâm đãng lương thiểu thuyết chúng ta cứ sờ thoải mái đi miễn đừng cho cái ấy vào là được lát nữa lương thiếu sẽ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân các người cứu mỹ nhân các người phải diễn cho thật tốt vào nghe chưa vân vi noãn mở mắt ra mặt tối sầm lại oái chóng mặt quá ủa mình chẳng phải là bị xuất huyết quá nhiều nên đã chết rồi sao nhìn ba tên đầu gấu trước mặt vân vi noãn nhíu mày giận dữ khoan đã này mình có chút ấn tượng với bọn lưu manh này đây chẳng phải là nơi mà mình và lương thần gặp nhau lần đầu tiên sao chẳng lẽ mình đã trọng sinh trở lại thời điểm của 8 tháng trước sao ba tên đầu gấu thấy vân vi noãn đã tỉnh lại thì cười hắc hắc người đẹp em đã tỉnh rượu rồi sao anh nhất định sẽ làm cho em cảm thấy hài lòng ha ha các anh đã chờ em rất lâu rồi đấy lại đây chơi với bọn anh nào ha ha vân vi noãn hử lạnh một tiếng trong lòng ánh mắt sắc lạnh một đám côn đồ mà lương thần đã thuê đến lát nữa lương thần sẽ xuất hiện một cách trùng hợp để giải cứu mình sao cũng tốt lúc này đây tôi sẽ cho các người khai đao trước cô cầm một viên gạch bên cạnh lên đúng lúc vân vi noãn định ra tay thì một người đàn ông xuất hiện các người muốn làm gì nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt vân vi noãn kinh ngạc sửng sốt không phải lương thần sao anh ta là ai ba tên đầu gấu tức giận chỉ tay vào người đàn ông đó đe dọa mày mày là bọn nào lão tử cảnh cáo mày đây là việc riêng của bọn tao mày đừng có mà nhúng tay vào không có gì náo nhiệt để xem đâu mau rời khỏi đây đi mau chạy nhanh đi lệ khiếu hàn cười lạnh yên tâm tôi không nhúng tay vào đâu anh nhảy một cái ngồi xuống cạnh vân vi noãn nhìn cô nói tiếp tôi chỉ muốn cùng cô em gái này nói vài câu mà thôi vân vi noãn cảnh giác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này người này hảo cường khí thế anh ta nhất định không phải là người tầm thường anh ta muốn làm cái gì đây nhìn viên gạch trong tay cô lệ khiếu hàn bình tĩnh nói dùng gạch đánh người rất xấu lại gây thêm nhiều kẻ thù nói rồi lệ khiếu hàn liền nhét vào tay cô một con dao nhỏ tôi sẽ đưa cô một thứ tốt hơn dùng nó rất là tiện vân vi noãn cầm con dao trong tay mày nhíu chặt người này đã đưa cho mình một con dao sao cô liền mở miệng hỏi anh là ai lệ khiếu hàn đứng dậy lạnh lùng nói tôi là ai không quan trọng Điều quan trọng là tôi thích những cô gái nhỏ không nhận ra chính cô ấy. Đám đầu gấu đằng sau hết kiên nhẫn tức giận mắng lớn. Này, nói xong chưa, lão tử đang cho ngươi mặt mũi đó, nói lại rồi cút đi cho nhanh. Đúng vậy đừng có ở đó mà một tấc đòi tiến thêm một thước, tên cầm đầu nghĩ thầm, nếu không phải vì gặp cái tên tiểu tử khó chọc này, hơn nữa lại phải diễn xuất giúp cho lương thần. Thì mình đã không phải phối hợp như vậy đâu, hùng, lệ khiếu hàn đứng cách vân vi noãn ra thản nhiên nói, mời các người cứ tiếp tục đi, tên cầm đầu giận dữ quát lên. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ mày lại có sở thích đặc thù là muốn nhìn người khác cưỡng bức nữ nhân hay sao hả tên tóc nâu không kiềm chế được nữa nước miếng chảy ròng ròng giơ hai tay ra tiến về phía vân vi noãn mã đức mặc kệ đi hắn không dám động thủ đâu tên cầm đầu tên mã đức cũng bày ra bộ dáng háo sắc vội thúc giục nhanh 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 đi ta muốn quá không chịu nổi nữa rồi tên tóc vàng chu mỏ nhìn vân vi noãn nói bảo bối à anh thiệt là hưng phấn quá đi thôi vân vi noãn tức giận đâm dao vào ngực tên tóc nâu kia mày đi chết đi tên tóc nâu sợ hãi đau đớn hét lên hai tên đầu gấu đằng sau thấy vậy thì sợ hãi co rụt người lại mặt biến sắc cái gì cô gái này có giao sao vân vi noãn tức giận đạp mạnh vào tên tóc nâu một cái nữa cút ngay cho tao tên tóc nâu không có sức phản kháng a à, ngã mạnh về phía sau vân vi noãn như ác ma từ địa ngục bỏ lên cười lạnh nhìn đám người muốn cùng ta sung sướng có đúng không ha ha được ta sẽ thành toàn cho các người ha ha tên tóc nâu sợ hãi ôm chặt miệng vết thương cả người run lẩy bẩy đừng đừng giết tôi là bạn trai lương thần của cô đã xúi dục chúng tôi làm như vậy. Hai tên đầu gấu đằng sau cũng vội quỳ gối xuống đất cầu xin tha thứ. Đúng vậy, lát nữa hắn sẽ qua đến đây ngay. Nếu cô không tin thì hãy hỏi bạn trai cô đi. Không sai, chúng tôi cũng chỉ là muốn hù dọa cô thôi. Xin hãy buông tha cho chúng tôi đi. Hu hu, Vân Vi noãn nhíu mày lạnh lùng nhìn bọn chúng. Chân tướng sự thật quả nhiên là như thế này. Kiếp trước, lương thần đã đến cứu mình trong lúc mình tuyệt vọng nhất. Chính vì thế mà mình đã dâng hiến cho hắn hết mình, để rồi kể từ đó đi vào địa ngục. Vân Vi noãn trầm mặc, giấu cợt trong lòng, mình thật quá ngu xuẩn mà, Lệ Khiếu Hàn đứng bên cạnh quan sát từng biểu cảm của cô. Cô gái này tuổi còn trẻ, sao có thể vượt qua được nỗi đau này chứ? Lúc này Lương Thần hớt hả chạy tới giả bộ lo lắng hét lên, "Noãn Noãn, em không sao chứ?" "Noãn Noãn?" Vân Vi Noãn nhíu mày nhìn hắn, "Lương Thần." Lương Thần chạy đến nắm chặt lấy vai cô ánh mắt đầy quan tâm, "Noãn Noãn, em không việc gì chứ, đừng sợ anh sẽ bảo vệ em." Lương Thần nhìn ba tên đầu gấu đang run rẩy quỳ gối đằng sau lưng Vân Vi Noãn thì kinh ngạc không hiểu chuyện gì ba tên đầu gấu nhìn thấy lương thần thì tức giận bán đứng hắn là hắn chính là hắn người đẹp chính là hắn muốn hại cô đó lương thần kinh ngạc há hốc miệng cái gì vân vi noãn cười lạnh nhìn lương thần này lương thần mưu kế không tệ chứ cô cầm con dao nhỏ gạt bàn tay dơ bẩn trên vai mình ra lạnh lùng nói tiếp trước là lập mưu để cho tôi bị bọn lưu manh dây dưa sau anh sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân tiện đà mượn cơ hội này để chiếm hữu tôi lương thần sợ hãi hốt hoảng vội giải thích noãn noãn em nói bừa cái gì vậy anh anh làm sao có thể làm cái chuyện xấu xa này chứ nhìn con dao dính máu trong tay vân vi noãn mồ hôi trên trán của lương thần chảy ròng. em hãy bình tĩnh chút đi đừng có nghe bọn này nói sằng nói bậy mà vân vi noãn nhắm mắt lại bình tĩnh đáp tôi rất bình tĩnh cô đâm mạnh con dao vào vai hắn ta một cái bình tĩnh để chờ mong anh đi tìm cái chết lương thần sợ hãi hét lên a à, hắn ngã xuống đất ho khụ khụ mấy tiếng mặt mũi nhăn nhó hắn ta tức giận nhìn vân vi noãn hết lên vân vi noãn em bị điên rồi vân vi noãn đi giày cao gót dây mạnh vào miệng vết thương của hắn rốt cuộc là ai mới là người điên cô ngồi xuống kề dao lên cổ lương thần ánh mắt cô lạnh lùng lương thần anh cho rằng việc anh làm sẽ không ai biết sao sự đau đớn hiện tại của anh căn bản cũng chỉ bằng một nửa nỗi đau của tôi mà thôi lương thần nhìn con dao kề trên cổ mình sợ hãi mồ hôi lạnh chảy khắp mặt noãn noãn đừng đừng quá xúc động có chuyện gì từ từ hãy nói em em biết là anh yêu em rất nhiều mà đêm nay anh đang tính sẽ cầu hôn em nhưng em sao em lại có thể biến thành thế này cơ chứ vân vi noãn mặt không biến sắc nói lương thần ân oán giữa tôi và anh đến giờ phút này là chấm dứt hoặc anh chết hoặc tôi sẽ chết cô giơ con dao lên đâm mạnh xuống người lương thần lương thần sợ hãi nhắm chặt mắt hét lên vân vi noãn giết người là phạm pháp đúng quần hắn ta có chất lỏng chảy ra cô giết tôi thì cô cũng sẽ phải đền mạng cho tôi mà thôi lúc con dao sắp đâm vào người lương thần thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay vân vi noãn ngăn cô lại lệ khiếu hàn lạnh lùng nói dùng mạng của cô đi đổi một cái mạng chó như vậy thật không đáng vân vi noãn kích động nước mắt chảy ra vùng vẫy hét lên buông ra hắn nợ tôi hai cái mạng lệ khiếu hàn nhau mắt nhìn cô hỏi cô cho rằng chết chính là cách báo thù tốt nhất sao không phải lệ khiếu hàn nhìn vân vi noãn phân tích cho cô nghe hãy để cho hắn sống rồi tra tấn hắn từng chút một cho hắn sống không bằng chết đây mới là cách báo thù tốt nhất vân vi noãn lúc này cũng bình tĩnh lại tôi người đàn ông này nói không sai lương thần giống như một đống rác rưởi nếu chết như vậy thì quá dễ dàng với hắn lệ khiếu hàn buông cổ tay vi vân noãn ra nói tiếp hãy nhớ kỹ rằng Cách tốt nhất để trả thù một người chính là phải sống hạnh phúc hơn anh ta. Vân Vi Noãn ngơ ngác lẩm bẩm, sống hạnh phúc hơn anh ta. Lệ Khiếu Hàn đứng dậy ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người cảnh cáo, chuyện vừa rồi, nếu ngươi dám tiết lộ ra bên ngoài dù chỉ một chữ thì ta có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào, ngươi hiểu chưa? Lương Thần sợ hãi cả người run rẩy vội đáp, hiểu, đã hiểu. Nghe được đáp án hài lòng, Lệ Khiếu Hàn kéo tay Vân Vi Noãn đứng dậy, đưa con dao đây cho tôi và đứng lên đi. Lương Thần ôm chặt miệng vết thương cắn răng tức giận, khí thế của gã đàn ông này thật đáng sợ hắn rốt cuộc là ai cùng vân vi noãn có quan hệ gì lệ khiểu hàn quay đầu lại liếc nhìn lương thần một cái còn không mau chạy nhanh đi lương thần sợ hãi giật nảy mình dạ dạ rồi hắn đứng bật dậy chạy thật nhanh chết tiệt lương thần cắn chặt răng giận dữ quay đầu lại liếc nhìn đằng sau con tiện nhân vân vi noãn này rõ ràng là mình đã đến kịp thời nhưng như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy chứ không được mình tuyệt đối không thể bỏ qua cho cô ta vân vi noãn đứng im nhìn đám người hốt hoảng chạy đi ánh mắt lạnh lùng lương thần anh vẫn còn nợ tôi hai cái mạng, sống lại đời này, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhưng mà, cô liếc nhìn người đàn ông đằng sau khó hiểu hỏi, vì cái gì anh lại giúp tôi? Người đàn ông này khí thế không giống bình thường. Trong anh ta rất khác thường ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lệ Khiếu Hàn lau sạch vết máu trên con dao nhàn nhạt, nhạt trả lời, không vì cái gì cả chỉ là đi ngang qua thôi. Mau trở về nhà sớm đi tiểu nha đầu, tôi còn có việc phải đi đây. Nói xong anh liền quay người rời đi, thật kỳ quái, mình chưa bao giờ biết cảm thông với ai nhưng như thế nào lại khi nhìn thấy cô gái này mình lại giúp đỡ theo bản năng thế này chứ vân vi noãn nhíu mày trầm mặc đứng đó kiếp trước mình đã trao thân cho lương thần đến mang thai thì kiếp này mình tuyệt đối không thể cùng hắn ta ở bên nhau nữa nhưng nếu là người đàn ông này vân vi noãn kéo lấy đuôi áo lệ khiếu hàn đại thúc cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh nếu như mình cùng người đàn ông này ở bên nhau thì liệu đứa trẻ không có duyên đó nó sẽ quay về lại hay không lệ khiếu hàn nhíu mày nhìn vân vi noãn hỏi cô gọi tôi là gì vân vi noãn gãi gãi mặt ngây thơ nói đại đại thúc xem ra anh lớn hơn tôi vài tuổi thì phải, tôi năm nay 20 tuổi. Lệ khiếu hàn mỉm cười nhìn cô, 20 tuổi, thật là trùng hợp, nếu như cô ấy còn sống thì năm nay cũng là 20 tuổi. Vân Vi noãn kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, cô ấy, cô ấy là ai, người đàn ông này đã có người yêu rồi sao? Cô vội lạc mạnh đầu một cái, mặc kệ, vì đứa con đã chết của mình, người đàn ông này. Mình đã quyết định rồi, Vân Vi noãn chân thành nói, đại thúc, anh giúp tôi nên tôi sẽ báo đáp anh. Lệ khiếu hàn hứng thú nhìn cô hỏi, báo đáp, cô muốn báo đáp như thế nào đây vân vi noãn nhón chân lên ghé sát tai anh thì thầm tôi muốn lấy thân báo đáp thế nào lệ khiếu hàn nhíu mày không biết người con gái trước mặt này đang muốn làm gì nói tuổi còn nhỏ đừng nghĩ nhiều quá tôi không cần cô báo đáp mau về nhà sớm đi nói xong anh liền lạnh lùng quay người rời đi không muốn để ý đến cô nữa vân vi noãn thấy vậy thì phùng má tức giận tôi không tin không trị được anh cô liền chống tay lên tường chặn không cho lệ khiếu hàn rời đi như thế nào đại thúc anh sợ sao hay là cơ thể anh có lý do khó nói chăng lệ khiếu hàn giật giật khóe miệng tức giận nghiến răng hỏi cô lý do khó nói anh nắm chặt lấy cổ tay cô sức lực trên cổ tay lệ khiếu hàn hơi mạnh không khống chế được vân vi noãn kêu oái một tiếng lệ khiếu hàn ép cô vào tường giận dữ nhìn cô hỏi cô biết cô đang làm cái gì không vân vi noãn không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh nói tôi đương nhiên là biết chứ tôi đang câu dẫn nam nhân và anh là người mà tôi đã quyết định lệ khiếu hàn nâng cầm cô lên hướng thú hỏi hay lắm sẽ không hối hận chứ vân vi noãn mỉm cười ánh mắt kiên định sẽ không ngủ với một người đàn ông đẹp trai như vậy cũng chẳng có hại gì với mình mình sẽ không bao giờ hối hận he he đêm khuya trong một căn phòng ngủ sang trọng trên một chiếc giường rộng lớn lệ khiếu hàn nằm đè lên người vân vi noãn hai người bốn mắt nhìn nhau lệ khiếu hàn cúi người xuống đặt lên môi vân vi noãn một nụ hôn sâu một lúc sau lệ khiếu hàn lưu luyến buông tha cho đôi môi của cô nụ hôn của anh chậm rãi rơi xuống cần cổ trắng nõn vân vi noãn bàn tay hai người đan vào nhau đêm khuya dài đằng đẵng cứ thế trôi qua sáng sớm hôm sau trên chiếc giường lớn vân vi noãn nhíu mày ư một tiếng cô muốn xoay người thì cơ thể truyền đến cơn đau vân vi noãn mặt biến sắc Quái. đau quá đi đột nhiên cô nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy vân vi noãn lấy chăn che cơ thể đầy dấu hôn của mình rồi ngồi dậy người đàn ông kia đang ở trong phòng tắm sao cô phùng má nhíu mày một cái ôi thân mình giống như là bị xe nghiền nát vậy đó người đàn ông này nhìn bên ngoài đâu có vẻ dâm tặc gì đâu mà sao khi lên giường lại hung bạo như vậy chứ vân vi noãn bước chân xuống giường không được ăn qua tính quá mình không muốn gặp lại người đàn ông này nữa cô mặc quần áo lại rồi chỉnh trang đầu tóc cẩn thận phải tranh thủ lúc anh ta không có ở đây mình phải nhanh chạy trốn mới được khoan đã mình phái đem quần áo người đàn ông này lấy đi luôn mới được để anh ta khỏi đuổi theo nghĩ là làm vân vi nõn liền ôm lấy quần áo của lệ khiếu hàn chạy nhanh đi chuồn thôi chuồn thôi đột nhiên bên ngoài có tiếng động lạ lệ khiếu hàn chạm tay lên cánh tay cửa phòng tắm lệ khiếu hàn trong phòng tắm anh lấy chiếc khăn khô lau tóc mình mày nhíu lại tiếng động gì vậy nhỉ lệ khiếu hàn mở cửa phòng tắm ra trên hông quấn chiếc khăn tắm bước ra, tay anh vẫn cầm chiếc khăn sạch lau khô mái tóc, nhìn thấy chiếc giường trống rỗng, Lệ Khiếu Hàn trầm mặt xuống, người phụ nữ kia đã bỏ trốn rồi sao? Anh mở cửa tủ quần áo ra thấy quần áo của mình đã biến mất thì mặt tối sầm lại, còn đem quần áo của mình đi luôn nữa chứ? Rõ ràng là không muốn cho mình phải đuổi theo mà, Lệ Khiếu Hàn tức giận quay đầu lại, á được giỏi lắm, tưởng là tôi không còn bộ đồ nào mặc chứ gì. Em thật sự nghĩ là em sẽ chạy thoát sao? Lệ Khiếu Hàn rút điện thoại ra gọi cho một số nghiến răng nói, mau mang cho tôi một bộ quần áo đến phòng tổng thống và kiểm tra người phụ nữ đã chạy ra khỏi phòng của tôi đi nội trong 3 phút tôi muốn có được toàn bộ tin tức của cô ta đầu dây bên kia sợ hãi vội đáp đó lệ ra lệ khiếu hàn ấn tắt điện thoại cười lạnh con mèo hoang nhỏ bé thích chạy này chờ anh bắt được em trở về nhất định sẽ ở trên giường nghiêm khắc trừng phạt em ở bên khác vân vi mãn chạy ra khỏi căn phòng đó đắc ý cười thầm mình đã đem bộ quần áo của người đàn ông đó để ở quầy lễ tân của khách sạn chắc hẳn bây giờ anh ta đang phát điên ở trong phòng rồi hí hí mình đúng là thông minh và lanh trí mà vân vi noãn mở cửa nhà ra vui vẻ gọi lớn ba con đã về rồi này vân tử hiên tay cầm điện thoại quay mặt nhìn cô rưng rưng nước mắt hả à, noãn noãn con đã trở về rồi sao vân vi noãn sửng sốt kinh ngạc che miệng lại sao papa lại khóc vậy nhỉ lại nói ở kiếp trước mình tối ngày chỉ lo xà quần cùng với lương thần ở bên nhau hoàn toàn không quan tâm gì đến cảm giác của papa cả mình đã ngắt rất nhiều cuộc gọi của papa trước đây không nghĩ là làm cho papa buồn nhiều đến vậy vân vi noãn vội chạy đến trước mặt vân tử hiên đau lòng tự trách nói ba à ba đừng đùa nữa con trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng giết giết nó vân vi noãn kinh ngạc hở nhìn thấy trò chơi trong điện thoại vân vi noãn kinh ngạc há hốc miệng cái gì papa đang chơi game sao vân tử hiên bật khóc đáng thương ôm lấy vi vân noãn hu hu noãn noãn ba lại chết nữa rồi ba đã bị bên kia giết năm lần lý bạch đô của ba là không tám vân vi noãn phùng má tức giận đẩy má vân tử hiên ra không phải chứ ba à Tối qua cả đêm con không về, ba đã gọi cho con hàng trăm cuộc gọi mà con không trả lời. Con đã nghĩ rằng ba đã khóc vì quá lo lắng cho con, Vân Tử Hiên cầm điện thoại lên ả à một tiếng. Tại lúc đó ba đang chơi game, trong lúc gây cấn mà mạng internet bị ngắt, ba gọi điện để hỏi con đóng tiền mạng chưa. Vân Vi noãn kinh ngạc không dám tin nhìn người ba trước mặt. Cái gì? Vậy là papa không phải là đang lo lắng cho mình sao? Cô tức giận giật chiếc điện thoại trong tay Vân Tử Hiên đi. Ba ba, tối hôm qua con đã dùng dao đâm bị thương hai người, con ngủ với một người đàn ông khác nữa đó. Vân Tử Hiên bình tĩnh xua xua tay nói, con đấm người ta sao? Không có việc gì đâu, miễn là không đâm chết người là được, còn về việc ngủ với một người đàn ông khác, đột nhiên Vân Tử Hiên phản ứng lại hét lên. Khoan đã, con nói con đã ngủ với một người đàn ông, Vân Vi noãn đầy mong đợi nhìn ba mình. Đúng vậy, đúng vậy, cô vỗ ngực thở phào một tiếng, xem ra là papa vẫn quan tâm đến mình, thật tốt quá, ủ. Vân Tử Hiên ngồi thẳng dậy vỗ mạnh vào đùi mình cái hưng phấn nói, vậy chẳng phải là con sẽ có khả năng mang thai sao, vậy ta chẳng phải có xác suất lớn là sẽ trở thành ông ngoại sao vân vi noãn tức giận ném trả ba mình điện thoại rồi quay lưng rời đi đã quấy giày rồi con lên lầu trước đây ba có thể tiếp tục trò chơi của mình đi vân tử hiên đứng bên dưới vẫy tay gọi cô lại này noãn noãn con đừng đi mà chúng ta hãy nói chuyện về vấn đề mang thai cái đã nào thấy vân vi noãn đã biến mất ở cầu thang vân tử hiên khẽ mỉm cười ông nghiêm túc rút điện ra bấm gọi cho một dãy số thuê bao quý khách vừa gọi hoặc đang bận hoặc không nhấc máy xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp, một lúc sau Vân Tử Hiên trầm giọng nói với đầu dây bên kia, con gái tôi đêm qua làm gì không rõ, tôi chỉ điều tra được Lương Thần đã bị con gái tôi đâm trúng, chuyện này tôi đã xử lý tốt, sẽ không mang phiền toái đến cho cô ấy, người đàn ông đã đưa cô ấy đi có lai lịch rất sâu xa. Tôi không điều tra ra được, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ bảo hộ con gái của chúng ta và cả đứa trẻ, ông nghiêm túc nói với người trong điện thoại. Trong căn phòng tăm tối, Vân Vi Mãn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, bác sĩ bên cạnh hốt hoảng, không ổn rồi bệnh nhân đã chết vì mất máu quá nhiều đây là hình ảnh của tôi ở kiếp trước sau khi chết đây sao mình đang nằm mơ sao lương thần đứng bên cạnh giường bệnh thấy bác sĩ nói vậy thì cười lạnh chết thì cũng chết rồi anh nghĩ cô ta thật là phiền phức chết quách đi cho xong hoàng lệ tịnh nhìn lương thần dịu dàng nói không quan trọng noãn noãn đã chết em sẽ thay cô ta chăm sóc anh vân vi noãn nghe được lời cửa đôi câu nam nữ đó thì tức giận nghiến rắng lương thần hoàng lệ tịnh các ngươi đúng là hai kẻ tiện nhân mà đúng lúc này lệ khiếu hàn dẫn dữ đạp cửa đi vào ánh mắt sắc lạnh gầm lên các người dám giết nhiêu nhiêu sao nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện lương thần và hoàng lệ tinh sợ hãi hỏi anh là ai vân vi noãn cũng ngơ ngác nhiêu nhiêu người này là ai lệ khiếu hàn tức giận rút con dao nhỏ ra đâm về phía hai người lương thần và hoàng lệ tịnh tôi muốn các người phải chôn cùng với nhiêu nhiêu máu trên người đôi cầu nam nữ kia chảy ra á à, vân vi noãn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì kinh ngạc kiếp trước lương thần và hoàng lệ tịnh bị người này giết chết sao lệ khiếu hàn đi đến cạnh giường bệnh của vân vi khẽ vút ve tóc cô đau lòng ấy tự trách nói thực xin lỗi anh đã đến chậm rồi lệ khiếu hàn đau lòng bật khóc nhiêu Nhiều nhiêu vân vi noãn khó hiểu Nhiều nhiều, cô là ai cô rốt cuộc là ai vân vi noãn ngồi bật dậy hét lên cô là ai nhìn thấy căn phòng quen thuộc vân vi noãn bật khóc là một giấc mơ nhưng người đàn ông trong mơ kia rốt cuộc là ai vì cái gì mà mình lại có cảm giác có chút quen thuộc đến vậy còn có nhiều nhiêu nữa đúng lúc này bên ngoài vang lên giọng nói noãn noãn ngủ dậy chưa mau đi học đề vân vi noãn liếc nhìn ra cửa ba ba cô lau nước mắt trên mặt vội đáp được rồi con biết rồi mà con lập tức xuống liền một lúc sau một chiếc xe màu đỏ phóng nhanh trên đường phố vân tử hiên thấy tâm trạng cô không tốt lo lắng hỏi noãn noãn con làm sao vậy ngủ không được sao sao thấy không có chút tinh thần gì hết vậy vân vi noãn ngồi ghế lái phụ cười gượng đáp không không có he he à mà ba tên mẹ đẻ của con vẫn là noãn noãn phải không ba vân tử hiên nhíu mày nhìn cô hỏi sao tự nhiên lại hỏi cái này Vân Vi noãn noãn gãi gãi mặt đáp, cũng không có gì, chỉ là ba có biết Thiêu Thiêu là ai không? Chiếc xe đỏ đột nhiên phanh gấp lại, Vân Vi noãn ôm ba lô trước ngực sợ hãi la lớn, "Ây da, đưa con đi học cũng không đến mức kích động đến như vậy chứ ba?" Vân Tử Hiên mặt cứng nở. tay cầm vô lăng khẽ run lên nói, "Thiêu, Thiêu Thiêu cái tên này ba chưa từng nghe qua, con nghe cái tên này được từ đâu vậy?" Vân Vi noãn kể lại cho ba mình nghe, trong mơ, trong giấc mơ con thấy người đàn ông rất là đau lòng vì con, còn gọi con là Thiêu Thiêu nữa. Con chỉ đang muốn biết là anh ta có nhận nhầm người hay không. Đúng rồi, ba, chẳng phải ba từng nói năm 10 tuổi con bị tai nạn xe và đã quên rất nhiều sự việc sao? Có thể hay không? Trước khi con 10 tuổi, Vân Tử Hiên nhíu mày ngắt lời cô nói, "Không có, từ nhỏ con vẫn luôn gọi là Vân Vi Noãn, biệt danh là Noãn Noãn. Đó chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ nhảm nhí mà thôi, không phải sự thật đâu. Con mau đi học đi." Vân Vi Noãn thấy ba mình nghiêm túc như vậy thì ngoan ngoãn đáp, "Dạ, con biết rồi." Chẳng lẽ đó thực sự chỉ là một giấc mơ giả dối thôi sao? như nhìn qua biểu hiện của ba giống như đang giấu mình điều gì thì phải đột nhiên một bàn tay trắng nõn sơn móng tay màu đỏ gõ cửa xe hoàng lệ tịnh ghé sát vào cửa kinh nhìn vân vi noãn trong xe thân mật gọi noãn noãn vân vi noãn liếc nhìn thấy hoàng lệ tịnh bên ngoài thì sắc mặt thay đổi tức giận nghiến răng vân vi noãn nhíu mày hoàng lệ tịnh vân tử hiên nhìn hoàng lệ Tịnh ngoài xe nhắc nhở noãn noãn bạn của con tìm con hả vân vi noãn mặt tối sầm nói ba con xuống xe trước đây còn nữa người này cũng không phải là bạn của con cô đóng sầm cửa xe lại lạnh lùng liếc nhìn hoàng lệ tịnh hoàng lệ tịnh cười gượng vội chạy đuổi theo vân vi noãn vi noãn cậu làm sao vậy mình rõ ràng là bạn tốt nhất của cậu mà vân vi noãn ghét bỏ hất bàn tay của cô ta đừng chạm vào tôi cô cười lạnh liếc nhìn hoàng lệ tịnh hoàng lệ tịnh hãy mau tránh xa tôi một chút đi tôi không muốn mình và chó đứng chung một chỗ hoàng lệ tĩnh kinh ngạc à? không dám tin nhìn vân vi noãn vi noãn cậu như thế nào mà lại có thể nói mình như vậy chứ vân vi noãn khoanh hai tay trước ngực a à, một tiếng là tôi đã nói sai rồi đem cô đánh đồng với chó thì quả thật là sỉ nhục con chó quá kiếp trước chính lương thần và hoàng lệ tịnh đã giết mình và đứa trẻ được trọng sinh nên mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đôi cầu nam nữ này đâu cô nắm chặt nắm tay lại kiên quyết rời đi hoàng lệ tịnh tức giận chặn vân vi noãn lại vân vi noãn cậu đang bị làm sao vậy rõ ràng là tuần trước chúng ta vẫn đang ổn mà hiện tại cậu là vì cái gì mà phát điên lên vậy chẳng lẽ là cậu cùng lương thần đã cãi nhau nhưng cũng không cần thiết phải đem hết tức giận chút lên mình như thế Vân Vi noãn nhìn thẳng vào mắt cô ta lạnh lùng nói, tôi cùng tên cha nam đó có cái gì cãi vã chứ? Nhưng là cô, Hoàng Lệ Tịnh cô chẳng phải vẫn luôn thích Lương Thần sao? Lén lút vụng trộm sau lưng, cảm giác đó có phải rất kích thích không? Hoàng Lệ Tịnh tức giận cắn chặt răng, chết tiệt thật, cái con ngu Vân Vi noãn này làm thế nào mà lại biết mình và Lương Thần đang ở bên nhau vậy chứ? Cô ta sợ hãi lùi lại phía sau lắp bắp nói, cậu, cậu đang nói cái gì vậy? Lương, Lương Thần là bạn trai của cậu, mình mình sao có thể chứ? Vân Vi noãn cười lạnh nhìn cô ta, xem ra cô đến chết cũng không thừa nhận thật đúng là làm cho người ta đúng lúc này một người đi đến chỉ tay vào vân vi noãn mắng lên vân vi noãn cậu lại ức hiếp lệ tịnh nữa hả vân vi noãn liếc nhìn cô ta ánh mắt lạnh lùng trần kha kiếp trước cô ta vẫn luôn đi theo bên cạnh hoàng lệ tịnh yểm trợ giấu giếm tư tình của lương thần và hoàng lệ tịnh lúc này thật đúng là đình thân mà ra hoàng lệ tịnh bật khóc tỏ ra đáng thương nói a à khà cậu đừng nói nữa vi noãn không có ức hiếp mình đâu cậu ấy chỉ là đang hiểu lầm giữa mình và lương thần nhưng mình không có Trần Kha tức giận chỉ tay vào mặt Vân Vi Noãn mắng. Vân Vi Noãn, sao cậu lại có thể hoài nghi chính bản thân của mình cơ chứ? Lúc trước cậu và Lương Thần đến với nhau vẫn là nhờ lệ tịnh giật dây mà, cậu ấy có cùng với Lương Thần đi gần nhau. Thì cũng chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi, lòng dạ của cậu hơi hẹp hỏi rồi đó. Vân Vi Noãn bật cười thành tiếng, bạn bè đơn thuần. Cậu xác định những lời này là phát ra từ nội tâm có phải không? Trần Kha chột dạ bất an lắp bắp đáp, đương, đương nhiên rồi, cô ta thạnh quá hóa giận chỉ tay mắng lớn. Mình nói cho cậu biết Vân Vi Noãn, cậu ỷ vào mình là người địa phương có chút tiền dơ bẩn liền kiêu ngạo ương ngạnh tùy tiện nghi oan cho người khác cậu cùng với lệ tịnh căn bản không thể do lương thần bị mù mắt mới có thể lựa chọn cậu hoàng lệ tịnh giả bộ đứng ra khuyên ngăn trần kha a kha cậu đừng nói như vậy vân vi noãn không phải là người như vậy mà cậu ấy không phải là người xấu rồi cô ta giả bộ ấm ức nhìn vân vi noãn nói tiếp chỉ là không biết hôm nay cậu ấy bị làm sao mà lại nghi oan mối quan hệ giữa mình và lương thần mình rất đau lòng vân vi noãn ghét bỏ xua xua tay được rồi hoàng lệ tịnh tôi lười phải cùng cô diễn xuất lắm rồi, nói thẳng là tôi đã đem lương thần vứt bỏ rồi. Hoàng lệ tịnh kinh ngạc hét lên, cái gì, sao có thể, cậu rõ ràng là thích lương thần như vậy mà, tiếng hét cô ta làm kinh động đến những bạn học xung quanh. Mọi người xung quanh thấy vậy thì cũng kinh ngạc không dám tin xì xào bàn tán, không thể nào chứ, vân vi noãn bỏ lương thần rồi sao. Trời ơi, lúc trước cậu ấy vẫn luôn dính với lương thần, thế nhưng lại bỏ được sao, mình hoài nghi đây chỉ là những lời nói trong lúc tức giận của vân vi noãn mà thôi một ngày nào đó cậu ấy sẽ cầu xin lương thần hợp lại cho xem vân vi noãn ghét bỏ chỉ tay vào hoàng lệ tịnh lạnh lùng nói hoàng lệ tịnh lương thần chỉ là một thứ rác rưởi không xứng với tôi nhưng thật ra lại rất xứng với cô tặng cho cô cũng được nhưng trước đó tôi có một việc phải làm hoàng lệ tịnh sợ hãi lùi lại phía sau cậu cậu muốn làm gì vân vi noãn giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ cô ta xuống hoàng lệ tịnh hốt hoảng hét lên à, sợi dây chuyền của mình vân vi noãn giơ sợi dây chuyền lên trước mặt mày nhíu lại bật cười giễu cợt dây chuyền của cô hoàng lệ tịnh sợi dây chuyền này là tôi cho cô mượn, còn nữa, trên người của cô từ quần áo cho đến túi sách, có cái gì là không phải lấy từ tôi. Nhưng tôi lại chưa nói sẽ tặng cho cô, Hoàng Lệ Tịnh tối sầm mặt lại tức đến run rẩy. cậu, cậu, Vân Vi Noãn không muốn để ý đến cô ta nữa liền quay lưng rời đi. Tôi cho cô thời hạn một ngày, đem hết những gì của tôi trả lại hết cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, Hoàng Lệ Tịnh bày ra bộ đáng đáng thương hết lên. Vân Vi Noãn, sao cậu có thể như vậy được chứ? Cậu có nhiều tiền như vậy mà lại đi tính toán chi ly với mình sao? vân vi noãn lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái đồ vật của tôi tôi muốn đưa cho người thì tôi đưa tôi muốn đưa cho chó thì tôi sẽ đưa cho chó còn nếu tôi muốn ném vào thùng rác thì cũng sẽ không liên quan gì đến cô cả nói xong cô liền ném sợi dây chuyền vào thùng rác hoàng lệ tịnh bị vân vi noãn sỉ nhục như vậy thì nắm chặt bàn tay lại cả người run rẩy cậu cậu trần kha thấy hoàng lệ tịnh bị bắt nạt như vậy liền đuổi theo vân vi noãn vân vi noãn cậu thật quá đáng mà cậu ở đây là muốn xúc phạm ai vậy mau đứng lại đó cho tôi tin hay không tôi đúng lúc này vèo một tiếng một chiếc xe sang trọng chạy nhanh đến rừng giữa ba người cửa xe mở ra một chiếc giày thể thao phiên bản giới hạn màu vàng bước xuống người đàn ông mặc bộ trang phục màu trắng đi xuống đóng cửa xe lại thẩm bình xuyên tháo kính dâm xuống mỉm cười khẽ gọi noãn noãn vân vi noãn kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt thẩm bình xuyên các bạn nữ xung quanh thấy đột nhiên xuất hiện một chàng trai đẹp trai như vậy thì kinh ngạc hưng phấn hét lên trời ơi đi xe thể thao lamborghini luôn người này chắc là có rất nhiều tiền thiệt là đẹp trai quá đi mình muốn khóc trên xe của cậu ấy. Cậu ấy tên là Thẩm Bình Xuyên, học ở trường kế bên của chúng ta, là bạn tốt của Vân Vi Noãn đó nha. Quả nhiên những kẻ có tiền thì chỉ chơi với kẻ có tiền thôi sao? Mình toang rồi. Vân Vi Noãn nhíu mày hỏi Thẩm Bình Xuyên, sao cậu lại đến đây? Thẩm Bình Xuyên là một trong số ít những người bạn của mình, chẳng qua là ở kiếp trước khi mình và Lương Thần ở bên nhau. Cậu ấy đã xuất ngoại và cho đến lúc trước khi chết mình vẫn chưa gặp lại cậu ta. Thẩm Bình Xuyên đi đến trước mặt cô nói, mình biết là chiều nay không có tiết học nên đến tìm cậu để đi chơi rồi cậu ta liếc nhìn hoàng lệ tịnh và trần kha đằng sau một cái nhưng hình như là đang có cái gì đó như xà trùng chuột kiến đang quấy dày cậu có phải không trần kha bị mắng thì mặt đỏ bừng tức giận hét lên thẩm thẩm bình xuyên cậu mắng ai là xà trùng chuột kiến hả thẩm bình xuyên cười lạnh nhìn cô ta người nào lên tiếng thì là kẻ đó thôi trần kha tức đến không nói lên lời cậu hoàng lệ tịnh mặt biến sắc không ngờ rằng thẩm bình xuyên lại tới tìm vân vi noãn chết tiệt lúc trước hắn vẫn luôn che chở cho vân vi noãn bây giờ mình tiếp tục tìm vân vi noãn khẳng định sẽ không được lợi ích gì Trần Kha không cam lòng lên tiếng, vị soái ca này, cậu như thế nào mà không biết được xanh đỏ trắng đen mà che chở cho Vân Vi Noãn vậy, cậu không biết cô ta vừa rồi có bao nhiêu, Thẩm Bình Xuyên không kiên nhẫn lạnh nhạt ngắt lời cô ta. Cô là cái thá gì mà lại ở đây khoa tay múa chân với tôi? Trần Kha bị sỉ nhục như vậy thì nổi điên lên chỉ tay vào Thẩm Bình Xuyên mắng lớn, cậu đúng là ỷ thế hiếp người. Rõ ràng là Vân Vi Noãn làm sai, sao cậu lại có thể? Thẩm Bình Xuyên tức giận nắm lấy cổ áo Trần Kha, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo cô ta, Vi Noãn từ trước đến nay không có sai lầm trần kha sợ hãi mặt tái mét hét lên a à, thẩm bình xuyên giận dữ gần giọng xuống mà cho dù có sai thì cũng là thế giới này sai cô hiểu chưa trần kha sợ hãi run rẩy lấp bấp tôi tôi vân vi noãn lúc này cũng lên tiếng được rồi trần kha cậu che chở cho hoàng lệ tịnh như vậy không phải là vì muốn định bợ lương thần để được vào hội học sinh chứ trần kha sừng sốt sợ hãi co rụt người lại mình vân vi noãn lạnh nhạt nói dù sao thì tôi cũng nói cho cậu biết lương thần chỉ là một loại rác rưởi tôi không cần hoàng lệ tịnh muốn lấy thì hãy mang đi Cậu cũng đừng đứng trước mặt mình mà bức bách như vậy. Cậu cho rằng mình sẽ không động thủ sao? Trần Kha sợ hãi vội kéo tay Hoàng Lệ Tịnh rời đi. "Lệ Tịnh, muốn, chi bằng chúng ta hãy đi trước đi." Hoàng Lệ Tịnh cũng biết đứng đây thêm nữa người chịu thiệt là mình nên gật đầu. "Được rồi." Quay lưng lại mặt Hoàng Lệ Tịnh méo mó tức giận, Trần Kha đúng là một kẻ vô dụng, mới dọa chút mà đã đòi lùi bước rồi. Vân Vi Noãn không nể mặt mình, thì mình nhất định phải tìm cách để giáo huấn cô ta mới được. Nhìn hai người kia co đuôi rời đi, Vân Vi Noãn cười lạnh, "Hoàng Lệ Tịnh có chiêu gì thì tiếp tục đi." lúc này mới chỉ là bắt đầu cô hãy rửa sạch cổ chờ đi tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô và lương thần cuối cùng mọi người cũng giải tán rồi thẩm bình xuyên vội nhào tới nắm lấy tay vân vi noãn vui vẻ hỏi vi noãn cậu cùng lương thần chia tay rồi sao thật vậy đúng không vân vi noãn bị dọa cho nhảy dựng lên bất lực nói đúng vậy nhưng cậu làm gì mà vui vẻ hưng phấn như vậy chứ thẩm bình xuyên ngượng ngùng xoa xoa đầu không không mình nào có biểu hiện vui vẻ gì đâu ha ha vân vi noãn liếc nhìn cậu ta một cái rõ ràng là biểu hiện ra mặt như vậy rồi mà thẩm bình xuyên nhìn cô thở dài nói vi noãn mình đã sớm nói với cậu lương thần không phải là người tốt cậu cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ cậu ta dịu dàng xoa đầu cô một cái nhưng mà cậu cũng đừng quá đau lòng có nhiều người thích cậu như vậy cậu hoàn toàn có thể tìm được người tốt vân vi noãn ngượng ngùng sờ chán hỏi nhiều người thích mình sao thật à thẩm bình xuyên xấu hổ hai má hơi phiếm hồng tỷ dụ như xa tận chân trời gần ngay trước mắt vân vi noãn kinh ngạc ý cậu là thẩm bình xuyên đỏ mặt nhìn cô thổ lộ đúng vậy vi noãn mình đối với cậu vân vi noãn nhìn phía đằng sau thẩm bình xuyên nhìn thấy người đi đến thì cô kinh ngạc há hốc miệng vội lùi lại phía sau làm thế nào mà cậu lại biết mình với anh ta đã từng gặp qua thẩm bình xuyên kinh ngạc cái gì chứ cậu ta nhìn theo ánh mắt vân vi noãn thì bắt gặp một người đàn ông đang đi đến anh ta lệ khiếu hàn từ từ bước đến ánh mắt lạnh lùng nhìn vân vi noãn vân vi noãn các bạn nữ xung quanh thấy trai đẹp lại đến thì hưng phấn hét lên trời ơi người gì mà đẹp trai quá đi khi thế sắc bén nhìn cũng không giống như là sinh viên mình cũng không dám tới gần nữa anh chàng soái ca này thật là khí chất quá đi không được mình đỏ mặt rồi vân vi noãn sợ hãi cả người run rẩy người đàn ông này sao lại biết mình ở chỗ này thế nhỉ đã vậy còn biết tên của mình nữa rõ ràng ngày hôm qua lúc trốn chạy mình đã không để lại dấu vết gì rồi mà không được mình phải chuồn nghĩ đến đây cô liền xoay người bỏ chạy thẩm bình xuyên bên cạnh vội giữ lấy tay cô lại khoan đã vi noãn người kia là ai vân vi noãn gấp gáp vội đẩy tay thẩm bình xuyên ra cậu đừng kéo mình thẩm bình xuyên cậu còn hỏi cái gì nữa chứ người vừa rồi cậu nói chẳng phải là anh ta sao thẩm bình xuyên kích động hét lên ai nói là anh ta chứ mình rõ ràng nói là lúc này lệ khiếu hàn cũng đã đi đến cạnh hai người anh nhìn vân vi noãn cười như không cười vân vi noãn cô chạy thật ra rất là nhanh cô thật cho rằng tôi không bắt được cô sao vân vi noãn cả người cứ ngắc cười gượng giả bộ nói tôi tôi không quen biết anh vị tiên sinh này anh có phải đã nhận sai người rồi không lệ khiếu hàn nắm lấy cầm cô cười lạnh cô xác định là không quen biết tôi sao Ngày hôm qua thái độ của cô đâu phải như thế này, Lệ Khiếu Hàn mặt tối sầm lại tức giận nhìn cô, cô gái này dám ăn sạch sẽ mà không dám thừa nhận sao? Vân Vi Noãn sợ hãi cả người run rẩy, "Tôi..." Thẩm Bình Xuyên vội lôi Vân Vi Noãn thoát khỏi tay Lệ Khiếu Hàn, "Này, cậu đừng có mà động tay động chân." Cậu ta đứng trước mặt Vân Vi Noãn nhíu mày nhìn Lệ Khiếu Hàn hỏi, "Anh cùng Vân Vi Noãn có quan hệ như thế nào?" Lệ Khiếu Hàn không trả lời cậu ta mà nheo mắt lại hỏi, "Cậu cùng cô gái này có quan hệ như thế nào?" Thẩm Bình Xuyên sừng sốt, "Tôi cậu ta kéo vân vi noãn ôm vào lòng khẳng định chủ quyền tôi là bạn trai của vi noãn vân vi noãn sửng sốt cái gì cô nhíu mày hỏi thẩm bình xuyên cậu đang phát điên cái gì lệ khiếu hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người à bạn gái vân vi noãn nhìn không ra được cô là một hải vương sao vân vi noãn tức giận nói cái gì mà hải vương vị tiên sinh này tôi tôi và anh không có mối quan hệ gì cả lệ khiếu hàn hừ lạnh một tiếng thật là một cô gái vô tình không quan hệ anh kéo cô ôm vào lòng buổi tối hôm đó là ai đã kéo cánh tay của tôi lại và gọi tôi là thúc thúc rồi ai nói muốn lấy thân báo đáp rồi lại ở trên giường cùng tôi khó phân khó chia vân vi noãn hốt hoảng hét lên che miệng anh lại a a a anh đừng nói nữa chết tiệt lúc trước lẽ ra mình không nên đem đầu óc đi ngâm nước để rồi ngủ với người đàn ông này làm cho mình hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp rồi lại khó leo xuống lại sắc đẹp chết người mà thẩm bình xuyên kinh ngạc há hốc miệng vội hỏi khoan đã cái gì mà lấy thân báo đáp cái gì khó phân khó chia noãn, noãn cậu và anh ta rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Cậu ta kéo lấy cánh tay Vân Vi Noãn hỏi, Vân Vi Noãn khó xử không biết giải thích như thế nào, mình, Lệ Khiếu Hàn bá đạo ôm lấy Vân Vi Noãn vào lòng nhìn Thẩm Bình Xuyên lạnh lùng nói, đó là mối quan hệ mà cậu không dám nghĩ đến, Vân Vi Noãn tôi sẽ đưa cô đi, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau đối chọi nhau. Vân Vi Noãn bị Lệ Khiếu Hàn ép buộc kéo đi, cô sợ hãi phản kháng, anh đừng hòng, tôi sẽ không, cô vội quay đầu lại đằng sau nhìn Thẩm Bình Xuyên nói một tiếng, Thẩm Bình Xuyên, mình đi trước đây mình không sao đâu mình và anh ta có chút chuyện riêng cần giải quyết khi nào rảnh mình sẽ tìm cậu thẩm bình xuyên đằng sau nhiều mày gọi noãn noãn bên kia vân vi noãn vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi bàn tay lệ khiếu hàn này đừng có kéo tôi tôi tự mình đi được thẩm bình xuyên nhíu mày tên kia rốt cuộc là ai tại sao lại thân mật với noãn noãn như vậy tiếng tách tách vang lên hoàng lệ tịnh trốn một góc chụp lại cũng may là mình không rời đi quả nhiên là mình chờ đến cơ hội nhìn bức ảnh chụp cảnh vân vi noãn và lệ khiếu hàn lôi lôi kéo kéo thì cười lạnh chỉ cần những bức ảnh này cũng đủ để dạy cho vân vi noãn một bài học vân vi noãn thật vinh dự khi được làm bạn với cô cô dám làm cho tôi mất mặt như thế này vậy thì đừng có trách tôi không khách khí ở một bên khác vân vi noãn giận dữ hất tay lệ khiếu hàn ra đại thúc có việc gì thì cứ nói đừng có cứ lôi kéo để người khác nhìn sẽ không hay lệ khiếu hàn túm lấy cánh tay vân vi noãn nói cô cũng để ý đến việc bị người khác nhìn sao đêm đó lúc mà cô quyến rũ tôi tôi đâu có thấy ra mặt cô mỏng như vậy vân vi noãn tức giận hét lên này việc nào ra việc đó anh cứu tôi tôi báo đáp anh chúng ta đã thanh toán xong nên hiện tại hai chúng ta là người xa lạ không cần thiếu phải dây dưa như vậy lệ khiếu hàn giận quá hóa cười người xa lạ trên người của cô có chỗ nào mà tôi chưa sờ qua hơn nữa cô đem tôi ăn sạch sẽ bây giờ lại muốn phủi sạch mối quan hệ trở thành người xa lạ không phải đã quá muộn rồi sao anh chỉ tay vào ngực cô nói vân vi noãn xấu hổ bắt lấy bàn tay anh 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 đừng có mà động thủ động cước anh là một đại nam nhân mà còn quan tâm đến chuyện chính tiết sao tôi đây còn chưa bắt anh phải chịu trách nhiệm sao anh cứ dây dưa với tôi hoài làm gì lệ khiếu hàn nâng cầm vân vi noãn lên nói đó là lần đầu tiên của cô cô chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm sao vân vi noãn cứng họng nói cái đó thì cái đó nó cũng là lần đầu tiên của tôi mà có gì đặc biệt hơn anh đâu hơn nữa anh kỹ thuật quá kém lại còn lớn tuổi hơn tôi rất nhiều bộ không biết xấu hổ hay sao mà còn bắt tôi phải chịu trách nhiệm không được người đàn ông này thoạt nhì không phải người bình thường mình không muốn dính líu đến anh ta mình phải chút bỏ con tức giận thôi lệ khiếu hàn tức giận mặt tối sầm lại sao kỹ thuật kém vân vi noãn sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói đương đương nhiên tôi thật sự rất cầu thị anh đừng có mà gây lệ khiếu hàn cúi mặt xuống hôn lên môi cô vân vi noãn sửng sốt ơ ờ, cái gì vậy trời lệ khiếu hàn chỉ vào ngực vân vi noãn ghé sát vào tay cô nói khá khen cho một cái gọi là thực sự cầu thị nếu đã như vậy thì tôi đây lại càng muốn phải tự thể nghiệm làm cho cô được lĩnh hội một lần xem kỹ thuật của tôi rốt cuộc tốt như thế nào vân vi noãn hốt hoảng cái gì chứ nhìn lệ khiếu hàn đang ghé sát vào người mình Vân Vi noãn cả người run rẩy, đừng nói kẻ điên này một lần nữa lại muốn làm loại chuyện này đối với mình tại đây chứ. Cô sợ hãi rưng rưng nước mắt đẩy anh dịch ra, tôi sai rồi, vừa nãy não rớt đâu mất nên tôi mới nói như vậy, thực xin lỗi, tôi chỉ là muốn tức giận với anh mà thôi. Anh đừng có mà làm sàng bệnh, lệ khiếu hàn nâng cầm cô lên thờ dài một tiếng, hãi, đã muộn rồi, Vân Vi noãn sợ hãi bật khóc, cả người run rẩy. Anh, anh như thế nào có thể như vậy chứ hả, tôi chỉ là tùy tiện nói chút lời nói để chọc giận anh mà thôi, chứ tôi có làm gì có lỗi với anh đâu, mà anh mạnh bạo với tôi quá vậy. Thấy cô khóc nước nở như vậy, lệ khiếu hàn đau lòng lau nước mắt cho cô, được rồi tôi chỉ dọa cô mà thôi, tôi sao có thể ở bên ngoài mà làm chuyện này với cô được chứ, đừng khóc nữa. Vân Vi noãn vội hất tay anh ra, anh, vậy anh tránh xa tôi ra một chút đi, người đàn ông này thế nhưng lại làm mình sợ sao, lại còn dọa mình phát khóc nữa chứ. Thật là nhục nhã quá mà, lệ khiếu hàn túm lấy cổ tay Vân Vi noãn, ép cô dựa vào gốc cây mày nhíu lại, tránh xa cô ra một chút sao, Khó mà làm được. Vân Vi Noãn xấu hổ mặt đỏ bừng lên, anh có thể nói đạo lý hay không chứ hả? Lệ Khiếu Hàn mỉm cười nhìn cô khẳng định nói, cái tôi nói chính là đạo lý đây, Vân Vi Noãn, em là người của anh. Vân Vi Noãn nhíu mày nhìn Lệ Khiếu Hàn nói, tôi, tôi không phải là người của anh, chúng ta chỉ là xương sớm tình duyên mà thôi. Cái cậu nam sinh vừa rồi anh thấy đó, cậu ta, cậu ta chính là bạn trai của tôi đó. Lệ Khiếu Hàn ôm lấy eo cô, ồ một tiếng. Vậy sao? Vân Vi Noãn anh cảm thấy người này đạo đức không cao anh không ngại tranh giành tình yêu với hắn đâu vân vi noãn sửng sốt anh lệ khiếu hàn nhìn cô nói tiếp huống hồ gì anh cũng đã điều tra sơ thông tin về em rồi trước đó em chỉ có một người bạn trai tên lương thần mà thôi à quên anh nói sai rồi hiện tại hắn là bạn trai cũ mới đúng cho nên em mới đừng mơ lấy người khác mà ngụy trang vân vi noãn cảm giác mình giống như thằng hề nhảy nhót trước mặt anh vậy người đàn ông này đã từng điều tra mình sao vậy là hắn đã biết những lời lúc nãy mình nói chỉ là lừa gạt hắn vân vi noãn yếu ớt nói đại thúc anh Lệ Khiếu Hàn ngắt lời cô, "Anh là Lệ Khiếu Hàn." Vân Vi Noãn sờ cầm nghĩ nghĩ, "Lệ Khiếu Hàn, sao cái tên này nghe quen tai vậy nhỉ, hình như mình đã nghe qua ở đâu rồi thì phải." Đúng lúc này tiếng chuông vào học vang lên, Vô Vi Noãn gấp gáp nói, "Là chuông đi học, Lệ Khiếu Hàn, đến giờ tôi phải đi học rồi. Anh có thể buông tha cho tôi được không? Lần sau chúng ta sẽ lại nói tiếp chuyện này." Lệ Khiếu Hàn bất lực thở dài một tiếng, "Được rồi, đi học quan trọng hơn." Coi như bỏ qua lần này, Vân Vi Noãn nghe vậy như được đặc xá vội chạy đi vừa chạy vừa vẫy tay với anh đại thúc anh thật đúng là người tốt mà người đàn ông này thật là quá ngây thơ rồi sao có thể còn có lần sau nữa chứ nếu sau này có nhìn thấy anh tôi sẽ bỏ chạy làm sao anh bắt được tôi lệ khiếu hàn khóe cười mỉm lên tiếng vân vi noãn 20 tuổi sinh viên năm hai đại học trưởng duyệt vân vi noãn cả người cứng đờ đứng im tại chỗ cái gì lệ khiếu hàn đứng đằng sau nhà nhã khoanh hai tay trước ngực mỉm cười nói em phải nhớ kỹ anh sẽ không buông tha cho em những thông tin của em anh đã ghi tác trong lòng lần sau mà dám bỏ trốn thì đừng trách anh đánh gãy chân của em vân vi noãn chột dạ quay đầu lại lắp bắp nói cái gì như thế nào tôi sẽ không bỏ trốn đâu tôi đi trước đây lá la người đàn ông này đã điều tra mình như vậy sao mình dám bỏ trốn được đây mình rốt cuộc là đang chọc đến người nào vậy sau khi vân vi noãn rời đi thư ký bước ra nhìn lệ khiếu hàn khẽ gọi lệ ra lệ khiếu hàn lạnh lùng hỏi điều tra thế nào rồi thư ký sợ hãi xoa đầu vội nhận lỗi xin lỗi lệ ra la lịch của vân tiểu thư không thể tra ra được trước mắt chỉ có thể tra ra cô ấy đang học tại trường đại học này thôi. Lệ khiếu hàn cao mày liếc nhìn anh ta. Không tra ra được, xem ra la lịch của vân vi noãn này không bình thường. Lệ khiếu hàn rời đi ra lệnh cho thư ký. Tiếp tục điều tra, tôi phải biết tất cả về vân vi noãn. Thư ký vội đáp. Rõ, ở bên khác, một đôi nam nữ cơ thể không mảnh vài bước từ trên giường xuống. Lương thần làm xong việc hừ một tiếng. Hoàng lệ tịnh cơ thể không mảnh vài đầy dấu hôn nằm trên giường. Thấy lương thần tâm trạng không tốt, cô ta vội ngồi dậy cẩn thận nhìn hắn ta hỏi. A thần, anh làm sao vậy cô ta chọc chọc vào ngực lương thần làm nũng còn nữa hôm nay anh không đến trường học anh có biết là cái con vân vi noãn nghe đến cái tên này thì lương thần biến sắc tức giận đẩy mạnh hoàng lệ tịnh ra đừng đề cập đến tiện nhân kia nữa hoàng lệ tịnh ngã về phía sau hét lên à cô ta nhíu mày giận dữ hét lên lương thần anh rốt cuộc là bị cái gì vậy vì cái gì mà khi nhắc đến vi noãn lại kích động vậy chứ lương thần nằm chặt nắm đấm nghiến răng giận dữ nói tiện nhân vân vi noãn lần trước cầm dao thiếu chút nữa là giết chết anh em nói anh có thể không kích động được sao? Hoàng lệ tịnh kinh ngạc hét lên, cái gì? Chẳng lẽ Vân Vi Noãn nói chính là thật sự? Cô ấy thật cùng lương thần chia tay, còn muốn giết lương thần, sao có thể? Lương thần tức giận nghiến răng nhìn ra ngoài cửa. Hơn nữa nữ nhân Vân Vi Noãn kia dường như đã leo lên được một đại nhân vật, đối phương uy hiếp anh không được báo thủ. hắn ta đấm mạnh nắm đấm xuống giường. Khẩu khí này anh chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Hoàng lệ tinh mặt tối sầm lại vội dỗ dàng lương thần, Vi Noãn thật là quá đáng mà. Cô ta dựa vào vai hắn ta cười nham hiểm nhưng mà không sao đâu em có cách có thể cho anh báo thù lương thần vội quay đầu lại nhíu mày nhìn cô ta cách gì hoàng lệ tịnh cười lạnh bày cách cho hắn ta a à thần anh là hội trưởng hội sinh viên lúc trước em có tình cờ chụp được bức ảnh vân vi noãn cùng với một người đàn ông khác rất tình cảm anh hãy đem nó tung lên diễn đàn của trường đến lúc đó lương thần cười hung ác ôm lấy hoàng lệ tịnh có thể đến lúc đó vân vi noãn cùng tiện nhân kia nhất định sẽ bị mắng chết để anh xem cô ta còn có mặt mũi để đến trường đi học hay không vân vi noãn dám đối xử với mình như vậy lần này mình sẽ làm cho cô ta phải quỳ xuống xin mình buông tha ánh mắt hắn ta nheo lại đầy hung ác nham hiểm phòng học hôm nay mọi người xin xào bàn tán sôi nổi vân vi noãn hớt ha hớt hải chạy đến trước cửa lớp học mặt cô đỏ bừng thở hồn hển may mắn là nương theo cái cớ đi học để bỏ chạy nhưng mà cái tên đại thúc kia đã tra ra được ngôi trường mà mình đang theo học rồi sau này khó mà trốn được thấy cô đi đến liễu minh minh ngồi một góc giơ tay lên vẫy tay với cô vi noãn ở đây này mình đã dành chỗ ngồi cho cậu rồi mau lại đây ngồi đi Vân Vi noãn liếc nhìn chỗ tiếng gọi nhìn cô gái tóc vàng hoạt bát trước mặt, Liễu Minh Minh, cô đi đến cạnh Liễu Minh 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 mỉm cười nói, "Cảm ơn Minh Minh." Liễu Minh Minh liếc nhìn cô hỏi, "Ai biểu chúng ta là chị em tốt chứ, mà cậu làm sao vậy? Sao cái mặt lại đỏ lên dữ vậy nè?" Vi Vân noãn cười gượng phẩy phẩy tay, "Không, không có gì, ha ha, chắc là do chạy vội quá nên nóng trong người đó mà, không thể để cho Minh Minh biết việc mình đang lo sợ, nếu không cô ấy sẽ cười nhạo mình mất thôi." Liễu Minh Minh nháy mắt nhìn Vân Vi noãn, "Phải không?" sao mình cảm giác đúng lúc này điện thoại của cô ta kêu tinh tinh một tiếng liễu minh minh cầm điện thoại mình lên xem diễn đàn vườn trường lại đẩy lên cái gì sao màn hình điện thoại hiển thị diễn đàn vườn trường có tin tức mới mọi người trong phòng học đồng loạt cầm điện thoại lên kinh ngạc sao lại như vậy có tin tức gì hot sao lại là náo nhiệt như vậy liễu minh minh tức giận giơ điện thoại ra cho vân vi noãn xem vi noãn không ổn rồi diễn đàn vườn trường bên kia vừa có một bài đăng về cậu đó cậu xem này vân vi noãn kinh ngạc về mình á cô vội cầm điện thoại lên xem diễn đàn vườn trường hoa khôi giảng đường họ vân chân dẫm lên hai chiếc thuyền bang thượng phú hào vứt bỏ bạn trai cũ chính quy vân vi noãn nhíu mày đây là cô mở bức ảnh lên là bức ảnh bị người ta chụp trộm cảnh cô và lệ khiếu hàn lô lôi kéo kéo đời sống sinh hoạt của vân vi noãn thật thối nát phú hào vào tận trường công nhân ra giá mua hoa khôi giảng đường một đêm vân vi noãn sửng sốt đây là bức ảnh chụp cảnh lúc nãy mình bị lệ khiếu hàn kéo đi như là ai đã chụp lại lượt thích 600, theo dõi 434, khu vực bình luận đoán xem Vân Vi Noãn một đêm có thể bán bao nhiêu tiền, liệu tôi có thể được gặp cô ta nếu tôi ra giá một nghỉ không nhỉ? Vân Vi Noãn không biết xấu hổ, khó trách không hòa giải được việc lương thần chia tay, hóa ra là bảng thượng phú hảo a. À. Vân Vi Noãn thấy tiền sáng mắt giống một chiếc xe buýt đường phố, quá ghê tởm, thật là tiện nhân, các bạn trong lớp học cũng cười giễu cợt khinh bỉ Vân Vi Noãn. Hóa ra Vân Vi Noãn là loại người này, thật nhi không ra tới, quả là không biết liêm sỉ đi, trường học chúng ta thế nhưng lại có loại người này. Quả thực hạ tiện, dù sao cũng là hoa khôi giảng đường, Tốt như vậy không biết là tôi có cơ hội chơi cô ta không nữa. Liễu Minh Minh tức giận vỗ bàn đứng dậy hét lên, "Đủ rồi, các người câm miệng, này rõ ràng là tin giả mà các người cũng tin, quả thực ngu xuẩn đến." Vân Vi Noãn kéo tay Liễu Minh Minh lại lạnh lùng nói, "Được rồi Minh Minh, những tin đồn chỉ dừng lại ở những người khôn ngoan, và không cần phải tranh cãi với những kẻ ngu ngốc." Cô gái ngồi đằng sau tức giận lên tiếng, "Ai là đồ ngốc, này đều có ảnh chụp cô còn không thừa nhận." Quả nhiên là không biết xấu hổ, Vân Vi Noãn đứng dậy quay người lại liếc nhìn cô ta lạnh lùng nói, một bức ảnh chụp kèm với vài câu nói vô căn cứ là có thể định tội tôi sao bịa đặt sự thật để vu khống người khác và cố ý làm tổn hại đến danh dự của người khác có thể bị phạt tù tối đa là 2 năm cô có muốn thử không cô gái đó sợ run rẩy tôi vân vi noãn hất tóc nhà nhãn nói tôi sẽ tìm ra ai đã làm điều đó vân vi noãn tôi không phải là một quả hồng mềm mà ai có thể tùy ý được dám ác ý bôi nhọ tôi thì tôi nhất định sẽ làm cho bọn họ phải trả giá đắt nói xong cô liền xoay người rời đi thấy cô rời đi liễu minh minh vội ôm ba lô chạy đuổi theo Vi noãn cậu đi đâu vậy? Từ từ đợi mình với. Cô gái kia thấy cô bỏ đi thì cười diều cợt. Cô ta có thể đi đâu được chứ? Khẳng định là trột dạ chạy trốn. Cô gái tóc cam bên cạnh cũng phụ họa. Thế nhưng còn dám nói chúng ta bôi nhọ cô ta. Chúng ta chẳng qua là nói chút sự thật mà thôi. Có thể có cái gì ý xấu ở đây chứ? Cô gái kia cười lạnh nói. Đúng vậy. Thế nhưng còn dọa hù chúng ta nữa. Liễu Minh Minh ra đến cửa nghe thấy vậy thì tức giận xoay người lại mắng. Nhóm các người, cùng với đám cào phím trên mạng kia thì có cái gì khác nhau đâu liễu minh minh nhìn các bạn học trong lớp thất vọng nói những lời nói tổn thương người khác như vậy mà cũng thốt lên được hy vọng các người khi bị vả và vào mặt cũng đầy tự tin đến như vậy nói xong liễu minh minh hừ một tiếng rồi rời đi đám người trong lớp vẫn không chịu từ bỏ bàn tán chuyện này sao có thể là giả được chứ nếu là giả mình sẽ dập dầu xin lỗi vân vi noãn ngay lập tức liền cô gái tóc cam nhíu mày nói thật lố bịch nói xấu ai mà không nói vân vi noãn theo mình thấy chính là một nữ nhân phù phiếm không biết xấu hổ cô gái tóc xám kia cũng nhíu mày phụ họa bạch huyết mình đồng ý với cậu vân vi noãn ỉ mình có tiền nên cao ngạo thấy ghét mình đã sớm không vừa mắt cô ta tí nào rồi bạch khuyết cười lạnh đáp không sai còn hot girl của chúng ta đâu mình cảm thấy cậu ấy đẹp hơn cô ta rất là nhiều bên ngoài sân trường vân vi noãn cầm điện thoại đi một mình dưới sân trường mày cô nhíu chặt bài đăng này rõ ràng là vì muốn bôi nhọ mình nên mới phát lên như vậy loại thủ đoạn ghe tởm này thật ra cũng có chút quen mắt liễu minh minh chạy đuổi theo cô gọi vi noãn vân vi noãn kinh ngạc quay đầu lại minh minh liễu minh minh hồng hộc chạy đến vi noãn cậu đừng nóng giận nữa chuyện này rõ ràng là có người cố ý muốn hại cậu mà mình nói cho cậu nghe lần trước mình có thấy hoàng lệ tịnh cầm chiếc điện thoại với vẻ mặt đắc ý chạy ra khỏi trường học đó cậu với cô ta chẳng phải đã cạch nhau rồi sao cậu nói xem có thể là cô ta hay không vân vi noãn cười lạnh trong lòng mình cũng đang nghĩ giống như cậu loại người này mình cũng sẽ sử dụng thu đoạn tương tự để đối phó mới được liễu minh minh sợ hãi lo lắng hét lên vậy vậy nên làm gì bây giờ vi noãn hay là bây giờ cậu mau chạy nhanh đi tìm admin của diễn đàn này để khiếu nại và xóa bài đăng đi vân vi noãn nhiều mày lạnh lùng nói khiếu nại diễn đàn vườn trường thuộc về hội sinh viên mà lương thần lại chính là hội trưởng hội sinh viên bài đăng đột nhiên vượt lên đứng top đầu như vậy chắc chắn cũng nhờ không ít thao tác của hắn cho nên bài đăng này sẽ không bao giờ bị xóa liễu minh minh kinh ngạc hét lên cái gì bọn cậu nam nữ này vân vi noãn vậy cậu phải làm sao bây giờ nếu bài đăng vẫn còn thì làm sao cậu có thể đến trường học đây mọi người sẽ bàn luận dị nghị cậu đến chết mất thôi Vân Vi Noãn nắm lấy hai vai Liễu Minh Minh an ủi, yên tâm đi, chuyện này hãy để cho mình giải quyết, đối với mấy con chó không nghe lời. Chỉ cần đánh mấy cái là chúng sẽ tự hiểu thôi, nói xong cô liền xoay người rời đi, Liễu Minh Minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đánh, đánh chó, Vi Noãn đây là muốn làm gì, sao nghe sợ vậy nhỉ, đêm khuya trong một khu ở cao cấp. Lương thần cầm chai rượu trên tay say khướt vừa đi vừa lè nhè, hắc, hắc, Vân Vi Noãn, còn tiện nhân, xem cô còn dám, kiêu ngạo với tôi nữa không, Úc, ức ức, lần này tôi nhất định sẽ làm cho cô. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau hắn ta, anh muốn làm cho cô ta như thế nào? Lương thần xây khướt bày ra bộ mặt háo sắc, hắc hắc, tôi muốn làm cho cô ta phải xuống đất, khóc lóc năn nỉ xin lỗi tôi, tôi mới. Đột nhiên hắn ta phản ứng lại, hừm, hắn ta ngẩng mặt lên, không đúng, Vân Vi noãn mặc áo khác đội mũ trùng kín mặt. Tay cô còn cầm một cái gậy đánh bóng chày cười lạnh nhìn hắn, quy xuống xin lỗi, ồ, hơi chua đấy. Lương thần sợ hãi tỉnh cả rượu hét lên, cô, cô là ai, Vân Vi noãn dơ chiếc gậy bóng chảy lên ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Tôi là bà cố nội của anh. Chiếc gậy bóng chảy đánh mạnh lên mặt Lương Thần. Lương Thần hộc máu đau đớn hét lên. À. Lương Thầm ôm một bên má sưng húp của mình dẫn giữ dơ chai rượu trong tay lên hung dữ nói: Cô, bà cố nội, cô dám đánh tôi? Cô có biết tôi là ai không hả? Vân Vi noãn lại đánh một gậy nữa vào cánh tay của hắn ta. Biết chứ sao không? Chai rượu trên tay Lương Thần rơi xuống đất vỡ tan. Hắn cũng nặng nề ngã xuống đất. Vân Vi noãn dẫm mạnh chân lên ngực Lương Thần tôi là bà cố nội của anh đây, người tôi đánh chẳng phải là cháu trai của mình sao? Cô cúi người xuống nắm lấy tóc hắn kéo lên, nhìn rõ gương mặt của Vân Vi Noãn, Lương Thần kinh ngạc giận dữ hét lên, "Ồ, là cô Vân Vi Noãn?" Vân Vi Noãn cởi chiếc mũ áo của mình xuống cười lạnh, "Ây da, bị phát hiện rồi hả? Vậy thì tôi đây cũng không muốn giấu nữa, Lương Thần, lại gặp mặt rồi, nhớ rõ lần trước gặp mặt cũng là ở cái ngõ nhỏ này. Anh cũng thật xui xẻo, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới." Lương Thần giận dữ gào lên, "Mẹ kiếp, Vân Vi Noãn cô đúng là đồ tiện nhân. Những vết thương này của lão tử còn không phải do cô gây ra sao? Cô rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Vân Vi Noãn chống cây gậy bóng chảy xuống cạnh mặt hắn ta nói, "Tôi chỉ muốn tìm anh để tâm sự, có phải là bài đăng đó là do anh và Hoàng Lệ Tịnh làm hay không?" Lương Thần sợ hãi cả người run rẩy, hóa ra là cô vì bài đăng đó mới tới tìm tôi sao? Sao không nói sớm chứ?" Hắn ta đẩy cây gậy bóng chảy dịch ra nhau mắt cười, "Vân Vi Noãn, mặc kệ bài đăng có phải là do tôi làm hay không, nhưng muốn xóa thì chỉ có tôi mới xóa được nhé." vân vi noãn nhau mắt nhìn hắn ta cho nên lương thần cười lạnh đe dọa cô cho nên vân vi noãn nếu như cô không muốn phần đời còn lại bị người đời chỉ trỏ thì cô hãy mau cầu xin tôi giúp cô đi hiện tại cô nên thu hồi cái chân của cô lại rồi quỳ xuống xin lỗi tôi tôi có thể sẽ suy xét một chút vân vi noãn dập tắt sự đắc ý trên mặt của hắn ta no, cô giơ cây gậy bóng chảy lên cao vậy khả năng là anh đã hiểu lầm rồi vân vi noãn tôi cũng không phải là người hay để ý đến danh dự lương thần sợ hãi mồ hôi lạnh chảy đầy người khoan đã cô muốn làm gì vân vi noãn giơ cao cây gậy lên nói tôi mặc kệ anh có thừa nhận hay không nhưng trong lòng tôi đã định anh phải chịu tội rồi cho nên lần này tôi tới tìm anh chỉ đơn giản là muốn đánh chết anh mà thôi cô vung mạnh cây gậy xuống mặt lương thần nhìn cây gậy sắp đánh vào mặt mình lần nữa lương thần sợ tái mặt vân vi noãn cô đúng lúc này một bàn ta vươn ra đỡ lấy cây gậy bóng chảy của vân vi noãn vân vi noãn kinh ngạc ngẩng mặt lên lệ khiếu hàn lệ khiếu hàn nhận lấy cây gậy trong tay cô cười đầy hứng thú tại sao mỗi lần gặp mặt là cô lại đều ở trong tay của kẻ xấu vậy vân vi noãn phùng má ám chỉ nói đại thúc sao mỗi lần nhìn thấy anh anh đều luôn là người hùng cứu kẻ xấu vậy lương thần xoay người ngồi dậy giận dữ mắng lớn mẹ kiếp vân vi noãn cô đang nói tới ai vậy lệ khiếu hàn ánh mắt sắc bén liếc nhìn lương thần nói không nghe vi noãn nhà ta nói gì sao người xấu xí thì không có tư cách để nói chuyện mau cút nhanh cho ta lệ khiếu hàn giận dữ đạp mạnh lên ngực hắn ta một cái lương thần lau vết máu ở khóe miệng chật vật đứng dậy ánh mắt hắn ta đầy hung ác Chết tiệt, con khốn này dám đối xử với mình như vậy, chứng tỏ là cô ta đã không coi mình ra gì trong mắt rồi. Lệ khiếu hàn lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, như thế nào, không muốn cút, hay là, lương thần sợ hãi bỏ nhanh đi. Tôi đi liền, hắn ta ôm cánh tay bị thương dáng vẻ đầy nhếch nhác miệng lẩm bẩm, mẹ nó hảo hán không đấu với ác nhân. Chờ tôi trở về tìm hai người tính sổ, lương thần không nén được cơn giận quay đầu lại hét lên, vân vì noãn. Bài đăng cô đừng có mơ mà tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ cho cô để tiếng xấu muôn đời ở trường, lệ khiếu hàn nhíu mày nhìn vân vi noãn hỏi bài đăng bài đăng gì nghe thấy anh hỏi như vậy thì cơn tức của vân vi noãn lại tăng lên cô nhìn anh cười lạnh ban ngày anh tới tìm tôi rồi bị người ta lén tung lên trên diễn đàn vườn trường lương thần là một trong những người đằng sau hậu trường cho nên khí trương sủa loạn mà thôi lệ khiếu hàn rút điện thoại ra nhìn cô nói diễn đàn đưa tôi nhìn xem vân vi noãn không để tâm đáp anh cũng chỉ bị chụp thấy cái lưng mà thôi sẽ không có người nhận ra là anh đâu cho nên việc này sẽ không liên lụy đến anh anh yên tâm đi lệ khiếu hàn chỉ tay lên mặt hừ một tiếng rõ ràng cái mặt tôi đẹp trai như thế này mà sao chỉ chụp có mỗi cái lưng không vậy vân vi noãn giật lại điện thoại tức giận hét lên đó có phải là vấn đề không hả lệ khiếu hàn nắm lấy cổ tay cô nhìn cô hỏi vi noãn chuyện này cô có thể để cho tôi hỗ trợ cô được không vân vi noãn giật tay mình ra rũ mắt xuống từ chối không cần chuyện này tôi tự mình ắt có cách để giải quyết lệ khiếu hàn nắm lấy cầm cô nói cái cách mà cô nói đó chính là dùng gậy bóng chảy đánh người sao cái cách này cũng không thể làm cho cô mang danh dự trở về được vân vi noãn kéo bàn tay của anh xuống cười đầy giễu cợt cái gì mà danh dự người đã chết một lần rồi thì còn quan tâm đến cái này nữa sao tôi chỉ muốn những người tôi ghét sống trong sợ hãi mãi mãi không thể chết tử tế được còn danh dự theo ý kiến của tôi nó chỉ là một trò đùa mà thôi lệ khiếu hàn nhíu mày nhìn dáng vẻ này của cô rõ ràng cô gái này vẫn còn trẻ như vậy tại sao lời nói lại luôn bộc lộ những thăng trầm của cuộc đời rốt cuộc là cô ấy đã trải qua chuyện gì mà lại có thể có một nỗi hận lớn đến như vậy Vân Vi noãn cúi mặt xuống che giấu nỗi đau trong mắt, cô cầm lấy cây gậy bóng chảy rồi đội mũ áo lên rời đi, trước khi đi cô còn quay đầu lại nói, yên tâm đi, con hẻm này không có camera, cũng không có người đi ngang qua, tôi cố ý chọn nơi này đánh người, không có ai có thể tìm được chứng cứ đâu đi thôi, cô vẫy tay rời đi, lệ khiếu hàn nhìn chầm chầm bóng lưng rời đi của cô đầy suy ngẫm, Vân Vi noãn, sau lưng cô rốt cuộc là đã cất giấu những chuyện xưa gì, tại sao tôi lại cảm thấy đau khổ không thể giải thích được khi nghĩ đến sự trưởng thành của cô không tương xứng với tuổi của mình nó thực sự đã hạ gục tôi rồi tiểu nha đầu anh bất lực nhìn bóng lưng cô lệ khiếu hàn rút điện thoại ra gọi cho trợ lý giúp tôi làm một chuyện về bài đăng ở diễn đàn vườn trường không đừng hách tôi muốn những con bọ đen tối ẩn náu trong các bài viết sẽ mắng mỏ chúng và nhìn thấy ánh sáng một lần nữa sáng sớm trước cổng trường nhìn thấy vân vi noãn và liễu minh minh cùng nhau bước vào sân trường mọi người xung quanh ghét bỏ chỉ chỉ trò trò cô xem kìa đó là vân vi noãn cô ta còn có mặt mũi tới trường học nữa sao đúng vậy nếu đổi lại là tôi tôi cũng không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa, có một số người hả? Bề ngoài nhìn tâm cao khí ngạo, nhưng bên trong lại chính là một chiếc xe buýt, ai chơi cũng được, Liễu Minh Minh nhìn Vân Vi Noãn đầy lo lắng. Vi Noãn, chuyện này càng truyền càng lớn, phòng trừng rất nhanh cả trường đều biết. Chi bằng cậu đi tìm lương thần để nói chuyện đi, Vân Vi Noãn mỉm cười đáp, mình tìm lương thần á, không cần thiết. Hắn sẽ tự mình tới tìm mình thôi, Liễu Minh Minh tò mò hỏi, ấy ra, vì cái gì? Lúc này đột nhiên một giọng nói giận dữ vang lên, Vân Vi Noãn, cô còn dám đến trường học lương thần hùng hùng hổ hổ bước đến trước mặt hai người lương thần vân vi noãn giả bộ quan tâm hỏi lương thần sao bộ dạng của anh lại ra nông nỗi này vậy không phải là làm quá nhiều chuyện xấu nên ban đêm đi bộ không cẩn thận rớt vào cống rãnh phải không lương thần tức giận chỉ thẳng tay vào mặt cô mắng lớn vân vi noãn cô còn có mặt mũi nói lời này sao vết thương này không phải là do cô đánh sao tôi nói cho cô biết việc cô đánh người sẽ không để yên đâu tôi sẽ báo cáo với nhà trường cô hãy chờ mà thôi học đi hoàng lệ tịnh đằng sau giả bộ lên tiếng vi noãn chuyện này là cậu sai nên mình cũng không có cách nào mà đứng về phía cậu được mặc dù a thần là chủ tịch hội sinh viên nhưng cậu cũng không nên cưỡng ép a thần như vậy không thể vì không xóa được bài đăng mà xuống tay đánh anh ấy như vậy chứ mọi người xung quanh nghe đến đây thì càng phỉ nhổ vân vi noãn hơn cái gì vân vi noãn thế nhưng động thủ đánh người sao quá ghê tởm đi đúng vậy tìm không thấy chứng cứ liền buộc lương thần xóa bài đăng xóa bài đăng không thành liền đánh người loại người này cũng xứng đáng được ở trường học sao mau vội vàng để cho vân vi noãn cút ra khỏi trường đi phẩm chất quá kém vân vi noãn giả bộ ngây thơ không hiểu chuyện gì tôi đánh anh ta bài đăng vu hãm tôi còn chưa tính hiện tại ngay cả đánh người cũng đều phải vu hãm cho tôi sao có đầu óc thì cũng phải nên suy nghĩ cho rằng đi tôi chỉ là một đứa con gái làm sao có thể đánh bại được một nam nhân như lương thần chứ toàn nói chuyện không có mọi người xung quanh đứng hình hửm ừ. vân vi noãn nói có đạo lý lắm lương thần vóc dáng cao to như vậy như thế nào lại bị vân vi noãn đánh thành như vậy chứ được rồi là chúng tôi không có đầu óc không ngờ lại bị hoàng lệ tịnh rất mũi như vậy chúng ta vẫn là cứ nên nhắm mắt đi yên lặng chờ biến này thế nào lương thần nghe mọi người bàn tán về mình thì tức điên người lên ồ vân vi noãn là cô đánh lén tôi nên tôi mới bị đánh thành ra như vậy cô còn có mặt mũi không thừa nhận vân vi noãn cười lạnh nhìn hắn ta anh có chứng cứ không các người không phải rất thích chụp ảnh sao nói vậy thì việc tôi đánh người cũng phải nên có ảnh chụp đi chứ lương thần sửng sốt cứng họng ôi hoàng lệ tịnh vội kéo lấy tay áo lương thần nói được rồi noãn noãn cô đừng trách lương thần tôi biết cô cũng không chịu nổi cũng không biết cái nào thiếu tâm nhãn liền như vậy đem chuyện của cô tuôn ra tới đặt ở trên diễn đàn vân vi noãn khoanh tay trước ngực nhìn cô ta cười lạnh hoàng lệ tịnh cô thiếu trà ngôn trà ngữ quá rồi đó bài đăng đó còn không phải là bị cô cùng lương thần liên thủ tuôn ra sao thủy tiên không nở hoa cô còn giả vờ cái gì nữa chứ hoàng lệ tịnh giả bộ oan ủng không dám tin vi noãn này bài đăng này sao có thể là tôi cùng a thần làm được chứ cô ta làm bộ dáng đau lòng hét lên sao cậu lại có thể hiểu lầm mình như vậy chúng ta rõ ràng là bạn tốt nhất của nhau mà cậu nói như vậy mình rất là đau lòng liễu minh minh không nghe được nữa liền tức giận lên tiếng nhìn hoàng lệ tịnh mà mắng hoàng lệ tịnh cô thật ghê tởm chuyện này rõ ràng chính là cô cùng lương thần lang dự vì gian cô ý bẻ cong sự thật đem bài đăng tung lên trên diễn đàn để bôi nhọ vi noãn hiện tại sắp chết mà còn không thừa nhận Cậu nam nữ không biết xấu hổ hoàng lệ tịnh bật khóc lớn tỏ ra bộ dáng đáng thương vi noãn cậu như thế nào có thể xúi dục bạn cậu mắng chửi người như vậy mình cùng a thần thanh bạch rõ ràng bài đăng cũng không phải chúng ta phát các ngươi như vậy không có chứng cứ ngậm máu phun người quá quá là làm cho mình bị ủy khuất hu hu mọi người xung quanh lại bị hoàng lệ tịnh rất mũi đúng vậy tôi thấy vân vi noãn chính là cố ý hát nước bẩn cho hoàng lệ tịnh và lương thần cô ta thật là ghê tởm cá mè một lứa tôi thấy vân vi noãn cùng cô bạn kia đều không phải là người tốt bài đăng khẳng định là sự thật không thấy được hoàng lệ tịnh bị vân vi noãn ức hiếp đến khóc sao liễu minh minh tức giận xua tay như xua bọ hét lên ê cái con trà xanh kia đừng có mà giả vờ ủy khuất nữa xem thử tôi không dạy dỗ cô vân vi noãn nắm lấy cổ tay liễu minh minh nhíu mày nói minh minh đừng để ý đến bọn họ rồi cô nhìn hoàng lệ tịnh cười lạnh nói hoàng lệ tịnh đang chờ cậu động thủ đó nếu cậu xuống tay là sẽ bị sập bẫy liễu minh minh ghé sát tai cô nói nhưng nhưng chính là bọn họ thật là quá quát rõ ràng là chính bọn họ phát bài đăng bôi nhọ người khác còn lời chưa kịp dứt thì hoàng lệ tịnh liền giở trò cô ta nước mắt cá xấu khóc lóc ỉ ôi bao biện bài đăng này không phải bọn mình phát mà hú chi một câu nói khó nghe noãn noãn cậu cũng đừng nóng giận mà thật khó để mà phân biệt bài đăng này có phải là giả hay không cho nên cũng không thể xem là bội nhọ được liễu minh minh nghe lời cô ta nói là hai mắt nóng bừng chỉ hận không xông ra cho cô ta một trận vân vi noãn nhà chúng ta đâu thể vì vài lời giả dối của cô ta mà bị lừa được cô bước đến nói nhỏ hoàng lệ tịnh cô có dám thể bài đăng này không phải là do cô phát hay không hoàng lệ tịnh nghe lời vân vi noãn nói mà ấp úng cả người đổ mồ hôi lạnh ấp úng đáp có có cái gì mà không dám chứ Hôm nay trước mặt những người bạn học mình xin thề, nếu như bài đăng đó là do mình phát thì mình sẽ thôi học. Hoàng Lệ Tịnh chột dạ lùi lại phía sau không ngừng, những bạn học xung quanh thấy cô ta như vậy liền bắt đầu bàn tán xung quanh còn cô ta thì thầm nghĩ, bài đăng này là nặc danh, chưa kể là tay nghề của kỹ thuật viên phụ trách diễn đàn của hội sinh viên rất giỏi nữa, nên tuyệt đối sẽ không thể bị phá. Cho nên chỉ cần mình không thừa nhận thì Vân Vi Noãn sẽ không có chứng cứ nói mình là người phát bài đăng đó. Đúng lúc này, Lương Thần bước bước đến nói thêm, người phụ trách diễn đàn vườn trường sẽ không có vấn đề gì chứ? Một thanh niên từ phía sau bước đến đẩy gọng kinh lên dõng giặc nói: "Hội trưởng cứ yên tâm về tay nghề của em bài đăng này tuyệt đối sẽ không bị ai tra ra chứng cứ đâu." Lương Thần vỗ vai anh ta cười lớn. "Vậy thì được rồi, lần này tôi một hai phải giết chết con tiện nhân Vân Vi Noãn kia mới được." Hắn bước về phía Vân Vi Noãn vừa đi vừa hung hăng nói. "Vân Vi Noãn cô đang mơ sẽ tạt xô nước bẩn lên người tôi và Lệ Tịnh sao?" Vân Vi Noãn nhìn sang hắn ta còn liễu minh minh chỉ thiếu bước xông đến cho hắn một trận. Tên này mặt dày còn la lối om sòm hắn quát lên: "Tôi cũng nói cho cô biết" tôi cũng có thể thề nếu bài đăng này mà có liên quan đến tôi thì tôi cũng sẽ thôi học tất cả mọi người xung quanh liền nhao nhao đổ dồn vào phía hoàng lệ tịnh ai lấy đều mở lời mắng mỏ cô vân vi noãn thật là quá đáng thế nhưng lại đem lương thần và hoàng lệ tịnh bước đến con đường cùng này đúng vậy bọn họ kiểu gì cũng thật oan ức mà vân vi noãn cút xéo khỏi trường học đi đúng vậy bài đăng của vân vi noãn tôi xem một cái mà cũng ngại bẩn nữa chứ đừng nói là hồi phục lần này tôi sẽ đứng về phía lương thần và hoàng lệ tịnh xung quanh ai cũng nhao nhao hô lên Vân Vi Noãn cút khỏi trường học, Vân Vi Noãn cút khỏi trường học, Vân Vi Noãn cút khỏi trường học, Hoàng Lệ Tịnh cười khẩy, lần này Vân Vi Noãn chết chắc rồi, Liễu Minh Minh ôm chặt lấy cánh tay cô lo lắng, Vi Noãn, làm sao bây giờ, cảm giác như sự việc đang càng lúc càng lớn ra đó. Còn Vân Vi Noãn thì cười thầm những kẻ đê tiện này, da mặt của hai người các người quả thật dày hơn da bò nữa đó. Đang ỉ lại vào việc tôi đây không tra ra được chứng cứ hay sao? Không sao đâu, chút mắng chửi này, tôi căn bản không quan tâm. Cho dù không có chứng cứ, tôi cũng có thể dùng biện pháp khác để trừng trị đang trong giây phút căng thẳng này điện thoại liền vang lên vân vi noãn quay đầu nhìn sang hửm âm thanh báo tin nhắn điện thoại một loạt điện thoại của mọi người trong trường đổ chuông liên tục ai nấy tò mò mở ra liễu minh minh há hốc mùng kinh ngạc vội vàng nói noãn noãn diễn diễn đàn vườn trường lại xảy ra chuyện nữa rồi vân vi noãn nghe thấy vậy mở to mắt nhìn lại là diễn đàn vườn trường hoàng lệ tịnh giao ai hống hách nói chẳng lẽ lại là một tin nóng khác của vân vi noãn được phát ra noãn noãn cậu cũng thấy rồi đấy mình đang đứng ở đây này cậu không thể tạt nước bẩn vào người mình được đâu những người xung quanh đổ dồn ánh mắt nhìn hoàng lệ tịnh nói trời ơi thiệt không thể nào ngờ đó lại là hoàng lệ tịnh không thể trông mặt mà bắt hình rong được trời ơi hoàng lệ tịnh bị mọi người bắt đầu chỉ trích khiến cho cô ta không hiểu chuyện gì xảy ra cô ta cắn chặt răng nói chuyện chuyện quái gì xảy ra thế này tại sao tất cả bọn họ đều nhìn mình cô ta hốt hoảng nhìn ngó xung quanh nói mấy người đây là làm sao vậy chẳng lẽ các người cũng hiểu lầm tôi là người phát bài đang sao thật sự không phải lương thần túm chặt lấy tay cô ta tức giận gầm lên cầm miệng đừng nói nữa hoàng lệ tịnh hốt hoảng lương thần hắn ta chừng mắt nói diễn đàn đã bị tiếp cận hệ thống nặc danh không biết đã bị hai chơ cao cấp nào đó phá được hiện tại lộ ra hết tất cả đều là tên thật hoàng lệ tịnh sợ hãi giật lấy điện thoại nhìn lại cái gì sao có thể tay cô ta rung run lướt từng dòng một đưa em xem nào diễn đàn chủ đề cuộc sống cá nhân đầy mê loạn của vân vi noãn người đăng hoàng lệ tịnh nhắn lại người cô ta đổ mồ hôi lạnh ai nấy đều chỉ chỉ trò trò. Hoàng lệ tịnh bị vạch trần thật rồi, cô ta tái xanh mặt, mình, tên của mình đã bị lộ rồi sao? Nếu vậy thì, chẳng phải là mọi người đều nhìn thấy người phát bài đang chính là mình rồi sao? Những người xung quanh bắt đầu nhao nhao lên. Bỗng một người hô lên, hãy cho những username nặc danh bình luận ở dưới lộ ra luôn đi. Lời vừa dứt thì các tài khoản nặc danh phía dưới bắt đầu cũng lộ tên luôn. Một trong những kẻ vừa to mồm nhất thì đã bị vả mặt, bạn gái anh ta liền tức giận tát một cú trời giáng, hay lắm, đường cầu cậu cũng dám bình luận dưới bài đăng của Vân Vi Hoãn. còn nói muốn cùng cô ta lên giường sao, anh đi chết đi, đồ đàn ông thúi, chia ta. Anh ta bị tát cho méo mặt mà miệng thì vẫn còn chối, lanh canh cậu hãy nghe mình giải thích mà, xung quanh vườn trường bắt đầu nháo nhác, cái tên mập địch thúi này. Lúc trước chẳng phải nói là khinh thường bài đăng này sao, cậu xem, cậu đã chia sẻ nó 20 lần rồi đấy. Thật là đáng khinh thường mà, tên mập béo lắc đầu chối bay chối biến, hiểu lầm, hiểu lầm, rồi một vụ ẩu đả xảy ra. Không ngờ cậu là loại người này, Hãy tránh xa tôi ra đi, chỉ khó nghe như vậy, quả thực không phải là nguyên, muốn ở cùng Vân Vi Noãn đúng không? Chia tay, cút xéo, khung cảnh ngày càng hỗn loạn khiến cho Vân Vi Noãn và Liễu Minh Minh cạn lời. Hai người bọn họ đứng như người ra, Vân Vi Noãn thầm nghĩ, diễn đàn nặc danh bị lộ rồi sao? Lương Thần tức giận bước đến chỗ người của anh ta hỏi, sao lại thế này? Cậu chẳng phải nói có cậu ở diễn đàn thì sẽ không thành vấn đề gì sao? Vậy thì tại sao hệ thống nặc danh lại mất đi hiệu lực như vậy? Anh ta ấp úng đáp, cái này, cái này tôi cũng không biết vừa rồi còn tốt mà anh ta lướt nhanh trên bàn phím tìm kiếm chết tiệt chẳng lẽ vân vi noãn đã tìm được sự giúp đỡ cô ta thế nhưng lại quen biết một hacker lợi hại đến như vậy sao lương thần liếc mắt nhìn về phía vân vi noãn và liễu minh minh nghiến răng canh két mình không có cách nào để điều chỉnh nó chỉ có thể nói là hacker kia quá sức là lợi hại đi vân vi noãn nhìn vào màn hình nở nụ cười tươi roi rói nhìn anh ta lương thần hoàng lệ tịnh làm gì mà mặt mày đổ mồ hôi dữ vậy cô lắc lắc cái điện thoại rồi bắt đầu khiến cho chúng phải trả giá à đúng rồi diễn đàn nặc danh đã mất hiệu lực rồi là ai đã phát bài đăng vậy ta cái tên ôi sao nghe quen thuộc đến lạ nhóm người hoàng lệ tịnh tức điên điên hoàng lệ tịnh bước đến chỉ vào vân vi noãn nghiến răng nghiến lợi vân vi noãn ồ vân vi noãn nào có chịu rể lép vế dõng dạc nói tôi vừa nghĩ tới những lời thề thốt lúc nãy của cô vân vi noãn nâng cầm cô ta lên lời nói nhẹ nhàng mà mang xoái khí hoàng lệ tịnh cô ta sợ hãi lùi lại mắt đảo liên tục không không phải tôi vân vi noãn chừng mắt nhìn cô ta không phải cô username của diễn đàn đã bị bại lộ tên của cô lại vẫn còn nằm trình hình ở đó. Vân Vi Noãn trực tiếp đẩy cô ta ra rồi tức giận nói. Vậy mà còn dám nói không phải cô sao? Hóa ra mọi người ở đây đều bị mù hết rồi sao? Hoàng lệ tịnh ngã sóng xoài ra đất mùng kêu oại oái. Vân Vi Noãn nhìn cô ta như giác nói thẳng. Cô bề ngoài giả tình giả ý làm bạn tôi, nhưng tận sâu bên trong lại muốn làm bại hoại thanh danh của tôi bằng việc phát bài đăng, còn khóc thể nói là sẽ thôi học nếu như cô chính là người phát. Nếu đã vậy thì cô trà xanh kia, còn không mau tuân thủ lời thề đi. Hoàng lệ tịnh cả người run lẩy bẩy, nước mắt từ khóe mi thành dòng cô ta còn cứng miệng kêu oan tôi không phải tôi mọi người xung quanh liền tức giận cùng nhau lên tiếng không sai là hoàng lệ tịnh phát bài đăng để kích động chúng tôi đúng vậy nếu không phải cô ta phát bài đăng thì chúng ta đâu có để lại lời bình luận để làm gì đều là cô ta sai nghĩ đến cảnh lúc này hoàng lệ tịnh khóc mà tôi cảm thấy ghê tởm chỉ bởi vì tin cô ta à tôi mới phải chửi vân vi noãn như vậy hoàng lệ tịnh nghe thấy mấy người kia bắt đầu cắn ngược lại liền giả bộ ủy khuất nói nấc lên ngươi các người như thế nào có thể Vân Vi Noãn ngồi xuống nhìn cô ta, có phải hay không cảm thấy không ai giúp cô, cũng thường thôi. Anh hùng bàn phím đều là gió thôi nhưng à, Hoàng Lệ Tịnh hoàn toàn bị lời nói của Vân Vi Noãn đả kích, cả người mềm nhũn. Vân Vi Noãn mỉm cười. Bọn họ không thể thừa nhận mình sai, nên chỉ có thể chuyển sai lầm này cho kẻ đã tạo ra nó trước. Hoàng Lệ Tịnh cứng họng nói, Vân Vi Noãn. Cô cho rằng như vậy là có thể, Vân Vi Noãn tỉnh bơ, cô sực nhớ ra, à đúng rồi, tôi còn nhớ rõ. Lúc nãy còn có người thề chung với cô nữa mà, hình như là lương thần thì phải, Vân Vi Noãn đứng lên nhìn Lương Thần cười trừ. Lương Thần vươn tay đến quát lên, nay chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi, username bài đăng này chính là Hoàng Lệ Tịnh. Chả liên quan gì đến tôi cả, Vân Vi Noãn cười khẩy, Hoàng Lệ Tịnh hai mắt đỏ hoe gào lên, Lương Thần. Tại sao anh lại có thể nói như vậy chứ? Tôi chính là, hắn ta bước tới tát bốp một cái chặn miệng cô ta lại. Câm miệng, Hoàng Lệ Tịnh cả người lảo đảo suýt nữa ngã sóng xoài, hai mắt cô ta mở to không tin vào mắt mình, Lương Thần. Anh dám đánh tôi, Lương Thần chỉ tay vào mặt cô ta mà mắng nhiếc, "Hoàng Lệ Tịnh, tôi tin tưởng cô như vậy, không ngờ bài đăng này lại là do chính cô phát, cô thật là, sao cô lại có thể đối xử với Vi Noãn như vậy chứ?" Hoàng Lệ Tịnh bắt đầu hét lên làm loạn, "Lương Thần anh như thế nào lại có thể đem việc này mà phủi sạch sẽ hết vậy? Rõ ràng là chuyện này anh và tôi cùng hợp mưu mà." Lương Thần gằn giọng, "Đủ rồi." Lương Thần hắn ta nói nhỏ, "Em có bị ngu không vậy? Hiện tại đang có rất nhiều người nhìn vào như vậy mà em còn muốn lôi anh vào sao? Anh gạt bỏ liên quan mới có thể giúp em hiểu không?" hoàng lệ tịnh bị lời nói ngon ngọt của hắn rụ rỗ cả người run run ôm mặt khóc vân vi noãn nào có thể không nhìn ra ý đồ của hai người bọn họ được cô cười khẩy nói vọng ra nhị vị ở đằng kia đang nói thầm cái gì á có chuyện gì không tiện để nói ra hay sao lương thần tức nghiến chặt răng hai mắt nhíu lại vân vi noãn trên khuôn mặt hắn vẫn phải nở nụ cười gượng gạo ôn hòa nói vi noãn bài đăng chỉ là sự hiểu lầm cô yên tâm đi chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý tốt và cho cô một công đạo vân vi noãn nở nụ cười nhạt nhìn hắn lương thần đừng gọi đến nhũ danh của tôi, nghe thật là ghê tởm, nhưng mà nếu như anh chủ động muốn được xử lý thì được thôi, những gì Hoàng Lệ Tịnh mới thề lúc nãy mọi người đều đã nghe được. Chi bằng anh hãy tự mình ra tay cho cô ấy thôi học đi, Vân Vi Noãn nhìn hắn ta, khuôn mặt của Lương Thần ngày càng méo mó. Hắn run sợ nói, Vân Vi Noãn, làm người thì cũng hãy chừa cho người ta một con đường lui, lời thề lúc nãy chỉ là nói giỡn. Cô nhất thiết phải muốn chơi trội như vậy sao? Trong lòng hắn giờ đang căng như sợi dây đàn, hắn tự nhủ, không được lần này ta nhất định phải bảo vệ Hoàng Lệ Tịnh bằng không cô ta nhất định sẽ bán ta đến lúc đó thanh danh của ta chắc chắn sẽ bị làm cho ô uế vân vi noãn nghe thấy vậy liền hốt hoảng kêu lên trêu chọc anh ta ôi trời ơi bây giờ anh lại nói ngược lại nói tôi bức người sao lúc trước khi các người phát bài đang bôi nhọ thanh danh tôi các người có cảm thấy chính mình quá mức không các người vừa mới ở đó gây tởm tôi tạo oan ủng cho tôi sao không cảm thấy chính mình hung hăng dọa người đi vân vi noãn bước đến nhìn vào mặt hắn nhẹ nhàng nói khi các người chiếm thế thượng phong sao lại không nghĩ tới sau này sẽ trở lại một con đường lui sự việc bại lộ mới biết hối hận sao lương thần bị lời của cô nói dọa cho tái mét mặt mày tất cả mọi người xung quanh nhìn lương thần với ánh mắt khinh thường hoàng lệ tịnh bước đến nói vân vi noãn cô lương thần đi lên vỗ nhẹ vào vai hoàng lệ tịnh đẩy sang một bên ra mặt binh vực cho à vân vi noãn cho dù là bài đăng đó là do hoàng lệ tịnh phát đi thì cũng không nhất định là giả như thế nào có thể nói là vũ nhục thanh danh của cô chứ vân vi noãn nhìn hắn với vẻ khó hiểu vì vậy thế nào lương thần cười đắc chí nhìn chằm chằm cô vì vậy nếu bài đăng này là thật thì lệ tịnh chẳng qua cũng chỉ là muốn quét sạch những lớp không khí gây ô nhiễm ở vườn trường này mà thôi một đệ tử tốt như vậy tôi thân là hội trưởng hội học sinh sao có thể bức người ta thôi học được chứ hoàng lệ tịnh ở bên cạnh tiếp lời không sai vân vi noãn tôi chính là không quen nhìn cô làm những cái việc vô liêm vỉ như vậy nên mới phát bài đăng đó tôi chỉ là muốn trừ gian diệt ác tôi không sai lúc này mọi người xung quanh lại bắt đầu đổ dồn lại phía hoàng lệ tịnh dư luận giống như con lật đật vậy ai xoay trái lại xoay phải không biết thế nào mà lần Vân Vi Noãn biết rõ tâm địa của hai người này rồi mà, có chết cũng không chịu nhận, cô xua tay cười nhạt nói, "Ừm, các người thật sự là khoan hồng với bản thân nhưng lại đối xử nghiêm khắc với người khác, cũng được thôi, tôi lười nói nhiều với các người rồi. Rốt cuộc thì các người một kẻ vô liêm sỉ, một kẻ hạ tiện, nói chuyện với đánh giám chả khác gì nhau cả, thúi đều. Nói thật tôi đối với mấy lời thề thốt của mấy người cũng chả ôm hy vọng gì cả." Hoàng Lệ Tịnh tức giận gào lên, "Vân Vi Noãn, cô mắng ai vậy?" Ồ, Vân Vi Noãn khoanh tay trước ngực nhìn cô ta mà buồn nôn, "Mắng ai?" đương nhiên là mắng cô chứ ai hoàng lệ tịnh thật ra tôi cũng không muốn trực tiếp loại cô ra khỏi trường học nữa vân vi noãn túm tay cô ta kéo đi chế diễu nói cô ở trước mặt thì cậu cậu mình mình nhưng sau lưng lại nả đạn bắn lén như một con kỳ nữ loại như cô gọi là trà xanh mới đúng tôi chỉ cảm thấy nếu như cô cứ còn ở lại trường học thì sẽ càng phải chịu nhiều lời ngạo báng hơn mà thôi vân vi noãn lôi cô ta ra giữa sân chỉ vào xung quanh nói không tin thì cô hãy nghe xem mọi người xung quanh đang bàn luận gì về cô kìa hoàng lệ tịnh cả người như bị chôn chân lặng im ấp a ấp úng không thành lời ô ô mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán đúng vậy không cần biết bài đăng là giả hay thật nhưng hoàng lệ tịnh người trước người sau trong ngoài không đồng nhất thật là ghê tởm phải phải loại trà xanh kỹ nữ này hãy mau cút ra khỏi trường học đi sau này cũng ta mau né cô ta ra một chút bằng không nói không chừng bị cô ta đâm một đao sau lưng lúc nào cũng không hay đâu á hoàng lệ tịnh sợ hãi lùi lại vài bước sững sờ không không phải như vậy tiếng mọi người mắng chửi xung quanh ngày càng dồn dập khiến cho cô ta phát hoảng Vân Vi Noãn nhàn nhạt nói, "Được rồi, vậy thì hãy tận hưởng cuộc sống ở vườn trường tương lai đi, hy vọng là cô có thể vẫn luôn kiên trì chịu đựng được, rốt cuộc thì tôi trả thù cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi." Vân Vi Noãn xoay người bỏ đi nói vọng lại, "Các người đừng tưởng chuyện này cứ như vậy trôi qua, chuyện đăng bài tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, các người cứ chờ đi." Liễu Minh Minh chạy đến bên Vân Vi Noãn còn không quên liếc xéo hai người bọn họ. Lương Thần nghiến chặt răng, tay siết thành nắm đấm chửi thầm, "Chết tiệt, nghe ý tứ trong lời nói của Vân Vi Noãn, chẳng lẽ cô ta còn có hậu chiêu?" Hoàng Lệ Tịnh ôm chặt cánh tay anh ta gấp gáp nói, "Lương Thần, chuyện đăng bài đã bị phơi bày, đám người kia đều đang chế giễu em, thanh danh của em nhất định bị hủy hoại, phải làm sao bây giờ? Em không muốn ở trường học mà cứ bị chỉ chỉ trò trò như vậy." Lương Thần nghe cô ta nói nhiều mà đau hết cả đầu. Hắn ta đẩy cánh tay cô ta ra gần giọng nói, "Đủ rồi, nhiều người như vậy, đừng ở đó mà lôi kéo nữa." Lương Thần mặt mày xám xịt nói nhỏ, "Cứ rời khỏi chỗ này trước đã, tối nay gặp ở chỗ cũ, chúng ta sẽ cùng nhau nói tiếp." Hai người họ nhanh chóng bỏ đi những người xung quanh hoan hô vì đã đuổi được trà xanh đi ai lấy đều gieo hò liễu minh minh chạm lên vai cô nói noãn noãn không ngờ diễn đàn vườn trường vậy mà bị hách cũng nhờ vậy mà mới lộ ra cái bản mặt trà xanh của cái con hoàng lệ tịnh kia ra bây giờ mọi người đang đua nhau mắng chửi hoàng lệ tịnh vận khí của chúng ta thật là tốt mà vân vi noãn dù lần này đã chiến thắng nhưng hai mắt cô có chút thoáng buồn cô nói này không phải là vận khí mà là có người đang giúp mình liễu minh minh hỏi noãn noãn mà người đó là ai vậy vân vi noãn quay người đi trước khẽ nói một tên đại thúc quái gở cô đỏ mặt thầm nghĩ lại tối qua mình vừa nói chuyện này với khiếu hàn thì hôm nay bài viết đã bị công kích nào có chuyện trùng hợp như vậy nhất định là hắn làm rồi liễu minh minh bắt đầu mở ra đa hóng hai mắt cô hấp háy ngó nghiêng cái gì một tên đại thúc quái gở sao noãn noãn hình như có cái gì đó không đúng thì phải nhắc đến tên đại thúc kia thì nụ cười của cậu tự nhiên sáng lạn hắn lên vân vi noãn hai má đỏ ửng đừng có nói vậy mình mình còn có việc cậu đi chơi đi Vân Vi Noãn quay người bỏ đi để mặc Liễu Minh Minh đứng đó ngơ ngác. Ừm, biết rồi, Noãn Noãn cậu tính làm gì tiếp theo? Vân Vi Noãn cười cười ẩn ý nói, chuyện này không để yên. Hoàng Lệ Tịnh cùng Lương Thần nếu dám đăng bài bội nhọ mình, mình đương nhiên muốn gậy ông đập lưng ông rồi. Liễu Minh Minh tái xanh mặt. Ây ra, Noãn Noãn đây là muốn làm cái gì nữa đây? Liễu Minh Minh thầm nghĩ, cảm giác Hoàng Lệ Tịnh cùng Lương Thần sắp gặp suối quẩy nữa rồi. Ở trước khu dạy học trời tối nhá nhem, Vân Vi Noãn một mình bước đến cô nghĩ lại, kiếp trước lúc sắp chết, mình nghe được hoàng lệ tịch cùng lương thần nói chuyện mới biết được mỗi tuần bọn họ đều ở trong phòng tự học không người mà tìm kiếm kích thích hôm nay ban ngày bọn họ bị mình làm cho một trận đấu như vậy tối nay chắc chắn nhịn không được mà thả lỏng thả lỏng rồi một khi đã như vậy mình cũng không thể bỏ lỡ cơ hội rồi cô rút điện thoại từ trong túi ra ai rè một cánh tay từ đâu vươn ra bịt chặt miệng cô lại vân vi noãn hoảng hốt cái gì tim cô đập loạn nhịp khi nhìn kỹ lại thì ra là lệ khiếu hàn anh ta nở nụ cười quỷ dị nhìn cô vân vi noãn nửa đêm em lén đến khu dạy học lại là muốn làm gì xấu xa tim cô đập thình thịch lúc này mới bắt đầu ổn định lại lệ khiếu hàn hai má cô đỏ ửng dần lên ấp úng nói anh tại sao anh lại ở chỗ này lệ khiếu hàn đẩy cô ra rồi lấy tay chạm nhẹ vào mũi cô trêu chọc đồ không có lương tâm anh giúp em việc lớn như vậy cũng không thấy em tới tìm anh để nói lời cảm ơn vậy thì anh chỉ có thể tự mình tìm đến em để đòi trả ơn thôi vân vi noãn giả ngốc ngây thờ nói anh giúp tôi việc gì á tôi tôi không biết lệ khiếu hàn ôm chặt cô vào trong lòng chỉ vào đầu cô đủ vui với cái đầu nhỏ thông minh của em mà cũng không nghĩ ra được chuyện bài đăng là do anh xử lý hay sao. Vân Vi Noãn bị trêu chọc như vậy liền lắc đầu ngoài ngoái. Anh, anh đừng động thủ động cước đó nha. Cho dù, cho dù là anh có giúp tôi đi nữa, thì anh cũng đâu có rảnh mà chạy tới nói với tôi. Lệ khiếu hàn cười cười, anh đâu phải là lão vương hàng xóm, làm việc tốt mà không muốn lưu danh đâu. Hai má anh ta bắt đầu đỏ bừng ghé tai tai cô thì thầm, nếu anh đã làm, anh đương nhiên phải để cho em biết. Cho nên, Vi Noãn em muốn trả ơn cho anh như thế nào đây? Lệ Khiếu Hàn vừa nói vừa lấy ngón tay chạm nhẹ vào môi cô dọa cho Vân Vi Noãn sợ sệt ra đầu căng cứng. Vân Vi Noãn lắp bắp nói: "Gì? Anh, anh trả ơn gì chứ?" Lệ Khiếu Hàn từ từ nói: "Anh muốn." Ngón tay của anh ta lướt nhẹ trên môi cô, chưa kịp nói xong thì bị âm thanh từ bên ngoài vọng đến: "A Thần, anh tới rồi hả?" Cả Lệ Khiếu Hàn và Vân Vi Noãn giật mình cảnh giác, là giọng nói của Hoàng Lệ Tịnh. Vân Vi Noãn đưa tay ra kéo Lệ Khiếu Hàn lại, tay bịt chặt miệng anh ra hiệu im lặng. "Xịt, đừng nói chuyện nữa." Vân Vi Noãn vui mừng hoàng lệ tịnh cùng lương thần quả nhiên đã tới đúng như suy nghĩ của cô lệ khiếu hàn bị cô bịt miệng như vậy khó chịu anh cố cùng vẫy thoát ra mà bị kẹp chặt miệng lại như con cua vậy hai người bọn họ ẩn nấp thật kỹ đợi con mồi sập bẫy ở phía ngoài hành lang hoàng lệ tịnh cùng lương thần gặp nhau vừa đến nơi thì hoàng lệ tịnh giận dỗi nói a à thần sao anh lại đến trễ như vậy chứ lương thần thở dài em nói xem tại sao anh lại đến trễ hoàng lệ tịnh im bặt cúi đầu xuống lương thần mặt tối đen như mực nói bài đăng đã bị phơi bày hiện tại trên mạng đang rất náo nhiệt anh đang rất bận nhưng vẫn phải hao hết tâm tư để kìm nén lại sớm biết như vậy anh đã không nghe lời em đi bôi nhọ vân vi noãn làm gì hoàng lệ tịnh bị lương thần trách như vậy ủy khuất không thành lời anh cô ta gấp gáp nói em thật sự cũng không biết sự việc sẽ bị biến thành như vậy mà lương thần thấy cô gấp gáp vậy cũng đành nhịn lại được rồi đừng có đứng ở chỗ này nữa mau đi vào trong phòng học rồi nói tiếp đi hoàng lệ tịnh giận dỗi nói lại nơi này chúng ta đã tới rất nhiều lần rồi mà làm gì có ai tới đây đâu anh đã quá cảnh giác rồi đó hai người bọn họ đi vào lớp học cánh cửa vừa đóng dầm một cái vân vi noãn cùng lệ khiếu hàn thò đầu ra vân vi noãn thầm nghĩ đôi cầu nam nữ này đã vào trong phòng học rồi mình phải đi theo để nhìn xem cô vừa bước lên đang chuẩn bị hành động bỗng lệ khiếu hàn ở đằng sau kéo cô lại khiến cho cô hốt hoảng không biết tên này định làm gì lệ khiếu hàn tên này cũng mặt dày thật mà kéo cô lại ôm chặt cô vào trong lòng thì thầm em đang theo dõi bọn họ sao vân vi noãn cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay anh ta vừa nói ây ra anh không cần phải lo đâu tóm lại là tôi có chính sự phải làm anh đừng có quấy rầy tôi nữa Lệ Khiếu Hàn giả bộ ấm ức hừ một tiếng, đúng là một nha đầu trở mặt như lật bánh tráng, xài anh xong rồi liền tùy tiện tống cổ vậy đó. Vân Vi Noãn như bị rầm phải đuôi đẩy mặt anh ra, anh đừng ở đó mà nói bậy, cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, ai xài anh chứ? Lệ Khiếu Hàn thở dài bất lực, thôi bỏ qua đi. Ai kêu anh sủng em quá làm chi, rồi anh kéo cô đi về phía trước, đi thôi, đi hoàn thành chính sự của em đi. Vân Vi Noãn kinh ngạc, à. cái gì? Cô vội đẩy bàn tay đang nắm cổ tay của mình ra, đợi đã, đây là việc chính sự của tôi mà anh đi theo làm gì lệ khiếu hàn quay người lại che miệng cô xịt em mà cứ bô bô cái miệng lên như vậy thì chỉ e là người bên trong sẽ phát hiện ra em mất thôi vân vi noãn nhíu mày phùng má liếc nhìn lệ khiếu hàn người đàn ông này đã biết đây là việc chính sự rồi mà còn lâu lâu ôm một cái nữa hừ thôi quên đi chờ chính sự xong xuôi mình sẽ tính sổ với anh ta bên trong phòng tự học lương thần khoanh tay nói vấn đề của bài đăng bây giờ chỉ có thể được xử lý một cách âm thầm gần đây tạm thời đừng đụng vào vân vi noãn nữa nếu nhân này không ngốc nghếch bạch ngọt gì đâu xem ra trước kia là anh đã nhìn lầm còn tưởng rằng cô ta rất là đơn giản nữa chứ hoàng lệ tịnh nghe như vậy thì lại ghen tuông a à thần sau hai ngày nay anh cứ nghĩ về cô ta hoài vậy đừng nói với em là anh đang thật sự cảm thấy có hứng thú với cô ta rồi nha lương thần cầm lấy tay hoàng lệ tịnh dỗ ngọt cô ta làm sao có thể được anh chỉ muốn chơi qua đường với cô ta mà thôi cô ta có cửa nào mà so với em trong lòng anh chỉ thích có mỗi em thôi á hoàng lệ tịnh nghe vậy thì rất vui nhưng trên mặt thì tỏ ra ấm ức đáng thương vậy mà lúc sáng anh còn tát em nữa mặt của em giờ còn đau quá đây này lương thần dịu dàng an ủi hoàng lệ tịnh anh làm như vậy chẳng phải là để bảo vệ em sao hắn ta ôm lấy hoàng lệ tịnh hỏi đau chỗ nào nói anh biết đi anh sờ vào sẽ hết đau ngay á mà hoàng lệ tịnh giả bộ xấu hổ mắng anh xấu tính quá đi người ta nói là đau ở mặt mà anh lại đi sờ ở chỗ nào không vậy lương thần dâm đãng nói bảo bối à em thật là tuyệt vời đó so với vân vi noãn kia thì hàng của em mạnh hơn rất nhiều Nữ nhân kia lúc trước chỉ chạm vào thôi mà cũng không cho anh chạm vào một chút nào cả, Hoàng Lệ Tịnh cười quyến rũ, "Đáng ghét, sao anh cứ lấy em đi so với nữ nhân kia hoài vậy?" Vân Vi Noãn đứng bên ngoài cười lạnh, "Chết mày rồi nha con, đôi cẩu nam nữ, còn dám nhắc tới tên mình nữa sao, hãy xem tôi giết chết các người đây." Lệ Khiếu Hàn tức giận đi vào, "Để anh tới." Vân Vi Noãn giật nảy mình, "Gì vậy bà?" Lúc cô chưa kịp phản ứng thì Lệ Khiếu Hàn đã đạp cửa xông vào phòng tự học, Lương Thần và Hoàng Lệ Tịnh kinh ngạc sợ hãi nhìn ra ngoài, có người lương thần nhìn rõ người ngoài cửa là ai thì chột dạ sừng sốt là là cô vân vi noãn cầm điện thoại lên nhiệt tình chụp lương thần hoàng lệ tịnh hãy xem đây lương thần và hoàng lệ tịnh thấy vậy thì hốt hoảng cái gì vân vi noãn lương thần giơ tay lên hốt hoảng hét lớn vân vi noãn mau buông điện thoại xuống cho tôi ngay hoàng lệ tịnh sợ hãi che mặt lại a à, đồ tiện nhân cô muốn chụp ảnh để làm gì hả vân vi noãn cười sáng lạng cô nói chụp ảnh để làm gì sao đương nhiên là ghi lại hình ảnh đôi gian phu dâm phụ của các người rồi nói cho hú hồn chơi hình ảnh trông rất là sắc nét kích thích lắm nha cái này mà đem gắn ở diễn đàn vườn trường thì ta nói hoàng lệ tịnh và lương thần sợ hãi hốt hoảng cái gì tung lên diễn đàn vườn trường sao hoàng lệ tịnh tức giận xong tới cướp điện thoại trong tay vân vi noãn tiện nhân cô đừng hòng mà mơ tưởng mau đưa điện thoại đây cho tôi đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay cô ta hoàng lệ tịnh sợ hãi đau đớn hết lên oái vân vi noãn kinh ngạc nhìn người đàn ông đang chắn trước mặt mình lệ khiếu hàn lệ khiếu hàn mặt tối sầm gắt bỏ hất tay hoàng lệ tịnh ra lạnh lẽo phun ra một chữ cút hoàng lệ tịnh ngã mạnh xuống đất mặt mũi nhăn nhó vân vi noãn không dám tin nhìn chằm chằm lệ khiếu hàn không ngờ lệ khiếu hàn thế nhưng lại ra tay giúp mình hoàng lệ tịnh ngồi dưới đất mất hết mặt mũi tức giận chỉ tay về phía hai người mắng vân vi noãn cô thậm chí còn mang theo một xã nam nhân lại đây cô đúng là một tiện nhân không biết xấu hổ mà vân vi noãn hai tay chống hông cười lạnh nhìn hoàng lệ tịnh rốt cuộc thì ai mới là người không biết xấu hổ hoàng lệ tịnh cho dù có là gái thì cũng đừng có lập đền thờ chứ cô hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mặt cô ta giọng trầm xuống còn muốn cướp điện thoại của tôi như thế nào sợ người khác nhìn thấy bộ dạng khi bán thân của cô hoàng lệ tịnh sợ hãi lùi lại phía sau hét lên vân vi noãn cô chính là cố ý cô đang cố ý trả thù tôi về vụ việc lúc sáng nay đúng không cô đúng là đồ đê tiện tâm tư cũng thật đủ độc lệ khiếu hàn đi đến trước mặt hoàng lệ tịnh ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô ta cô lại mắng thêm một câu nữa xem hoàng lệ tịnh sợ hãi co rụt người lại anh tôi Cô ta quay người lại nhìn Lương Thần hét lên, "A à Thần, anh còn đứng đó mà ngạc nhiên nữa hả? Mau xông lên cướp điện thoại đi." Lương Thần mặt tối sầm lại mắng 18 đời tổ tâm hoàng lệ tịnh một lượt, "Hoàng lệ tịnh ngu ngốc này, còn thằng đàn ông kia chắc cũng không phải là người lương thiện, mình ở trong tay hắn chịu thiệt thòi quá lớn, hiện tại sao dám xông lên, mình lại đánh không lại hắn." Vân Vi noãn khu khu điện thoại trước mặt cười lạnh nhìn Lương Thần, "Như thế nào, Lương Thần, anh cũng muốn cướp điện thoại à?" Lương Thần nắm chặt áo sợ hãi cười gượng, "Noãn Noãn anh không phải là loại người này đây chỉ là hiểu lầm anh chỉ là cùng hoàng lệ tịnh bàn bạc chút công việc vân vi noãn ghét bỏ quay lưng lại bàn bạc cái gì mà đến nỗi phải cười cả quần áo ra vậy anh coi chúng tôi là những kẻ ngốc sao thôi bỏ đi tôi lười nhiều lời với anh rồi đến lúc đó anh tự mình lên giải thích trên diễn đàn vườn trường đi lương thần sợ hãi cái gì noãn noãn em không đến mức vậy chứ em thực sự muốn phát video này lên diễn đàn thật sao vân vi noãn quay đầu lại liếc nhìn hắn ta ủa chứ các ngươi lần trước cố ý bôi nhọ tôi mà tôi hiện tại chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi, không được sao. Huống chi, cái mà tôi muốn phát chẳng giống gì với các người cả, của tôi là chân thật hơn, lương thần giận dữ nghiến răng nói. Cô, cô một hai muốn bức mọi người trên mặt đều khó coi có phải không? Không được, mình nhất quyết không thể để cho Vân Vi Noãn phát tán video này được. Nếu không thanh danh của mình ở trường học sẽ bị hủy hoại mất thôi, Vân Vi Noãn khinh bỉ liếc nhìn lương thần. Sao? Nóng này hả? Muốn động thủ trăng? Lương thần giận dữ gần giọng nói, cô đừng bức tôi, lệ khiếu hàn cả người lạnh lẽo đấm mạnh nắm đấm xuống bàn rầm một tiếng ánh mắt anh sắc bén liếc nhìn lương thần bức cậu đó thì sao lương thần sợ hãi vội thay đổi sắc mặt ở thì bức tôi thì tôi nhận thôi cái tên này là ma quỷ hay sao vậy ngay cả cái bàn mà cũng bị hắn đấm cho nứt ra nữa một quyền này mà rơi xuống người mình thì chắc phải nứt xương vân vi noãn cười lạnh nhìn lương thần nhận thì tốt rồi vậy thì kính thỉnh chờ mong tin tức mới ở diễn đàn vườn trường nha nói rồi cô xoay người đi ra ngoài lương thần quay đầu lại ánh mắt hung ác nhìn bóng lưng rời đi của cô Đồ tiện nhân, hắn ta siết chặt nắm đấm lại cả người run rẩy, không phải chỉ dựa vào thông đồng với một xã nam nhân, mới dám giễu võ dương oai trước mặt mình sao? Nếu đổi lại là ngày thường, mình nhất định sẽ hung hăng. Đột nhiên một nắm đấm mạnh đấm thẳng vào bụng Lương Thần. Lương Thần phụt một tiếng, sắc mặt tái mét, "Cái gì?" Lệ Khiếu Hàn túm lấy cổ áo hắn ta lạnh lùng cảnh cáo, "Hãy thu hồi những suy nghĩ không nên có đó của cậu lại đi, nếu không, lần sau chính là ngày chết của cậu." Lương Thần sợ hãi nắm lấy cổ tay Lệ Khiếu Hàn giọng nói run rẩy, "Đại ca, em còn chưa làm gì hết mà. Lệ khiếu hàn ghét bỏ hất hắn ra, sao, phải không, nhưng tôi ở trong mắt cậu, thấy được ba phần phẫn nộ, ba phần thù hận. Cùng với bốn phần âm hiểm xảo trá, lương thần lùi lại phía sau mấy bước dựa vào chiếc bàn phía sau, sắc mặt tái mét không cam lòng. Thằng khốn, làm sao mà hắn có thể nhìn thấy được nhiều thứ như vậy từ trong mắt mình kia chứ? Lệ khiếu hàn đưa chiếc khăn tay cho lương thần lạnh giọng cảnh cáo hắn ta. Chớ chọc giận tôi, lương thần mặt tối sầm nghiến răng tức giận, khinh, khinh người quá đáng. Ồ, cái đồ hai tên hỗn đản, Hoàng Lệ Tịnh vội chạy đến ôm lấy cánh tay Lương Thần nói: "A à Thần, vừa rồi anh vì cái gì mà lại muốn thả Vân Vi Noãn đi vậy? Cô ta chụp lén chúng ta, anh chẳng lẽ không biết?" Lương Thần giận dữ gầm lên: "Em câm miệng đi, bộ anh không biết mấy bức ảnh đó mà bị tiện nhân kia tung lên diễn đàn thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào sao?" Hắn ta nắm lấy hai vai Hoàng Lệ Tịnh kích động hết lên: "Nhưng rồi em có ngăn được đám người Vân Vi Noãn không? Thằng đàn ông đó có giá trị vũ lực cao đến mức nào, em không thấy sao?" Hoàng Lệ Tịnh tái xanh mặt, nhưng mà người đàn ông kia là ai vậy lương thần sợ hãi cúi mặt xuống chột dạ nói là ai thì kệ cha nó đi chứ làm sao anh biết được nó là ai mà cũng có thể là vân vi noãn thông đồng với bọn lưu manh ở bên ngoài lần trước anh cũng bị hắn đánh mại nó thật là xui xẻo tóm lại việc này chỉ có thể nhịn và nhịn thôi hoàng lệ tịnh vẫn chưa từ bỏ nhưng như như vậy thì hình tượng của chúng ta ở trường học lương thần chỉnh lại cả vạt nhíu mày nói không còn cách nào khác bị chế giễu là cái chắc rồi đó trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ có thể giữ thái độ thấp một chút con người có tính hay quên sau một thời gian sẽ không còn ai nói về chúng ta nữa đâu hoàng lệ tịnh cắn chặt răng được được rồi khí thế của người đàn ông kia không bình thường khẳng định không phải là lưu manh đáng ghét như theo lời của lương thần vân vi nõn dựa vào cái gì mà may mắn như vậy có thể thông đồng được với một nhân vật lợi hại như vậy mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cô ta đâu bên ngoài khi dạy học vân vi nõn quay đầu lại nhìn lệ khiếu hàn nói lệ khiếu hàn vừa nãy tôi đi chưa được mấy bước thì có nghe lương thần la lên một tiếng là anh đánh hắn có phải không lệ khiếu hàn hơi chột xạ một chút nhíu mày gật đầu ưm um, cái miệng hắn thúi quá mà còn so sánh em với con mắm kia nữa không đấm hắn một cái trong lòng thấy bực bội lắm vân vi noãn cười gượng nhưng anh đấm hắn như vậy không phải sẽ làm cho tay anh bị ồ ế sao khó trách lệ khiếu hàn khi bước ra khỏi cửa thì vẻ mặt lại hung ác đến như vậy hóa ra là bởi vì mình đã bị lương thần mở miệng vũ nhục sao lệ khiếu hàn giơ tay lên nghiêm túc nói yên tâm đi tôi đã chùi cái tay trước khi đi rồi anh đi đến cạnh vân vi noãn mỉm cười hỏi cô nha đầu kia tôi giúp em nhiều lần như vậy nhưng em ngược lại chỉ quan tâm tay tôi bẩn hay không bẩn mà thôi không biết nói một lời cảm ơn sao vân vi noãn ho khan mấy tiếng đáp là anh tự mình chủ động giúp tôi mà chứ tôi đâu có đi cầu xin anh đâu lệ khiếu hàn túm lấy cánh tay vân vi noãn xoay người cô lại ôm lấy cô vào lòng vân vi noãn mặt đỏ bừng nhìn lệ khiếu hàn gì nữa đây ông lệ khiếu hàn cưng chiều chạm lên chóp mũi cô bất lực nói đồ thứ không có lương tâm thực sự giống như một con mèo hoàng không nuôi dưỡng vậy vân vi noãn hốt hoảng lùi lại phía sau anh anh mới là nhãi con mèo hoang thì có hở chút là động tay động chân hà mau thả tôi ra đi lệ khiếu hàn bắt lấy cổ tay vân vi noãn còn nói không phải sao nói gì tới cũng đều vươn móng vuốt mẻ ra hết vân vi noãn tức đến sù lông lên lệ khiếu hàn tổ cha anh lệ khiếu hàn thấy cô như vậy thì mỉm cười nói ấy bậy bậy cô bé ngoan à bớt nói mấy lời thô tục này đi nha anh búng vào chán cô một cái không có văn nhã gì hết trơn vân vi noãn xoa xoa chán mày nhíu chặt nhìn lệ khiếu hàn đại thúc thúi làm quái gì phải văn nhã với anh chứ tôi đâu phải là một đứa con gái để cho anh tùy tiện muốn ôm lúc nào là ôm đâu lệ khiếu hàn mỉm cười đầy cương chiều nhìn cô bậy nha người khác thì không được vậy đâu nhưng em thì anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ ngủ thì đã ngủ với nhau rồi còn để ý đến điểm này nữa sao vân vi noãn xấu hổ vội đẩy lệ khiếu hàn dịch ra anh anh đúng là đồ lưu manh tôi lười phải nói nhiều lời với anh rồi tôi đi đây nói xong cô liền xoay người rời đi lệ khiếu hàn thấy cô định rời đi thì hỏi noãn noãn hai con người vừa rồi em tính buông tha cho họ dễ dàng vậy sao vân vi noãn quay đầu lại mỉm cười thật tươi làm gì có hai người đó tôi đời này đều sẽ không buông tha bọn họ đâu lệ khiếu hàn mỉm cười nhìn vân vi noãn đưa ra đề nghị thật ra nếu như em thật muốn làm cho hai người kia biến mất thì sẽ có rất nhiều cách tôi có thể giúp em vân vi noãn hiếu kỳ nhìn lệ khiếu hàn đại thúc anh cũng rất kỳ quái đấy khi tôi xuống tay tàn nhẫn thì anh ngăn cản tôi bây giờ lại nói với tôi là có thể giúp tôi giải quyết bọn họ vậy anh rốt cuộc được xem là người tốt hay là người xấu vậy lệ khiếu hàn bật cười nhìn vân vi noãn tôi có phải người tốt hay không được quyết định bởi em cả thôi tôi có thể vì em mà trở thành một đại thiên nhân nhưng cũng có thể vì em mà trở thành một đao phủ vân vi noãn rũ mắt xuống lệ khiếu hàn cô ho khan một tiếng nhỏ giọng nói không cần anh hỗ trợ đâu hai người đó tự bản thân tôi sẽ giải quyết tựa như lúc trước anh nói để cho một người chết quá dễ dàng sống không bằng chết mới là cách trả thù tốt nhất đối với bọn họ lệ khiếu hàn nhìn cô hỏi tôi vẫn luôn luôn muốn hỏi noãn noãn tại sao em lại có một mối hận thù sâu sắc đối với họ như vậy bọn họ đã làm gì đối với em vân vi noãn nhớ lại những cảnh tượng kiếp trước cả người đều lạnh lẽo làm cái gì hả bọn họ từng giết chết tôi lệ khiếu hàn sừng sốt cái gì nghe dùng rợn vãi vậy anh nắm lấy cổ tay vân vi noãn nhíu mày hỏi em nói giết em chết là có ý gì vân vi noãn hử lạnh một tiếng cô ngẩng mặt lên mỉm cười nói dưỡng thôi ông ơi nói vậy mà cũng tin được hả đại thúc anh đúng là đồ ngốc nếu như tôi thật sự bị bọn họ giết chết thì tôi hiện tại đang đứng trước mặt anh là quỷ chắc lệ khiếu hàn nhíu chặt mày nhìn cô em vân vi noãn cúi mặt xuống tóm lại đại thúc à anh đừng manh động đây là chuyện của tôi với bọn họ một ngày nào đó tôi sẽ cùng bọn họ có một cái kết thúc lệ khiếu hàn nhìn cô chân thành nói em không cho tôi nhúng tay thì cũng được đi nhưng nếu mặc kệ em là tôi không làm được vân vi noãn kinh ngạc đại thúc anh lệ khiếu hàn nhíu mày nhắc nhở vân vi noãn được rồi trời không còn sớm nữa một cô gái như em còn đứng ngốc ở đây làm gì mau chạy nhanh trở về đi, tôi còn có việc. Hẹn mai gặp lại, thấy Lục khiếu Hàn nói đi là đi, Vân Vi Noãn đứng đằng sau giận dữ hết lớn, không phải. Nếu không phải anh tại, anh cứ lôi kéo tôi ở đây nửa ngày, thì tôi đã sớm ở ký túc xá từ lâu rồi. Đúng không, hiện tại thế nhưng Vân còn có mặt mũi trả đũa nữa chứ, cô phùng má bất lực xoay người lại. Thôi bỏ đi, tôi đây không thèm so đo với tên đại thúc thúi anh đâu, còn hẹn mai gặp lại nữa chứ, ai mà thèm gặp anh. Lệ khiếu hàn nghe vậy thì dừng bước lại, anh quay đầu lại liếc nhìn vân vi noãn đang chạy đi may nhíu chặt những lời nói của nữ nhân này vừa rồi có vẻ như không phải là nói dỡn chẳng lẽ hai người kia đã từng giết cô ấy rồi sao lệ khiếu hàn rút điện thoại ra ra lệnh cho trợ lý tôi muốn điều tra hai người lương thần và hoàng lệ tịnh tôi muốn biết tất cả mọi chuyện trước kia của bọn họ nói xong anh liền tắt điện thoại vân vi noãn rốt cuộc thì em đã trải qua chuyện gì vậy nếu anh sớm biết em bảo vệ em thì em sẽ trở nên đơn giản và hạnh phúc hơn rất nhiều phải không tại đại học trưởng duyệt ối giời ơi một tin chấn động kinh thiên động địa hãy mau xem trên diễn đàn vườn trường kia mọi người túng tụng vào nhau bàn tán cái gì cái gì đưa tôi xem nào lương thần thế nhưng cùng hoàng lệ tịnh có một một chân hắn không phải là bạn trai cũ của vân vi noãn sao hoàng lệ tịnh còn nói cùng lương thần chỉ đơn thuần là bằng hữu thôi à cái này phải là pháo hữu thì có bức ảnh chụp hoàng lệ tịnh này thật là nóng mắt quá đi à liều minh minh giơ điện thoại lên cho vân vi noãn xem noãn noãn cậu mau xem trên diễn đàn này đôi cha nam tiện nữ lương thần và hoàng lệ tịnh này thế nhưng lại được chụp ảnh vân vi noãn cầm điện thoại xem ưm ừ, đột hót không tồi lương thần cùng hoàng lệ tịnh với tình cảm mãnh liệt đã lén lút gặp nhau trong lớp học không người là một sinh viên thế nhưng đạo đức lại bị trôn vùi bên dưới còn kèm theo bức ảnh chụp của hai người trong lớp tự học bên dưới còn kèm theo những lời mắng mỏ con trà xanh hoàng lệ tịnh luôn miệng nói cùng lương thần chỉ là bạn bè bình thường thế nhưng lại làm ra loại sự tình này vân vi noãn thật là thảm tôi nghĩ là cô ấy đã phát hiện ra sự thật rồi nên mới chia tay đôi cầu nam nữ này ngày hôm qua còn khắp nơi trên diễn đàn gửi tin tức miệt thị vân vi noãn ngoại tình kết quả hai người bọn họ mới là cùng nhau làm ra chuyện này thật ghê con mới nó tẩm mà liễu minh minh đứng đằng sau hưng phấn hừ một tiếng đôi cẩm nam nữ này coi như là đã chết rồi cũng không biết là người tốt nào đã làm chuyện này đây vân vi noãn quay đầu lại trả điện thoại cho liễu minh đáp là mình làm liễu minh minh nhận lại điện thoại kinh ngạc không dám tin nhìn cô cậu là cậu làm noãn noãn hóa ra ngày hôm qua cậu nói lấy gậy ông đập lưng ông là như thế này đây sao đúng lúc này bạch khiết hừ lạnh một tiếng phải không các người sẽ không thương vân vi noãn đó chứ các ngươi cho rằng vân vi noãn là một thứ gì đó tốt lắm sao đều là cá mẻ một lứa cả thôi vân vi noãn và liễu minh minh nhíu mày nhìn sang cái gì liễu minh minh tức giận đập bàn đứng dậy bạch khiết lại là cô lúc trước khi mà hoàng lệ tịnh đăng bài vu khống noãn noãn cậu cũng châm chọc mỉa mai bây giờ còn dám nói những lời này sao bạch khiết hừ một tiếng nói tiếp tôi như thế nào không thể nói tôi thừa nhận hoàng lệ tịnh là một con trà xanh nhưng vân vi noãn cũng không phải là thứ tốt đẹp gì trong bài đăng đó có nhầm lẫn gì không ảnh chụp mọi người cũng nhìn thấy cũng có một người đàn ông đưa vân vi noãn thế nào không thừa nhận phải không một nam nhân giàu mỡ công nhiên mang hoa khôi đi mua hoa khôi một đêm khó trách vân vi noãn cùng hoàng lệ tịnh trước đây là bạn tốt của nhau cũng đều là một thứ ngang hàng mà thôi liễu minh minh tức xì khói chỉ tay vào mặt cô ta cô vân vi noãn vội ngăn liễu minh minh lại thôi được rồi mắc gì đi tranh cãi với loại người ba năm không đánh răng này thúi chết đi được quá ghê tởm bạch khiết tức giận nghiến răng canh két vân vi noãn cô có ý gì vân vi noãn cười lạnh nghe không hiểu hả tôi nói cô ba năm không đánh răng cái miệng thúi hoắc bạch khiết tức giận hét lên vân vi noãn cô cô miệng lưỡi sắc bén thì có lợi ích gì có giỏi thì lấy chứng cứ ra mà phản bác tôi đi trước đây tôi đã từng nói nếu tôi thật sự sai thì bạch khiết tôi sẽ dập đầu xin lỗi trước công chúng cô thì thế nào vân vi noãn bật cười nhìn dáng vẻ hùng hổ của cô ta tôi á hả đúng lúc này lệ khiếu hàn bước vào lạnh lùng nói vậy thì cô dập đầu được rồi vân vi noãn nhíu mày lệ khiếu hàn mọi người xung quanh nhìn thấy lệ khiếu hàn đẹp trai bước vào thì kinh ngạc há hốc miệng wow đẹp trai vãi người này là của trường học chúng ta hay sao vậy hình như không phải đẹp trai vậy mà ở trong trường chúng ta thì nhất định phải có chút ấn tượng rồi anh ấy thật là khí chất mình chịu hết nổi nữa rồi bạch khiết nhìn thấy lệ khiếu hàn thì sừng sốt anh anh là ai nữa đây người đàn ông này có ý gì đây kêu mình chuẩn bị dập đầu xin lỗi chẳng lẽ hắn là người trợ giúp được vân vi noãn mời tới Lệ Khiếu Hàn ánh mắt sắc lạnh nhìn Bạch Khiết, "Hà tôi là ai sao? Tôi chính là nhân vật mà trong miệng cô vừa phát ra đấy, cái gọi là nghe nói là một người đàn ông giàu mỡ mua hoa khôi một đêm." Bạch Khiết kinh ngạc mặt tái mét, "Tái? Cái gì? Người này thế nhưng lại là người đàn ông đã lôi kéo Vân Vi Noãn đi trong bức ảnh chụp đây sao? Người ta đẹp trai vậy mà nói là giàu mỡ đúng là cái đồ sử bát quái, quả nhiên diễn đàn không thể tin được mà, đẹp trai quá, không biết tiêu có nhiều tiền không nữa. Nếu mình ngủ một đêm với ảnh mình cũng chịu nữa á." Vân Vi Noãn bình tĩnh lên tiếng, hắn tên lệ khiếu hàn lệ khiếu hàn dịu dàng vuốt ve má vân vi noãn 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 không nghĩ rằng một ít hành động lỗ mãng ở cổng trường lúc trước của tôi lại khiến em phải chịu ủy khuất lớn như vậy tôi thực sự xin lỗi em vân vi noãn cười gượng đại đại không cần đâu trong lòng cô nhìn mắng thầm người đàn ông này bị điên rồi hay sao vậy không chỉ có trước mặt mọi người thừa nhận thân phận chính mình mà còn làm ra loại hành động kỳ quái này nữa hắn muốn làm gì đây bạch khiết thấy vậy thì tức giận gào lên các người đều đang nói bậy cái gì vậy anh ta đẹp trai ok tôi công nhận nhưng các người không có lập trường của riêng mình hay sao vân vi noãn liếc nhìn cô ta bạch khiết bạch khiết cười lạnh nhìn vân vi noãn vấn đề bây giờ là bỏ tiền ra mua một đêm thôi bộ dạng đẹp trai thì có thể làm ra loại chuyện này sao nhưng mà ngay cả thành phố chiếm tử cũng có sai lầm mà tôi thấy người đàn ông này có vẻ không phải là một tên phú nhị đại gì cả chỉ sợ anh là con vịt mà cửa hàng nào đó bán ra mà thôi vân vi noãn nghe vậy thì che miệng bật cười ạc ạc khụ khụ lệ khiếu hàn lạnh lẽo gần từng chữ cô nói tôi là cái gì Bạch Khiết sợ hãi đổ đầy mồ hôi lạnh, "Tôi, tôi nói cũng đâu có sai. Tôi thấy, anh chính là giống như con vịt mà Vân Vi noãn mướn tới chứ, nếu là kẻ có tiền liệu họ có rảnh mà chạy đến trường học chúng tôi không?" Đúng lúc này tiếng bước chân vội vã vang lên, hiệu trường cùng mấy thầy cô giáo vội vã chạy đến sợ hãi nói, "Lệ gia, ngài như thế nào lại tới trường học của chúng ta vậy?" Bạch Khiết kinh ngạc quay đầu lại, "Hiệu trưởng." Hiệu trưởng đi đến trước mặt Lệ Khiếu hàng gặp người xuống nhỏ giọng nói, "Lệ gia, ngài xem ngài tới trường học cũng không nói một tiếng, để chúng tôi còn phải tiếp đãi ngài chu đáo nữa chứ giáo viên bên cạnh cũng vội nói phải đó hôm nay được lệ ra đến trường quả thật là niềm vinh hạnh cho chúng tôi không biết lệ ra lần này ngài tới đây là vì chuyện gì nếu có việc gì cần được hỗ trợ thì phải nói cho chúng tôi được biết bạch khiết lúc này đã sợ đến ngây người luôn rồi đây đây là tình huống quái gì thế này vì cái gì mà cả hiệu trưởng cùng lãnh đạo đều vây quanh ở trước mặt người đàn ông này còn biểu hiện như là lấy lòng vậy lệ khiếu hàn lạnh nhạt nói không có gì tôi tới đây chẳng qua là để giải quyết một chút việc nhỏ hiệu trưởng cười cười lấy lòng hỏi như vậy việc nhỏ đó việc nhỏ đó rồi ông ta nhìn mọi người bắt đầu giới thiệu này các bạn đồng học đây chính là tổng tài tập đoàn di lệ khiếu hàn ngày ấy trăm công ngàn việc nhưng vân dành chút thời gian để đến trường học của chúng ta thật là vinh hạnh cho các bạn lắm đấy các bạn phải nhớ biểu hiện cho thật tốt và hiểu chưa vân vi nõn nhíu mày tập đoàn di là tập đoàn hạng nhất đa quốc gia được xếp hạng cao nhất không ngờ thân phận của lệ khiếu hàn lại lợi hại đến như vậy mọi người xung quanh cũng kinh ngạc há hốc miệng lệ khiếu hàn tôi đã nghe quá cái tên đó rồi Tôi nhớ anh ta đã từng có mặt trong một tờ báo tài chính. Trời ơi, tổng tài tập đoàn Di, chẳng phải đây là đại nhân vật hay xuất hiện trên TV. Thế như nay lại ở ngay trước mặt mình đến đây sao? Thật là ma mì a. đại nhân vật như vậy, thế nhưng lại vì vân vi noãn mà tới sao? Bạch khiết sợ hãi không dám tin, tổng tài tập đoàn Di, sao có thể chứ? Hiệu trưởng cao mày nhìn cô ta, cái gì mà không thể chứ? Bạn học này, bạn đế từ khoa nào vậy? Bạn đang chất vấn tôi đấy à? Bạch khiết sợ hãi vội xua tay lùi lại phía sau. Em, em không có, nam nhân này thế nhưng lại là nhân vật lợi hại như vậy vậy lời mình vừa nói chẳng phải là cô ta sợ hãi cắn ngón tay lệ khiếu hàn khoanh hai tay trước ngược lạnh lùng nói ta cũng không muốn lãng phí thời gian hôm nay tôi tới chỉ có một sự kiện muốn nói mà thôi vân vi noãn nhíu mày nghĩ thầm tên đại thúc này đừng nói là muốn làm sáng tỏ vụ việc trên diễn đàn kia đó chứ lãnh đạo trường vội rút điện thoại gia định quay lại mau quay lại đi lệ ra cô ý tới đây nhất định là có đại sự muốn nói chúng ta có video này chắc chắn có thể quảng cáo trường học của chúng ta rồi cũng không biết lệ ra muốn tuyển sinh hay muốn đầu tư nữa. Ây, thật sự là nên mời báo chí tới đây để tuyên truyền thật tốt một chút. Người bên cạnh vội ra hiệu cho anh ta nói nhỏ, hừ, đừng quấy rầy lệ ra nói chuyện. Lệ khiếu hàn ôm lấy eo Vân Vi Noãn dịu dàng nói, tôi thừa nhận rằng trên diễn đàn trường học trước đây, người được chụp ảnh cùng với Vân Vi Noãn chính là tôi, nhưng không phải là mua cô ấy một đêm, mà là tôi đang theo đuổi cô ấy. Vân Vi Noãn kinh ngạc, lệ khiếu hàn, anh, lệ khiếu hàn cả mặt đỏ ửng ngượng ngùng nói tiếp, và đương nhiên, Noãn Noãn quá khó để theo đuổi. Tôi còn chưa theo đuổi được cô ấy nữa, cũng đang cố gắng lắm. Mọi người có mặt tại hiện trường thì kinh ngạc há hốc miệng. Ha ha, bèo giữ bay, các bạn học cũng kinh ngạc không kém. Cái gì? Lệ khiếu hàn đang theo đuổi Vân Vi Noãn, đường đường là tổng tài của Di, có tiền lại đẹp trai, mà vẫn chưa theo đuổi được. Xạo quá, hu hu, đúng là một người tình cảm và có nhân cách vàng. Tôi thực sự ghen tị với Vân Vi Noãn quá đi, bạch khiết sợ hãi mặt tái mét không dám tin, sao mà được, làm gì có chuyện đó chứ. Vân Vi Noãn tính là cái thá gì chứ, sao lại được nhân vậy lợi hại như vậy coi trọng, thậm chí còn theo đuổi được nữa. Lệ Khiếu Hàn không để ý đến sắc mặt quái dị của mọi người, anh khẽ cười nói tiếp, cho nên tôi tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào miệt thị Vân Vi Noãn. Ánh mắt lạnh lẽo của anh khóa chặt trên người Bạch Khiết, bao gồm cả vị đồng học vừa rồi mới nhục mạ cô ấy. Các bạn đứng cạnh Bạch Khiết lùi lại tránh xa cô ta, là Bạch Khiết, đúng rồi, vừa rồi chính cô ta đã mắng chửi Vân Vi Noãn thật thậm tệ. Cô ta còn mắng cả Lệ ra nữa, cô ta chết chắc rồi. Bạch Khiết sợ hãi, cái gì? Lệ Lệ ra, anh đang nói về cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Vân Vi Noãn quay mặt sang nhìn Bạch Khiết cười như không cười nói. Có chuyện gì vậy? Bạch Khiết, lúc này lại giả vờ ngu ngốc sao? Không phải cô nói. Nếu bài đăng là giả mạo, thì cô sẽ dập đầu nhận sai với tôi sao? Bạch Khiết tức đến nghiến răng cành kẹt. Vân Vi Noãn, cô đừng có mà quá mức. Vân Vi Noãn đi đến trước mặt Bạch Khiết, ánh mắt lạnh lẽo. Ai là người quá mức? Bạch Khiết, là ai gắt gao tương bức những lời nói nhục mạ? Ta vốn dĩ cùng cô không oán không thù ngay cả gặp gỡ nhau nhiều cũng đều không có nhưng cô lại năm lần bảy lượt tùy tiện bôi nhọ thanh danh của tôi nếu cô dám làm thì cũng nên biết chịu đựng được kết quả bị phản phệ đi bạch khiết tức đến không nói lên lời cô lệ khiếu hàn cũng đi đến trước mặt cô ta nhau mắt lại cô cái gì mà cô không nghe vân vi noãn nói sao mau quỳ xuống dập đầu nhận sai đi bằng không cô sẽ hối hận tin tôi đi cô sẽ không muốn biết hậu quả đâu bạch khiết sợ hãi vội quỳ xuống đất nhận lỗi tôi tôi không biết tôi đã sai tôi xin lỗi được chưa nhân vật như lệ khiếu hàn chẳng lẽ không nên thích tiểu bạch hoa đơn thuần thiện lương sao vì sao vân vi noãn khi dễ người như vậy hắn còn giúp cô ta lệ khiếu hàn lạnh lùng quát bạch khiết cô xin lỗi ai vậy bạch khiết mặt tái mét cả người run lẩy bẩy vội cúi đầu nhận lỗi tôi xin lỗi vân vi noãn tôi sai rồi là tôi không nên nói chuyện bừa bãi xin đồng học vân vi noãn tha thứ cho tôi cô ta siết chặt bàn tay lại vân vi noãn nhìn bạch khiết lạnh nhạt nói tôi từ chối bạch khiết kinh ngạc ngẩng phát mặt lên cái gì vân vi noãn cô Tôi đều đã quỳ xuống xin lỗi cô rồi, cô cư nhiên còn cự tuyệt." Vân Vi Noãn liếc nhìn cô ta bình tĩnh nói, trong lòng cô không hề áy náy, mà nghĩ đến chỉ có phẫn nộ tràn đầy trong lòng và bị sỉ nhục xấu hổ mà thôi, cho nên hãy thu hồi lời xin lỗi giả của cô đi." Bạch Khiết giận dữ đứng bật dậy. "Vân Vi Noãn, nếu như cô không nhận, vậy cô còn ép tôi xin lỗi để làm gì hả?" Vân Vi Noãn ấn vai Bạch Khiết xuống. "Bạch Khiết, cô khả năng là đã hiểu lầm, tôi chỉ là đơn thuần muốn nhìn bộ dạng của cô khi quỳ trên mặt đất mà thôi." Bạch Khiết tái mặt. "Cái gì?" Vân Vi noãn cô đúng là tiện, lệ khiếu hàn ngắt lời cô ta. Giọng nói lạnh lẽo, tiện cái gì, bạch khiết quỳ dưới đất sợ hãi lắp bắp nói. Tiện, kiến thức rộng rãi, tôi, tôi đang khen Vân Vi noãn mà, lệ ra. Tôi có thể đứng lên được không, chân tôi đau quá, lệ khiếu hàn nhìn cô ta hỏi. Đứng lên à, đứng lên cũng được, bạch khiết thở phào nhẹ nhõm vui vẻ hỏi, có thật không? Ừm, đúng vậy, lệ khiếu hàn lạnh lùng nói, nhưng quên thông báo với cô, tôi sẽ kiện cô vì tội vũ nhục danh dự của tôi. Hãy chuẩn bị tinh thần, cô sẽ nhận được thư từ luật sư của tôi trong hôm nay bạch khiết lần này thật sự sợ hãi rồi cô ta vội túng lấy tay áo lệ khiếu hàn cầu xin cái cái gì lệ ra tôi lệ khiếu hàn ghét bỏ hất tay cô ta ra ai cho phép cô chạm vào tôi vậy bạch khiết bị hất ngã về phía sau lệ khiếu hàn cau mày lạnh lùng liếc nhìn hiệu trưởng hỏi thầy hiệu trưởng vị đồng học này có ý định tấn công tôi thầy tính không làm gì sao hiệu trưởng bị chỉ thẳng mặt hốt hoảng nói hả à, phải không sai ông ta vội ra lệnh cho người đằng sau người đâu mau đem vị đồng học này dẫn đi, dám tấn công lệ ra, hãy cho em ấy một lời cảnh cáo. À không, phải xử lý nặng hơn, lá gan lớn quá mà, hai người đàn ông vội đáp. Rõ, rồi đi lên kéo Bạch Khiết ra ngoài, Bạch Khiết sợ hãi hét lên, lệ ra tôi sai rồi, tôi vừa rồi không phải là cố ý mà. Xin hãy tôi một cơ hội đi, lệ khiếu hàn lạnh lùng liếc nhìn đám đông đằng sau lên tiếng, không chỉ Bạch Khiết, mà những người đăng bài và tất cả những người xúc phạm vân vi noãn trong bài đăng tôi đều sẽ liên lạc với luật sư nộp đơn kiện với lý do cố ý gây tổn hại đến danh dự của người khác, cho nên xin mời những người đã từng nhục mạ Vi Noãn, chuẩn bị tinh thần. Anh đặt tay lên vai Vân Vi Noãn nói tiếp, sắp tới, các người sẽ nhận được thư luật sư từ tập đoàn Di, hơn nữa tôi sẽ xuất bản danh sách đen tuyển dụng nhân viên dưới danh nghĩa của tập đoàn. Các người sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội cùng tư cách được tiến vào tập đoàn Di. Vân Vi Noãn liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, Lệ Khiếu Hàn, các bạn học bên cạnh nghe vậy thì sợ hãi mặt tái mét. Cái gì? Tập đoàn Di có tầm ảnh hưởng lớn nha vậy, một khi anh ấy tung ra danh sách đen thì những người có tên đó có lẽ sẽ khó có thể tìm được một công việc tử tế ở đất nước này một số thì thở phào nhẹ nhõm hú hồn con chim én cũng may là tôi không có chửi vân vi noãn bằng không cũng sẽ ăn thư cảnh cáo từ luật sư rồi người thì lại tức giận tiêu rồi tôi có chửi vân vi noãn chút xíu mẹ nó này thì anh hùng bàn phím thật là hối hận quá đi cũng tại cái con hoàng lệ tịnh phát bài đang hư cấu phải rồi tại cái con kỹ nữ trà xanh hoàng lệ tịnh kia nếu không phải cô ta bôi nhọ vân vi noãn thì chúng ta cũng sẽ không hùa theo chửi bới vân vi noãn như vậy hiệu trưởng sợ hãi lau mồ hôi trên trán lấy hết dũng khí lên tiếng lệ ra cái này những người này đều vẫn còn là sinh viên lệ khiếu hàn không bận tâm liếc nhìn ông ta sinh viên thì sao nếu không cho bọn họ một chút trừng phạt thì bọn họ sẽ không bao giờ biết rằng cơn bão internet sẽ mang lại đau đớn như thế nào tôi không thể để noãn noãn chịu tổn hại này một cách vô ích được hiệu trưởng mặt mũi tái mét mồ hôi lạnh úa ra lệ ra nói phải nhưng mà nhưng lệ khiếu hàn không cho ông ta cơ hội nói nữa liền kéo tay vân vi noãn rời đi noãn noãn và tôi còn có việc đi trước đây việc còn lại giao cho các người tại rừng cây nhỏ trường học vân vi noãn ngập ngừng lên tiếng đại thúc không ngờ anh lại là tổng tài của tập đoàn di tiếng tăm lừng lẫy này luôn á thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong đó mà lệ khiếu hàn chỉ vào mặt mình nhìn vân vi noãn hỏi không thể trông mặt mà bắt hình rong như thế nào chẳng lẽ tôi không giống đại tổng tài vân vi noãn liếc nhìn anh nói cũng cũng không thể nói hoàn toàn không giống ít nhất thì cũng không giống với mấy tên tổng tài dầu mỡ khác không biết nói lý bá đạo lệ khiếu hàn chống tay lên cây chặn cô lại nhíu mày nhìn cô vi noãn em ngoài miệng nói không buông tha cho người khác nhưng thật ra càng thêm thấy chướng miệng độc như vậy tôi đây muốn nếm thử vân vi noãn xấu hổ vội bịt miệng anh lại không anh đừng muốn kỳ cục như vậy lệ khiếu hàn nắm lấy bàn tay cô kéo xuống nhíu mày nói noãn noãn lần đầu tiên chúng ta gặp mặt em cũng đâu phải như vậy lúc ấy em chính là rất chủ động vân vi noãn như bị dầm phải đuôi vậy tôi làm vậy là bởi vì lệ khiếu hàn mỉm cười ghé sát vào mặt cô vì cái gì vân vi noãn hốt hoảng đẩy anh dịch ra tóm tóm lại là không có liên quan gì đến anh hết á cô cúi mặt xuống mày nhíu chặt mình khi đó mới vừa trọng sinh trở về bị oán hận cùng bi thương che mất đại não nên cứ nghĩ cùng lệ khiếu hàn ngủ một đêm thì con của mình sẽ trở về lại với mình lệ khiếu hàn dựa vào gốc câu khẽ gọi tên cô noãn noãn vân vi noãn nhìn anh hỏi gì lệ khiếu hàn nhíu mày hỏi những thắc mắc trong lòng với cô Tôi đã phái người tra xét Lương Thần cùng Hoàng Lệ Tịnh, mặc dù hai người họ đã duy trì mối quan hệ không chính đáng trong một thời gian dài, nhưng bọn họ cũng không có hạ sát thủ với em. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cho nên, tối hôm đó em nói Lương Thần cùng Hoàng Lệ Tịnh giết em là có ý gì? Vân Vi noãn cười gượng nói, đại thúc anh rảnh ghê á, chuyện đùa giỡn mà anh cũng tin, còn đặc biệt chạy đi điều tra nữa. Rảnh dữ vậy ông? Bên ngoài cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thì hốt hoảng, Khiếu Hàn còn đi điều tra nữa sao? Không biết anh ta đã nhìn ra được cái gì chưa nhỉ? lệ khiếu hàn nhìn cô chân thành nói noãn noãn chắc em cũng biết em nói cái gì tôi cũng đều tin cả mà vì cái gì mà mỗi lần nhìn vào đôi mắt của cô ấy mình luôn có một loại cảm giác thật đau lòng vân vi noãn xấu hổ cúi mặt xuống hai má bất giác ửng đỏ một lúc sau cô mới lên tiếng lệ khiếu hàn anh chúng ta cũng không thân anh vì cái gì lại tin tôi như vậy lệ khiếu hàn khẽ vuốt lên chót mũi của cô ai nói chúng ta không thân mối quan hệ của chúng ta chính là thân nhưng chưa có chín tới vân vi noãn giận dữ đẩy anh ra anh đúng là lắm lời thôi bỏ đi tôi không muốn nhiều lời với anh nữa tôi đi trước đây lệ khiếu hàn khẽ mỉm cười nói vân vi noãn anh muốn chính thức theo đuổi em sáng thứ bảy này anh sẽ tới đón em nha chúng ta sẽ hẹn hò vân vi noãn kinh ngạc quay đầu lại nhìn lệ khiếu hàn cái gì lệ khiếu hàn nhìn cô cảnh cáo anh biết em đang ở nơi nào đừng mong mà chạy khỏi được anh vân vi noãn giận dữ hét lên anh ai muốn hẹn hò với anh chứ quái đại thúc tôi sẽ không đồng ý đâu nha nói xong cô liền xấu hổ chạy nhanh đi cái gì mà chính thức theo đuổi mình còn hẹn hò nữa, cái tên lệ khiếu hàn này bị điên thật rồi. trong phòng thuê của lương thần, hoàng lệ tinh chật vật mở cửa đi vào, trên người trên đầu cô ta đều là trứng gà, nhìn rất chật vật. nhìn thấy lương thần trong phòng, hoàng lệ tịnh nước mắt lưng tròng nói, lương thần, em thật sự là chịu không nổi nữa rồi. anh không phải là hội trưởng hội sinh viên sao? hiện tại khắp nơi trong trường học ai cũng đều chán ghét em, anh nhất định phải đến giúp em nghĩ cách đi. lương thần chán ghét đẩy cô ta ra. ai kêu cô nghĩ ra cái ý ngu xuẩn là đăng ảnh lên diễn đàn để vu hãm cô ta làm gì? Bây giờ thì tốt rồi đó, chẳng những bị đánh vào mặt, mà ngay cả tôi cũng bị liên lụy vào, cái chức hội trưởng hội sinh viên của tôi cũng sắp bị bầu lại rồi đó." Hoàng Lệ Tịnh vội kéo lấy tay Lương Thần lại đáng thương nói, "A à Thần à, anh thế nào có thể trách em được chứ, đều là Vân Vi Noãn đã đem chúng ta hại thành như vậy, anh tuyệt đối không thể buông tha cho cô ta." Lương Thần tức giận đẩy mạnh Hoàng Lệ Tịnh ra, "Đừng có nhắc tới Vân Vi Noãn trước mặt tôi nữa, cô có biết người đàn ông lần trước bên cạnh cô ta là ai không? Đó chính là Lệ Khiếu Hàn, tổng tài tập đoàn gì?" Hoàng Lệ Tịnh kinh ngạc lắp bắp hỏi: "Cái, cái gì? Nam nhân kia thế nhưng là Lệ Khiếu Hàn sao?" Lương Thần nhìn bàn tay của mình cả người run rẩy. Lệ Khiếu Hàn là người mà chúng ta không thể đụng vào, nên sau này đừng có dại mà trêu chọc Vân Vi Noãn nữa. Hoàng Lệ tinh mặt tối sầm cắn chặt răng. "Đáng chết, Vân Vi Noãn như thế nào lại quen biết được một nhân vật lợi hại như vậy chứ? Loại tiện nhân như cô ta, dựa vào cái gì? So với Lệ Khiếu Hàn, Lương Thần là cái thá gì chứ? Quả thực ngay cả chó cũng không bằng nữa. Nếu mình có thể mượn bàn tay của Lương Thần để giết Vân Vi Noãn" Cô ta nhìn lương thần trước mặt, ánh mắt lóe lên sự hung ác như vậy bằng tư sắc của mình, lệ khiếu hàn hẳn là rất dễ dàng bị bắt đi ngay thôi á mà. Nghĩ đến đây, hoàng lệ tịnh giả bộ sợ hãi quan tâm nắm lấy tay lương thần hỏi: A à thần, vân vi noãn hận anh như vậy, nếu là cô ta thật sự cùng lệ khiếu hàn ở bên nhau, liệu lệ khiếu hàn sẽ bỏ qua cho anh không? Chúng ta không thể để cho hai bọn họ được ở bên nhau được. Lương thần xoa đầu liếc nhìn cô ta nghiến răng nói: Anh đâu phải thằng ngu, anh đương nhiên là biết cô ta sẽ không bỏ qua rồi, nhưng mà nhưng mà anh có thể làm sao bây giờ đối phương lại chính là lệ khiếu hà nữa hoàng lệ tịnh ghé sát vào tai lương thần hiến kế cho anh ta chẳng phải là anh có quen biết với mấy tên côn đồ sao chỉ cần làm cho vân vi noãn không còn trinh tiết nữa anh cũng biết đó thân là tổng tài bọn họ đều rất chú ý đến sự thuần khiết của người phụ nữ mà họ coi trọng lương thần nhìn cô ta nở nụ cười hung ác ý của em là kêu bọn nó làm cho cái bụng cô ta phình lên ở bên khác vân vi noãn mở cửa nhà ra bây giờ mới là sáu giờ ba phút sáng cô ngó đầu nhìn ra ngoài liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh cái tên lệ khiếu hàn kia sẽ không có khả năng đứng đây sớm đâu nhỉ lúc cô còn đang thở phào thì lệ khiếu hàn đi xa tới nhìn cô nói bảo bối em gọi tên anh sao vân vi noãn giật bắn mình lệ khiếu hàn anh 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 như thế nào mà đến đây sớm dữ vậy lệ khiếu hàn mở cửa bước xuống xe nhìn cô nói một cách đương nhiên chẳng phải là chúng ta đã hẹn nhau vào giờ này sao nếu không thì như thế nào mà em lại đứng đây chờ anh thấy lệ khiếu hàn bước đến gần vân vi noãn bất giác lùi lại phía sau ai Ai nói tôi đang chờ anh, anh hơi bị đa tình rồi đó. Hôm nay, hôm nay tôi và Liễu Minh Minh hẹn nhau đi dạo phố, nên không, không có thời gian cho anh đâu. Lệ khiếu hàn ép vào vân vi noãn vào cửa, anh nhìn cô nói, phải không, thật là đáng tiếc quá đi. Liễu Minh Minh hôm qua may mắn trúng giải thưởng du lịch miễn phí của tập đoàn Di rồi, vì vậy, Vân Vi Noãn sửng sốt, cái cái gì? Lệ Khiếu Hàn ghé vào tai Vân Vi Noãn thì thầm, vì vậy cô ấy không thể dạo phố hay mua sắm với em được rồi, xem ra ông trời đều đang thành toàn cho chúng ta, chúng ta chính là trời sinh một cặp à nha vân vi noãn mặt đỏ bừng dẫn dữ để lệ khiếu hàn ra ai ai cùng anh trời sinh một đôi cái rút thăm đó tuyệt đối là có mờ ám lệ khiếu hàn anh là một tên gian thương tôi không muốn hẹn hò với anh đâu lệ khiếu hàn khẽ mỉm cười nhìn vân vĩ noãn không hẹn hò sao ây anh vốn dĩ còn một bí mật nữa về hoàng lệ tịnh muốn nói nhưng hiện tại xem ra không có cơ hội rồi vân vi noãn sửng sốt nhìn anh bí mật á cô vội kéo lấy tay anh hỏi bí mật gì lệ khiếu hàn anh không có gạt tôi đó chứ lệ khiếu hàn đút tay vào túi quần hỏi lại cô anh là hạng người như vậy sao sau khi hẹn hò xong anh sẽ đem bí mật này nói cho em nghe còn em có muốn biết hay không thì còn phải xem lại lựa chọn của em nói xong anh liền quay người lên xe vân vi nõn tức đến nghiến răng nhưng vẫn đi theo lệ khiếu hàn lên xe đồ đáng chết kệ khiếu hàn nếu anh dám gạt tôi anh nhất định phải chết chiếc xe phóng nhanh trên đường ở một bên khác một tên côn đồ trên đầu với cánh tay đầy hình xăm trong miệng hắn còn ngậm một điếu thuốc hắn cười đầy háo sắc nhìn người phụ nữ trước mặt hôm nay biểu hiện không tồi càng lúc cô em càng chuyên nghiệp đấy hoàng lệ tịnh kéo lấy chăn tre ngực mình hai má đỏ ửng mỉm cười quyến rũ kéo lấy tay tên cô đồ đó anh vĩ lương thần hôm nay không có về anh đừng có nôn nóng vậy chứ ây ra không được đâu anh vĩ nhìn hoàng lệ tịnh cười nói lương thần đã giao nhiệm vụ cho anh rồi hôm nay phải lo đi đối phó với vân vi noãn kia sợ là sẽ không có thời gian bên cương đâu hoàng lệ tịnh nhìn anh vĩ dịu dàng hỏi hôm nay liền phải động thủ sao anh vĩ cho dù để anh đi chiếm hữu con nhỏ đó nhưng anh cũng không được đứng núi nọ mà bỏ quên người ta đó anh vĩ bật cười vuốt ve má hoàng lệ tịnh một cái làm gì có chuyện đó chứ anh vẫn là thích nhất loại viêu vật như em thế này con ngu hoàng lệ tịnh này lão tử đã sớm chán cô rồi nếu không phải là cô chủ động thì lão tử cũng sẽ không ở đây mà ân ân ái ái với cô đâu vân vi noãn mới là loại hình mà lão tử đây muốn hoàng lệ tịnh không biết suy nghĩ trong lòng của anh vĩ cô ta bày ra bộ dáng đáng yêu nhìn hắn ta anh vĩ có chuyện này em muốn nhờ anh giúp em một chút được không? Đồ cái thứ đầu chọc dầu mỡ thúi quắc, nếu không phải do có việc cần ngươi giúp, thì thể loại như người ta chỉ muốn đêm nhét vào bồn cầu mà thôi. Anh Vĩ nâng cầm Hoàng Lệ Tịnh lên hỏi, chuyện gì, chẳng lẽ em vẫn còn chưa thỏa mãn sao, nhưng mà hôm nay không được, anh còn phải chờ chút viên đạn để đối phó với Vân Vi Noãn nữa. Hoàng Lệ Tịnh đánh nhẹ lên bàn tay không yên phận của hắn ta nói, Ây ra, anh thật là ham hố quá đó, em cảm thấy. Nếu chỉ đơn giản chiếm hữu cô ta thôi thì không đủ kích thích, chi bằng chúng ta hãy ghi hình lại, sau này làm bằng chứng để dễ dàng khống chế cô ta hơn. Anh Vĩ hửng một tiếng, bật cười, hảo mưu kế A, à. Hoàng Lệ Tịnh thấy đã đạt được mục đích thì đưa cho hắn ta một chiếc máy ảnh nhỏ. Anh Vĩ xem này, em đều đã chuẩn bị hết cho anh rồi, đây là một chiếc máy ảnh độ nét cao, ổn định hình ảnh quang học, hiệu ứng chụp ảnh tốt hơn nhiều so với điện thoại di động. Anh Vĩ cầm lấy chiếc máy bật cười lớn đứng dậy mặc quần áo vào, yên tâm đi, tối nay hãy chờ anh trở về chiếu một bộ phim bom tấn cho em xem. Hắn cười đắc ý trong lòng, ha ha ha, có ghi hình trong tay rồi, thì sau này mặc sức sai khiến Vân Vi Noãn phải hầu hạ theo yêu cầu của mình. Hoàng Lệ Tịnh cười hung ác, với ghi hình này mình không chỉ có thể giúp kiểm soát Vân Vi Noãn mà ngay cả anh Vĩ cũng sẽ phải chấp nhận những lời đe dọa và bài bố của mình mà thôi. Trong phòng thuê của Lương Thần, Hoàng Lệ Tịnh nằm ngủ trên giường, đột nhiên cô ta mở mắt ra, anh Vĩ đi rồi, ta lại hư không, dù sao hôm nay Lương Thần cũng không về, để mình lên mạng tìm người hẹn hò cái coi. Cô ta bật người dậy cầm lấy điện thoại trên tay, đúng lúc này Lương Thần mở cửa bước vào vui vẻ nói: "Anh đã về rồi đây." Hoàng Lệ Tịnh giật nảy mình ngồi thẳng dậy nhìn hắn ta, "Hửm, anh, anh về từ khi nào vậy? Chẳng phải nói là hôm nay anh không về sao?" Lương Thần cởi áo khoác bên ngoài ra nhíu mày nói, "Việc xong rồi thì anh về thôi." "Mà sao vậy? Em không muốn anh về hả?" Hoàng Lệ Tịnh điều chỉnh lại sắc mặt, cô ta kéo lấy áo Lương Thần làm nũng, "Đương, đương nhiên là muốn rồi, người ta rất là muốn anh lắm đó, cũng may là anh Vĩ đã đi trước một bước, nếu không là chạm mặt Lương Thần rồi." Lương Thần nắm lấy vai Trần của cô ta cười háo sắc, sao em lại không mặc cái gì trên người thế này có phải là đang chờ anh về để làm điều gì đó không vậy thì anh tới liền đây hoàng lệ tịnh cười quyến rũ anh lương thần người ta chờ anh lâu lắm luôn á đột nhiên cô ta tái mặt hửng đợi đã thấy hoàng lệ tịnh đột nhiên bịt miệng sắc mặt hơi tái lương thần lo lắng hỏi chuyện gì vậy hoàng lệ tịnh che miệng lại nói sao tự nhiên em thấy có chút ghê tởm nói xong cô ta liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh lương thần khó hiểu nhìn cô ta có chuyện gì sao anh ta ngồi trên giường nhìn hoàng lệ tịnh đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh thì sửng sốt em em đang nôn hả hoàng lệ tịnh không trả lời hắn ta vẫn ôm bồn cầu nôn một lúc dễ chịu hơn một chút cô ta lau miệng mình mày nhíu lại sao kỳ vậy sao tự nhiên mình lại nôn ra mà không khống chế được vậy đột nhiên hoàng lệ tịnh nhìn xuống bụng mình đợi đã có khi nào có khi nào là mình đang mang thai không lương thần cau mày đi đến trước nhà tắm hỏi hoàng lệ tịnh chuyện này là thế nào vậy hoàng lệ tịnh sắc mặt tái nhợt nhìn lương thần yếu ớt nói lương thần bụng em hơi đau không biết có phải do ăn uống cái gì sai không, em muốn đi bệnh viện khám, nhất định phải đến bệnh viện khám thôi. Lỡ như mang thai, thì thật là phiền toái lớn đây, mặt lương thần tối sầm lại, hắn ta cáu gắt trách mắng Hoàng Lệ Tịnh. Anh bây giờ như tên đang ở trên dây, mà em lại bị đau bụng là sao, vậy thì đi lại đi, mẹ nó, thật là mất hứng. Hoàng Lệ Tịnh túm chặt chân mỏng trên người cười gượng, chờ em đi khám về em nhất định sẽ hầu hạ anh lương thần mà, nhìn bóng lưng của lương thần. Hoàng Lệ Tịnh tức đến run người, thằng chó, Tao bệnh vậy mà mày chỉ lo nghĩ đến chuyện đó thôi, nếu thực sự là có con thì đứa trẻ này cũng chẳng phải là của mày đâu." Phố buôn bán phồn hoa, Vân Vi Noãn phùng má giận dữ đi theo Lệ Khiếu Hàn, thấy cả quãng đường anh không nói câu nào hết, cô không chịu nổi được nữa liền lên tiếng hỏi: "Giờ thì anh có thể nói cho tôi biết bí mật của Hoàng Lệ Tịnh được chưa?" Lệ Khiếu Hàn không trả lời cô mà chỉ tay về phía một cửa hàng nói: "Chẳng phải đã nói là chờ hẹn hò xong sao? Chúng ta đi dạo phố trước đi nào, cửa hàng này có vẻ không tồi nè, chúng ta vào đây xem đi." Mặt Vân Vi Noãn tối sầm lại, xem ra chỉ có chờ dạo phố xong thì anh ta mới chịu nói đây ở tiệm cơm tây hai người trong bàn ăn vân vi noãn không nhịn được nữa liền ngẩng đầu lên hỏi lệ khiếu hàn bây giờ dạo phố xong rồi đó anh nói đi lệ khiếu hàn tự nhiên cắt một miếng thịt bỏ vào đĩa của cô đáp ăn cơm cái đã ăn xong anh nói vân vi noãn tức đến nghiến răng cô cầm bộ dao dĩa lên cố gắng áp chế lửa giận xuống thôi được vì bí mật của hoàng lệ tịnh ta sẽ nhẫn nhịn một lúc sau ở dạp chiếu phim vân vi noãn cầm cốc nước trong tay mày nhíu chặt phùng má nhìn lệ khiếu hàn đang chăm chú xem phim bên cạnh cơm cũng ăn xong rồi đó giờ anh nói đi lệ khiếu hàn cầm cốc nước lên uống rồi bình tĩnh nói xem phim trước cái đã phim còn không xem thì sao được tính là hẹn hò vân vi noãn tức giận cắn chặn ống hút anh hừ tôi sẽ hết sức nhẫn nại vì anh một lần cuối cùng này thôi đấy sau khi ra khỏi dạp chiếu phim vân vi noãn không chịu được nữa liền bùng nổ lệ khiếu hàn hiện tại phố cũng đã đi dạo cơm cũng đã ăn phim cũng đã xem anh còn chờ gì mà không nói đi Lệ Khiếu Hàn tay sờ cầm bình tĩnh đáp, cứ ấn theo lịch trình, khi nào hẹn hò xong hãy nói, đi thôi, đến nhà anh anh sẽ nói tỉ mỉ cho em nghe. Vân Vi Noãn nghe thấy là phải đến nhà anh thì tức giận chỉ tay mắng lớn, cái gì, còn muốn đi đến nhà anh nữa sao, chẳng lẽ đó là bí mật mà anh muốn nói. Anh rõ ràng là rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của tôi mà, Lệ Khiếu Hàn, tôi đã theo anh một ngày như vậy rồi, đến cuối cùng anh vẫn là muốn chiếm lấy tôi. Bí mật này tôi không muốn nghe, tôi sẽ không để cho anh thực hiện được đâu, thấy cô định bỏ đi Lệ Khiếu Hàn vội nắm lấy cổ tay cô hỏi, đã trễ thế này rồi, em còn muốn đi đâu? Vân Vi Noãn tức giận hất phăng tay anh ra, tôi muốn đi vệ sinh. Thấy Vân Vi Noãn hiểu lầm như vậy Lệ Khiếu Hàn định giải thích chờ đã, nếu em không nguyện ý thì anh có thể. Nhưng đáp lại anh là tiếng đóng cửa rầm một cái. Một lúc sau thấy Vân Vi Noãn mãi chưa chịu ra, Lệ Khiếu Hàn chợt lo lắng, sao giờ này còn chưa chịu ra nữa? Đừng nói nữ nhân này đã bỏ trốn rồi chứ? Hừm, thấy một nhân viên đeo khẩu trang kín mít đi đến, Lệ Khiếu Hàn chặn cô ta lại hỏi, xin chào bạn gái tôi đi toilet lâu lắm rồi vẫn chưa thấy ra không biết có bị té xỉu ở trong không phiền cô vào xem giúp tôi được không nhân viên phục vị hai mắt sáng bừng nhìn chằm chằm lệ khiếu hàn anh trời ơi sao người đàn ông này đẹp cái gì mà lạnh lùng vậy lệ khiếu hàn nhìn cô ta hỏi tiểu thư tiểu thư cô có thể giúp tôi được không nữ phục vụ kia tỉnh táo lại một chút À, đáp à được được chứ để tôi đi vào xem dùng cho thấy nhân viên này hốt hoảng chạy đi lệ khiếu hàn khó hiểu nhìn theo sao nhân viên phục vụ này có chút kỳ quái vậy nhỉ Bên trong nhà vệ sinh, Vân Vi Noãn nhìn mình trong gương tức giận nghiến răng mắng, Lệ Khiếu Hàn tên này lại muốn mình nữa rồi, sau này mình sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa. Nhưng mà Lệ Khiếu Hàn hiện tại canh giữ ở cửa, mình mà đi ra ngoài nhất định sẽ bị hắn dây dưa, làm sao để thoát khỏi hắn đây? Đúng lúc này cửa nhà vệ sinh mở ra, nhân viên phục vụ ngó đầu vào nhìn Vân Vi Noãn gọi, "Cô ơi, cô có phải là bạn gái của vị tiên sinh đang ở bên ngoài kia không?" Vân Vi Noãn kinh ngạc liếc nhìn cô ta, "Hử?" Ừ. Nhân viên phục vụ nói tiếp Ngài ấy ở bên ngoài đang rất là lo lắng cho cô đó. Cô nếu cảm thấy có gì không khỏe, thì cũng mau chạy nhanh ra ngoài đi. Vân Vi noãn nhiều mày, người phục vụ ư. Ừ. Đột nhiên hai mắt cô sáng bừng lên. a, à, mình đã có cách. Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa khó hiểu nhìn cô. Cô ơi, cô không có sao đấy chứ. Vân Vi noãn vội nắm lấy cổ tay của nhân viên phục vụ rồi ra hiệu cho cô ta không phát ra tiếng. Đừng la lớn, bên ngoài kia chính là tên biến thái. Hào sắc, lén đi theo tôi đến đây đó. Nhân viên phục vụ kinh ngạc trợn tròn mắt. Cái gì? cô ta không dám tin liếc nhìn phía sau cửa hắn là tên biến thái háo sắc sao nhưng mà hắn đẹp trai như vậy mà vân vi noãn thở dài nói hay ra dạo gần đây bọn cha nam nào cũng đều như vậy hết đó bề ngoài thì ăn mặc bảnh bao phong lưu thần tượng nhưng sau lưng thì toàn làm những điều xấu hổ không thôi cái tên bên ngoài kia chính là một tên đại cha nam bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thối giữa lắm rồi nhân viên phục vụ nhíu mày quay đầu nhìn lại cô nói rất có đạo lý nhưng mà hắn hiện tại vẫn đang ở bên ngoài chúng ta làm sao bây giờ vân vi noãn kéo vai nhân viên phục vụ thấp xuống rồi ghé vào tay cô ta mỉm cười nói tôi có cách chị hãy nghe tôi nói một lúc sau vân vi noãn đã thay thành bộ quần áo phục vụ mặt đeo khẩu trang rồi ra dấu hiệu ok với người đằng sau ha ha mình thật là thiên tài lệ khiếu hàn khẳng định sẽ không thể nghĩ được mình sẽ cùng nhân viên phục vụ trao đổi quần áo thế này cô nhân viên phục vụ đằng sau lúc này đã thay đổi trang phục cô ta đang mặc chiếc váy màu vàng của vân vi noãn trên người lo lắng nhắc nhở vân vi noãn đang chuẩn bị ra ngoài cô phải cẩn thận nha tranh thủ tiêu diệt cái tên đại cha nam kia cửa nhà vệ sinh mở ra lệ khiếu hàn thấy vậy vội hỏi tiểu thư cô tìm được bạn gái của tôi chưa vân vi noãn chột dạ ho khan một tiếng ơ ờ, cụ khụ bên trong làm gì có ai anh thử đi tới chỗ khác tìm thử xem sao lệ khiếu hàn nhíu mày lo lắng hỏi lại cái gì không có ai anh sờ cằm trầm mặc nghĩ nha đầu thúi này không nghĩ lại có thể lạng lách như một con cá chạch vậy nhân lúc lệ khiếu hàn không để ý vân vi noãn liền cẩn thận rời đi cái tên lệ khiếu hàn này thật là đáng sợ tuyệt đối không được để cho hắn phát hiện lệ khiếu hàn liếc nhìn phía sau hửng bóng dáng của người này như thế nào có chút quen thuộc anh quay người lại gọi vân vi noãn đang chuẩn bị rời đi lại chờ một chút vân vi noãn giật nảy mình sợ hãi chết cha rồi đừng nói đã bị hắn nhìn thấy sơ hở rồi chứ lệ khiếu hàn vỗ vai cô cười nói sao tôi cứ cảm thấy cô quen quen ấy nhỉ giống như là chúng ta đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải vân vi noãn cố gắng chấn tĩnh lại nháy mắt với anh nói quen gì anh ơi cách tiếp cận nói chuyện của anh đã lỗi thời rồi đó về học lại đi nha, ai cũng lớn hết rồi, anh muốn hẹn hò với tôi thì cứ nói thẳng đừng ngại mà. Cô ôm lấy cánh tay anh nũng điệu, cái tên này rất có thói ở sạch, chắc chắn hắn sẽ chịu không nổi khi bị người lạ đụng chạm vào như thế này. Hí hí, đúng như dự đoán, lệ khiếu hàn ghét bỏ hất tay Vân Vi Noãn ra, cô, cô có thể đi được rồi, Vân Vi Noãn cau mày hừ lạnh một tiếng. Ồ, hóa ra chơi không nổi hả anh dai, nhưng trong lòng cô thì thở phào nhẹ nhõm, bà mẹ nó, mình đúng là một thiên tài mà, ha ha lệ khiếu hàn liếc nhìn về phía cửa nhà vệ sinh xem ra là đã đào tẩu từ nhà vệ sinh nữ rồi nữ nhân này cũng thật là đều đã trễ thế này rồi một mình đi đường đêm như vậy không biết sợ nguy hiểm hay sao á anh vội rút điện ra gọi cho trợ lý lập tức điều tra tung tích vân vi noãn cho tôi có tin gì lập tức báo liền bên kia trợ lý vội đáp rõ lệ khiếu hàn cúp máy mày nhíu lại nữ nhân anh có đáng sợ như vậy không mà làm cho em phải liều mạng mà thoát khỏi anh như vậy ở bên khác vân vi noãn thành công trốn thoát được lệ thiếu hàn cô thở phào một tiếng phù, thoát rồi, Vân Vi Noãn tháo khẩu trang xuống hừ một tiếng đắc ý, Lệ Khiếu Hàn còn muốn mang mình đến nhà của hắn nữa sao tưởng bở à, mình chỉ cần dùng chút mưu mẹo là đã có thể chạy thoát rồi. Nhưng hôm nay đi theo Lệ Khiếu Hàn nguyên cả ngày trời mà cũng không thu thập được tin tức gì cả, thật là, đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên đằng sau, lão tử thật không ủng công mà. Vân Vi Noãn nhíu mày cảnh giác liếc nhìn đằng sau, hửm, anh Vĩ xoa xoa bàn tay, ánh mắt háo sắc nhìn Vân Vi Noãn không rời mắt, xem ảnh chụp thôi cũng đã đủ cực phẩm rồi không nghĩ tới chân nhân so với ảnh chụp còn xinh đẹp hơn rất là nhiều, lão tử thật là hên đó nha, lối đi còn lại cũng có hai thanh niên đang bước đến, Vân Vi noãn nhíu mày, bọn họ đang hướng về mình sao? Vân Vi noãn nắm chặt nắm tay nhìn anh Vĩ hỏi, ai phái các ngươi tới đây vậy? Vừa nói cô vừa lùi lại phía sau, anh Vĩ cười lạnh nhìn cô nói, ai zo, tiểu thư này cũng thông minh phết, còn nhận biết chúng ta là do người khác phái tới, nhưng mà cô em không cần biết là ai đã phái chúng ta tới, cương chỉ cần biết rằng, lão tử theo dõi cương nguyên một ngày rồi cưng hiện tại nên khao bọn anh đi tên tóc vàng đằng sau cũng cười lên tiếng đại ca ăn thịt xong nhớ chừa cho bọn em hút miếng cháo nha tên tóc nâu đằng sau giơ máy quay lên cười lạnh nói không những muốn hút cháo mà bọn em còn muốn quay phim để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ này nữa vân vi noãn lùi lại phía sau gót giày cô chạm vào viên gạch bên dưới cô cười lạnh nhìn đám người đến có sự chuẩn bị như vậy chứng tỏ người phải các người tới có mối thâm thù đại hận với tôi rồi có phải là lương thần hay không anh vĩ sửng người kinh ngạc nhìn cô hửm cô như thế nào hắn ta phản ứng lại bật cười một tiếng ờ ha cô đừng hòng lừa gạt lão tử lão tử đây chính là người rất có đạo đức nghề nghiệp tuyệt đối sẽ không nói ra tên chủ nhân của mình là ai đâu vân vi noãn mím chặt môi quả nhiên lại là lương thần anh vĩ giơ hai bàn tay lên cười háo sắc nhìn chằm chằm vân vi noãn được rồi buổi hàn huyên đến đây là kết thúc lão tử muốn bắt đầu công việc đến đây thỏa mãn anh đi nào vân vi noãn ngồi xuống cầm viên gạch dưới đất lên ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người thỏa con mờ mày này, cô đập mạnh viên gạch vào anh vĩ hắn ôm mặt hét lên đau đớn à hai tên đàn em sợ hãi vội chạy lên đỡ lấy hắn đại ca đại ca anh có sao không nhìn máu ở bàn tay mình anh vĩ tức giận hét lên máu là máu của lão tử con tiện nhân mày dám đả thương lão tử hả tao nói cho mày biết mày trốn không thoát đâu mày chết chắc rồi vân vi noãn cầm viên gạch trên tay ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn trốn tôi vì cái gì phải chạy trốn chứ kiếp trước tôi chính là bởi vì những tên chết tiệt như thế này mà phải bắt đầu cả đời bi thảm kiếp này tôi lại cùng những tên lưu manh như các ngươi thế bất lưỡng lập nhưng không phải tôi chết mà chính là các ngươi chết vân vi noãn tháo cặp tóc trên tóc xuống ánh mắt nàng lạnh lẽo đến tận xương tủy đám côn đồ sợ hãi hoảng hốt lùi lại phía sau nữ nhân này sao tự nhiên sắc khí đằng đằng vậy tên tóc nâu lùi lại phía sau giọng nói run run đừng nói là cô ta không sợ chết đó chứ tên tóc cam cũng sợ hãi không còn dáng vẻ hùng hổ lúc nãy nữa cô ta còn nói cái gì mà đời trước đời sau nữa đừng nói cô ta là con quỷ nha anh vĩ tức giận tát mạnh hắn ta một cái hai thằng bay đúng là đồ phế vật dạy dỗ hai tên thuộc hạ xong anh vĩ khẽ chạm tay lên mặt cười lạnh nhìn vân vi noãn trên thế giới này làm gì có quỷ 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 cái đầu tụi bay mà cho dù cô ta có là quỷ thì cũng là nữ quỷ các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới muốn nếm thử hương vị của nữ quỷ là như thế nào sao tên tóc cam nghe vậy thì cũng không còn sợ hãi nữa hắn ta xoa xoa nắm tay liếm môi nếu đại ca đã nói vậy thì bọn em xác thật cũng muốn thử lắm tên tóc nâu cũng tức giận mắng lớn chết tiệt mình vậy mà lại bị một con đàn bà dọa sắp đái ra quần quả thật là vô cùng nhục nhã mà, Vân Vi Noãn cầm viên gạch tiến gần về phía bọn chúng lạnh lùng nói, "Tôi cũng không phải là hù dọa các người, mà là, cô giơ viên gạch lên cao, tôi xác thật muốn các người chết." Ba tên côn đồ sừng sốt, "Cái gì? Nữ nhân này thế nhưng còn chủ động xuất kích?" Vân Vi Noãn đập mạnh viên gạch vào vai tên tóc nâu, tên tóc nâu mặt tái mét hét lên, "Đau!" Vân Vi Noãn lại cầm viên gạch đập mạnh vào mặt tên tóc cam, làm chúng kêu đau oai oái, cô cả người đều lạnh lẽo nhìn đám người như nhìn người chết vậy. Hai tên đàn em ngồi dưới đất sợ hãi mặt tái mét đau đớn hét lên a đầu của tôi bả vai của tôi như bị chặt đứt đau chết mất thôi vân vi noãn chầm chậm bước gần đến bọn chúng hai tên cô đồ sợ hãi nằm dạp xuống đất bò lại phía sau sao cô ta lại mạnh đến như vậy chứ tên anh vĩ lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nữa chầm chậm lùi dần về sau không được sau khi trở về mình phải bắt thằng oát con lương thần kia trả thêm tiền mới được vân vi noãn đập mạnh viên gạch về phía hắn giờ thì tới phiên mày thằng chọc tên anh vĩ rút con dao nhỏ ra cười lạnh cô gái cô hơi bị kiêu ngạo rồi đó hắn chém con dao vào cánh tay vân vi noãn vân vi noãn kinh ngạc cái gì cô ôm chặt lấy cánh tay đang chảy máu của mình mặt nhăn nhó a à đau viên gạch trong tay cô rơi xuống đất anh vĩ xoay tròn con dao trong tay hắn nhổ một miếng nước miếng xuống đất tức giận mắng con đàn bà thúi chính mày đã bức lão tử phải động thủ lão tử không còn kiên nhẫn nữa rồi mau nằm xuống phối hợp với lão tử nếu không đừng trách lão tử một tay phá nát đời hoa vân vi noãn lùi lại phía sau lạnh lùng nói trừ phi tao chết bằng không mày mơ mà thực hiện được cánh tay không còn lực nữa rồi anh vĩ nhíu mày tức giận cầm con dao đâm về phía vân vi noãn đồ cái thứ không biết xấu hổ nếu mày không chủ động nằm xuống thì tao sẽ đâm mày hai nhát xem mày còn đứng được bao lâu mau nằm xuống cho lão tử đê vân vi noãn mím chặt môi nhìn con dao sắc nhọn sắp đâm vào người mình cứ như vậy sao chẳng lẽ cuộc đời này của mình sẽ lại bị hủy hoại trong tay một thằng lưu manh nữa đúng lúc này có một bàn tay đột nhiên xuất hiện chụp lấy con dao vân vi noãn sửng sốt cái gì cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh lắp bắp nói lệ lệ khiếu hàn tên anh vĩ cũng kinh ngạc không kém sợ hãi nhìn lệ khiếu hàn tay tay không bắt lưỡi dao sao mày mày là thằng nào vậy lệ khiếu hàn giật lại con dao trong tay hắn giận dữ gầm lên tao là người đàn ông của cuộc đời cô ấy tên anh vĩ sợ hãi lùi lại phía sau cái gì mày là người của cô ta sao lệ khiếu hàn tức giận đấm mạnh vào má hắn một cái cút anh vĩ bị đấm đến phụt máu mũi hét lên à. nhìn bàn tay đang nắm chặt lưỡi dao máu chảy không ngừng của lệ khiếu hàn vân vi noãn không dám tin che miệng lại lại là lệ khiếu hàn đã cứu mình hơn nữa hắn thế nhưng nói hắn là người đàn ông của đời mình trong lòng cô lúc này cảm xúc hỗ độn cô dưng dưng nước mắt nhìn người đàn ông trước mặt lệ khiếu hàn nhau mắt lại lạnh nhìn anh vĩ mày dám kêu nữ nhân của tao nằm xuống sao anh vĩ sợ hãi co rụt ở một góc nhìn lệ khiếu hàn liên tục xin tha đại 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 ca em sai rồi em không biết cô ấy là nữ nhân của anh anh tha cho đi mà hắn rốt cuộc là ai mà khí thế lại mạnh mẽ đến vậy lệ khiếu hàn giơ con dao lên cười lạnh nhìn hắn nếu mày muốn cho người khác nằm xuống như vậy thì tao đây cũng sẽ làm cho mày vĩnh viễn đứng dậy không nổi luôn, nhìn con dao sắp đâm vào mình, anh Vĩ sợ hãi hét lên, đừng mà. Vân Vi Noãn vội lên tiếng ngăn anh lại, Lệ Khiếu Hàn, đừng, sao lại thế này? Đầu của mình sao tự nhiên lại đau quá, mắt cô tối sầm lại rồi ngã quỵ xuống đất. Lệ Khiếu Hàn quay mặt lại thấy cô đột nhiên ngất xỉu thì cả người cứng đờ lo lắng hét lên, Vân Vi Noãn, anh ném con dao xuống đất vội chạy đến đỡ lấy cô. Vân Vi Noãn, Lệ Khiếu Hàn ôm Vân Vi Noãn vào ngực lo lắng hỏi, em bị làm sao vậy? nhân cơ hội đó anh vĩ liền đứng dậy chuồn thật nhanh may quá được cứu trợ kịp lúc khiếp thật tay không cầm dao hắn rốt cuộc là người sói hay gì mình phải chạy cho thiệt là lẹ bằng không chết hồi nào hồng hay lệ khiếu hàn ôm lấy cơ thể mềm nhũn của vân vi noãn mặt mũi đầy hốt hoảng chẳng lẽ là mất máu quá nhiều chăng anh vội bế cô lên vân vi noãn em hãy kiên nhẫn một chút anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay sáng sớm hôm sau ở bệnh viện trung tâm thành phố hoàng lệ tịnh ngồi trong phòng bệnh nhìn bác sĩ hỏi bác sĩ tình trạng của tôi hiện tại như thế nào bác sĩ mỉm cười chúc mừng cô ta chúc mừng cô đã có thai rồi hoàng lệ tịnh hốt hoảng đứng bật dậy mặt xám xịt lại cái gì tôi đã có thai á bác sĩ ngài coi lại coi có lộn không vậy bác sĩ mỉm cười đưa cho cô ta tờ báo cáo lộn sao được mà lộn cô nhìn xem phiếu siêu âm còn nằm ở đây cơ mà hoàng lệ tịnh nhíu mày chỉ vào tờ siêu âm hỏi phiếu siêu âm này có thể nhìn ra được cha của đứa bé là ai không bác sĩ kinh ngạc nhìn cô ta hở cô không biết cha của đứa nhỏ là ai hả hoàng lệ tịnh phản ứng lại vội cười gượng giải thích làm gì có tôi tôi đương nhiên là biết chứ sao không chỉ là muốn xác nhận lại một chút xem có phải anh ấy không á mà bác sĩ nhìn cô ta nghiêm túc nói vậy thì phải chờ đứa trẻ được sinh ra đi làm kiểm tra đo lường dna mới có thể biết hiện tại cha không ra về nhà dưỡng thai đi chú ý ăn uống đảm bảo giấc ngủ hoàng lệ tịnh vội đáp vâng cô ta cầm phiếu siêu âm quay người rời đi mặt tối sầm lại đáng chết thế nhưng phải đợi sinh con ra rồi mới kiểm tra được nó là con của ai sao như vậy sao mà được thấy hoàng lệ tịnh sắp sửa rời đi bác sĩ nhíu mày nhắc nhở với tư cách bác sĩ tôi cũng muốn khuyên cô một câu đang mang thai nên đừng có ham hố làm chuyện đó nữa nếu không sẽ dẫn đến xảy thai đấy hoàng lệ tịnh quay đầu lại nhíu mày xảy thai bác sĩ nghiêm túc nói không sai bởi vì thể chất của cô rất kém cỏi thật sự nếu không chú ý đứa trẻ rất có thể sẽ giữ không nổi hoàng lệ tịnh cúi mặt xuống lẩm bẩm vậy sao cô ta bước ra ngoài đáp tôi biết rồi ta bác sĩ đã nhắc nhở sau khi hoàng lệ tịnh rời đi bác sĩ ngồi trong phòng thở dài một tiếng mình nói khả năng sẽ xảy thai mà sao trong cô ta lại vui vẻ thế kia. Ây, thật sự không hiểu nổi trong đầu mấy đứa con gái bây giờ đang nghĩ gì nữa, làm cái gì cũng không có lấy một chút suy xét nghĩ cho sau này cả. Hoàng lệ tịnh cầm tờ siêu âm đi trầm mặc đi trên hành lang bệnh viện, những lời của bác sĩ vừa nhắc nhở mình, nếu đứa bé trong bụng rất có thể không phải là con của lương thần. Vậy mình để nó mất đi chẳng phải là tốt sao, chờ sau khi máu chảy ra, mình lại giả vờ là bởi vì nguyên nhân làm chuyện ấy với lương thần nên mới xảy thai, cứ như vậy. Cha của đứa nhỏ không phải lương thần, lương thần khẳng định còn có thể vì thế mà ai náy với mình cả đời còn mình thì sao trong thời gian này cứ tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc của vân vũ cái gì cũng không được chậm trễ nghĩ đến đây hoàng lệ tịnh liền mím môi đắc ý cười lạnh cô ta xé rách tờ siêu âm trong tay thành từng mảnh nhỏ rồi vứt vào thùng rác đây là một hòn đá trọi chúng ba con chim là một mũi tên bắc ba con nhạn mình thật là thông minh mà cứ vậy đi còn bây giờ mình sẽ quay về để tìm lương thần làm việc đó ngay bây giờ đúng lúc này một giọng nói hét lớn xin mọi người hãy nhường đường cho một chút ạ à hoàng lệ tịnh sửng sốt nhìn sang Hửm. Ừ. lệ khiếu hàn và bác sĩ y tá đẩy nhanh giường bệnh đưa vân vi noãn đang bất tỉnh vào nhanh phòng bệnh lệ khiếu hàn lo lắng lẩm bẩm vân vi noãn em không được xảy ra chuyện gì đâu đó nhìn bóng người xa dần hoàng lệ tịnh nhíu mày đó có phải là lệ khiếu hàn không còn người nằm ở trên chính là vân vi noãn nếu mình không nhìn lầm thì vân vi noãn đang chảy rất nhiều máu chẳng lẽ là do vĩ ca đã động thủ cửa phòng bệnh lệ khiếu hàn ngồi xuống ghế suy sụp che mặt lại trong đầu đang thầm tự trách vân vi noãn em phải nhất định không được có việc gì, đều trách anh, nếu như anh chạy tới sớm hơn một chút, em sẽ không bị thương như vậy. Lúc này trợ lý hốt hoảng chạy tới, tiên sinh, thấy anh ta đến lệ khiếu hàn vội đứng bật dậy nhíu mày hỏi, có bắt được ai không? Trợ lý vội báo cáo, bọn em đã bắt được hai tên cô đồ trước khi chúng có thể cao chạy xa bay, nhưng tên cầm đầu gọi là Vĩ Ca đã chạy trốn rồi. Bọn em đang đi điều tra, lệ khiếu hàn ánh mắt lạnh lùng, một ngày, tôi sẽ chỉ cho cậu một ngày thời gian thôi. Cậu có thể tùy ý gọi tới cả các nhân sự của lệ gia hỗ trợ, miễn là bắt được hắn hiểu chứ trợ lý giật nảy mình sợ hãi vội đáp vâng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ lệ khiếu hàn quay lưng lại ra lệnh đi đi tôi sẽ chờ tin của cậu trợ lý vội đáp rõ lần đầu tiên thấy tiên sinh phát hỏa lớn như vậy cho vận dụng hết lực lượng của cả lệ gia chỉ để đối phó với một tên côn đồ nhỏ như vậy có phải là vì người phụ nữ đó không lệ khiếu hàn chống tay lên mặt cả người như mất hết toàn bộ sức lực vân vì noãn nhìn thấy em ngất xỉu anh thực sự sợ hãi tâm trạng anh lại hoảng loạn như khi anh đã mất đi nhiều nhiêu năm đó cửa phòng bệnh lúc này cũng cạch một tiếng mở ra lệ khiếu hàn thấy vậy liền đứng bật dậy vội hỏi bác sĩ cô ấy thế nào rồi cô ấy ổn chứ bác sĩ nhìn vân vi noãn nằm trên giường bệnh nói lệ tiên sinh không cần lo lắng quá nhiều vân tiểu thư hẳn chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi hiện tại đã không sao tình trạng rất ổn định lệ khiếu hàn nhìn người cô gái nằm trên giường bệnh vội hỏi vậy khi nào cô ấy có thể thức dậy bác sĩ lật báo cáo lên đáp sẽ sớm thức dậy thôi tuy nhiên cụ thể phải chờ báo cáo kiểm tra chi tiết lệ khiếu hàn gập đầu nói được cảm ơn bác sĩ nhìn thấy vết thương trên tay lệ khiếu hàn bác sĩ vội nói lệ tiên sinh đã có nhân viên y tế của chúng ta ở đây chăm sóc vân tiểu thư rồi ngài nên đi băng bó cái tay trước đi bằng không chờ vân tiểu thư tỉnh lại thấy được cũng sẽ vì ngài mà lo lắng đó lệ khiếu hàn nghe vậy thì gật đầu làm theo bác sĩ đã vất vả rồi mau chóng giúp rồi xử lý một chút đi bác sĩ chỉ tay về phía trước nói lệ tiên sinh cùng tôi đi thôi hoàng lệ tịnh đứng nấp một góc nhìn thấy tất cả mày nhíu lại không đúng tại sao vân vi noãn chỉ có mất máu quá nhiều mà thôi Vĩ ca đã không chơi cô ta như mình đã phân phó sao? Cô ta nhìn ngó xung quanh phòng bệnh một lượt xem có ai không? Không được, mình nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vân Vi noãn nằm trong phòng bệnh, hai mày nhíu chặt. Ừm. cô mơ thấy cảnh một người đàn ông đạp cửa xong vào phòng bệnh. Các người dám giết nhiều nhiều, Vân Vi noãn hoang mang, nhiều nhiều là ai? Tạo sao mình lại mơ thấy giấc mơ này? Sau khi xử lý xong lương thần và hoàng lệ tịnh, người đàn ông đó đi đến cạnh giường bệnh của cô tự trách nói, thực xin lỗi, anh đã đến chậm. Vân Vi noãn rất muốn hỏi, anh rốt cuộc là ai vì cái gì mà tôi cứ luôn mơ thấy anh người đàn ông bật khóc khẽ gọi Nhiều nhiêu vân vi noãn cố gắng vươn tay ra muốn lau những giọt nước mắt đó anh là là đột nhiên vân vi noãn choàng tỉnh dậy hét lên lệ khiếu hàn y tá thấy cô đã tỉnh thì rót cho cô cốc nước rồi hỏi vân tiểu thư cô tỉnh rồi sao vân vi noãn nhìn xung quanh khẽ hỏi ta đây là ở bệnh viện y tá đưa cho cô ly nước rồi đáp đúng vậy vân tiểu thư là lệ tiên sinh đã đưa cô tới đây cô không biết lúc ấy lệ tiên sinh sốt ruột như thế nào đâu vân vi noãn nhận lấy ly nước nói tôi nhớ ra rồi là lệ khiếu hàn đã cứu tôi chẳng lẽ là bởi vì lệ khiếu hàn đã cứu mình cho nên người trong mộng vẫn không nhìn rõ mặt kia liền biến thành lệ khiếu hàn sao cô vội kéo lấy tay y tá hỏi đúng rồi lệ khiếu hàn ở đâu rồi hắn vì bảo vệ tôi mà tay bị thương hắn không có sao chứ y tá mỉm cười chấn an cô vân tiểu thư không cần lo lắng vết thương của lệ tiên sinh không nghiêm trọng hiện tại vết thương đã được băng bó lại rồi vân vi noãn thở phào nhẹ nhõm không sao cả thì tốt rồi không sao cả thì tốt rồi nếu hắn vì tôi mà bị thương nặng chắc tôi sẽ áy náy suốt cả đời y tá nghe vậy thì che miệng bật cười vân tiểu thư lúc cô chưa tỉnh lại thì lệ tiên sinh quan tâm đến cô lúc cô tỉnh lại thì cô lại quan tâm lệ tiên sinh tình yêu của các người thật làm cho tôi hâm mộ quá đi vân vi nõãn xấu hổ mặt đỏ bừng lên cô vội xua tay giải thích tôi tôi cùng hắn không phải tình nhân đâu chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi y tá mỉm cười nhìn cô vân tiểu thư còn không thừa nhận sao nếu chỉ là bạn bè bình thường lệ tiên sinh liệu có liều mình bảo vệ cô như vậy không tôi nghe nói lệ tiên sinh bởi vì cứu cô mà đã tay không bắt lấy lưỡi dao trời ơi đau lắm đó nếu không phải bởi vì thích ai đâu rảnh sẽ làm như vậy vân vi noãn rũ mắt xuống một lúc sau mới khẽ lên tiếng tôi không biết hắn nghĩ như thế nào dù sao tôi cũng chỉ coi hắn là bạn bè bình thường mà thôi chỉ có thích mới có thể làm như vậy sao hắn chẳng lẽ không phải muốn ngủ với mình còn gì y tá lúc này chợt hiểu ra hóa ra vân tiểu thư vẫn còn chưa đồng ý lệ tiên sinh à một người đàn ông như lệ tiên sinh có cái gì phải dối giam chứ? chẳng những đẹp trai mà còn đối với cô tốt như vậy. nếu có một người đàn ông có thể vì tôi mà tay không bắt lưỡi dao như vậy, tôi chắc chắn sẽ chỉ muốn gả cho hắn thôi. Vân Vi nõa nhíu mày nhỏ giọng đáp: tôi sẽ không gả cho hắn đâu. kiếp trước mình chính là đã gả sai người, nên mới đưa đến kết cục như vậy. kiếp này mình sẽ không tái giá nữa. mình sợ sẽ phải dẫm lên vết xe đổ đó. Y ta đứng bên cạnh không biết những suy nghĩ trong lòng cô. nghe cô không muốn gả thì kinh ngạc. trời, vì cái gì mà không gả chứ? có thể gặp được một người đối với mình tốt như vậy thật là không dễ dàng, không thể bỏ lỡ được đâu. Vân Vi Noãn ngồi thẳng dậy rút ống truyền nước trong tay mình ra, thà bỏ lỡ còn hơn sai. Chị y tá, tôi cảm thấy mình không có việc gì nữa rồi, xin hãy giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi. Y tá kinh ngạc vội ngăn cô lại. Hả, cô muốn xuất viện sao? Cô Vân, báo cáo kiểm tra của cô vẫn chưa được đưa ra. Bây giờ không thể xuất viện được đâu, Vân Vi Noãn mỉm cười nói, không cần chờ báo cáo kiểm tra đâu. Tôi chỉ là chảy một chút máu, không có gì đáng ngại cả, Lúc này bác sĩ cầm báo cáo đi vào nhìn cô nói, vân tiểu thư, cô cũng không phải là bởi vì mất máu nên mới té xỉu, vân vi noãn nhíu mày với hỏi, vậy chứ bởi vì cái gì? Bác sĩ mỉm cười chúc mừng, vân, vân tiểu thư, chúc mừng cô, cô đã có thai, vân vi noãn sửng sốt, cái gì, có, có thai. Bác sĩ đưa báo cáo cho vân vi noãn xem, không sai, lần này té xỉu cũng không phải do mất máu tạo thành, mà là bởi vì cô vận động quá mạnh hơn nữa cảm xúc phập phòng quá lớn khiến cho thai động nên mới đưa đến như vậy. Sau này phải chú ý nhiều hơn đó nha." Vân Vi Noãn nhìn kết quả trong tay, nước mắt rưng rưng, "Tôi, tôi thế nhưng thật sự mang thai sao?" Cô bật khóc khẽ xoa bụng mình, "Con, con của mẹ, con thật sự đã trở lại rồi." Hoàng Lệ Tịnh đứng ngoài cửa kinh ngạc nhìn Vân Vi Noãn bên trong, "Cái gì? Vân Vi Noãn thế nhưng cũng mang thai sao? Đứa con mà cô ta đang mang chính là của Lệ Khiếu Hàn." Cô ta nghiến chặt răng, sự ghen ghét không cam lòng dâng trào, "Dựa vào cái gì mà cái thai cô ta đang mang chính là của Lệ Khiếu Hàn?" còn tôi cũng chỉ có thể mang thai con của vĩ ca hoặc của lương thần hoặc là của những người khác mà thôi chứ này không công bằng mà vân vi noãn nằm lại trên giường nước mắt vẫn lan dài trên má con tôi đã có con thật tốt quá thật tốt quá bác sĩ thấy cảm xúc của cô không đúng lắm vội nhắc nhở vân tiểu thư cô không cần quá kích động hiện tại có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được đi ra đến cửa ông ta lại quay người lại dặn dò đúng rồi nhớ là không được vận động mạnh đó nha vân vi noãn lau nước mắt ở khóe mắt rồi đáp tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ y tá cũng đi đến cạnh chúc mừng cô vân tiểu thư chúc mừng cô nha đây là con của lệ tiên sinh phải không vân vi noãn khẽ gật đầu ưm um, không nghĩ tới mới ấy có một lần với lệ khiếu hàn mà đứa con của mình đã thực sự trở về y tá vội quay người đi ra ngoài nói để tôi đi nói cho lệ tiên sinh biết ngày ấy nhất định sẽ rất vui giống như cô cho mà xem vân vi noãn sửng sốt đi nói cho lệ khiếu hàn cô vội nắm tay ngăn y tá lại chờ một chút trước trước tiên đừng nói cho hắn biết y tá kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô hả chuyện tốt lớn như vậy tại sao lại không nói cho ngài ấy biết vân vi noãn ấp úng không biết nên trả lời thế nào bởi vì tôi thấy vẻ mặt của cô y tá lại hiểu lầm vân tiểu thư có phải là muốn tìm một cái cơ hội thích hợp để cho lệ tiên sinh một bất ngờ có phải không vân vi noãn ở một tiếng cứ xem là như vậy đi nếu mình đã quyết định không muốn ở bên cạnh lệ khiếu hàn thì cần gì phải nói cho hắn biết việc mình đang mang thai làm gì y tá vỗ ngực đảm bảo vậy tôi đây sẽ giúp vân tiểu thư bảo mật đúng rồi vân tiểu thư lúc nãy cô nói không muốn cùng lệ tiên sinh ở bên nhau đừng nói hiện tại là đang suy nghĩ như vậy chứ vân vi noãn ngơ ngác hỏi hiện tại có gì khác sao y tá nhíu mày phân tích bây giờ cô đã có một đứa con với lệ tiên sinh dù cô không nghĩ về điều gì khác nhưng cô cũng phải nghĩ về đứa trẻ sinh ra mà không có cha được hơn nữa vân tiểu thư và lệ tiên sinh là trời sinh một cặp chẳng có lý do gì lại không ở bên nhau vân vi noãn cúi mặt xuống vì con mà suy xét sao cô rũ mắt xuống phải mình thật ích kỷ khi quyết định để con của mình phải một cô cha liệu có bất công với con không đúng lúc này lệ khiếu hàn bước vào phòng bệnh kích động gọi vân vi noãn vân vi noãn ngẩng mặt lên nhìn anh lệ khiếu hàn y tá hiểu ý vội đi ra ngoài trước khi đi còn ra hiệu cho cô lệ tiên sinh tới vân tiểu thư cô cùng lệ tiên sinh nói chuyện đi nha lệ khiếu hàn đi đến cạnh giường nhìn cô lo lắng hỏi em tỉnh rồi sao cảm giác thế nào có khỏe không vân vi noãn sờ thái dương nhỏ giọng đáp tôi không có việc gì chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi bác sĩ nói tôi đã có thể xuất viện rồi cô cầm lấy bàn tay đang băng bó của anh vội hỏi tay của anh không sao đó chứ lệ khiếu hàn mỉm cười nói em không sao là được rồi này tay anh chỉ bị thương nhẹ hai ngày là khỏi thôi ấy mà vân vi noãn không hiểu nhìn anh hỏi lệ khiêu hàn anh vì cái gì mà phải làm như vậy chẳng lẽ thật là bởi vì thích mình sao cô nhớ lại những lời y tá vừa nói nếu chỉ là bạn bè bình thường thì lệ tiên sinh sẽ không liều mình bảo vệ cô phải không tôi nghe nói lệ tiên sinh vì cứu cô mà đã tay không bắt lưỡi dao trời ơi đau lắm đó nếu không phải bởi vì thích Ai đi làm như vậy? Lệ Khiếu Hàn nghe Vân Vi Noãn hỏi như vậy thì thì khẽ mỉm cười, "Cái gì? Em đang nói về việc cứu em đó hả? Đây chẳng phải là điều nên làm sao? Chẳng lẽ anh lại trơ mắt nhìn em bị dao đâm?" Vân Vi Noãn nhìn Lệ Khiếu Hàn hỏi, "Vậy, anh cũng sẽ vì người khác mà làm như vậy sao?" Lệ Khiếu Hàn ngập ngừng một chút, "Ơ, ờ, còn có một người, anh cũng nhất định sẽ làm như vậy, nhiêu nhiêu không còn nữa, có thể khiến cho anh làm như vậy. Trên đời này chỉ có một mình em mà thôi." Vân Vi Noãn cúi mặt xuống thất vọng, "Tôi biết rồi." thì ra còn có người khác có thể khiến cho lệ khiếu hàn làm như vậy sao hắn đối với mình cũng không phải là thích dù sao một trái tim sao có thể thích hai người được chứ lệ khiếu hàn khó hiểu nhìn cô em biết cái gì vân vi noãn ngẩng mặt lên mỉm cười thật tươi cô giơ ngón cái lên với anh tôi biết anh là một người đàn ông đích thực tay không bắt lưỡi dao quá là đàn ông đi kiếp trước mình không có đột nhập vào cuộc sống của lệ khiếu hàn hắn nhất định cùng người mà trong miệng hắn vừa nói ra sống rất hạnh phúc cho nên kiếp này mình cũng không cần phải quấy dày bọn họ cứ như vậy đi Hoàng Lệ Tịnh đứng bên ngoài phòng bệnh cũng nghe thấy hết. Thì ra trong lòng Lệ Khiếu Hàn còn có nữ nhân khác, khó trách Vân Vi Noãn không nói cho hắn biết việc chính mình đang mang thai, nhưng cô dựa vào cái gì có thể có được vận khí tốt như vậy chứ? Rõ ràng cô chỉ là thứ mặt hàng để cho người ta giải quyết nỗi cô đơn thôi mà. Hoàng Lệ Tịnh siết chặt nắm đấm lại, cả người run rẩy. Dựa vào cái gì mà cô có thể mang thai được đứa con của Lệ Khiếu Hàn, đã vậy còn được hắn yêu ái nữa, còn tôi, tôi chỉ có thể sử dụng những món đỏ mà cô đã sử dụng. Ngủ với người đàn ông mà cô không cần, còn phải chịu người phỉ nhổ nữa trước cửa bệnh viện vân vi noãn nhỏ giọng nói cái này đại thúc chính anh cũng đang bị thương mà không cần phải đưa tôi về đâu cô mỉm cười chân thành cảm ơn anh cảm ơn anh đã cứu tôi trong tay tên lưu manh tiền thuốc men khi trở về tôi sẽ chuyển lại cho anh vân vi noãn ngẩng mặt lên trời nghĩ thầm trước đây tôi không biết anh đã có người yêu thích bây giờ nếu đã biết sẽ không cùng anh dây dưa thêm nữa đoạn xương sớm tình duyên này cứ như vậy đến đây kết thúc đi lễ khiếu hàn nắm lấy tay vân vi noãn như thế nào vừa mới còn khen anh là đàn ông đích thực mà hiện tại lại muốn cùng anh phủi sạch mối quan hệ sao lệ khiếu hàn ôm lấy cô vào lòng mỉm cười dịu dàng chạm lên chóp mũi của cô em đúng thật là một con mèo hoang mà vân vi noãn xấu hổ hai má đỏ bừng lên cô vội lấy tay ôm lấy má mình đại thúc à anh muốn nói chuyện thì cứ nói chứ đừng có động tay động chân trên người của tôi vẫn còn có thương tích lệ khiếu hàn bật cười chiều theo ý của cô được 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 anh chỉ lo lắng cho em tiểu lưu manh kia chạy trốn vẫn còn chưa bắt được anh không yên tâm để em một mình trở về nghe thấy vậy vân vi noãn liền hừ lạnh một tiếng đám người này mới nhìn một cái liền đã nhận ra tôi nhất định là do người khác phái tới rồi không ai có thể làm những điều kinh tởm đó ngoại trừ hai kẻ đó ra lệ khiếu hàn nhíu mày hỏi hai kẻ nào em đang nói lương thần cùng hoàng lệ tịnh đó hả vân vi noãn khoanh hai tay trước ngực trả lời ngoại trừ bọn họ còn có thể có ai cô tức giận hừ lạnh nói tiếp chờ tôi tìm được chứng cứ xem tôi có ngược chết đôi cầu nam nữ này hay không nha vân vi noãn liếc nhìn người đàn ông bên cạnh hai má bất giác đỏ ửng Lệ Khiếu Hàn khoác tay lên vai cô an ủi, "Yên tâm, có anh ở đây, rất nhanh sẽ có chứng cứ thôi, đến lúc đó, cho dù là bọn Lưu Manh này hay là Lương Thần và Hoàng Lệ Tịnh, thì anh cũng đều sẽ không bỏ qua bọn họ đâu." Vân Vi Noãn cảm động trong lòng, nhưng trên mặt cô vẫn giả bộ bình tĩnh đáp, "Biết, biết rồi." Hoàng Lệ Tịnh trốn một góc ngay trộm Vân Vi Noãn và Lệ Khiếu Hàn nói chuyện, "Đại thúc, cái tay của anh không thể nào thành thật hơn nữa hay sao? Đừng quên là tay của anh vẫn còn đang bị thương đó." Lệ Khiếu Hàn bật cười nhìn cô, em đang đau lòng thay cho anh đó hả? Hoàng lệ tịnh cắn chặt răng sắc mặt đen sì. Không được, quyết không thể để cho lệ khiếu hàn điều tra ra được tung tích của vĩ ca được, nếu không tất cả mọi chuyện đều sẽ bị bại lộ. Và mình cũng sẽ không thể nào hủy hoại tiện nhân vân vi noãn này ở trong tay được, mình phải mau gọi điện thoại cho lương thần để bàn bạc nên xử lý như thế nào đây. Đột nhiên điện thoại trong tay cô ta kêu lên, hả, lương thần, hoàng lệ tịnh hốt hoảng nhìn xung quanh. Xác định hai người kia đã đi rồi cô ta mới bắt máy, alo, lương thần, đầu dây bên kia lương thần tức giận gào lên cô đi chết ở đâu vậy hả đi bệnh viện gì mà giờ chưa về chẳng lẽ kiểm tra ra là bị ung thư đừng nói với tôi là cô bị si đa nhà mau về lẹ cho tôi đi mặt hoàng lệ tịnh tối sầm lại cô ta cố nén giận dữ trong lòng đáp được em biết rồi vân vi noãn cô dựa vào cái gì mà lại được một đại nhân vậy như lệ khiếu hàn đối đãi ôn nhu như vậy chứ còn tôi tại sao lại phải vớ chúng một thứ mặt hàng như là lương thần kia chứ hoàng lệ tịnh siết chặt điện thoại trong tay ánh mắt không cam lòng nhìn bóng lưng rời đi của hai người nếu trời cao đã không công bằng thì tôi phải tự mình đoạt lấy vậy vân vi noãn tôi quyết sẽ không để cho cô được sống hạnh phúc hơn tôi cô hãy chờ tôi trả thù đi ánh mắt cô ta đầy hung ác nhìn một lúc sau trước cửa một phòng trọ hoàng lệ tịnh đẩy cửa bước vào lương thần nhìn thấy cô ta đã về thì cáu gắt nói có cái đi khám thôi mà mò dữ vậy mau lại đây nhanh lên đi hoàng lệ tịnh tức giận chất vấn hắn ta lương thần anh không thèm quan tâm là tôi đến bệnh viện để khám cái gì sao lương thần bước xuống giường ôm lấy em hoàng lệ tịnh nói hửm Nhìn bộ dạng này của cô chắc là cũng chẳng khám ra cái bệnh nặng nào đâu nhỉ, mà nếu thực sự có thì lát nữa chúng ta nói sau cũng được mà. Hoàng Lệ Tịnh tức giận đẩy hắn ta ra, "Anh có biết lúc nãy trong bệnh viện tôi đã nhìn thấy Lệ Khiếu Hàn và Vân Vi Noãn hay không? Trên mặt cô ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã mắng 18 đời tổ tông Lương Thần rồi, đồ là con trùng khuyết tật ngu xuẩn, chết đến nơi rồi mà vẫn không biết." Lương Thần kinh ngạc xoa xoa đầu, "Cái gì? Vân Vi Noãn và Lệ Khiếu Hàn á? Bọn họ đến bệnh viện để làm cái gì?" chẳng lẽ là vĩ ca đã làm tốt chuyện mà chúng ta đã dặn dò rồi hay sao tiện nhân vân vi noãn kia bị thương có nặng hay không hoàng lệ tịnh tức giận hừ lạnh một tiếng nguyên một đám lưu manh kia mà vẫn không thu phục được vân vi noãn nữa đã vậy lệ khiếu hàn còn tới cứu cô ta đem đi vĩ ca thì bỏ chạy mất dép lương thần tức giận đạp đổ chiếc bàn bên cạnh toàn là một lũ ngu khó trách lâu như vậy vẫn không thấy hắn gọi cho tôi hóa ra là nhiệm vụ đã thất bại nên chạy con mờ nó rồi uổng công tôi đã đưa hắn một vạn tiền đặt cọc mà hoàng lệ tịnh đau đầu xoa chán bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn ở đó tiếc tiền nữa lệ khiếu hàn đang cho điều tra chuyện này đó nếu vĩ ca mà bị hắn tóm được rồi khai ra hai chúng ta coi như là xong đời rồi đó lương thần nhau mắt lại nhìn hoàng lệ tịnh cái gì việc này thì có liên quan gì đến lệ khiếu hàn kia chứ hoàng lệ tịnh tức giận gầm lên anh cả ngày chỉ biết vật tôi trên giường mà thôi mau nghĩ cách phải làm sao bây giờ đi anh nói không ai có thể làm cho anh tin tưởng một hai cứ phải chọn tên phế vật vĩ ca kia để làm việc này bây giờ nếu sự tình bị phát hiện chúng ta sẽ Lương Thần tức giận tát mạnh vào mặt Hoàng Lệ Tịnh một cái. Cô cầm cái họng của cô lại đi, tất cả đều là chú ý của thứ tiện nhân như cô, nếu không phải vì cô thì tôi cũng không xuống tay với Vân Vi Noãn đâu, và càng sẽ không trêu chọc đến nhân vật Lệ Khiếu Hàn này như vậy. Hoàng Lệ Tịnh ngồi dưới đất, tay ôm bên mặt xương rát, nước mắt lưng tròng nhìn Lương Thần, "A à Thần, tôi làm như vậy đều không phải là vì muốn cho anh được chút giận hay sao? Anh, anh như thế nào có thể đánh tôi như vậy hả?" Lương Thần tức giận nói, "Vậy cô nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ, với thế lực của Lệ gia?" sớm muộn gì cũng bắt được vĩ ca nếu hắn mà khai ra hai chúng ta thuê hắn đả thương người thì đó chính là tội cố ý gây thương tích sẽ bị phạt ngồi tù đó hiểu chưa đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên hoàng lệ tịnh với tay cầm lấy điện thoại trong túi sách là vĩ ca lương thần vội thúc giục cô ta nghe điện thoại đi nói hắn ngàn vạn lần đừng để bị lệ khiếu hẳn bắt được hoàng lệ tịnh ngoan ngoãn làm theo cô ta vội bắt máy alo vĩ ca cô ta nghĩ thầm sao tự nhiên vĩ ca gọi cho mình chi vậy trời lỡ như để cho lương thần phát hiện ra mình ngủ với hắn là tiêu đời mình luôn ở một bên khác anh vĩ chật vật ngồi một xó xỉnh giận dữ nói bớt nói nhảm lại đi nhanh chóng đưa tiền cho tôi hiện tại cả thành phố đều là người của lệ khiếu hàn phái tới để truy bắt tôi mại nói lão tử xui tám kiếp mới đi nhận cái đơn hàng này của các người hoàng lệ tịnh cười gượng tiền hả được 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 anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ lập tức nghĩ cách gửi cho anh anh vĩ rít một hơi thuốc cười lạnh nói lệ khiếu hàn này quá trâu bò Tôi thấy cho dù mình có muốn ở lại trong nước cũng không được nữa rồi, ba ngày sau tôi sẽ xuất ngoại. Trước khi xuất ngoại, tôi muốn cô chuẩn bị cho tôi 100 vạn. Hoàng lệ tịnh sợ hết hồn, cái gì, 100 vạn. Lương thân tức giận nghiến chặt răng, cái gì, vĩ ca cư nhiên đòi tới 100 vạn, hắn đây là đang tranh thủ để ăn cướp hả? Hoàng lệ tịnh chảy đầy mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, vĩ, vĩ ca, anh cũng biết đó, bọn em đều là sinh viên. 100 vạn này, anh vĩ bên kia tức giận dẫm nát điếu thuốc dưới chân, đừng nhiều lời vô nghĩ nữa cái các ngươi trả chính là tiền, còn cái mà lão tử bán chính là mạng, trong vòng 3 ngày mà không nhìn thấy được 100 vạn. Thì các người hãy chờ tôi đi báo lệ khiếu hàn đến hốt các người luôn đi, muốn chết thì mọi người cùng chết. Hoàng lệ tịnh hốt hoảng hét lên, vĩ ca, vĩ ca, alo, alo, nhưng trong điện thoại lại vang lên tiếng tút tút, lương thần túm chặt lấy vai hoàng lệ tịnh hốt hoảng hỏi, sao cúp máy rồi, hắn nói như thế nào. Hoàng lệ tịnh cả người run rẩy yếu ớt nói, hắn không nói trong vòng 3 ngày mà không có 100 vạn, hắn sẽ đi tìm lệ khiếu hàn để tự chui đầu vào lưới, và lôi kéo chúng ta cùng chết. Lương thần kinh ngạc sợ hãi, cái gì, chết tiệt thật, chúng ta biết kiếm đâu ra 100 vạn bây giờ, tên vĩ ca này như thế nào mà lại không chết trong tay lệ khiếu hàn luôn rồi. Hoàng lệ tịnh mặt tái mét ra hiệu cho lương thần, A thần, thay vì để cho hắn uy hiếp chúng ta, thì chúng ta chi bằng hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng, cứ như vậy thì việc mình cùng vĩ ca yêu đương vụng trụng cũng sẽ không bị bại lộ. Lương thần kinh ngạc hoảng hốt, giết, giết người Á, hoàng lệ tịnh cười lạnh nhìn hắn ta, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật được thôi vĩ ca biết quá nhiều rồi chẳng lẽ anh còn muốn vĩ ca tự chiêu đầu vào lưới và khi lệ khiếu hàn có được chứng cứ sẽ tới bắt chúng ta sao lương thần bị hoàng lệ tịnh đầu độc mày nhíu chặt em em nói rất đúng dù sao thì chúng ta cũng không kiếm ra được 100 vạn dù sao thì cũng đều phải chết thay vì đi tù tốt hơn là giải quyết vĩ ca sớm lệ khiếu hàn cho dù có hoài nghi cũng không có chứng cứ chẳng phải là hắn muốn trong vòng 3 ngày phải nhìn thấy 100 vạn sao ngày mai chúng ta sẽ lừa hắn đến căn phòng cho thuê và chúng ta sẽ cùng nhau giết hắn hắn hung ác nói ở bên khác lệ khiếu hàn dịu dàng nói nha đầu anh đã giúp em xin nghỉ học ở trường trong khoảng thời gian này em cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt vào chờ vết thương khỏi hẳn rồi hãy đến trường lại hiểu chưa vân vi noãn mỉm cười vẫy tay với anh biết rồi đại thúc anh cũng đang bị thương kìa mau trở về nhà đi cảm ơn ân cứu mạng của anh nhưng mà nếu anh muốn tôi lấy thân báo đáp thì không có khả năng đâu nha nói xong cô liền ba chân bốn cẳng chạy đi lệ khiếu hàn ngương ác nhìn cô sao cảm giác cứ như vân vi noãn đang trốn tránh mình ấy nhỉ anh thở dài một tiếng bất lực ây thôi bỏ đi chắc là bị dọa nên sợ quá chứ gì cứ để cô ấy nghỉ ngơi rồi tính sau trợ lý vội mở cửa xe cho lễ khiếu hàn lễ thiếu chủ tịch biết tin ngài bị thương nên rất lo lắng bây giờ có thể quay về lệ ra được rồi chứ lễ khiếu hàn ngồi trong xe liếc nhìn thư ký hỏi việc tôi giao các cậu làm tới đâu rồi đừng nói với tôi là ngay cả một tên lưu manh cũng không bắt được nha trợ lý xấu hổ xoa đầu cái tên vĩ ca đó là một đầu rắn ở khu vực gần trường đại học trưởng duyệt nhưng mà camera chỗ đó ít quá, nên bọn em vẫn chưa. Lệ khiếu hàn ngắt lời anh ta lạnh lùng nói. Tôi không muốn nghe các cậu giải thích, tôi chỉ muốn xem kết quả. Một ngày, trong vòng một ngày, tôi muốn biết nơi ở của tên cô nổ đó. Trợ lý sợ hãi vội đáp. Vâng, đã hiểu, em sẽ lập tức gia tăng thêm nhân lực. Lệ khiếu hàn nhìn anh ta nhắc nhở. À, đúng rồi, phái thêm vài người canh giữ gần khu vực vân gia, âm thầm bảo vệ tiểu nha đầu. Tôi không muốn việc hôm nay sẽ xảy ra lần thứ hai. Trợ lý vội đáp. Rõ, chiếc xe lao nhanh trên đường phố. Vân Vi Noãn đứng trên phòng nhìn chiếc xe của Lệ Khiếu Hàn rời đi thì khẽ nói: "Cảm ơn anh đã xả thân cứu tôi, còn bởi vì cứu tôi mà bị thương nữa." Cô khẽ xoa bụng mình, "Nhưng tôi lại không thể cùng anh ở bên nhau." Bởi vì, Vân Tử Hiên ngồi sofa ăn dưa nhìn cô hỏi: "Tại sao chứ?" Vân Vi Noãn giật nảy mình, "Trời, ba, sao ba lại ở đây vậy?" Người đàn ông chúng niên phun hạt dưa trong miệng ra nói: "Ủa, ba vốn dĩ ở đây mà." Chỉ tại con lo nhìn mấy cái đám mây đó nên mới không để ý đến ba mà thôi, Vân Vi Noãn cười gượng xoa đầu a à ha 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 như vậy sao vậy con lên lầu trước nha ba vân tử hiên liếc nhìn vết thương trên cánh tay của vân vi noãn hửng đó là vết thương vân vi noãn đang chuẩn bị đi lên lầu thì vân tử hiên gọi lại noãn noãn vân vi noãn cười gượng nhìn ba mình ba có chuyện gì vậy vân tử hiên nhìn cô mỉm cười hỏi noãn noãn có phải là con đang gạt ba chuyện gì hay không vân vi noãn bất giác sờ bụng mình ho khan mấy tiếng ba đã bị ba nhìn thấy rồi con quả thật là đang có chuyện muốn nói với ba nhưng mà ba phải hứa trước với con là cho dù con có quyết định như thế nào thì ba cũng phải luôn ủng hộ con đó nha vân tử hiên nhìn cô ánh mắt kiên định nói thì con cứ nói đi cho dù có lên núi đao hay xuống biển lửa bị kẻ thù đuổi giết hay là nợ tiền cho vay nặng lãi thì ba cũng đều sẽ vân vi noãn cúi mặt xuống nhỏ giọng ngắt lời ba mình con đang mang thai vân tử hiên kinh ngạc nhíu mày nhìn cô cái cái gì con nói nói cái gì con mang cái gì vân vi noãn mỉm cười hạnh phúc nói lại con nói là con đang mang thai ba sắp được làm ông ngoại rồi, hơn nữa, con sẽ làm mẹ đơn thân, vì ba đứa bé vẫn chưa biết có sự tồn tại của đứa bé này, ba, ba cũng không cần phải khuyên con đâu, dù sao ba phản đối cũng vô dụng mà thôi. Thai cũng đã mang rồi, những lời khuyên của ba cũng không làm lay động được con đâu, Vân Vi noãn cứ tưởng ông sẽ trách mắng cô vài câu nhưng bất ngờ là ông lại kích động hứng phấn nắm chặt lấy tay cô. Khuyên con làm cái gì, chỉ là ba quá ngạc nhiên là thôi, ba không nghĩ là con sẽ nói với ba cái này đó mà, vậy thì thôi cho đứa nhỏ mang họ Vân luôn đi như vậy là vân gia sắp có hậu rồi ha 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 cuối cùng ba cũng đã chờ đợi được đến ngày này rồi vân vi noãn ngơ ngác nhìn ba mình hửm ba không phản đối cho dù chỉ là một chút xíu thôi hả vân tử hiên mỉm cười vui vẻ đáp kiếm một người đàn ông có hai chân có khó gì đâu chỉ cần đợi đến khi con sinh con xong rồi hãy tìm cho mình một người ưng ý cũng được mà bây giờ ba chỉ đang quan tâm là ông hưng phấn chạy nhảy xung quanh vân vi noãn 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 con thèm ăn chua hay là thèm ăn cay vậy bây giờ papa sẽ đi nấu cơm ngay cho em bé trong bụng của con ăn nha khóe miệng vân vi noãn giật giật hở cô bất lực nhìn ba mình xin giúp đỡ từ dân cư mạng cha của tôi có trái tim nhân hậu quá lớn thì phải làm sao đang online chờ gấp 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 vân tử hiên nhìn cô hưng phấn nói ba cảm thấy bây giờ con nên ăn cay đi vì hiện tại con còn chưa có ốm nghén ói mửa gì mà nên không cần phải ăn chua đâu với lại ông lải nhải nói với vân vi noãn một chàng vân vi noãn bất lực thở dài vỗ chán ba bây giờ con chẳng muốn ăn cái gì cả con chỉ muốn đi ngủ mà thôi nói xong cô liền xoay người đi lên phòng Vân Tử Hiên thấy vẻ mệt mỏi trên mặt cô thì cũng đành thôi, được rồi được rồi, vậy bây giờ con lên lầu nghỉ ngơi đi. Con cứ yên tâm nha, ba chơi game sẽ không làm ồn đến con đâu, tiếng cửa phòng đóng thịt lại, Vân Tử Hiên liền thay đổi sắc mặt. Ánh mắt lạnh lùng rút điện thoại gọi cho một dãy số, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không bắt máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp, ông lạnh lùng nói với người trong điện thoại. Noãn noãn đang bị thương, mặc dù là bệnh viện đã xử lý xong vết thương rồi, nhưng anh sẽ phái người điều tra rõ chuyện này, anh sẽ không buông tha cho bất cứ ai làm tổn thương đến con gái của chúng ta. À, còn có một việc này nữa, noãn noãn, con bé hiện tại đang mang thai, cha của đứa bé chính là người đàn ông có lai lịch bí ẩn lúc trước. Vân Tử Hiên đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài nói tiếp, nhưng anh vẫn không điều tra ra được thân phận của hắn, may mắn là noãn noãn không muốn cùng hắn ở bên nhau. Con chuẩn bị một mình nuôi nấng đứa nhỏ này nữa, nếu đã như vậy, thì vì sự an toàn của con, một thời gian nữa anh sẽ đưa con xuất ngoại để đi du học, ở bên khác. Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, có cuộc gọi đến hoàng lệ tịnh cầm điện thoại lên à là vĩ ca nè lương thần cầm một lọ thuốc lên cười hung ác nói nghe máy đi dụ hắn đến phòng của chúng ta cho hắn uống thuốc mê là xong chứ gì cũng không sợ làm cho hắn không chết hoàng lệ tịnh mỉm cười lấy lòng lương thần vẫn là a thần của em suy nghĩ quá chu đáo này nói xong cô ta liền ấn nút nghe máy alo vĩ ca bọn em đang tìm cách kiếm tiền nhưng trong một thời gian ngắn như vậy bọn em thực sự không thể kiếm được 100 vạn chi bằng Chi bằng ngày mai anh đến chỗ phòng trọ của bọn em, em sẽ đưa trước cho anh 50 vạn. Còn 50 vạn còn lại, anh Vĩ bên kia nghe Hoàng Lệ Tịnh nói vậy thì giận dữ quát lớn, câm miệng đi, còn đàn bà thúi. Cho cô được vài phần nhan sắc rồi bây giờ lên mặt hả, tao mặc kệ bọn bay trộm hay cướp hay bán thân, thì cũng phải ngay lập tức mang 100 vạn đến chỗ xưởng gỗ vụn Marlboro để tìm tao. Hoàng Lệ Tịnh sợ hãi lắp bắp nói, Vĩ, Vĩ ca, không phải là anh muốn mạng của bọn em sao, hơn nữa. Cái xưởng gỗ vụn đó đã sớm bị bỏ đi rồi, chi bằng anh hãy đến chỗ nhà trọ của bọn em đi để tránh dòng ngó và tai tiếng anh vĩ tức giận đấm mạnh vào tường gầm lên con đàn bà thúi mày nghĩ tao là con bò hả mại kiếp người của lệ khiếu hàn giống như mấy con chó rượt lão tử chạy chối chết đây này nếu không phải đây là địa bàn làm ăn lâu năm của tao thì chắc là tao đã bị bọn nó bắt rồi bọn bay mau mang tiền tới cho tao lẹ đi bằng không thì chúng ta sẽ cùng nhau xong đời đấy nhá hoàng lệ tịnh cố gắng nói gì đó nhưng đầu dây bên kia anh vĩ đã ngắt máy lương thần nhíu mày kích động vội hỏi thế nào rồi vĩ ca sẽ không tới chỗ chúng ta sao hoàng lệ tịnh nhìn hắn ta vội tường thuật lại hắn nói người của lệ khiếu hàn truy gắt quá hắn không tới được còn kêu chúng ta mang tiền tới xưởng gỗ vụn để tìm hắn nữa lương thần sửng sốt cái gì hắn tức giận tát cho hoàng lệ tịnh một cái con tiện nhân này sao cô lại vô dụng như vậy chứ hả nếu không dùng thuốc mê thì chúng ta như thế nào có thể giết chết được vĩ ca đây hoàng lệ tịnh ấm ức ôm bên má vừa bị tát vội giải thích a à thần lúc nãy em cũng nói rồi đó nhưng mà hắn không chịu tới em biết làm sao bây giờ hơn nữa các nhà xưởng bỏ hoang thường bị hư hỏng lâu năm giờ chúng ta chỉ còn cách khiến cho vĩ ca trượt chân ngã xuống không phải là vạn sự đại cát sao ánh mắt hoàng lệ tịnh lóe lên sự hung ác lão nương này lúc trước mắt mù mới coi trọng thằng ngu như mày để lợi dụng mày giết vĩ ca xong rồi tao nhất định phải chạy thoát khỏi thằng phế vật như mày mới được lúc này lương thần cũng bình tĩnh lại Hùng, em em nói cũng có chút đạo lý hắn cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên vậy thì bây giờ chúng ta hãy đi tới xưởng gỗ vụ liền đi đề phòng bất chắc tốt nhất là cứ cầm theo con dao gọt hoa quả này ở bên khác trong một khu căn hộ cao cấp vân vi noãn ăn mặc kín mít trên đầu cô còn đội một cái mũ che kín mặt vân vi noãn ngó đầu ra nhìn ngó xung quanh hé lu thấy không có ai cô liền thở phào nhẹ nhõm bước ra hay à nếu không phải lệ khiếu hàn một hai phải đưa mình trở về thì mình đã sớm đi theo dõi lương thần tìm được vĩ ca rồi lệ khiếu hàn đứng giữa cửa xe nhìn bộ dáng của vân vĩ noãn mỉm cười hỏi sao nói vậy anh đưa em về nhà là sai rồi hả vân vi noãn giật nảy bắn người kích động chỉ tay vào lệ khiếu hàn anh anh nửa ngày ơ anh lệ khiếu hàn lệ khiếu hàn đi đến trước mặt cô thở dài nha đầu thúi em thật đúng là bạc tình bạc nghĩa mà anh cứu em một mạng còn đưa em trở về nhà nữa vậy mà em còn âm thầm oán trách anh hai vân vi noãn bị bắt quả tang liền cười gượng mấy tiếng a ah, ha ha cái đó anh nghe lầm rồi anh ơi cái đó thôi không còn sớm nữa tôi đi về nhà trước đây nhìn vân vi noãn lại định chạy trốn lệ khiếu hàn nhìn cô nghiêm túc nói nha đầu anh biết đám lưu manh đó đã làm em bị thương, trong lòng em có hận ý và em muốn báo thù. Vân Vi Noãn đứng sững tại chỗ trầm mặc, kiếp trước cũng chỉ bởi vì bọn lưu manh này mà mình đã bị hủy hoại trong tay của Lương Thần, kiếp này không phải lễ khiếu hàn đuổi tới kịp. Nói không chừng mình và con lại sẽ là một thi thể mà hai sinh mệnh rồi. Thấy cô trầm mặc lễ khiếu hàn liền nắm lấy tay cô, "Đi thôi, đại thúc sẽ mang em đi báo thù." Anh duỗi tay về phía cô mỉm cười nói, "Chờ chúng ta báo thù xong rồi thì phải trở về nhà ngủ ngoan ngoãn cho anh hiểu chưa?" vân vi noãn bất giác đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh tôi đột nhiên bàn tay cô dừng lại vân vi noãn đừng quên là mày không thể cùng anh ấy ở bên nhau được cô đấm nhẹ vào ngực lệ khiếu hàn đáp được thôi thỏa thuận trong một nhà xưởng bỏ hoang anh vĩ tay cầm một điếu thuốc đứng trên sân thượng sốt ruột lương thần cùng hoàng lệ tịnh như thế nào còn chưa tới nữa chứ nếu bọn chúng dám cho mình leo cây mình sẽ cho bọn nó chết cùng lúc này hoàng lệ tịnh và lương thần cũng xuất hiện vĩ ca bọn em tới rồi này anh vĩ quay đầu nhìn hai người hửng hắn tức giận mắng lớn bọn bay làm gì mà chậm chạp quá vậy có mang tiền đến không lương thần cầm một tấm thẻ đưa cho hắn một trăm vạn anh muốn đều nằm trong thẻ này nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng anh vĩ liền chạy nhanh tới lấy lúc sắp lấy được thì lương thần lại rụt tay lại vĩ ca tiền này không thể đưa cho anh trước được anh vĩ sừng sốt mặt tối sầm lại cái gì không đưa hắn tức giận giơ nắm đấm lên lương thần mày muốn thử thách lão tử sao có tin lão tử có tin lão tử sẽ đi tìm lệ khiếu hàng ngay bây giờ để tự thú và chúng ta sẽ xong đời cùng nhau hay không hả? Thấy anh Vĩ kích động như vậy, Hoàng Lệ Tịnh sợ hãi vội lên tiếng, "Vĩ ca, anh đừng nóng, anh thần không phải là không muốn đưa cho anh đâu." Anh Vĩ giận dữ gào lên, "Mẹ kiếp, vậy ý của các người là gì đây? Chẳng lẽ đi lên đây để phơi nắng?" Lương Thần giơ tấm thẻ lên bình tĩnh nói, "Vĩ ca, bọn em biết anh không thể bị Lệ Khiếu Hàn bắt được, cho nên mới chăm cay ngàn đắng để kiếm được số tiền này cho anh chạy trốn, nhưng để đảm bảo sự vất vả của bọn em không có uổng phí." bọn em muốn anh xác nhận mấy vấn đề này một chút anh vĩ nhíu mày nhìn lương thần hỏi vấn đề gì hỏi nhanh đi lương thần nhìn anh vĩ nhíu mày nói thứ nhất chuyện bọn em thuê anh đi giết vân vi noãn anh không có nói cho những người khác biết có phải không anh vĩ khoanh hai tay trước mặt khẳng định mày coi lão tử là hạng người nào hả lão tử vẫn có đạo đức nghề nghiệp của mình nha ngoại trừ hai thằng lính bị lệ khiếu hàn bắt được thì lão tử không có nói với ai cả lão tử đây cũng không có nói với hai thằng lính đó chuyện này là do các người an bài lương thần hài lòng gật đầu một cái vĩ ca quả nhiên có đạo đức nghề nghiệp lương thần bội phục vấn đề thứ hai sau khi cầm được số tiền này thì vĩ ca tính chạy trốn đi đâu anh vĩ nhíu mày đáp còn có thể đi chỗ nào nữa chứ đương nhiên là xuất ngoại rồi thế lực của lệ khiếu hàn quá lớn lão từ đây thân là đầu rắn thổ địa mà cũng đã mấy lần thiếu chút nữa là bị người của hắn bắt lấy rồi cho nên không thể ở lại trong nước được nhất định phải xuất ngoại để trốn ngay lập tức càng xa càng tốt lương thần cười lạnh nhìn hắn không sai chỉ cần ra khỏi đất nước này thì nó đã vượt xa tầm tay của lệ khiếu hàn rồi xem ra vĩ ca không chỉ có đạo đức nghề nghiệp mà kinh nghiệm cũng cực kỳ tinh vi anh vĩ hết kiên nhẫn xua xua tay một cái được rồi đừng nhiều lời với lão tử nữa còn vấn đề gì nữa không không còn gì nữa thì mau đưa tiền cho lão tử lẹ đi lương thần mỉm cười đưa tấm thẻ cho hắn không còn vấn đề nào nữa nếu vĩ ca đã suy xét chú đáo như vậy thì bọn em cũng yên tâm rồi tiền đây vĩ ca cầm lấy đi nhìn thấy tiền anh vĩ vội chạy nhanh đến thẳng dở hơi lãng phí thời gian của lão tử mày có biết mỗi một phút lão tử còn ở đây thì nguy cơ bị bắt sẽ càng cao hay không thấy anh vĩ không đề phòng hoàng lệ tịnh đằng sau ánh mắt lóe lên cắn câu rồi anh vĩ chạy đến rìa lan can đoạt lấy tấm thẻ trong tay lương thần cười lớn đưa cái mật khẩu luôn đi hoàng lệ tịnh đứng đằng sau hắn từ từ đến gần lương thần và hoàng lệ tịnh liếc nhìn nhau mật khẩu là lương thần hung ác hét lên đưa mày lên đường mày đi chết đi lương thần và hoàng lệ tịnh hiệp lực đẩy anh vĩ xuống dưới mặt hoàng lệ tịnh tái mét cái gì lương thần sắc mặt lúc này cũng khó coi không kém chúng ta có đến hai người mà vẫn không đẩy được hắn sao anh vĩ quay đầu lại ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn hai người thì ra đây mới chính là chủ ý của bọn bay hắn tức giận túm lấy cổ áo lương thần tay còn lại thì bóp chặt lấy cổ hoàng lệ tịnh anh vĩ giận dữ nhấc hai người lên như nhấc hai con gà vậy chỉ bằng hai con gà yếu nhất như bọn bay mà cũng xứng để chơi lão từ sao lương thần sợ hãi vội cầu xin tha thứ vĩ ca anh hiểu lầm rồi anh hãy nghe em giải thích hoàng lệ tịnh cũng sợ hãi rưng rưng nước mắt đừng giết em mà đều là lương thần ép em làm hết đó anh vĩ càng ngày càng tức giận hơn nhất hai người bọn họ lên cao lão tử vì các người bán mạng vì các người bảo thủ bí mật thế nhưng các ngươi lại muốn giết lão tử để diệt khẩu nếu các ngươi bất nhân thì cũng đừng trách lão tử đây bất nghĩa lương thần sợ hãi hét lên vĩ ca anh mà giết bọn tôi thì anh cũng đừng mong mà có được mật khẩu thẻ ngân hàng anh vĩ mặt mày giận dữ ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn chuyện đã tới nước này rồi mà còn muốn lừa lão tử sao hả nếu lão tử đoán không sai thì trong cái thẻ đó một xu cũng không có bọn bay căn bản là không muốn cho lão tử trốn chạy mà nếu đã như vậy thì lão tử sẽ tiễn bọn bay lên đường trước lương thần sợ hãi mặt càng ngày càng tái nhợt không xong rồi anh sắp chết rồi lương thần dao anh có dao lương thần run rẩy sờ tay vào trong túi quần đúng 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 anh có dao mà anh vĩ cười lạnh nhìn hai người có dao cũng vô dụng mà thôi mấy cưng muộn rồi thấy mình sắp bị giết đến nơi rồi hoàng lệ tịnh sợ hãi vội hét lên vĩ ca đừng mà em đang mang thai đứa con của anh đó anh vĩ kinh ngạc cái gì? Hắn thu hồi nhấc hai người vào bên trong. Cô, cô nói cái gì? Mang thai con của tôi. Hoàng lệ tịnh dưng dưng nước mắt ấm yếu ớt nói. Vĩ ca, chuyện tới nước này em cũng không muốn gạt anh làm gì. Thật ra, thấy thời điểm đã đến, Hoàng lệ tịnh nhìn lương thần hét lên. Ra tay đi, anh vĩ sửng sốt, mặt tái sắc, thôi xong, nhưng đã muộn, con dao sắc nhọn đâm sượt qua chán của hắn. Lương thần ánh mắt hung ác đâm một dao nữa về phía anh vĩ. Này là mày ép tao đó nha, đi chết đi, con dao sắc nhọn đâm mạnh vào ngực anh vĩ. Anh Vĩ hét lên, a, à, rồi ngã ngồi xuống đất, miệng vết thương máu chảy ra không ngừng, Lương Thần và Hoàng Lệ Tịnh cũng ngã xuống đất. Hoàng Lệ Tịnh yếu ớt lên tiếng, "Được cứu rồi." Lương Thần cũng sợ hãi bật khóc, mồ hôi chảy ròng ròng, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là anh đã bị ném xuống rồi. Anh Vĩ thở gấp nhíu mày chỉ tay về phía Hoàng Lệ Tịnh hỏi, "Cô, cô nói cho tôi, đứa con là thật sao?" Lương Thần cũng cau mày nhìn cô ta, "Hửm?" Thấy ánh mắt của Lương Thần, Hoàng Lệ Tịnh sợ hãi vội giải thích, "Sao, sao có thể là sự thật được chứ?" Anh thần à, em nói như vậy để lừa hắn cho anh tranh thủ thời gian mà thôi." Lương Thần nheo mắt nhìn cô ta hỏi lại, "Thật vậy sao?" Hoàng Lệ Tịnh giả bộ ấm ức đáng thương nhìn hắn khẳng định, "Đương, đương nhiên là thật mà. Em, em đâu có ngủ với hắn đâu mà sao có thể có con với hắn được chứ? Nếu em mà thực sự có mang thì cũng là mang thai con của anh mà thôi." Lương Thần cầm con dao rích đầy máu lên lạnh lùng cảnh cáo, "Em tốt nhất là đừng có mà gạt tôi. Tôi vừa rồi đã vì em mà giết người, nếu em dám phản bội tôi thì tôi cũng không ngần ngại mà giết thêm một mạng người nữa đâu." hoàng lệ tịnh sợ hãi vội nói em tuyệt đối sẽ không phản bội anh thần đâu mà em chỉ biết thuộc về có một mình anh thần mà thôi lương thần hừ mạnh một tiếng tôi có tha thứ em cũng không dám vĩ ca anh nghe rõ chưa vừa rồi là cô ấy gạt anh đấy không có quan hệ với nhau thì làm sao có thể có con được chứ hả anh đúng là cả tin ngu quá sức ngu anh vĩ lúc này do mất máy quá nhiều mặt càng ngày càng nhợt nhạt hắn thở gấp cười một tiếng a ha tao tao có vẻ như hơi hiểu chút rồi đó nha nói như vậy xác thực có khả năng là con của tao rồi đấy. Nói xong hắn liền ngã xuống đất bất tỉnh. Lương Thần đứng dậy nhìn hắn mày nhíu chặt. Hửm, hắn nói có khả năng là có cái gì. Hoàng Lệ tịnh toát mồ hôi lạnh cố gắng rảo biện. Anh Thần à, đừng suy nghĩ lời hắn nói chi cho mệt nhọc. Dù sao thì hắn cũng đã chết rồi. Chúng ta cũng đã đạt được mục đích rồi còn gì. Chúng ta mau rời khỏi chỗ này nhanh đi. Chứ để bị người phát hiện thì tiêu luôn á. Lương Thần gật đầu một cái, không sai. Mặc dù kế hoạch của chúng ta có chút thay đổi, nhưng cũng may kết quả cũng không sai lệch mấy hắn liền nắm tay hoàng lệ tịnh rất đi đi thôi đột nhiên một giọng nói vang lên chỉ sợ là các người không thể đi được rồi lương thần và hoàng lệ tịnh biến sắc cái gì vân vi noãn và lệ khiếu hàn dẫn người đi đến chặn đường chạy trốn của hai người hoàng lệ tịnh và lương thần sợ hãi mặt tái nhợt vân vi noãn lệ khiếu hàn vân vi noãn nhìn vĩ ca nằm dưới đất bình tĩnh lên tiếng xem ra là đã tới chậm rồi vĩ ca đã bị diệt khẩu lệ khiếu hàn nhau mắt lạnh lùng nhìn hắn tên cận bã này chết như vậy quả thật là quá nhẹ nhàng cho hắn rồi hắn dám đả thương ngươi hẳn là phải để cho hắn sống không bằng chết mới đúng vân vi noãn đứng bên cạnh mỉm cười nói nhưng mà cũng còn may chúng ta cũng không ủng công mà chạy đến đây vì rốt cuộc chúng ta cũng đã tận mắt chứng kiến một vụ án giết người lương thần sợ hãi vội kiếm cớ các người hiểu lầm rồi anh ta không phải do chúng tôi giết lúc chúng tôi tới anh ta cũng đã chết rồi chúng tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa vân vi noãn thấy hắn vô liêm sỉ như vậy thì bật cười thành tiếng lương thần thích nghĩ lúc anh nói anh nên giấu con dao đầy máu trên tay đi rồi lau sạch sẽ cả vết dính trên mặt nữa thì khả năng sẽ càng thuyết phục hơn một chút á hoàng lệ tịnh và lương thần sửng sốt cái gì trợ lý đằng sau cầm máy ảnh chụp tách tách vài tấm ảnh lệ tiên sinh đã chụp hình xong toàn bộ rồi lệ khiếu hàn lạnh lùng ra lệnh cho đám vệ sĩ chứng cứ vô cùng xác thực bắt lấy bọn họ đi đám vệ sĩ vội đáp rõ rồi xông lên bắt hai người lương thần và hoàng lệ tịnh lương thần cầm con dao trên tay hét lên dừng tay các người các người không được nhức nhích ai dám lại đây tôi sẽ khô máu với người đó luôn đám vệ sĩ lạnh lùng giơ súng lên chĩa thẳng vào hắn lương thần sợ hãi cả người run rẩy lùi lại phía sau súng sao xong rồi mình chết chắc rồi hoàng lệ tịnh nghiến răng liếc nhìn lương thần không được nếu cứ tiếp tục như vậy mình cùng với lương thần sẽ chết cùng mất thôi không còn cách nào khác lúc này đành phải hy sinh lương thần vậy nghĩ xong xuôi hết mọi chuyện hoàng lệ tịnh nhìn vân vĩ noãn hét lên vân vi noãn tất cả những điều này đều là do lương thần làm chứ không liên quan gì đến tôi cả là anh ta thuê vĩ ca hại cô cũng là anh ta tự mình giết vĩ ca chứ tôi không có tham dự vào bất cứ cái gì hết, Lệ Khiếu Hàn cười lạnh nhìn hai người kia đấu đá lẫn nhau. Wow, bắt đầu tạo phản rồi hả? Nhưng mà cô có nghĩ là hơi muộn qua rồi không? Bắt lấy, lúc này Vân vi Noãn đột nhiên giơ tay lên ngăn anh lại. Khoan động thủ đã, dù sao thì bọn họ cũng không chạy được. Tôi đang muốn nhìn bọn họ chó cắn chó là như thế nào. Lương Thần tức giận không dám tin nhìn Hoàng Lệ Tịnh. Hoàng Lệ Tịnh, tại sao em lại bán đứng tôi? Hoàng Lệ Tịnh nhìn hắn ta phủi sạch quan hệ. Lương Thần, tôi chưa từng đồng ý với anh thì lấy đâu ra mà bán đứng? Tôi vẫn luôn khuyên anh đừng làm những việc này, anh chẳng những không nghe còn đánh tôi uy hiếp tôi nữa, những vết thương trên người của tôi chính là chứng cừ đó. Bây giờ thì cũng đã đến lúc anh phải tự trả giá cho những hành động của mình rồi." Lương Thần tức giận đánh mất hết lý trí xông về phía cô ta, Hoàng Lệ Tịnh, cô đúng là tiện nhân. Lương Thần bắt lấy Hoàng Lệ Tịnh, hắn ta giận dữ giơ con dao lên, "Cô dám chút hết mọi việc lên trên người của tôi sao? Tôi sẽ giết cô." Hoàng Lệ Tịnh sợ hãi nhìn Vân Vi noãn hét lên, "Vân Vi noãn, cô thấy chưa, anh ta thực sự muốn giết tôi mà." Tôi sao có thể đồng lõa với anh ta được chứ? Các người mau cứu tôi đi, nổ súng đánh gục Lương Thần đi." Cô ta đắc ý trong lòng, thành công rồi, Lương Thần quả nhiên đã bị mình chọc giận, hiềm nghi này trên người mình cuối cùng cũng đã bị giảm đi hơn phân nửa rồi. Vân Vi noãn nhìn hai người cười nhạt, thực sự có ý tứ. Lương Thần giơ con dao lên cao nhìn Hoàng Lệ Tịnh hung ác nói, "Còn dám kêu người đánh gục tôi hả? Tôi sẽ khiến cho cô phải chết trước." Hoàng Lệ Tịnh hốt hoảng cầu xin, "Mau cứu tôi với." Con dao sắc nhọn đâm vào bắp tay Hoàng Lệ Tịnh. Hoàng Lệ Tịnh sợ hãi la lên, "Á!" À? cô ta không dám tin nhìn Vân Vi Noãn và Lệ Khiếu Hàn, các, các người vì cái gì lại không cứu tôi. Vân Vi Noãn khoanh hai tay trước ngực cười lạnh nhìn Hoàng Lệ Tịnh, cứu cô hả, ây ra, thật ngại quá, lúc nãy hơi có chút thất thần nên không phản ứng kịp rồi, Hoàng Lệ Tịnh tức đến nổ phổi, cô, cô rõ ràng chính là cố ý mà. Lương thần bật cười giễu cợt nhìn Hoàng Lệ Tịnh, con tiện nhân này, cái đầu của cô bị nước vô rồi hả, nghĩ sao mà cô còn trông cậy vào bọn họ sẽ cứu cô, hắn rút con dao ra, Hoàng Lệ Tịnh đau đến tái mặt lương thần bóp lấy cổ hoàng lệ tịnh cười lạnh nói hoàng lệ tịnh cô nói xem cô vì cái gì mà lại muốn bán đứng tôi chúng ta cùng chết không phải là tốt hơn sao một hai phải bức tôi giết cô trước là thế nào hoàng lệ tịnh nhíu mày vội nói ra con át chủ bài lương lương thần anh không thể giết chết em được em đang mang thai con của anh mà cô ta nghiến răng mắng thầm trong lòng vân vi noãn đáng chết không ngờ cô ta thế nhưng thấy chết mà không cứu trước kia cô ta đâu phải như thế sao tự nhiên nay lại đột nhiên trở nên tàn nhẫn như vậy chứ vân vi noãn nhíu mày Hùng, hoàng lệ tịnh thế nhưng cũng đang mang thai sao là thật hay giả đây lệ khiếu hàn đứng bên cạnh nghe thấy vân vi noãn lầm bẩm thì nhíu mày cũng sao tại sao vân vi noãn lại nói cũng chẳng lẽ còn có ai khác đang mang thai nữa à ánh mắt lương thần lóe lên tia tàn nhẫn tôi mệt rồi nghe hết dùng chiêu này với vĩ ca bây giờ lại áp dụng với tôi hả cô nghĩ là tôi sẽ tin ba cái chuyện ma quỷ này của cô sao bán đứng tôi thì chỉ có một kết cục đó chính là chết hoàng lệ tịnh sợ hãi nhắm chặt mắt đừng mà những gì em nói đều là sự thật Vân Vi noãn nhíu mày, Hoàng Lệ Tịnh vẫn chưa thể chết được. Lệ Khiếu Hàn ra lệnh cho thuộc hạ, động thủ, thuộc hạ đằng sau nghe vậy liền giơ súng lên bắn vào bàn tay cầm dao của Lương Thần. Lệ Khiếu Hàn lạnh lùng phun ra hai chữ, bắt lấy, thuộc hạ vội đáp, "Rõ." Lương Thần bị hai vệ sĩ khống chế không cam lòng hét lên, "Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi muốn giết con tiện nhân Hoàng Lệ Tịnh này." Hắn ta nghiến răng ánh mắt đầy phẫn nộ, "Hãy chờ tôi giết cô ta xong thì các người hãy giết tôi." Hoàng Lệ Tịnh thấy mình cuối cùng cũng được cứu thì vội vàng chạy đến trước mặt Vân Vi Noãn quỳ xuống nước mắt lương tròng, được cứu giỏi, hu hu. Vân Vi Noãn nhìn cô ta hỏi, cô thực sự đang mang thai sao? Hoàng Lệ Tịnh ôm vết thương trên cánh tay vội đáp, đương, đương nhiên là thật rồi. Tôi đã đi kiểm tra ở bệnh viện, các người có thể đến bệnh viện để kiểm tra lại. Cô ta nghiến răng mắng chửi trong lòng, con tiện nhân Vân Vi Noãn này, thế nhưng lại hại mình chúng một sao, món nợ này tao sẽ nhớ kỹ, sau này tao nhất định sẽ bắt mày trả gấp bội. Vân Vi Noãn nhìn cô ta lạnh nhạt nói, Chúng tôi sẽ kiểm tra, nhưng cho dù cô có thật sự mang thai thì cũng không giảm bớt được hành vi phạm tội trên người của cô đâu." Lương Thần cũng kinh ngạc không dám tin. "Cái gì? Hoàng Lệ Tịnh thế nhưng thật sự mang thai sao? Chuyện xảy ra khi nào? Sao tôi lại không biết gì hết vậy?" Hoàng Lệ Tịnh cúi mặt xuống nhỏ giọng đáp, "Một thời gian rồi." Trong đầu cô ta lóe lên một ý nghĩ, "Lương Thần, vì đứa trẻ anh hãy gánh hết tất cả những tội ác đi." Hoàng Lệ Tịnh ôm bụng giả bộ đáng thương thủ thỉ, "Mẹ đã vì con mà nhiều lần khuyên nhủ ba con thu tay lại, nhưng ba của con vẫn chấp mê bất ngộ." dẫn đến bây giờ phải rơi vào cái kết cục này mẹ thật cảm thấy có lỗi với con của mẹ quá lương thần kích động nhìn hoàng lệ tịnh em mang thai thật sao em không có gạt anh đó chứ đúng không em không gạt anh đúng không vân vi noãn nhíu mày lại những lời nói vừa rồi là hoàng lệ tịnh cố ý nói cho lương thần nghe sao lệ khiếu hàn không muốn nghe nữa liền ra lệnh cho thuộc hạ dẫn hai người này đi nhốt riêng ra chờ tôi xử lý vệ sĩ vội đáp rõ rồi tiến lên tách hai người lương thần và hoàng lệ tịnh lôi đi Lương thần bị kéo đi nhưng hắn ta vẫn nhìn Hoàng Lệ Tịnh ấy náy nói, Hoàng Lệ Tịnh, anh không biết phải làm sao nữa, cảm ơn em, cảm ơn em, Hoàng Lệ Tịnh, thấy cá đã cắn câu Hoàng Lệ Tịnh liền nở ra một nụ cười nham hiểm. Chưa dùng con quả nhiên đã động được vào lương thần rồi, hắn nhất định sẽ gánh hết mọi hành vi phạm tội, mình quả nhiên là lợi hại, mình được an toàn rồi. Vân Vi noãn trầm mặc nhìn lệ khiếu hàn đang nhíu mày bên cạnh, một tên cận bã như lương thần mà còn cảm thấy vui khi biết hắn có con, Vân Vi noãn mỉm cười sờ bụng mình nếu lệ khiếu hàn mà biết anh ta cũng có con thì không biết bộ dạng sẽ như thế nào nhỉ lệ khiếu hàn nhìn dáng vẻ hạnh phúc của vân vi noãn lệ khiếu hàn tò mò nhìn câu hỏi đang suy nghĩ cái gì vậy vân vi noãn giật mình vội đáp không không có gì tôi chỉ là cảm thấy chỉ sợ chúng ta không bắt được nhược điểm của hoàng lệ tịnh lệ khiếu hàn cũng gập đầu đáp đúng vậy chắc chắn lương thần nhất định sẽ vì đứa con trong bụng của hoàng lệ tịnh mà đem hết mọi tội lỗi nhận về mình cho mà xem vân vi noãn nhíu mày nói đây cũng là chuyện thượng tình của con người chỉ cần anh ta vẫn là một con người thì nhất định sẽ làm như vậy thôi được rồi dù gì cô ta cũng đang mang thai chúng ta cũng không nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt làm gì nhưng khác những gì mọi người nghĩ trong một căn phòng nhỏ tiếng hét lớn vang lên hoàng lệ tịnh là chủ mưu lương thần bị trói chặt trên ghế giận dữ hét lên từ những việc thuê vĩ ca hại vân vi noãn rồi đến việc giết chết vĩ ca tất cả đều là chủ ý của hoàng lệ tịnh đưa ra cho tôi làm vân vi noãn tức giận vỗ mạnh tay xuống bàn lương thần anh có phải là con người hay không vậy cô chỉ thẳng tay vào mặt lương thần mắng lớn Người phụ nữ của anh đang mang thai đứa con của anh, như thế nào mà anh lại đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu cô ấy? Lệ Khiếu Hàn bên cạnh sừng sốt nhíu mày nhìn dáng vẻ kích động của Vân Vi Noãn, mặc dù trình độ cận bã của Lương Thần vượt quá tưởng tượng của mình, nhưng mình lại không nghĩ tới Vân Vi Noãn lại tức giận đến như vậy. Lương Thần nghe lời chất vấn của Vân Vi Noãn, Lương Thần vô liêm sỉ đáp, tôi không có hoàn toàn đổ lỗi cho Hoàng Lệ Tịnh. Nếu tôi phạm sai lầm tôi đương nhiên sẽ nhận, nhưng đằng này không phải tôi làm, nên tôi không thể ôm hết về người mình được. Cô ấy mang thai, tôi cũng rất đau lòng cho cô ấy nhưng cũng không thể vì việc cô ấy mang thai mà phải bỏ qua sự thật như thế chứ vân vi noãn tức giận không dám tin nhìn người đàn ông này đồ cặn bã tôi thấy anh đang đau lòng cho chính anh thì có lương thần cười lạnh nhìn cô thì tùy cô muốn nói thế nào thì nói đó nhưng nếu các người cứ một hai nói tôi là chủ mưu thì xin mời lấy chứng cứ ra đi vân vi noãn nghiến răng nhìn hắn anh lệ khiếu hàn đứng lên ăn ủi cô vân vi noãn em không cần thiết phải tức giận với tên cặn bã này làm gì đâu em hãy nghỉ ngơi chút đi để đó cho anh Vân Vi noãn tức đến phùng mang trận má dẫn giữ đáp, "Được." Lệ Khiếu Hàn đi đến trước mặt Lương Thần lạnh lùng nói, "Lương Thần, cậu thuê Vĩ Ca mưu hại Vân Vi noãn, nhưng sau khi sự việc thất bại cậu lại đi giết Vĩ Ca để diệt khẩu, những việc làm này cậu có nhận hay không?" Lương Thần sợ hãi vội giải thích, "Giết Vĩ Ca tôi nhận, vì dù gì cũng đã bị các người quay phim lại rồi. Tôi có muốn phủ nhận cũng được, nhưng điều đó đều là do Hoàng Lệ Tịnh sai xử tôi làm, còn về việc thuê Vĩ Ca mưu hại Vân Vi noãn cũng không phải tôi thuê, mà là Hoàng Lệ Tịnh thuê." Lệ Khiếu Hàn cầm tập tài liệu lên, nheo mắt lại nhìn hắn còn dám phủ nhận sao anh ném tập tài liệu vào mặt lương thần nói tiếp tôi đã điều tra ra tài khoản ẩn danh được sử dụng để chuyển tiền cho vĩ ca chính là của cậu lương thần mặt biến sắc cái gì cái này mà cũng điều tra ra được sao thấy đã bị vạch trần hắn ta liền thừa nhận nhưng vẫn cố gắng chống chế phải phải nhưng tôi không sai đều là hoàng lệ tịnh bức tôi chuyển khoản tôi không làm gì cả ra chú ý và liên hệ với vĩ ca đều là do cô ta làm hết lệ khiếu hàn cười lạnh nhìn lương thần lương thần may thật đúng là con vịt chết rồi mà cái mỏ vẫn còn cứng mà lương thần sợ hãi vội đáp không phải là tôi mạnh miệng mà tại sao các người một hai cứ phải nói tôi là chủ mưu làm gì hư nếu các người đã xác định như vậy thì lấy chứng cứ ra đi các người có không lệ khiếu hàn cầm điện thoại lên bình tĩnh nói chúng tôi không có vân vi noãn đứng đằng sau cười lạnh nói tiếp nhưng hoàng lệ tịnh có lương thần nghe vậy thì cười đắc ý vậy thì không được rồi nếu các người không có chứng cứ vậy thì nói được một nửa hắn ta đột nhiên sửng sốt hửm cô nói cái gì Hoàng Lệ Tịnh có á, Lệ Khiếu Hàn mở đoạn video trong điện thoại ra cho Lương Thần xem. Hoàng Lệ Tịnh đã cung cấp cho chúng tôi một đoạn ghi hình, cậu có thể nhìn xem. Lương Thần nhìn đoạn video cả người run rẩy. Đây là căn phòng trọ của mình đây mà. Trong đoạn video phát cảnh hắn ta ngồi trên giường đưa cho anh Vĩ một tấm ảnh. Vĩ ca, tiền tôi đã chuyển qua wow cho anh rồi đó, còn đây là người phụ nữ mà anh sẽ phải đối phó. Anh Vĩ nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh thì oao wow một tiếng. Một đại mỹ nhân sao? Lương Thần Cậu chắc là tôi có thể tùy ý muốn chơi thế nào chơi với đại mỹ nhân này đó chứ?" Lương Thần mỉm cười đáp, "Tùy anh, muốn chơi kiểu gì đó thì chơi, nhưng tốt nhất là nên làm cho cái bụng to lên đi. Nhưng anh nhớ kỹ, tất cả những điều này đều là hành vi cá nhân của anh, không có liên quan gì đến tôi cả, anh hiểu chứ?" Anh Vĩ mỉm cười khua khua tấm ảnh nói, "Hiểu, tôi hiểu quy tắc mà, vậy tôi đi trước đây, để tôi đi thăm dò tung tích của cô ta trước cái đã." Nói xong hắn ta liền rời đi, chứng cứ này cậu đã vừa lòng rồi chứ? Đoạn video vẫn tiếp tục phát Lương Thần trong video mỉm cười hung ác, "Đi đi, tôi chờ tin tốt của anh." Nhìn thấy chứng cứ rõ ràng như vậy, sắc mặt Lương Thần tái mét, Hoàng Lệ Tịnh đáng chết, dám gắn camera trong phòng trọ để quay lén mình. Lương Thần dãy dụa giận dữ hét lên, "Hoàng Lệ Tịnh, cô là đồ tiện nhân, tôi muốn giết cô." "Giết cô?" Lệ Khiếu Hàn nhíu mày ra lệnh, làm cho hắn im miệng lại, trợ lý vội đáp, "Rõ." Rồi tiến lên nhét khăn vào miệng Lương Thần, Lương Thần giận dữ dãy dụa mạnh hơn, "Ưm, ừ. ưm." Ừ. Ở một căn phòng khác, hoàng lệ tịnh ngồi trên ghế mặt cúi xuống lẩm bẩm lương thần chưa có trách tôi tôi làm như vậy cũng là vì anh mà thôi dù gì đứa trẻ trong bụng tôi xác suất vẫn là con của anh mà ánh mắt cô ta trở lên lạnh lẽo vân vi noãn ngồi trên ghế sofa trầm mặc kiếp trước lương thần cùng hoàng lệ tịnh cấu kết với nhau làm việc xấu hại chết mình vậy mà mình cứ cho rằng bọn họ có tình cảm gì với nhau đâu kiếp trước hoàng lệ tịnh vác bụng bầu dựa vào ngực lương thần nhìn cô đắc ý nói vân vi noãn cô hơi bị ngu đấy tôi và lương thần đã sớm ở bên nhau rồi huống hồ bây giờ tôi lại còn đang mang thai nữa cho nên cô nên thoái vị đi kết quả là tay vạ đến nơi vì để bảo vệ tính mạng mà đối phương bắt đầu đâm dao lẫn nhau mình thật là đánh giá cao bọn họ bọn họ trước sau gì cũng chỉ biết yêu chính bản thân mình mà thôi đang lúc cô thất thần thì lệ khiếu hàn đến gần cô đang suy nghĩ cái gì vậy vân vi noãn ngẩng mặt lên nhìn anh lệ khiếu hàn anh ngồi xuống cạnh cô quan tâm hỏi vẫn còn tức giận cái tên lương thần kia sao vân vi noãn nhíu mày nói thật ra anh ta không đến mức làm cho em nổi giận anh ta chỉ là làm cho em ghê tởm mà thôi, một người đàn ông vì mạng sống mà ngay cả người phụ nữ của mình, cùng con của mình cũng không thèm quan tâm đến, quả thực không xứng đáng làm người, Lệ Khiếu Hàn cũng chán ghét nói, loại người này sẽ không có kết cục tốt đâu, hoặc là chết, hoặc là bị nhốt đến chết, Vân Vi Noãn nhìn anh bình tĩnh đáp, đây là những gì mà tên cặn bã Lương Thần nên nhận được. Vậy còn Hoàng Lệ Tịnh bên kia, anh tính xử lý như thế nào? Lệ Khiếu Hàn ánh mắt lạnh lẽo lên tiếng, Hoàng Lệ Tịnh nhất định không có vô tội như những gì cô ta nói đâu tất cả những việc này chắc chắn là cô ta có tham dự vào chỉ là trước mắt chúng ta vẫn chưa có đủ chứng cứ nhưng mà lệ khiếu hàn này làm việc có bao giờ cần chứng cứ đâu cho dù cô ta không nhận thì anh cũng có thể đem nhốt cô ta lại vân vi noãn thở dài một tiếng thôi bỏ đi chỉ cần làm theo quy trình bình thường là được rồi cô ấy cũng đang mang thai chúng ta không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt đâu lệ khiếu hàn quay mặt sang nhìn cô mỉm cười vân vi noãn em thật là thiện lương vậy thì cứ làm theo em đi anh đứng dậy ánh mắt trở nên sắc bén nhưng mà Hoàng Lệ Tịnh sau này tốt nhất nên an phận thủ thường, nếu dám làm chuyện xấu nữa, anh sẽ cùng cô ta tính sổ. Vân Vi Noãn đứng dậy nhìn anh thật lòng cảm ơn, Lệ Khiếu Hàn, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nhiều lần cứu tôi, cảm ơn anh đã giúp tôi báo thủ. Lệ Khiếu Hàn dịu dàng nhìn cô nói, không cần phải trịnh trọng như vậy, với anh mà nói, tất cả những việc này đều là việc nhỏ mà thôi. Vân Vi Noãn nghiêm túc nhìn anh, đối với anh mà nói nó là việc nhỏ, nhưng đối với tôi nó lại là vấn đề của hai kiếp sống. Lệ Khiếu Hàn nhíu mày nhìn cô hỏi, hai kiếp sống là như thế nào em còn có kiếp trước sau vân vi noãn nhìn anh hỏi anh tin không lệ khiếu hàn nhìn cô nghiêm túc đáp nói thật anh không tin nhưng nếu em đã nói như vậy thì cho anh hỏi em một chút anh cũng đang tò mò kiếp trước không biết anh là một người như thế nào nhỉ vân vi noãn cúi mặt xuống thành thật nói kiếp trước tôi không có gặp được anh kiếp trước nếu mình mà gặp được anh ấy có phải sẽ không có một cuộc sống bi thảm như vậy lúc cô đang buồn bã thì một bàn tay mạnh mẽ vỗ lên vai cô an ủi lệ khiếu hàn mỉm cười nhìn vân vi noãn nghiêm túc nói vậy sao kiếp trước chúng ta không có gặp nhau hả vậy kiếp này em phải thật biết quý trọng anh đó nha phải bù đắp cho cả hai kiếp mới được vân vi noãn bị rung động bởi những lời nói của lệ khiếu hàn cô lẩm bẩm bù đắp cho cả hai kiếp sao đúng vậy kiếp trước mình và anh ấy đã bỏ lỡ nhau vậy kiếp này vì cái gì lại không quý trọng ít nhất cũng phải thử xem thế nào vân vi noãn hai má ửng đỏ miệng mấp máy lệ khiếu hàn thật ra tôi đúng lúc này một giọng nói dịu dàng vang lên khiếu hàn em rốt cuộc đã tìm được anh rồi Vân Vi noãn quay đầu nhìn lại phía sau, hửm, một cô gái sang trọng xinh đẹp từ từ bước đến cạnh hai người. Lệ Khiếu Hàn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mày khẽ cau lại hỏi, Đỗ Nhược, sao cô lại tới đây? Đỗ Nhược nhìn Lệ Khiếu Hàn mỉm cười nói, có phải anh đã quên mất hôm nay chúng ta có cuộc họp hay sao? Em gọi điện thoại mà không thấy anh nghe máy nên chỉ có thể đi tìm anh thôi. Lệ Khiếu Hàn lạnh lùng đáp lời cô ta, tôi đang bận chút việc, sẽ trở về ngay. Anh quay mặt nhìn Vân Vi Noãn dịu dàng hỏi, Vân Vi Noãn, vừa rồi em muốn nói cái gì vậy? vân vi noãn xấu hổ lắp bắp nói không không có gì tôi chỉ muốn nói thật ra tôi cảm thấy hơi mệt chút lệ khiếu hàn nghe vậy liền nắm lấy cổ tay cô vậy để anh đưa em về nghỉ ngơi nha vân vi noãn ngượng ngùng vội rút tay về không cần đâu anh mau quay trở lại để họp đi tôi tự bắt taxi về được rồi thấy vậy lệ khiếu hàn cũng không miễn cưỡng cô nữa vậy cũng được vậy khi nào em về đến nhà nhớ gọi điện thoại báo anh một tiếng nha vân vi noãn mỉm cười đáp ưm um, anh đi làm việc của anh đi hẹn gặp lại cô nghĩ thầm trong lòng hôm nay không thích hợp lắm đành tìm cơ hội nói với anh ấy sau vậy sau khi vân Vi noãn rời đi lệ khiếu hàn liền biến thành dáng vẻ lạnh lùng quay người rời đi đi thôi đỗ nhược vội đáp dạ anh khiếu hàn trước khi đi cô ta còn quay đầu lại nhíu mày liếc nhìn vân vi noãn đằng sau cô gái lúc nãy là ai vậy có vẻ như anh khiếu hàn rất là quan tâm đến cô ấy đêm khuya trong căn hộ cao cấp vân vi noãn vừa đi vừa nghĩ lúc nãy có người ngoài ở đó nên thật sự không tiện để nói chuyện cùng lệ khiếu hàn chờ cơ hội thích hợp mình sẽ nói cho anh ấy biết sau cũng không biết sau khi biết mình có con thì anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Thấy Vân Vi Noãn trở về Vân Tử Hiên chạy từ trên lầu xuống nhìn cô gọi, "Noãn Noãn." Vân Vi Noãn liếc nhìn ba mình, "Hửm?" Vân Tử Hiên kích động nắm lấy vai cô lo lắng hỏi, "Trời ơi con làm gì mà về trễ dữ vậy? Con có biết là ba lo lắng cho con lắm không?" Vân Vi Noãn kinh ngạc, "Ba?" Hai mắt cô sáng rực lên, "Lo lắng?" Cô vội nắm chặt lấy tay ba mình. "Ba, ba rốt cuộc cũng đã bắt đầu biết lo lắng cho con gái rồi đó." Con gái thật sự rất là vui, Vân Tử Hiên nhíu mày nhìn cô con vui hơi bị sớm rồi đấy, ba chỉ là lo lắng cho cháu ngoại bảo bối của ba mà thôi, còn con lớn tòng ngòng vậy rồi mà còn cần ba lo lắng nữa sao, Vân Vi noãn cả người như vỡ vụn. Hà, Vân Tử Hiên cúi người xuống nhìn bụng Vân Vi noãn giơ tay chào, bảo bảo, ông ngoại ở đây nè, hôm nay con có khỏe không? Mẹ con không có bỏ đói con đó chứ, nếu con có chịu ủy khuất thì mau nói cho ông ngoại biết nghe chưa, ông ngoại sẽ thay con làm chủ, Vân Vi noãn bất lực chỉ tay vào mình nói. Ba con hiện tại cũng là bảo bảo của Vân gia mà, nhưng vân tử hiên không nghe lời cô nói ông chạy xung quanh người cô háo hức nói chuyện với bảo bảo trong bụng cô bây giờ bảo bảo của ngoại muốn làm cái gì nào để ông ngoại kể chuyện ngày xưa ngày xưa cho con nghe có được không nghe nhạc cũng được lắm đó để ông ngoại mở cho con nghe nha vân vi noãn đen mặt nhìn ông what ây ra nhà người ta thì tình thương của cha cao như núi còn nhà mình thì tình thương của cha cũng như núi mà là núi lở cô nhìn ba mình bất lực lên tiếng ba à con mới mang thai chưa được bao lâu nên cũng không cần thiết phải tiến hành thai giáo sớm như vậy đâu Vân Tử Hiên cau mày dạy dỗ cô, sao mà không cần thiết, đối với một đứa trẻ thì nên giáo dục càng sớm càng tốt, không thể để cho đứa trẻ được thua ngay tự vạch xuất phát được, khóe miệng Vân Vi noãn giật giật, ba, ba đâu chỉ không muốn để đứa bé thua ở vạch xuất phát, mà ba đây còn muốn cướp nó chạy nữa đó. Nhà người khác đều đang chạy đua, nên con cháu Vân gia chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau được, ông ấn Vân Vi noãn ngồi xuống ghế, cho nên để cho con và con của con có được một môi trường sống tốt hơn, ba dự định sẽ đưa con đi du học và sinh con ở nước ngoài luôn. Vân Vi noãn kinh ngạc. Hà, Xuất ngoại? Trong nước chẳng phải cũng đang khá tốt sao? Vì cái gì phải xuất ngoại chứ? Cha Vân Vi noãn kích động phân tích cho Vân Vi noãn nghe. Biết là trong nước cũng khá tốt, nhưng trong nước chúng ta không có ai thân thích để chăm sóc con cả. Ở nước ngoài ba có một chiến hữu, con gái của hắn đang là hộ sĩ. Sau khi con đến đó thì có thể để cho cô ấy chăm sóc con. Ba đều đã liên lạc hết cả rồi. Vân Vi noãn khẽ xoa bụng mình ủ rũ nói. Nhưng mà, nếu như con xuất ngoại, thì có phải là con của con sẽ không được nhìn thấy ba của nó nữa hay không? vân tử hiên sửng sốt kinh ngạc nhìn vân vi noãn hỏi noãn noãn chứ chẳng phải là con đang tính nuôi con một mình sao hay là con đã thay đổi chú ý rồi vân vi noãn ánh mắt bối rối nhìn sang chỗ khác lắp bắp nói con con còn chưa có suy nghĩ kỹ nữa vân vi noãn đứng dậy nói ba ba thấy vậy được không ba cho con chút thời gian suy nghĩ đi sau khi suy xét xong con sẽ cho ba câu trả lời vân tử hiên nhíu mày nhìn cô hỏi noãn noãn đừng nói là con ham sắc đẹp của người thanh niên kia đó chứ ba nhắc nhở con đàn ông càng đẹp càng không đáng tin cậy ngàn vạn lần không được để bị sắc đẹp mê hoặc hai con mắt hiểu chưa vân vi noãn bất lực với ông ba của mình con sẽ không có như vậy đâu mặc dù anh ấy có đẹp trai thật thôi con đi về phòng trước đây suy xét xong con sẽ nói với ba nói xong cô liền xoay người đi lên lầu thấy vậy vân tử hiên cũng hết cách nhưng vẫn nhắc nhở cô lần nữa thôi đi lên đi vì bảo bảo con nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ đó nha vân vi noãn vội đáp con biết rồi thưa cha vân tử hiên đứng dưới lầu trầm mặc nhìn cánh cửa đóng chặt sắc mặt ông trở nên lạnh lùng chẳng lẽ là bởi vì người thanh niên kia hôm nay đã giúp noãn noãn báo thù cho nên noãn noãn đã thay đổi chủ ý chăng la lịch của cậu ta không hề nhỏ mình điều tra vẫn không ra thân phận của cậu ta nữa nếu noãn noãn thực sự có ý định ở bên cạnh cậu ta điều đó là tốt hay xấu đây lúc này trong phòng ngủ vân vi noãn nằm trên giường nhớ lại kiếp trước của mình kiếp trước vì để được gả cho lương thần mà mình đã cố tìm mọi cách phản đối ba mình lúc đó ba cũng đã khuyên mình rất nhiều cũng nói những lời nói như hôm nay nói mình bị mê hoặc các kiểu đáng tiếc kiếp trước mình đã không nghe lời ba vậy kiếp này mình có nên nghe lời ba hay không lệ khiếu hàn là người không đáng tin cậy hay sao vân vi nõn nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau lệ khiếu hàn đã từng nói với cô dùng mạng của mình để đổi lấy một cái mạng rẻ rách như vậy thật sự không đáng anh ấy có rất nhiều mặt lúc thì bình tĩnh trầm ổn lúc thì nói năng ngọt sớt anh có phải là người tốt hay không còn phụ thuộc vào em anh có thể vì em mà trở thành một người lương thiện hoặc cũng có thể vì em mà trở thành một kẻ sát nhân có lúc thì mạnh mẽ và dữ dội giống như lúc anh nhìn đám cô đồ lạnh lùng nói tôi chính là người đàn ông của cô ấy vân vi noãn ngồi bật dậy nhưng mặc kệ là mặt nào anh ấy nhất định cũng không phải là một người không đáng tin cậy cô với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn hơn nữa nếu mình không từ mà biệt thì thật là không công bằng cho con và cho cả anh ấy nữa mình phải đem chuyện mình có con nói cho anh ấy biết nếu anh ấy nguyện ý cùng mình ở bên nhau thì mình sẽ không đi đêm khuya ở bên khác đỗ nhược đưa cho lệ khiếu hàn một tập tài liệu khiếu hàn đây là tài liệu anh muốn lệ khiếu hàn không ngẩng mặt lên đáp được đưa cho tôi đi đỗ nhược nhìn lệ khiếu hàn dịu dàng nói khiếu hàn hay là anh đi nghỉ ngơi đi phần việc còn lại để em làm cho lệ khiếu hàn ngồi trước bàn làm việc mày nhíu chặt dự án này liên quan quá nhiều nên tôi nhất định phải tự mình xem qua anh đứng dậy nói để tôi đi rửa mặt cái đã lát nữa quay lại coi tiếp đỗ nhược nhíu mày nhìn bóng lưng lệ khiếu hàn khiếu hàn vẫn là không tín nhiệm mình mỗi khi mà mình đề cập đến dự án nòng cốt thì anh ấy lại không cho mình nhúng tay vào đúng lúc này điện thoại trên bàn kêu lên đỗ nhược nhíu mày liếc nhìn về phía bàn làm việc hửng là điện thoại của khiếu hàn vân vi noãn là nữ nhân lúc chiều kia sao đã tối rồi mà còn gọi điện thoại tới cho khiếu hàn nữa bộ tính câu dẫn anh ấy hay gì đỗ nhược đi đến trước bàn làm việc mày nhíu chặt khiếu hàn là của tôi tôi không cho phép ai được đoạt anh ấy cả hãy xem tôi làm cho cô như đã chết rồi nha ở bên khác vân vi noãn ngồi trên giường nghĩ thầm sao anh ấy vẫn còn chưa bắt máy nhỉ chẳng lẽ là ngủ rồi đúng lúc cô còn đang buồn rầu thì đầu bên kia bắt máy vân vi noãn thở phù một tiếng vui vẻ nói lệ khiếu hàn rốt cuộc thì anh cũng đã nghe điện thoại rồi. Tôi có việc muốn nói với anh, đầu dây bên kia đỗ nhược lạnh lùng lên tiếng, Vân Tiểu Thư, cô muốn nói cái gì á? Vân Vi Noãn nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trong tay, hửm, ừ, không phải lệ khiếu hàn. Vân Vi Noãn lạnh lùng lên tiếng, cô là ai vậy? Điện thoại của lệ khiếu hàn sao lại ở trong tay của cô? Đỗ nhược cười lạnh nói, lúc ban ngày chúng ta đã có gặp qua, Vân Tiểu Thư chắc là chưa quên phải không? Còn về việc tại sao điện thoại của anh ấy lại ở trong tay của tôi? đương nhiên là bởi vì bây giờ chúng tôi đang ở chung một chỗ với nhau mà vân vi noãn nhíu mày nói gặp qua lúc ban ngày cô là cái cô gái đồng nghiệp kia đó sao hai người ở chung một chỗ để làm gì là làm việc hả đỗ nhược mỉm cười nói một cách ẩn ý hơn nửa đêm rồi mà còn việc gì đâu mà làm nam nữ hơn nửa đêm rồi mà còn ở chung một chỗ đương nhiên là làm chút việc riêng mà giữa nam và nữ phải làm rồi vân vi noãn cũng không để bị lừa gạt như vậy tôi không tin cô kêu anh ấy nghe điện thoại đi đỗ nhược vẫn bình tĩnh nói chỉ sợ bây giờ anh ấy mà nghe điện thoại thì không tiện cho lắm, bởi vì ảnh đang tắm ớ, Vân Vi noãn biến sắc. Cái gì đang tắm, Đỗ Nhược vẫn giả bộ nói tiếp, nhưng mà nếu cô cứ khăng khăng muốn anh ấy phải nghe điện thoại, thì chờ tôi xuống giường đi đưa cho ảnh nha. Nói xong cô ta còn giả bộ kêu lên một tiếng, ây ra, đau quá đi, anh Hàn vừa rồi thật là quá thô bạo đi à. Điện thoại vang lên tiếng tút tút tắt máy, Đỗ Nhược nhìn chiếc điện thoại trong tay cười đắc ý, cúp máy rồi sao, ừ, một chút năng lực không có, cũng xứng đoạt khiếu Hàn với tôi sao, đạo hạnh cũng quá cạn đi nói xong cô ta liền đặt lại điện thoại trên bàn làm việc ở bên này cả người vân vi noãn run rẩy cô không dám tin nhìn chằm chằm điện thoại trong tay mình những gì cô ta nói không phải là sự thật lệ khiếu hàn không phải là dạng người này nhưng điện thoại của lệ khiếu hàn lại ở trong tay cô ta chứng tỏ rằng hai người bọn họ đúng là đang cùng nhau vân vi noãn ôm chặt điện thoại vào trong lòng cô không dám nghĩ tiếp nữa trong phòng làm việc đỗ nhược nhíu mày nhìn điện thoại của lệ khiếu hàn điện thoại của khiếu hàn có mật khẩu nên không thể xóa lịch sử cuộc gọi đến được Sớm hay muộn gì anh ta cũng sẽ phát hiện có người động vào điện thoại cho mà xem, thay vì đợi đến lúc bị phát hiện, chi bằng mình cứ chủ động nói thẳng với anh ấy cho yên tâm. Và đương nhiên là mình chỉ nói thẳng với ảnh là do không cẩn thận nên đã nghe điện thoại của anh ấy, chứ còn về phần nội dung của gọi thì, đúng lúc cô ta còn đang suy nghĩ làm sao nên nói cho Lệ Khiếu Hàn thì anh đã đứng đằng sau cô ta lạnh lùng hỏi, "Đang nghĩ cái gì vậy?" Đỗ Nhược liền thay đổi sắc mặt nói, "Khiếu Hàn, vừa rồi anh có điện thoại á?" Lệ Khiếu Hàn nhíu mày, "Điện thoại?" Rồi anh cầm điện thoại trên bàn làm việc lên nhìn người gọi đến, Vân Vi Noãn. Đỗ Nhược vội giải thích, cô ấy gọi đến đây nói là, Lệ Khiếu Hàn tức giận lạnh lùng nhìn Đỗ Nhược, ai cho phép cô tự chủ động nghe điện thoại của tôi? Đỗ Nhược sợ hãi lùi lại phía sau một chút, "Khiếu Hàn, em, em vốn dĩ muốn chờ anh quay trở lại, nhưng mà em thấy nó cứ reo miết, em sợ bên kia có việc gì gấp, nên em đã bắt máy." Lệ Khiếu Hàn nhìn cô ta cảnh cáo, "Hãy nhớ kỹ thân phận của cô, điện thoại của Lệ Khiếu Hàn tôi trừ khi tôi cho phép" ngoài ra bất luận kẻ nào cũng không có tư cách được động vào nếu có lần sau tôi quyết sẽ không tha đỗ nhược sợ hãi vội đáp em em biết rồi em xin lỗi khiếu hàn lệ khiếu hàn kéo ghế ra lạnh lùng hỏi cô ấy gọi nói gì đỗ nhược mỉm cười nói cô ấy chỉ hỏi là anh có ở đây không em nói đang làm việc nên kêu cô ấy chút gọi lại sau sau đó thì cô ấy cúp máy cô ta mím chặt môi nhìn lệ khiếu hàn lệ khiếu hàn cho dù anh có đề phòng tôi như thế nào thì tôi cũng đã qua được cửa ải lừa gạt anh rồi lệ khiếu hàn ngồi xuống trước bàn làm việc lạnh lùng lên tiếng được rồi tôi biết rồi cô đi xuống đi đỗ nhược bày ra bộ dáng quyến rũ mỉm cười dịu dàng nhìn lệ khiếu hàn khiếu hàn anh cho em ở chỗ này để bồi anh đi nếu anh có bất kỳ nhu cầu gì em cũng đều có thể giúp anh giải quyết lệ khiếu hàn ngẩng mặt lên ánh mắt sắc bén cô muốn cho tôi lặp lại lần thứ hai không đỗ nhược sợ hãi lắp bắp nói em em đây đi xuống liền nói xong cô ta liền đi ra ngoài ra đến của cô ta quay mặt lại nhìn lệ khiếu hàn Lệ khiếu hàn như thế nào mà lại không hiểu được tâm tư của mình ấy nhỉ? Mình đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi mà anh ta nghe vẫn không hiểu là thế nào, trong phòng làm việc. Lệ khiếu hàn ánh mắt sắc bén liếc nhìn phía ngoài cửa, anh gõ gõ ngón tay xuống bàn, hành động vượt rào của đỗ nhược ngày càng rõ ràng mà, xem ra phải tìm cơ hội gõ cô ta một cái mới được. Lệ khiếu hàn cầm điện thoại lên gọi cho Vân Vi Noãn, để mình gọi cho cô ấy thử xem cô ấy gọi cho mình có chuyện gì không, tút tút tút, xin lỗi. Cô gọi bạn thực hiện tạm thời không có người trả lời, lệ khiếu hàn kinh ngạc, không trả lời, Lệ Khiếu Hàn nhíu mày nhìn điện thoại trong tay, đã hơn 10 giờ tối, có vẻ như cô ấy đã ngủ rồi, vậy ngày mai mình sẽ gọi lại cô ấy vậy, Lệ Khiếu Hàn đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục làm việc, tiếp tục làm việc thôi, ở bên khác, Vân Vi Noãn nằm trên giường nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, anh ấy gọi lại để giải thích sao, cô mím chặt môi, vẫn còn cần phải giải thích sao, Vân Vi Noãn xoay người nhíu mày nghĩ, Lệ Khiếu Hàn có lẽ không phải là người như vậy, vừa rồi có thể chỉ là nữ nhân kia muốn gây rối đây mà, nhưng thật sự như thế nào không quan trọng mình không muốn cảm giác kỳ vọng của mình lại thất bại nữa, mình đã trải qua một kiếp rồi. Vì vậy không nên đặt kỳ vọng vào bất kỳ người đàn ông nào, Vân Vi noãn ngồi thẳng dậy, vậy chỉ cần mình không kỳ vọng thì sẽ không bao giờ thất vọng phải không, vậy là xong, cứ như vậy đi. Bên dưới phòng khách, Vân Tử Hiên ngồi trên ghế trầm mặc suy nghĩ, la lịch của nam nhân kia thần bí, noãn noãn mà muốn cùng hắn ở bên nhau, ta nói nguy hiểm biết chừng nào. Nhưng nếu noãn noãn thực sự thay đổi chú ý thì phải làm sao bây giờ, mình có nên ngăn cản không, nhưng mình nên ngăn cản như thế nào đây đang lúc ông đang nghiêm túc suy nghĩ thì vân vi noãn bỗng lên tiếng ba vân tử hiên liếc nhìn sang hả ông liền thay đổi sắc mặt mỉm cười hỏi noãn noãn con chưa ngủ nữa sao sao vậy có phải cháu ngoại của ba lại đá vào bụng của con rồi hay không ba biết ngay là hắn muốn gặp ông ngoại mà he 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 vân vi noãn rũ mắt xuống nói ba cứ theo quyết định của ba mà làm đi vân tử hiên sửng sốt hả cái gì vân vi noãn khẽ xoa bụng mình nói lại ba hãy đưa con xuất ngoại đi con muốn một mình nuôi nấng đứa bé này sáng hôm sau trong phòng làm việc lệ khiếu hàn khẽ dây thái dương cuối cùng thì dự án lớn này cũng đã hoàn thành vậy mà cũng đã 10 giờ sáng rồi anh cầm lấy điện thoại trên bàn lên lạ thật đều đã sắp hết buổi sáng rồi mà sao nữ nhân vân vi noãn kia vẫn còn chưa gọi lại cho mình thế kia chẳng lẽ vẫn còn đang ngủ lệ khiếu hàn liền ấn gọi cho vân vi noãn tút 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 thật xin lỗi cuộc gọi bạn thực hiện tạm thời không có người trả lời lệ khiếu hàn nhíu mày lại không nghe máy sao đừng nói là đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ không được mình phải đến nhà cô ấy xem thế nào mới được ở bên khác điện thoại trên bàn kêu liên tục vân tử hiên liền nhắc nhở vân vi noãn 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 điện thoại gieo quá chừng nãy giờ kìa sao không nghe đi con vân vi noãn ngồi một bên thu dọn hành lý nói ba đừng có xen vào ba ba lo thu dọn hành lý nhanh lên đi không phải ba nói còn phải đưa con đến bệnh viện khám thai nữa sao vân tử hiên lúc này cũng nhớ ra đúng 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 cũng sắp trễ rồi chúng ta hãy đến bệnh viện trước đi rồi về thu dọn hành lý sau cũng được vân vi noãn đứng dậy đáp dạ được cô cầm điện thoại lên ánh mắt đầy phức tạp quả nhiên là anh ấy như sao lại? Vân Tử Hiên thấy sắc mặt cô không đúng vội hỏi, "Noãn Noãn, con không sao chứ?" Vân Vi Noãn thu hồi lại tâm trạng đáp, "Con không sao đi thôi ba." Vân Tử Hiên cau mày nhìn cô. Cuộc gọi lúc nãy chắc chắn là của nam nhân kia rồi chứ gì, không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho Noãn Noãn thay đổi chú ý và không muốn nghe điện thoại thế nhỉ? Bước ra cửa, Vân Tử Hiên nhìn cô nói, "Noãn Noãn, lần này ba đã hẹn một bác sĩ khám thai tốt nhất đó, chúng ta sẽ đến đó khám cho yên tâm." Vì lần này đi ra nước ngoài chúng ta phải ngồi một thời gian dài trên máy bay lận, nên ngàn vạn lần tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề gì trên máy bay cả. Vân Vi noãn sửng sốt nhìn ba mình. Bác sĩ tốt nhất á, không cần thiết đâu ba, đi nước ngoài sẽ tốn rất nhiều tiền phải không, nên những vấn đề khác chúng ta vẫn nên tiết kiệm một chút. Vân Tử Hiên mỉm cười trấn an cô, noãn noãn, không cần phải lo lắng đâu, ba đã bán một căn hộ khác của chúng ta rồi, cho nên hiện tại chúng ta có rất là nhiều tiền đó mà. Vân Vi noãn sửng sốt kinh ngạc, ba, sao con lại không biết chúng ta vẫn còn một căn hộ khác thế nhỉ? Vân Tử Hiên xoa xoa đầu cười gượng. Ờ thì, căn hộ đó vốn dĩ không có ai ở, ba thiếu chút nữa là quên luôn đó, đến lúc này khi gom góp tiền thì ba mới nhớ tới. Cũng chỉ là để giải quyết chuyện cấp bách thôi mà, Vân Vi Noãn cảm động khoác lấy tay ông, ba, con gái lại gây phiền toái cho ba rồi, chỉ vì muốn cho con gái xuất ngoại du học. Mà ba phải bán bớt một căn hộ của chúng ta đi, Vân Tử Hiên mỉm cười chỉ tay vào căn hộ sau lưng Trấn An Cô, này có là gì đâu, chẳng phải chúng ta vẫn còn có căn này đây sao? Miễn là sau này khi chúng ta trở về vẫn còn chỗ để ở là đủ rồi, ông đau lòng nghĩ thầm trong lòng, nhìn con gái ái náy như vậy thật là thương. Nhưng mình không thể nói, mấy căn nhà như thế này, nhà mình có cả đống được, Vân Vi noãn mỉm cười nhìn ba mình, ba, con cảm ơn ba. Chúng ta đi thôi, đúng lúc này một chiếc xe sang trong rừng cạnh hai người, Thẩm Bình Xuyên ngồi trong xe mỉm cười vẫy tay với Vân Vi noãn, noãn noãn. Vân Vi noãn nhìn thấy Thẩm Bình Xuyên ở đây thì có chút kinh ngạc, Thẩm Bình Xuyên, sao cậu lại tới đây, thẩm bình xuyên nháy mắt với cô còn không phải do mình nhắn cho cậu quá trời tin mà cậu không thèm phản hồi lại cho nên mình phải tự mình tìm đến nhà luôn sao vân vi noãn nghe vậy thì có chút ngượng ngùng thật xin lỗi trong khoảng thời gian này mình có chút việc thẩm bình xuyên đặt hai tay lên vai cô an ủi noãn noãn không cần xin lỗi mình đâu có trách cậu đâu mình chỉ muốn nói cho cậu biết là mình đã nhớ cậu nhiều như thế nào khi không được gặp cậu trong khoảng thời gian vừa qua anh ta bắt đầu diễn xuất của mình ban ngày mình cũng nhớ tôi đến cũng nhớ lúc ăn cơm cũng nhớ đến nỗi lúc đi tắm cũng nhớ luôn vân tử hiên đứng đằng sau giận dữ nghiến răng nhìn thẩm bình xuyên tiểu tử thẩm bình xuyên giật mình hả anh ta quay lại nhìn thấy vân tử hiên đằng sau thì sợ hãi lắp bắp vội chào hỏi chú chú chào chú vân tử hiên tức giận gầm lên tiểu tử đã lâu không gặp không ngờ lá gan của cậu càng lúc càng lớn ấy nhỉ dám tán tỉnh con gái tôi trước mặt tôi sao thẩm bình xuyên sợ hãi vội giải thích dạ chú con xin lỗi lúc nãy con không có để ý đến chú con hứa sau này con tuyệt đối sẽ không tán tỉnh noãn noãn trước mặt chú nữa đâu." Vân Tử Hiên tức giận cảnh cáo Thẩm Bình Xuyên, "Cho dù có ở sau lưng của tôi cũng không được phép. Tiểu tử, cậu căn bản là không có đủ tư cách để theo đuổi con gái tôi." Thẩm Bình Xuyên sợ hãi lau nước miếng của Vân Tử Hiên trên mặt, Yêu ớt lên tiếng phản bác, "Chú à, chú không thể có thành kiến với con mãi hoài như thế được, chú hãy quan sát con cho thật kỹ đi, chú sẽ thấy con mới chính là người thích hợp nhất để chọn làm rể nhà chú đó." Vân Tử Hiên nghe vậy thì càng giận dữ hơn ngay cả nước miếng của tôi mà cậu cũng còn ghét bỏ vậy mà còn dám nói làm con rể tôi sao thẩm bình xuyên cười gượng vội giải thích dạ đâu có chú hiểu lầm rồi con chỉ là đang lau sạch những giọt xương sớm còn đang bám trên khuôn mặt của con mà thôi vân vi noãn đứng một bên bất lực vỗ chán lại tới nữa rồi đó mỗi lần hai người này gặp nhau đều là cảnh tượng như thế này vân tử hiên đặt tay lên vai cô ghét bỏ nhìn thẩm bình xuyên được rồi hôm nay không có thời gian cho cậu vào nhà đâu hôm nay tôi còn phải đưa noãn noãn đến bệnh viện nữa cậu muốn đi đâu thì đi đi Thẩm Bình xuyên sừng sốt, đi bệnh viện. Anh ta lo lắng vội hỏi, "Noãn Noãn bị làm sao vậy? Noãn Noãn bị bệnh sao?" Vân Vi Noãn nhìn Thẩm Bình xuyên nói, "Mình đang có." Đúng lúc này Vân Tử Hiên lên tiếng ngắt lời cô, "Không có gì, chỉ là đi khám tổng quát định kỳ mà thôi." Vân Vi Noãn nhìn ba mình, "Hửm? Tại sao ba lại không cho mình nói chứ?" Thẩm Bình xuyên nghe thấy vậy thì thở phào một tiếng, "May quá, không có việc gì thì tốt rồi." "Chú, vậy để con đưa mọi người đi nha. Dù gì hôm nay con cũng rảnh nên mới đến đây tìm Noãn Noãn này." con không bận gì nữa đâu. Vân Tử Hiên ghét bỏ nhìn anh ta, một tiểu tử như cậu thì có ngày nào là có việc trọng đại đâu. Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ cho cậu có cơ hội được thể hiện, lái xe cho chắc vào. Thẩm Bình Xuyên hưng phấn đi đến mở cửa xe cho Vân Vi Noãn và Vân Tử Hiên, sơi chú cứ yên tâm đi, con là tài xế kỳ cựu mà, lái xe rất chi là ok con dê luôn. Chú, Noãn Noãn, anh ta nhìn Vân Vi Noãn bày ra bộ dáng ga lăng, xin mời. Đúng lúc này điện thoại trong tay Vân Vi Noãn kêu lên, Thẩm Bình Xuyên thấy cô không nghe máy liền nhắc nhở, Noãn noãn, cậu có điện thoại kìa. Cậu nghe điện thoại trước đi, Vân Vi noãn nhíu mày nói, không cần đâu, số lạ làm phiền thôi, chiếc xe lăn bánh thẩm bình xuyên phấn khích nói. Chú, noãn noãn, ngồi cho chắc vào nhà con phi đây, bên trong một chiếc xe khác. Lệ khiếu hàn mặt tối sầm nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, lệ khiếu hàn nhíu mặt mày, vân vi noãn, em vì cậu thanh niên kia mà không nghe điện thoại của anh, thậm chí là khóa máy luôn sao, Hóa ra lần trước ở trước mặt anh cậu ta nói cậu ta chính là bạn trai của em, thì ra đó là sự thật, em cũng đã đưa hắn đến ra mặt phụ huynh luôn rồi. Trước cổng bệnh viện, chiếc xe sang trọng dừng lại, Vân Tử Hiên cau mày nói, "Được rồi tiểu tử, cậu không cần phải xuống xe đâu, cứ ngồi yên trong xe chờ là được rồi." Thẩm Bình Xuyên đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội thể hiện như thế này vội lên tiếng, "Sao mà được, con phải lấy thân phận là bạn trai để đưa Noãn Noãn đi khám bệnh chứ lị." Vân Tử Hiên gần giọng nhìn anh ta, "Bạn trai á, tiểu tử nếu cậu mà không nghe lời" thì sau này ngay cả làm tài xế riêng cho con gái tôi cậu cũng chẳng đủ tư cách nữa. Thẩm Bình xuyên sợ hãi vội giơ tay đầu hàng, "Dạ, vậy con ở ngoài đây chờ hai người nha." Vân Tử Hiên giơ ngón cái lên nhìn Vân Vi Noãn nói, "Noãn Noãn, chúng ta đi thôi, vào trong bệnh viện." Vân Vi Noãn thắc mắc hỏi ba mình, "Ba, lúc nãy tại sao ba lại không cho con nói cho Thẩm Bình xuyên biết là con đang mang thai?" Vân Tử Hiên thở dài nói, "Dù sao chúng ta cũng sắp xuất ngoại rồi, không nhất thiết phải cho hắn biết làm gì, để tránh phát sinh nhiều vấn đề." Vân Vi Noãn nhíu mày cậu ta dù sao cũng là bạn của con, không nói cho cậu ta biết cũng không tốt lắm. Vân Tử Hiên bật cười nhìn cô. Ba cảm thấy con mà nói cho hắn biết, sẽ càng đả kích hắn hơn đó. Vân Vi noãn rũ mắt xuống buồn bã nói, ba cũng biết con chỉ coi cậu ta như là bạn, chứ không có tình cảm nam nữ gì hết. Con đã từ chối cậu ta vài lần từ rất lâu trước đây, nhưng cậu ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Vân Tử Hiên nghe vậy cũng gật đầu nói, vậy con tìm cơ hội thích hợp mà nói cho hắn biết đi. Cũng vừa lúc cắt đứt tâm tư của hắn luôn, tiểu tử này sau khi biết chỉ sợ sẽ bị đả kích rất nhiều mà thôi vân vi noãn trầm mặc một chút rồi lên tiếng đả kích một chút cũng tốt để cho cậu ta hoàn toàn buông bỏ đi dù sao con cũng không đáng để cậu ta lãng phí thời gian vân tử hiên trầm mặc nghĩ thầm trong lòng tiểu tử à nếu sau khi cậu biết con gái tôi đang mang thai cậu sẽ lựa chọn như thế nào đây thẩm bình xuyên bên dưới dựa vào xe hơi vẫn chưa biết chuyện gì kiên nhẫn đợi hai người khám xong trong phòng bệnh vip hiện tại đã có tim thai rồi bác sĩ chỉ vào màn hình siêu âm mỉm cười nói tim thai đập mạnh rất khỏe mạnh không có vấn đề gì cả vân tử hiên nhìn thấy vậy thì rất vui vẻ quá tốt rồi ba sẽ chờ được gọi ông ngoại ha ha vân vi noãn nằm trên giường bệnh dịu dàng xoa bụng mình không thành vấn đề không thành vấn đề bác sĩ đột nhiên cau mày ây đợi đã có vấn đề vân vi noãn lo lắng nhìn sang cái gì vân tử hiên sợ hãi lo lắng vội hỏi bác sĩ có vấn đề gì vậy cô đừng dọa chúng tôi sợ đó chứ bác sĩ sờ cằm nghiêm túc nói cô không phải có một tim thai mà là có hai tim thai không sai chính là hai tim thai, Vân Vi Noãn vội ngồi dậy nhìn bác sĩ hỏi, hai tim thai là có ý gì? Bác sĩ mỉm cười nhìn Vân Vi Noãn chúc mừng cô, là chúc mừng cô, cô đang mang song thai đó, Vân Vi Noãn mỉm cười hạnh phúc. Song thai sao? Vân Tử Hiên kích động nhìn bác sĩ hỏi lại, bác sĩ, cô nói thật sao? Con gái tôi đang mang song thai á, vậy nghĩa là tôi sẽ là ông ngoại của hai nhóc tỷ lận hả? Bác sĩ gật đầu nhìn ông, không sai, chúc mừng chú sắp trở thành ông ngoại của hai đứa nhỏ. Vân Tử Hiên bật cười lớn, là thật, ha ha, là thật. Vân Tử Hiên kích động nắm lấy tay Vân Vi Noãn, "Noãn Noãn, con đúng là con gái yêu quý của papa mà, một lúc cho papa đến hai đứa cháu ngoại luôn." "Noãn Noãn, con đã vì Vân gia mà lập công rất lớn rồi." Vân Vi Noãn mỉm cười nhìn ba mình, "Ba, lỡ như không phải cháu trai mà là cháu gái hết thì sao?" Vân Tử Hiên bật cười vui vẻ, "Cháu gái thì càng tốt chứ sao, hai cái tiểu áo bông của ngoại, mặc kệ thế nào thì papa cũng là ông ngoại của hai bảo bảo rồi." Bác sĩ nhìn hai người mỉm cười nói, "Xong rồi, kiểm tra thai nhi cũng không gặp vấn đề gì cả, vân vi noãn từ trên giường đứng dậy bác sĩ nhìn vân vi noãn dặn dò sau khi trở về nhớ chú ý không làm việc nặng nhọc không được để cảm xúc quá bị dao động vân vi noãn xoa bụng mình mỉm cười cảm ơn cảm ơn bác sĩ bác sĩ mỉm cười đáp không có gì đây đều là việc chúng tôi nên làm vân tử hiên nhìn vân vi noãn nói noãn noãn con lên xe chờ ba trước đi ba cần hỏi bác sĩ chút lưu ý về phần thực phẩm bổ sung cho con nữa để sau này khi nấu cơm cho con ba phải lưu ý thêm một chút vân vi noãn ngoan ngoãn gật đầu dạ vất vả cho ba rồi nói xong cô liền rời đi tiếng đóng cửa vang lên bác sĩ nhìn vân tử hiên mỉm cười nói tiên sinh chú đúng là một người cha tốt mà vậy để tôi dặn dò chú thêm tỉ mỉ một chút vân tử hiên giơ tay lên ngắt lời bác sĩ cái này không vội tôi có một việc rất khẩn cấp muốn nhờ bác sĩ hỗ trợ tôi hy vọng sau này nếu có ai đến đây hỏi bác sĩ con gái của tôi hôm nay đến bệnh viện này để làm gì thì bác sĩ có thể nói rằng con bé đã đến đây để làm một ca phẫu thuật sảy thai bác sĩ kinh ngạc sửng sốt cái gì cái này không phải là chú đang kêu tôi nói dối sao chuyện này không thể được hơn nữa chú kêu tôi giúp cũng vô dụng thôi vì hồ sơ khám bệnh của bệnh nhân đều được bệnh viện lưu trữ lại hết rồi vân tử hiên nhíu mày nghiêm túc nói hồ sơ của bệnh viện sẽ có người thay đổi bác sĩ việc cô cần làm chính là cứ một mực khẳng định con gái vi noãn của tôi đã bị xảy thai còn những vấn đề khác một chữ cũng không được nói bác sĩ ngẩng mặt lên không dám tin nhìn vân tử hiên hồ sơ bệnh viện mà cũng thay đổi được sao chú rốt cuộc chú là ai vậy vân tử hiên trầm giọng nói tôi họ vân bác sĩ hoảng hốt không dám tin che miệng lại họ vân chú chú chẳng lẽ là vân tử hiên vỗ vai bác sĩ dặn dò thân phận của tôi hy vọng bác sĩ có thể giữ bí mật dùng trong chốc lát sẽ có người nói chuyện chi tiết với bác sĩ về chuyện này nhờ bác sĩ giúp đỡ bác sĩ vội gật đầu đáp vân tiên sinh khách khí bệnh viện này đều là của ngài mà những gì ngài dặn dò tôi khẳng định sẽ làm được vân tử hiên đưa cho bác sĩ một tờ danh thiếp nói bác sĩ đây là số điện thoại của tôi cô có yêu cầu gì thì cứ gọi cho tôi vào bất cứ lúc nào ngoài ra những điều cần lưu ý về chế độ ăn uống phiền cô thường xuyên gửi đến điện thoại di động của tôi nha bác sĩ vội gật đầu đồng ý được vân tiên sinh lát nữa tôi sẽ gửi qua vân tiên sinh đi thong thả vân tử hiên đi ra ngoãi vẫy tay tạm biệt bác sĩ sau khi vân tử hiên rời đi bác sĩ trong phòng vẫn chưa thể bình tĩnh nổi trời ơi mình không phải là đang nằm mơ đó chứ mình thấy nhưng đã được gặp ông chủ bí ẩn rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi đây sao ở một bên khác bà lệ mặc bộ trang phục xinh đẹp sang trọng bước ra lão lệ ông biết không ở quảng trường khiêu vũ hôm nay tôi chơi rất tốt lắm đó tôi chính là ngôi sao sáng nhất của toàn bộ quảng trường hôm nay bà lệ nhìn thấy lệ khiếu hàn ngồi ủ rũ trên sofa thì kinh ngạc hử con trai hôm nay mặt trời mọc ở phía tây hay sao vậy con trai yêu dấu của mẹ trở về nhà vào ban ngày mà không làm việc sao lệ khiếu hàn trầm mặc không lên tiếng bà lệ thấy lệ khiếu hàn không trả lời liền đi đến bên cạnh lệ trung đình tò mò hỏi hử như thế nào mà không nói lời nào hết vậy lệ trung đình con trai ông bị làm sao vậy lệ trung đình lắc đầu nói tôi cũng không biết nữa tôi thấy con trở về nhà xong cứ ngồi như vậy hỏi cái gì cũng không nói bà lệ nghe vậy thì lên tiếng trách móc vậy sao ông không la nó đi chúng ta tốt xấu gì cũng là cha mẹ làm gì cũng phải phản hồi lại chúng ta một câu chứ ông làm cha mà như vậy đó sao lệ trung đình ấm ức lên tiếng la nó bà đang muốn bành trướng đó hả bà có muốn nó cắt đứt chi phí sinh hoạt của cả hai chúng ta không bà lệ nhíu mày nhỏ giọng nói ờ ha tuyệt đối không thể la nó được nhưng mà không thể để con cứ như vậy được làm sao có thể tìm ra được vấn đề chứ lệ trung đình thở dài một tiếng hãi bà nói xem có khi nào là vì gái không bà lệ hai mắt sáng bừng nhìn lệ trung đình vì gái hả ý của ông là con trai chúng ta đã bắt đầu yêu đương rồi sao lệ trung đình nhíu mày nói cái này thì tôi cũng không rõ nữa nhưng chuyện công việc đối với nó không phải là chuyện khó nên sẽ không có khả năng làm cho nó thất hồn lạc phách như vậy vậy khả năng duy nhất có thể xảy ra chỉ có thể là tình trường mà thôi bà lệ hưng phấn không kiềm chế được ây ra lão ra ông nói rất có đạo lý thật sự chỉ có khả năng này mà thôi nói vậy tôi sắp có con dâu rồi hả ối rồi ôi lệ trung đình nhìn bà lệ nhắc nhở bà đừng vội vui mừng quá sớm cho dù có thật sự đang yêu đương nhưng nhìn bộ dáng này của nó nói không chừng sẽ thất tình nhanh thôi bà mà không lo khuyên nhủ con thì đến cái nịt cũng không còn chứ nói gì con dâu bà lệ nhíu mày sôi sục ý chí tuyệt đối không thể để con dâu đã đến tay mà còn bị bay mất như vậy với tư cách là một người mẹ vĩ đại tôi sẽ tới khai sáng não cho nó lệ trung đình đi vào nhà bếp nói để tôi đi rửa chút trái cây cho hai mẹ con ăn bà lệ đi đến ngồi xuống cạnh lệ khiếu hàn con trai đã xảy ra chuyện gì vậy con có thể nói với mẹ được không lệ khiếu hàn khẽ gọi mẹ mẹ cũng là phụ nữ vậy mẹ nói cho con biết tại sao phụ nữ lại tuyệt tình nhanh đến như vậy chứ rõ ràng mới hôm trước còn vui vẻ với nhau mà bà lệ nhìn lệ khiếu hàn hỏi con trai con xem có thể có chỗ nào hiểu lầm hay không con trai mình thật sự đã có bạn gái rồi sao ta nghe giọng điệu này có vẻ như là bị đá rồi này là con gái nhà ai mà dám hành thằng cu nhà mình vậy nhưng mà ta thích bà che miệng cười thầm lệ khiếu hàn nhíu mày nói không có hiểu lầm con đã tận mắt chứng kiến và nhìn thấy sự thật bà lệ nắm lấy tay lệ khiếu hàn phân tích cho anh hiểu con trai mẹ là người từng trải mẹ khuyên con hai câu mắt thấy nhưng không nhất định là thật nếu các con có thể ngồi lại để nói chuyện với nhau thì sẽ phát hiện ra rất nhiều những gì mà con cho là sự thật kỳ thật đều chỉ là hiểu lầm mà thôi lệ khiếu hàn ngừng đầu lên nhìn bà lệ giọng nói không chắc chắn thật là hiểu lầm sao nhưng rõ ràng là con đã nhìn thấy cô ấy ngồi trên xe của người khác bà lệ nhìn lệ khiếu hàn dịu dàng hỏi con trai vậy mẹ hỏi con con có thích cô gái đó không hai má lệ khiếu hàn hơi ửng hồng một lúc sau anh kiên định trả lời thích bà lệ mỉm cười khuyên nhủ nếu đã thích thì không thể dễ dàng từ bỏ như vậy bằng không lỡ như thấy sự là hiểu lầm thì chẳng phải con đã bỏ lỡ người mình thích rồi sao lệ khiếu hàn lúc này giống như được khái sáng đúng vậy lỡ như hiểu lầm thì sao bà lệ mỉm cười nói mẹ tin vào mắt nhìn của con trai mẹ con trai của mẹ mà đã thích ai thì chứng tỏ người đó phải rất là tốt cho nên những gì con nhìn thấy nhất định là hiểu lầm rồi đi thôi mau đi tìm cô ấy tán gẫu một chút để cởi bỏ hiểu lầm này thôi nào lệ khiếu hàn đứng dậy nhíu mày đáp con biết rồi cảm ơn mẹ bây giờ con sẽ đi tìm cô ấy liền đây bà lệ vui vẻ cổ vũ cho lệ khiếu hàn cố lên nha con trai chỉ cần hiểu lầm được cởi bỏ thì mẹ sẽ có con dâu rồi ha ha khóe môi lệ khiếu hàn khẽ nhếch lên mẹ nói đúng nhất đinh là hiểu lầm lúc ấy ba của vân vi noãn cũng ở đó bọn họ hẳn là đang vội vã ra ngoài làm việc nhất định là như vậy đúng lúc này điện thoại trong tay anh kêu lên Hửm lệ khiếu hàn lạnh lùng nói với đầu dây bên kia nói trợ lý vội nói tiên sinh hoàng lệ tịnh muốn gặp ngài lệ khiếu hàn nhíu mày không có kiên nhẫn tôi không có thời gian đầu dây bên kia trợ lý vội nói cô ấy nói có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài có liên quan đến vân vi noãn lệ khiếu hàn kinh ngạc à. cái gì về vân vi noãn sao chiếc xe dừng trước một trung cư cao cấp vân vi noãn mỉm cười nhìn thẩm bình xuyên cảm ơn bình xuyên cảm ơn cậu đã đưa hai cha con mình đến bệnh viện nha thẩm bình xuyên cười vui vẻ đáp có gì đâu mà cảm ơn chỉ cần vì noãn noãn muốn thì có thể gọi mình đến bất cứ lúc nào vân tử hiên vội xen vào giữa hai người rồi đuổi thẩm bình xuyên đi được rồi chúng tôi cũng đã về đến nhà rồi cậu lo chạy nhanh về nhà cậu đi thẩm bình xuyên thất vọng mặt đầy ấm ức chú à chú không mời con vô nhà ngồi được sao uống ly trà nhỏ cũng được mà dù sao vân tử hiên nhíu mày nhìn anh ta tiểu tử ngươi lại được đằng chân lên đằng đầu rồi đấy vân vi noãn vội ngăn ba mình lại ba à cho bình xuyên vào nhà ngồi đi cũng vừa lúc con có việc muốn nói với cậu ấy Thẩm Bình Xuyên nghe thấy được ở cạnh Vân Vi Noãn thì mặt đầy hưng phấn, vẫn là Vi Noãn luôn tốt với mình nhất mà. Anh ta vội đi theo Vân Vi Noãn vào nhà, "Vi Noãn, cậu muốn nói gì với mình vậy? Có phải là muốn thổ lộ?" Vân Tử Hiên nhíu mày thở dài đồng cảm nhìn Thẩm Bình Xuyên. Xem ra Noãn Noãn muốn nói với hắn chuyện mang thai đây mà, "Ây da, tên tiểu tử ngốc này bây giờ còn cười vui vẻ như vậy, hy vọng lát nữa đừng có vừa khóc và chạy ra đây nha." Vào trong nhà, Vân Tử Hiên nhìn Vân Vi Noãn và Thẩm Bình Xuyên nói, "Hai đứa nói chuyện đi ba đi rửa ít trái cây." Thẩm Bình Xuyên cười vui vẻ đáp: "Con cảm ơn chú. Quả nhiên chú vẫn là yêu con nhất mà." Nhìn thấy đống hành lý trong phòng khách, Thẩm Bình Xuyên ngạc nhiên: "Hửm, làm gì mà nhiều vali quần áo dữ vậy? Noãn Noãn, hai người đang dọn hành lý tính đi đâu hả?" Vân Vi Noãn gấp gọn quần áo cho vào vali nói: "Mình sẽ xuất ngoại đi du học, ba sẽ đi chung với mình." Thẩm Bình Xuyên kinh ngạc há hốc miệng: "Cái gì? Muốn xuất ngoại? Khi nào đi?" Vân Vi Noãn bình tĩnh trả lời: "Ngày mai là đi rồi." Thẩm Bình Xuyên nhíu mày nhìn cô hỏi: "Sao mà đột ngột quá vậy?" Cái này cũng thật là quá, Vân Vi Noãn áy náy nhìn anh ta, "Thật xin lỗi Bình Xuyên, mình đã không nói trước cho cậu biết." Thẩm Bình Xuyên mỉm cười gãi đầu, "Ờ thì, nay cũng thật là quá trùng hợp đi chứ hả? Mình cũng sẽ xuất ngoại vào ngày mai đó mà." Vân Vi Noãn ngơ ngác nhìn anh ta, "Gì cơ? Cậu quyết định xuất ngoại từ khi nào vậy?" Thẩm Bình Xuyên cười vui vẻ đáp, "Thì cũng mới vừa quyết định đây thôi hả?" Vân Vi Noãn nhíu mày nhìn Thẩm Bình Xuyên, "Bình Xuyên, đừng hồ đồ nữa, cô ngồi xuống sofa vội khuyên bảo, "Xuất ngoại không phải là việc nhỏ." không thể hồ đồ như vậy được thẩm bình xuyên kiên định nói mình không có hồ đồ mà đó là sự thật ba mẹ của mình luôn muốn mình ra nước ngoài nhưng do trước đây mình ngại xa nên không muốn đi bây giờ thì ổn rồi cậu cũng xuất ngoại chúng ta có thể làm bạn vân vi noãn nhíu mày nói nhưng cho dù chúng ta có xuất ngoại cùng ngày nhưng cũng không phải là đến cùng một chỗ mình là đi birmingham của nước anh thẩm bình xuyên giơ điện thoại lên nói lại trùng hợp nữa birmingham chính là chỗ mà ba mẹ mình đã chọn cho mình lúc trước đó để giờ mình gọi cho ba mẹ mình cái đã vân vi noãn bất lực nhìn thẩm bình xuyên bình xuyên cậu không cần vì mình mà làm như vậy không đáng thẩm bình xuyên đặt tay lên bàn tay cô nói đáng chứ sao không đáng noãn noãn cậu biết đấy mình rất là thích cậu nên mặc kệ là cậu đi đến nơi đâu mình cũng đều muốn đi cùng với cậu vân vi noãn vội thoát khỏi bàn tay anh ta bình xuyên mình không đáng để cậu thích mình là dạng người gì cậu biết không thẩm bình xuyên nhìn vân vi noãn thổ lộ chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy đương nhiên mình biết cậu là người như thế nào chứ cậu chính là người mà mình thích nhất Vân Vi noãn nhíu mày nói, mình đang mang thai, Thẩm Bình Xuyên hưng phấn nói, cậu mang thai, mình cũng vui, anh ta phản ứng lại cả người như chết sững, cái gì? Cậu nói cái gì? Vân Vi noãn nhíu mà nhỏ giọng nói, mình nói mình đang mang thai, mình đang có con với một người đàn ông khác, hôm nay đến bệnh viện chính là để khám thai. Thẩm Bình Xuyên sừng sốt không dám tin nhìn Vân Vi noãn, sao? Sao lại như vậy? Vân Vi noãn bình tĩnh nói, mình xuất ngoại du học cũng bởi vì mình mang thai, nên ba mình muốn đổi môi trường khác cho mình. Thẩm Bình Xuyên cúi mặt xuống hỏi, Cha, cha của đứa nhỏ là ai vậy? Vân Vi Noãn nhỏ giọng đáp, cha của đứa bé cậu đã gặp qua rồi đó. Chính là người đàn ông mà cậu đã nhìn thấy ở trường học lần trước. Thẩm Bình Xuyên nhớ đến người đàn ông ôm lấy Vân Vi Noãn ở trường lần trước thì kinh ngạc, là anh ta. Noãn Noãn, hóa ra hai người lúc ấy cũng đã, Vân Vi Noãn gật đầu đáp, đúng vậy, lúc ấy mình cùng anh ấy cũng đã phát sinh quan hệ rồi. Thẩm Bình Xuyên hoảng hốt không dám tin nhìn Vân Vi Noãn, Noãn Noãn, sao cậu lại có thể dễ dàng mà đem chính mình giao cho người đàn ông khác như vậy chứ? vân vi noãn ngẩng mặt lên áy náy nhìn thẩm bình xuyên thực xin lỗi bình xuyên đã giấu cậu một thời gian dài như vậy thẩm bình xuyên ủ rũ đứng dậy noãn noãn mình hơi mệt mình đi về trước đây vân vi noãn đứng dậy nhìn bóng lưng thẩm bình xuyên chân thành nói bình xuyên thực xin lỗi tuy rằng người kia đã không thuộc về mình nữa nhưng trong trái tim mình ngoài anh ấy ra không còn chỗ cho người thứ ba nữa rồi thẩm bình xuyên trầm mặc không nói gì rồi rời đi vân vi noãn đau lòng nhìn dáng vẻ đó của thẩm bình xuyên bình xuyên tạm biệt hoặc là cũng có thể là không bao giờ gặp lại nữa vân tử hiên từ nhà bếp ngó đầu ra nhìn vân vi noãn hỏi hắn đi rồi sao vân vi noãn nhỏ giọng nói đi rồi vân tử viên thở dài nhìn phía cửa ây đi rồi cũng tốt vân vi noãn nhíu mày đáp ạ hy vọng cậu ấy có thể mau quên đi ở bên khác lệ khiếu hàn nhìn hoàng lệ tịnh lạnh lùng nói cô muốn nói gì nói lại đi tôi không có thời gian hoàng lệ tịnh nhìn lệ khiếu hàn giả bộ hỏi lệ tiên sinh tôi muốn hỏi trước là khi nào anh có thể thả tôi đi đây lệ khiếu hàn nhíu mày không kiên nhẫn nhìn cô ta cô đang ra điều kiện với tôi đó hả hoàng lệ tinh sợ hãi vội nói tôi đương nhiên là không dám ra điều kiện với lệ tiên sinh tôi chỉ là cảm thấy sự thật đã quá rõ ràng đều là do lương thần làm không liên quan gì đến tôi cả tôi vô tội hẳn là nên phóng thích lệ khiếu hàn cười lạnh nhìn hoàng lệ tịnh vô tội cô thật sự vô tội sao hoàng lệ tịnh giả bộ đáng thương nói tôi cho dù tôi có tội cũng là bị lương thần uy hiếp tài năng mà thôi lệ tiên sinh hẳn là sẽ không đành lòng bởi vì tội ác nhẹ nhàng như vậy mà trừng phạt một thai phụ như tôi chứ lệ khiếu hàn cau chặt mày lại lạnh lùng nói thời điểm nào nên thả cô thì tự nhiên tôi sẽ thả thôi, nữ nhân này là cố ý đến thăm dò ý tứ của mình. Nhưng mà để cho cô ta biết cũng không sao cả, dù sao mình cũng đúng là muốn thả cô ta, Hoàng Lệ Tịnh đắc ý cười thầm trong lòng, cảm ơn Lệ Tiên Sinh. Tôi biết Lệ Tiên Sinh tâm nhân hậu, phân biệt rõ đúng sai, sẽ không oan ủ người vô tội mà, xem ra mình quả nhiên là không có việc gì mà. Phòng trưng không còn mấy ngày nữa thôi là có thể được ra ngoài rồi, Lệ Khiếu Hàn không kiên nhẫn ngắt lời Hoàng Lệ Tịnh, được rồi, cô biết chuyện gì của Vân Vi Noãn. Mau nói lại đi, hoàng lệ tinh mỉm cười nói những gì tôi muốn nói cũng liên quan đến việc mang thai lệ khiếu hàn nhíu mày cô đây là có ý gì hoàng lệ tịnh cười lạnh vân vi noãn đừng tưởng rằng bắt lấy tôi là tôi sẽ thua nhà cô ta cười nham hiểu nói vân vi noãn mang thai mình phải bắt đầu phản kích mới được lệ khiếu hàn kinh ngạc đập bàn đứng dậy cái gì sao có thể làm sao cô biết hoàng lệ tịnh mỉm cười nói chính tai tôi nghe bác sĩ nói đó là lần cô ấy bị thương trong bệnh viện tôi tình cờ đi làm xét nghiệm thai kỳ và nghe thấy lệ khiếu hàn nhíu mày hỏi lần đó tôi cũng ở đó tại sao lại không biết hoàng lệ tịnh cười nham hiểm là bởi vì cô ấy cố ý muốn gạt anh lúc ấy anh đi băng bó tay tôi nghe thấy cô ấy dặn bác sĩ là không được nói cho anh biết việc cô ấy có thai lệ khiếu hàn cúi mặt xuống không dám tin lẩm bẩm tại sao cô ấy lại muốn gạt tôi chứ hoàng lệ tịnh cười lạnh tôi cũng không biết cô ấy nghĩ như thế nào dù sao một nữ nhân bình thường khi mang thai thì trước tiên là phải nói cho cha ruột của đứa bé biết trước vân vi noãn cho dù cô có mang thai đứa con của lệ khiếu hàn thì như thế nào tôi cũng vẫn có thể chia rẽ các người ha ha, dù sao trước khi đứa bé sinh ra, cũng không có cách nào để kiểm chứng đứa bé là con của ai cả, lệ khiếu hàn mặt tối sầm lại. Anh lấy tay che mặt mình, phải nói cho cha ruột của đứa bé trước, nhưng Vân Vi Noãn lại không nói với tôi, chẳng lẽ? Hoàng lệ tịnh mỉm cười đắc ý, lệ tiên sinh nếu vẫn không tin, thì có thể đến bệnh viện để kiểm tra, hẳn là đều có báo cáo kiểm tra còn lưu lại. Thành công rồi, lệ khiếu hàn đã hoài nghi rồi đang lúc hoàng lệ tịnh đang đắc ý thì lệ khiếu hàn bỏ tay xuống ánh mắt sắc bén nhìn cô ta trông cô có vẻ như cười đến mãn nguyệt ấy nhỉ hoàng lệ tịnh cả người cứng đờ à không không có lệ khiếu hàn lạnh lùng ngắt lời cô ta cô nói khi nữ nhân mang thai thì sẽ nói cho cha ruột đứa bé trước vậy cô nói cho lương thần biết trước hay là vĩ ca biết trước hay là chỉ sợ chính cô cũng không biết cha ruột của đứa bé là ai hoàng lệ tịnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cái gì anh sao anh lại biết lệ khiếu hàn lạnh lùng nhìn cô ta cảnh cáo tất cả những chuyện của cô tôi đều biết nên không cần phải tốn chiêu trước mặt tôi làm gì còn dám có một câu nói bậy về vân vi noãn nữa thì tôi cũng không ngại để cho cô nửa đời còn lại phải sống ở đây đâu hoàng lệ tịnh sợ hãi vội xin tha lệ tiên sinh tôi tôi không dám lệ khiếu hàn đi ra ngoài lạnh lùng liếc nhìn cô ta ở lại đó mà suy nghĩ thêm hai ngày nữa đi hoàng lệ tịnh nghiến chặt răng đáng chết thế nhưng lại thất bại làm hại phải bị nhốt thêm hai ngày nữa lệ khiếu hàn tại sao lại tin tưởng vân vi noãn đến vậy cô ta dựa vào cái gì mà may mắn như vậy đi ra ngoài trợ lý nhìn lệ khiếu hàn vội hỏi tiên sinh ngài sẽ về nhà sao Lệ Khiếu Hàn lạnh lùng nói: "Không, đi bệnh viện, trợ lý vội đáp: "Dạ, để tôi đi chuẩn bị xe." Lệ Khiếu Hàn nhíu chặt mày, "Vân Vi Noãn, em thật sự mang thai, vì cái gì lại không nói cho anh biết chứ? Em không nghe điện thoại của anh chẳng lẽ là có liên quan đến việc mang thai?" Đêm khuya tại bệnh viện, bác sĩ ngồi trong phòng bệnh nhìn máy tính cảm thán, "Không hổ là ông chủ thần bí, thủ đoạn quá kinh người, tất cả hồ sơ đều được thay đổi. Từ lúc Vân Vi Noãn đến kiểm tra cho đến lúc biết mang song thai, ngay cả báo cáo phá thai giả mạo cũng đã xuất hiện." quá chân thật nếu như không phải mình đã biết sự thật thì mình sẽ không thể nào nhận biết được hồ sơ này là giả mạo đúng lúc này cửa phòng bệnh bị người ta mở dầm một cái bác sĩ giật này mình đứng dậy hả anh là ai vậy lệ khiếu hàn cả người lạnh lùng bước vào theo sau còn có viện trưởng bác sĩ kinh ngạc há hốc miệng ơ viện trưởng ngài tới đây có chuyện gì không viện trưởng vội tiến lên giới thiệu vị tiên sinh này muốn tìm cô hỏi chuyện hỏi cái gì trả lời cái đó không cho phép có bất luận giấu dếm gì hết biết chưa bác sĩ sợ hãi vội gật đầu dạ dạ hiểu lệ khiếu hàn đưa báo cáo cho bác sĩ hỏi cô là người đã khám thai cho vân vi noãn phải không bác sĩ gật đầu đáp đúng vậy thật sự là có người tới hỏi thăm chuyện của vân vi noãn rồi lệ khiếu hàn nhìn báo cáo khám bệnh thì nhíu mày cô ấy mang thai sao bác sĩ nhỏ giọng trả lời đúng vậy cô ấy mang thai ông chủ thần bí an bài tất cả những chuyện này không phải chỉ là đối phó với nam nhân này chứ lệ khiếu hàn lạnh lùng liếc nhìn bác sĩ hỏi sau đó thế nào cô cho cô ấy phá thai bác sĩ sợ hãi cả người run lẩy bẩy phải, phải tất cả đều có hồ sơ trên đó người nam nhân này rốt cuộc là ai mà đôi mắt khủng khiếp dữ vậy lệ khiếu hàn nhìn cô ta hỏi tiếp là cô ấy chủ động yêu cầu làm phẫu thuật hay là bị người nhà bức ép bác sĩ run rẩy đáp cái này tôi không biết cô ấy đã đi cùng ba tới đây lệ khiếu hàn tức giận ánh mắt lạnh lẽo nghiến răng nói tại sao cô lại không ngăn cản cô ấy bác sĩ hốt hoảng lắp bắp nói tôi tôi chỉ là bác sĩ không thể can thiệp quá mức vào ý nguyện của bệnh nhân được lệ khiếu hàn tức giận ném mạnh tập báo cáo khám bệnh xuống bản đáng chết bác sĩ thấy anh tức giận như vậy thì sợ hãi bịt miệng lại viện trưởng đứng đằng sau cũng hốt hoảng không dám lên tiếng một lúc sau viện trưởng cười gượng lên tiếng lệ tiên sinh bệnh viện chúng tôi làm mọi thứ đều theo quy trình cả lệ khiếu hàn cả người đều run rẩy anh nghiến chặt răng hừ lạnh một tiếng lệ khiếu hàn liếc nhìn ông ta lạnh lùng nói tôi biết rồi đã quấy rầy viện trưởng nói xong anh liền đi ra ngoài viện trưởng cười gượng nói lệ tiên sinh để tôi tiễn ngài lệ khiếu hàn cáo gắt nói không cần viện trưởng cả người đều đổ mồ hôi lạnh thấy lệ khiếu hàn rời đi ông ta khẽ thở phào bác sĩ đứng bên cạnh sợ hãi vội hỏi anh ta là ai mà khí thế mạnh mẽ quá vậy lúc nãy tôi cứ tưởng mình sắp chết rồi ấy chứ viện trưởng lau mồ hôi trên trán nói thân phận cụ thể của anh ta tôi cũng không rõ ràng lắm tôi chỉ biết anh là người mà chúng ta không thể đắc tội có vẻ như ông chủ đã sửa đổi hồ sơ để đối phó với anh ta rồi bác sĩ sừng sốt không thể đắc tội hả lúc nãy chúng ta đây lừa anh ta như vậy không phải cũng là đắc tội với anh ta rồi sao viện trưởng nhíu mày vỗ lên vai bác sĩ một cái sao chẳng lẽ cô muốn đắc tội với ông chủ hơn hả bác sĩ giật nảy mình vội nói đâu đâu có. Tôi đương nhiên là không dám, viện trưởng gật đầu nói, vậy thì được, chúng ta đây đều là làm công cho ông chủ, nên đương nhiên là phải chấp hành mệnh lệnh của ông chủ thôi. Thôi được rồi, không nghĩ nhiều nữa, mau chạy nhanh về nhà đi, hết giờ làm rồi." Nói xong ông ta liền đi ra ngoài, bác sĩ đứng trong phòng cười bất lực, mình chỉ là một bác sĩ nhỏ, tại sao lại bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh của những đại nhân vậy như vậy chứ? Ôi trời ơi, bên ngoài bệnh viện, Vân Vi noãn thật sự mang thai sao? Lệ Khiếu Hàn tức giận đấm mạnh vào tường. Nhưng sau đó cô ấy đã bỏ con và xóa sạch mọi thứ. Tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy? Trái tim của cô ấy thật sự tàn nhẫn đến như vậy sao? Mang thai không nói với mình. Cô ý không trả lời điện thoại của mình, lên xe của người đàn ông khác, bí mật bỏ đứa trẻ. Tất cả những điều này chẳng lẽ cũng giống như Hoàng Lệ Tịnh đã nói, đứa bé đó không phải là của mình. Lệ khiếu hàn suy sụp dựa vào tường, anh cố gắng chấn tĩnh lại. Không không không, Vân Vi Noãn nhất định không phải là người như vậy. Mình tin tưởng cô ấy, nhất định là có nguyên nhân mới khiến cho cô ấy phải làm như vậy nhưng mà cho dù là có nguyên nhân gì thì cũng không thể nào nhẫn tâm mà xóa sạch đứa con của chúng ta như vậy chứ trợ lý bên cạnh thấy sắc mặt lệ khiếu hàn không tốt lo lắng hỏi tiên sinh ngài không có sao đó chứ lệ khiếu hàn lạnh lùng nói không sao đi thôi đi qua nhà của vân vi noãn mình phải lập tức tìm vân vi noãn để hỏi cho rõ ràng mình muốn cô ấy phải cho mình một lời giải thích trợ lý nghe thấy lệ khiếu hàn phân phó thì vội đáp rõ tôi đi lái xe liền đột nhiên lệ khiếu hàn gọi anh ta lại chờ một chút trợ lý quay người lại nhìn lệ khiếu hàn hỏi tiên sinh làm sao vậy lệ khiếu hàn nhíu mày nói không đến nhà vân vi noãn nữa đi thẳng về nhà luôn đi trợ lý kinh ngạc hả à, được lệ khiếu hàn cố gắng nén cơn giận xuống mặc dù không biết xuất phát từ nguyên nhân gì nhưng cô ấy vừa mới bỏ đi đứa con của mình bất kể là sinh lý hay tâm lý nhất định cũng đều rất khó chịu bây giờ mình theo cảm xúc hiện tại đến tìm cô ấy nhất định sẽ càng làm tổn thương cô ấy nhiều hơn hôm nay để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt sáng mai mình sẽ đến tìm cô ấy và bình tĩnh hỏi một cách rõ ràng cùng lúc này trong một chung cư cao cấp, Vân Tử Hiên nghe điện thoại, mày nhíu chặt, cậu xác định thanh niên kia họ Lệ sao, biết tên không? Viện trưởng vội kể cho Vân Tử Hiên nghe, "Ông chủ, tên của cậu ta không hỏi được, nhưng tôi xác định cậu ta mang họ Lệ. Trước khi cậu ta đến, tôi có nhận được một cuộc gọi từ Lệ Trung Đình, yêu cầu tôi hợp tác với người thanh niên này." Vân Tử Hiên nhíu mày, "Lệ Trung Đình, tôi biết rồi, vất vả cho Lý viện trưởng rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Đầu dây bên kia viên trưởng vội đáp, "Không vất vả, vì ông chủ làm việc nên một chút cũng đều không vất vả." sau khi tắt điện thoại vân tử hiên nhau mắt lại xem ra người thanh niên họ lệ này chính là cha của đứa nhỏ rồi họ lệ mà lệ trung đình lại đặc biệt gọi điện thoại đến để dặn dò mình có vẻ như biết người thanh niên này là ai rồi đúng lúc này vân vi noãn bước từ trên cầu thang xuống ba vân tử hiên giật mình hửm noãn noãn con còn chưa ngủ sao vân vi noãn ngái ngủ dụi mắt đáp dạ con mới tỉnh dậy nên muốn xuống uống miếng nước cô rót cuốc nước nhìn ba mình hỏi ba mà sao nửa đêm rồi ba không ngủ đi còn ở phòng khách ngẩn người ra làm gì vậy Vân Tử Hiên ho khan mấy tiếng. Không phải là ngày mai sẽ đi rồi sao, ba muốn nhìn lại căn nhà này nhiều hơn một chút nữa. Vân Vi Noãn cầm cốc nước lên tâm trạng cũng có chút nặng nề. Phải, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi ngôi nhà mà chúng ta đã sống bao nhiêu năm nay. Cô nhìn Vân Tử Hiên nhỏ giọng nói. Ba, chi bằng, chúng ta sẽ không ra nước ngoài. Vân Tử Hiên sửng sốt. À, như vậy sao được, ông vội thuyết phục cô, vé máy bay đi Anh Quốc cũng đã mua, nhà bên kia cũng đã thuê xong cả rồi. Nếu không ra nước ngoài, thì tiền xương máu không phải tất cả đều là lãng phí hết sao đó là một số tiền lớn lắm đó vân vi noãn nhíu mày nói nhưng mà chẳng phải ba cũng luyến tiếc vì phải rời đi đó sao vân tử hiên vội kiếm cớ ba nào có luyến tiếc chứ ba chỉ muốn nhìn lại xem căn nhà này sẽ tăng lên được bao nhiêu tiền nữa sau khi chúng ta trở về đó mà đến lúc đó sẽ cân nhắc có nên đổi căn mới hay là không vân vi noãn mỉm cười nói vậy hả vậy mà con còn tưởng ba đang thương tiếc nữa đó chứ vân tử niên vội trả lời sao mà có thể khiến cho ba của con có thể buồn được chứ cũng chỉ như chơi game, nếu thua cũng chỉ khiến cho ba buồn có một chút thôi, rồi ông vội đẩy Vân Vi Noãn lên lầu, thôi đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta còn tranh thủ để bắt kịp chuyến bay nữa, Vân Vi Noãn ngoan ngoãn đáp, ạ, à, ba cũng đi ngủ sớm đi nha, Vân Tử Hiên gật đầu, biết rồi, thấy cửa phòng ngủ của Vân Vi Noãn đóng lại, Vân Tử Hiên thở phào một tiếng, làm mình sợ muốn chết, thiếu chút nữa là làm cho Noãn Noãn thay đổi chú ý xuất ngoại chỉ vì cái lý do trời ơi của mình rồi, ánh mắt ông nheo lại, Noãn Noãn nhất định phải ra nước ngoài nhất là bây giờ khi mà mình đã biết được cha của đứa bé là ai thì càng không thể để noãn noãn ở lại trong nước được bởi vì vân tử hiên tức đến nghiến rằng thiệt không ngờ cha của đứa bé thế nhưng lại chính là con trai của lão già lệ trung đình kia nếu lão mà biết con trai của lão đã lọt vào vòng vây của đứa con gái mà mình luôn bao bọc thì nhất định sẽ đắc ý lên đến tận trời cao mình tuyệt đối không thể để cho lão ở trước mặt mình vừa rung đùi vừa huýt sáo tỏ vẻ đắc ý như thế được ông hừ lạnh một tiếng mà cho dù không phải là nguyên nhân này thì cũng không thể để noãn noãn cùng tiểu tử của lệ gia ở bên nhau được đâu lệ gia rất là nổi tiếng có biết bao nhiêu người đang dòng ngó nếu noãn noãn cùng tiểu tử kia ở bên nhau thì nguy cơ bại lộ là rất cao tóm lại chỉ có xuất ngoại mới là an toàn nhất cho con gái của mình vân tử hiên xoay người đi ngủ ông tắt điện phòng khách đi thôi ngủ đi mai đi sớm rồi cho dù là giê cũng không ngăn nổi chúng ta được đâu bà lệ mặc bộ đồ ngủ nhìn ra cửa lớn nói trễ thế này rồi mà con trai vẫn còn chưa về xem ra con trai và cô gái kia nói chuyện hòa hợp với nhau lại rồi bà nhìn lệ trung đình đang đọc báo trên sofa hỏi lão lệ ông nói xem có phải hiện tại con trai có thể đang cùng với cô gái kia ở bên ngoài hay không hắc hắc lệ trung đình mắt không rời tờ báo bình tĩnh nói nói không chừng là bị đá rồi khiếu hàn chắc đang ở quán bar nào đó mượn rượu giải sầu cũng nên bà lệ tức giận giật lấy tờ báo trong tay lệ trung đình lệ trung đình ông ngậm cái miệng quạ đen của ông lại đi nha ông không thể nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn sao tôi còn đang mong có cháu ấm bồng nữa đây Lệ Trung Đình ấm ức vội giải thích, tôi không phải miệng quạ đen à nha, tôi nói rất có thể đó là sự thật đấy. Bởi vì căn cứ vào tin tình báo, khiếu hàn căn bản không có đi tìm cô gái kia, mà là đến bệnh viện mà, bà Lệ giận dữ xé nát tờ báo trong tay. Sự thật cái gì mà sự thật, Lệ Trung Đình, tôi nói cho ông biết, nếu con trai bị á, làm cho tôi không có con dâu, thì tôi cũng sẽ bỏ ông, để ông trở thành một ông lão độc thân. Lệ Trung Đình kích động đến rưng rưng nước mắt, hả, thiệt không bà, vụ này vui à nha. Bà Lệ nhíu mày, cái gì, Lệ Trung Đình vội thay đổi giọng nói, đâu, a, à, không phải, ý tôi là con trai bà không có bản lĩnh để bị bỏ rơi, thì mắc cái gì mà bà đi trừng phạt tôi? Bà Lệ nói một cách đương nhiên, bởi vì có cha thì mới có con chứ. Nếu con trai bị bỏ rơi, điều đó có nghĩa là ghen của ông không đủ tốt, vậy thì giữ ông lại để làm cái gì? Lệ Trung Đình né tránh ánh mắt bà Lệ yếu ớt phản bác, nhưng rõ ràng con trai cũng có một nửa ghen của bà mà. Bà Lệ cau mày giận dữ nói, nhưng cái phần bị bỏ rơi kia là cái phần ghen của ông. Lệ Trung Đình bất lực nhìn bà Lệ bà đúng là gây rối vô cớ mà đúng lúc này lệ khiếu hàn bước vào hai ông bà nhìn ra cửa nhìn anh khẽ gọi khiếu hàn bà lệ vội chạy đến cạnh lệ khiếu hàn vui vẻ niềm nở hỏi con trai con về rồi đó hả con cùng với cô gái kia lệ khiếu hàn lạnh lùng nói mẹ con mệt rồi con đi ngủ trước đây rồi anh đóng dầm cửa phòng ngủ lại bà lệ yếu ớt giơ tay lên nay chuyện là như thế nào vậy bà vội quay sang nhìn lệ trung đình hỏi đừng nói là đã bị ông nói chúng con trai đã bị đá thật rồi sao lệ trung đình mỉm cười đầy hứng thú xem sắc mặt, xem trạng thái. Giống như tôi đã nói chúng phúc rồi thì phải, bà lệ nheo mắt nhìn lệ trung đình. Hửm, ừ. tôi không nhìn lầm đó chứ, nhìn ông sao giống như đắc ý quá vậy, lệ trung đình giật nảy mình vội giải thích. À, bà nhìn lầm rồi, tôi là đang đau lòng đó chứ, bà lệ ghé sát mặt tới quan sát mặt ông, biểu hiện lúc nãy của ông không phải như thế này. Ông được lắm, con trai thì bị đá còn vợ thì mất dâu, thế nhưng ông lại đứng ở nơi đây tỏ vẻ đắc ý đồ ha, lệ trung đình sợ hãi đổ đầy mồ hôi lạnh. Không 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 tôi không có, bà hãy nghe tôi giải thích bà lệ tức giận nhéo lấy tai lệ trung đình lệ trung đình mấy ngày nay không xử lý ông nên da của ông bị ngứa rồi chứ gì lệ trung đình sợ hãi vội xin tha đau đau vợ ơi tôi sai rồi lẽ ra tôi phải kiềm chế lại tôi không nên đắc ý bà mau buông tay ra đi lỗ tai tôi sắp rớt ra rồi bà lệ kéo tai lệ trung đình đi lên lầu hãy chờ đó xem đêm nay tôi có dạy dỗ ông hay không nha trong phòng ngủ lệ ra lệ khiếu hàn nằm trên giường nhìn trần nhà ánh mắt anh đầy đau lòng cho dù Vân Vi Noãn giống như ba mẹ cùng mình cãi nhau một trận cũng được. Nhưng cô ấy lại không làm như vậy, cô ấy thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với mình nữa, không một tiếng động đã vội cắt đứt tất cả các liên lạc. Tại sao cô ấy lại bỗng nhiên biến thành như vậy? Lệ khiếu hàn nắm chặt tay đặt trên ngực, tại sao lại bỏ đi đứa con của chúng ta? Tôi thật sự muốn biết tất cả những điều này là vì cái gì? Anh nhắm chặt mắt lại tay đặt trên chán, không nghĩ, không nghĩ nữa, ngày mai. Tất cả mọi thứ sẽ được rõ ràng ngay thôi, ở bên khác, Thẩm Bình Xuyên nằm trên giường ánh mắt đầy tâm sự, ngày mai, ngày mai chính là một ngày mới, một chiếc vali và một tờ vé máy bay được đặt bên cạnh, người cũng mới mà thế giới cũng mới. Vân Vi Noãn bên này cũng đang đứng một mình trong phòng ngủ, tay xoa bụng nhìn ra bên ngoài, ngày mai, ngày mai mình sẽ phải rời khỏi thành phố này, tạm biệt mọi người. Trong căn chung cư cao cấp, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp, Vân Tử Hiên đứng trong phòng khách nói chuyện điện thoại. Mẹ con gái à, anh đã biết cha của đứa bé là ai rồi, chính là tiểu tử lệ ra khi còn bé vẫn cùng chơi đùa với con gái chúng ta đó. Năm con gái được 10 tuổi, sau khi xảy ra chuyện, chúng ta liền ẩn danh và cắt đứt liên lạc với lệ ra, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Mà con gái chúng ta lại tiếp tục bén duyên với cậu ta, tạo hóa đúng là trêu người mà, nhưng nhìn bộ dạng có vẻ cậu ta không nhận ra con gái chúng ta. Và con bé cũng không có ý định cùng cậu ta ở bên nhau nữa, như vậy cũng tốt, chứ nếu quá thân cận với lệ ra. Nói không chừng sẽ bị thù năm đó của chúng ta chú ý tới, làm cho con gái của chúng ta lại lâm vào hiểm nguy anh tuyệt đối không cho phép chuyện năm đó được xảy ra một lần nữa. Đúng lúc này Vân Vi Noãn từ trên phòng xuống nhìn Vân Tử Hiên hỏi, ba, ba chưa chuẩn bị xong sao, taxi tới rồi kìa xuất phát thôi. Vân Tử Hiên vội nhìn sang đáp, tới liền tới liền, xong ông nói nhỏ vào điện thoại, con gái đang hối thúc anh rồi. Anh phải đi cho kịp chuyến bay nữa, qua tới bên kia anh sẽ lại gọi cho em, cút điện xong Vân Tử Hiên kéo hành lý. Đi thôi, hai người kéo vali ra cửa, Vân Vi Noãn nhìn Vân Tử Hiên hỏi, ba, ba vừa mới gọi điện cho ai vậy, vân tử hiên liền kiếm cớ chính là ông chú ở birmingham chứ ai ông ấy hỏi khi nào chúng ta tới để còn ra sân bay đón chúng ta nữa vân vi noãn gật đầu ồ một tiếng như vậy sao thật là làm phiền chú ấy quá à vân tử hiên giới thiệu qua cho cô nghe ông ấy là chiến hữu của ba rất là thân nên không có gì gọi là phiền toái đâu con gái ông mở cửa xe cho vân vi noãn lên xe đi chúng ta xuất phát thôi nào vân vi noãn mỉm cười đáp dạ vân tử hiên đóng cửa xe lại nhíu mày nhìn về phía sau tiểu tử bình xuyên này xem ra thật sự là bị tổn thương nặng rồi cũng không thèm đến tiễn biệt noãn noãn nữa đáng tiếc tình bạn tốt của hắn và noãn noãn nhiều năm như vậy cứ như vậy mà tan thành mấy khói rồi cả hai lên xe chiếc xe phóng nhanh đi chiếc xe vừa đi thì một chiếc xe sang trọng khác dừng lại chỗ đó lệ khiếu hàn bước xuống xe mày anh nhíu chặt không biết bây giờ vân vi noãn đã rời giường chưa nhỉ mình biết đến quầy giày cô ấy từ sáng sớm như thế này thật sự là có chút mạo muội nhưng mình thực sự không thể kiềm chế được Lệ Khiếu Hàn thở phù một hơi cố gắng áp chế những cảm xúc hỗn lộn trong lòng, phải điều chỉnh cảm xúc, phải tâm bình khí hòa để cùng nói chuyện với Vân Noãn Noãn, ngàn vạn lần không được làm kích động đến cô ấy, nghĩ đến đây Lệ Khiếu Hàn liền ấn chuông cửa. Ấn chuông một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì, Lệ Khiếu Hàn nhíu mày, không có động tĩnh, còn đang ngủ sao? Anh giơ tay lên gõ cửa, Vân Vi Noãn, là anh đây, em có ở nhà không? Lúc này một bà lão chống gậy đi đến, cháu trai, Lệ Khiếu Hàn quay đầu lại nhìn đằng sau, bà lão mỉm cười nhìn lệ khiếu hàn hỏi cháu trai cháu tìm vi noãn của vân ra sao lệ khiếu hàn gật đầu đáp đúng vậy thưa bà nhưng mà chắc là do cháu tới quá sớm cô ấy chắc còn đang ngủ bà lão mỉm cười nói cháu không phải là tới quá sớm mà là cháu đã tới chậm rồi cả nhà vân vi noãn vừa mới rời đi bà có nghe thấy tiếng xe hơi nổ máy rời đi rồi lệ khiếu hàn sửng sốt vội hỏi rời đi mới sáng sớm mà bọn họ đã đi đâu vậy bà lão kinh ngạc nhìn anh ủa chứ không phải là cháu tới để đưa tiễn bọn họ sao bọn họ hôm nay sẽ xuất ngoại bộ cháu không biết gì sao lệ khiếu hàn kinh ngạc cái gì xuất ngoại bà lão đi đến trước nhà vừa đi vừa nói xem ra bọn họ không có nói cho cháu biết rồi thật ra thì bà cũng mới biết vì tối hôm qua họ đến để nhờ bà trong hộ nhà giúp cho bọn họ lệ khiếu hàn nắm chặt nắm tay lại cả người run rẩy bà lão tiếp tục nói đang yên đang lành không biết vì cái gì mà bọn họ lại muốn xuất ngoại như vậy nữa cháu trai cháu và noãn noãn có quan hệ như thế nào vậy thấy không có tiếng đáp lại bà lão quay đầu lại đằng sau thì đã không còn bóng dáng Lệ Khiếu Hàn ở đó nữa, bà kinh ngạc liếc nhìn xung quanh, người đâu rồi? Chiếc xe màu đen phóng nhanh trên đường phố, Vân Vi Noãn, có phải là em muốn mãi mãi sẽ không nhìn thấy anh nữa có phải không? Rốt cuộc là vì cái gì kia chứ? Mặt anh lạnh lùng ánh mắt nheo lại, em còn chưa giải thích cho anh, em còn chưa để cho anh chết một cách rõ ràng, anh quyết sẽ không cho phép em cứ như vậy mà rời xa anh được. Lúc này tại sân bay thành phố, Vân Tử Hiên nhìn Vân Vi Noãn hưng phấn nói, Noãn Noãn, ba đã sắp xếp trường học cho con rồi đó trường đại học thương mại minh hàn chờ chúng ta đến sắp xếp ổn thỏa con có thể trực tiếp đi học được rồi vân vi noãn ngẩng đầu lên hỏi chúng ta còn chưa có tới mà đã làm thủ tục nhập học rồi liệu có ổn không ba mà sao ba làm được hay vậy vân tử hiên cầm điện thoại thản nhiên nói bởi vì ba có tài trợ cho họ một cái thư viện mà vân vi noãn kinh ngạc há hốc miệng cái gì tài trợ nguyên một cái thư viện luôn hả vân tử hiên phản ứng lại vội đáp đúng vậy à thật ra thì là chiến hữu của ba chú ấy ở anh có không ít mối quan hệ nên cứ đi theo mối quan hệ mà xử lý thôi lúc nãy ba chỉ đùa một chút cho không khí sinh động lên chứ con đừng tưởng thật nha vân vi nõn nghe vậy thì vỗ ngực thở phào bởi vậy con mới nói hoàn cảnh gia đình mình như thế nào bộ con không biết hay sao đừng nói là tài trợ nguyên cái thư viện chỉ cần tài trợ ít cuốn sách thôi là cũng thấy quá sức rồi vân tử hiên vội gật đầu đáp phải phải nhà chúng ta làm gì mà có nhiều tiền như vậy chứ ông thở phào trong lòng thiếu chút nữa là nhỡ miệng cũng may mình còn kịp thắng lại rồi ông đứng dậy nói thôi được rồi đến giờ rồi đó chúng ta đến cửa hải quan đi vân vi noãn cũng đứng dậy dạ đi thôi đi tới anh quốc rồi chúng ta phải cảm ơn chú ấy thật nhiều mới được vì đã giúp chúng ta quá nhiều việc đúng lúc này có tiếng bước chân vội vã vang lên khi hai người chuẩn bị vào trong thì đằng sau có tiếng gọi gấp gáp noãn noãn đợi mình với vân vi noãn kinh ngạc quay đầu lại thẩm bình xuyên thẩm bình xuyên đeo một chiếc ba lô trên lưng tay kéo vali chạy nhanh đến mỉm cười vẫy tay với hai người noãn noãn vân tử hiên nhìn thấy thẩm bình xuyên thì nhíu mày thằng nhóc này thế nhưng nó lại tới thẩm bình xuyên chạy đến trước mặt hai người thở hồn hển cuối cùng cũng đuổi kịp thiếu chút nữa mình ngủ quên rồi đều do đêm qua quá kích động nên vân vi noãn nhìn thẩm bình xuyên hỏi bình xuyên sao cậu lại tới đây thẩm bình xuyên mỉm cười nói chẳng phải hôm qua mình đã nói rồi sao mình muốn xuất ngoại chung với cậu vân vi noãn ngập ngừng nhưng mà ngày hôm qua không phải cậu thẩm bình xuyên vội lên tiếng xin lỗi ngày hôm qua mình hơi bị thất thần xin lỗi noãn noãn anh ta nắm lấy bàn tay của cô thổ lộ bây giờ mình chỉ muốn nói cho cậu biết mình rất thích cậu cho dù cậu có như thế nào mình cũng đều thích cậu. Cậu có mang thai thì mình cũng vẫn thích cậu như trước nay, thậm chí mình còn muốn làm cha của đứa trẻ nữa. Vân Vi noãn kinh ngạc, Thẩm Bình Xuyên, cô vội rụt tay mình lại. Cậu cũng biết, mình không có tình cảm nam nữ với cậu mà, cậu thật sự không cần phải lãng phí thời gian với mình như vậy đâu. Thẩm Bình Xuyên vẫn chưa từ bỏ vội nói, đó chỉ là bây giờ mà thôi. Mình tin rằng một ngày nào đó mình có thể gây ấn tượng tốt với cậu, cho dù cả đời này cậu không thích mình, nhưng cũng không thể gọi đó là lãng phí thời gian được, bởi vì đối với mình, có người để mình yêu thích đó chính là hạnh phúc lớn nhất của bản thân rồi vân vi noãn áy náy nhìn thẩm bình xuyên bình xuyên sao cậu lại ngốc như vậy chứ thẩm bình xuyên tự mình đa tình cười hắc hắc có phải là cậu đã bị mình làm cho cảm động rồi hay không có phải đã thích mình rồi hay không hả vân vi noãn bất lực nhìn anh ta ạ à, chưa nói cái gì hết mà tự cho là vậy rồi thẩm bình xuyên vẫn tự luyến nói noãn noãn đừng ngượng ngùng mà bây giờ không có ai khác ở đây cả cậu có thể mạnh dạn thổ lộ với mình đi nào vân tử hiên vội chắn trước mặt vân vi noãn giận dữ nhìn thẩm bình xuyên tiểu tử thúi ý của cậu là sao chẳng lẽ tôi không phải là người hả thẩm bình xuyên giật bắn mình hửm, ủa chú hóa ra chú cũng ở đây nữa hả vân tử hiên tức giận mắng lớn nhóc cậu thế nhưng lại không để tôi ở trong mắt rồi nhóc đừng tưởng rằng cậu chạy tới đây rồi là có thể lừa gạt được con gái tôi nha muốn làm papa của cháu ngoại bảo bối của tôi cậu vẫn chưa đủ tư cách đâu thẩm bình xuyên vội bày ra bộ dáng lấy lòng chú con biết hiện tại con chưa có đủ tư cách bởi vậy mà con mới hy vọng là chú và noãn noãn đây sẽ cho con một cơ hội đó ra nước ngoài chúng ta sẽ sống cùng nhau hãy để cho con được chăm sóc noãn noãn chú sẽ thấy được biểu hiện của con vân tử hiên chỉ tay vào ngực thẩm bình xuyên cảnh cáo ai muốn sống chung với cậu hả cậu sống phần cậu chúng tôi sống phần chúng tôi hai chúng ta không liên quan ok thẩm bình xuyên vội nói như vậy sao được noãn noãn mang thai cần người chăm sóc và tiêu tiền cũng nhiều nữa con có rất nhiều tiền nên có thể giúp đỡ vân tử hiên hừ lạnh một tiếng có nhiều tiền cũng không lo nổi đâu, chúng tôi đã bán bớt một căn nhà, như vậy cũng đủ nuôi sống noãn noãn và đứa trẻ rồi. Thẩm Bình Xuyên đeo kính lên bày ra bộ dáng phú nhị đại, trời ơi, chú bán nhà chi vậy, lần này con xuất ngoại, mẹ con cho con tới 2.000 vạn, đủ nuôi sống cho chúng ta rồi. Vân Vi noãn giật giật khóe miệng nhìn Thẩm Bình Xuyên, 2.000 vạn, cậu có chắc là cậu đang xuất để đi du học không vậy, không biết còn tưởng rằng cậu muốn đi làm ăn nữa đó. Vân Tử Hiên cau mày nhìn Thẩm Bình Xuyên, tiền của cậu là tiền của cậu, nhà chúng tôi có đủ tiền để tiêu rồi, không cần dùng tiền của cậu đâu, ghi nhận lòng tốt của cậu." Thẩm Bình Xuyên mỉm cười nói, "Chú đừng khách khí mà, dù sao cũng đều là người một nhà, con chỉ muốn cho Noãn Noãn tốt một chút." Vân Tử Hiên tức giận nhìn anh ta, "Ai là người một nhà với cậu hửm? Tiểu tử cậu đừng có được đằng chân lại lân đằng đầu." Thẩm Bình Xuyên cười vui vẻ gãi gãi mặt, "Chuyện này không sớm thì muộn cũng." Vân Vi Noãn không muốn làm Thẩm Bình Xuyên bị tổn thương nữa, Bình Xuyên mình vẫn là câu nói đó, "Cậu không cần phải." Thẩm Bình Xuyên kéo lấy vali của Vân Vi Noãn mỉm cười đáp, "Noãn Noãn không cần phải khuyên mình đâu, mình đã suy nghĩ rất là kỹ rồi, dù sao thì vé máy bay cũng không thể trả lại được, nếu không đi thì lãng phí tiền của lắm. Chúng ta mau đi qua cổng hải quan đi, thời gian không còn sớm nữa đâu. Vân Vi noãn bất lực nhìn cậu ta, "Này, cậu ra nước ngoài mang theo tận 2.000 vạn, một phú nhị đại mà cũng tiếc tiền vé máy bay sao? Lý do này của cậu tìm cũng hơi bị quá kỳ cục đấy." Vân Tử Hiên bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ một câu, "Noãn noãn, xem ra cậu ta đã quyết tâm rồi, đừng lo nhoi nữa, cậu ta nguyện ý đi thì cứ đi thôi." chờ đến khi cậu ta biết mình không có hy vọng sẽ tự mình chạy trở về vân vi noãn thở dài nói con chỉ lo rằng cậu ấy sẽ gắn bó đến cùng và lãng phí tuổi thanh xuân thật tuyệt vời của mình thôi bỏ đi chờ tới bên kia rồi con sẽ từ từ khuyên bảo cậu ấy vân tử hiên sờ cằm mỉm cười tiểu tử tôi đã đánh giá thấp cậu rồi cậu còn cố chấp hơn tôi tưởng nữa rất tốt bước tiếp theo là xem sự kiên trì của cậu có thể kéo dài được bao lâu thẩm bình xuyên đi cạnh xung quanh vân vi noãn trò chuyện cùng cô noãn noãn tới anh quốc rồi cậu có cần gì cứ nói bọn mình sẽ cùng nhau đi mua vân vi noãn nhíu mày nói nhà mình không cần gì cả cậu có muốn mua gì thì cứ mua cho cậu đi thẩm bình xuyên sờ cằm nói như thế nào mà lại không cần chứ ít nhất cũng phải mua một chiếc xe cậu đang mang thai có xe đi bệnh viện khám thai gì đó cũng đều rất là tiện nề còn phải mua một căn hộ mới nữa chứ đến lúc đó đứa nhỏ sinh ra ở nhà thuê rất phiền phức vân vi noãn thở dài nhìn anh ta còn mua xe mua nhà nữa hả chúng ta là đi du học chứ không phải là đi di dân thẩm bình xuyên gật đầu đáp mình biết chứ nếu là di dân thì mình sẽ không thể chỉ mang theo số tiền ít ỏi này thôi đâu vân vi noãn giật giật khóe miệng không nói lên lời nhìn cậu ta hai nghìn vạn mà nói là số tiền ít ỏi sao ta nhân viên hàng không mỉm cười nói xin chào vân vi noãn đưa vé máy bay cho nhân viên kiểm tra xin chào trong lòng cô chợt dâng lên sự chua sót sắp phải rời khỏi thành phố này rồi thành phố này mình và anh ấy đã không hẹn mà gặp nhưng cuối cùng lại trở thành không từ biệt đúng lúc này tiếng bước chân vội vã từ đằng sau vang lên vân vi noãn vân tử hiên nhíu mày hửng lệ khiếu hàn gấp gáp chạy đến vân vi noãn quay đầu lại nhìn anh lệ khiếu hàn anh ấy như thế nào lại tới đây lệ khiếu hàn nhìn chằm chằm cô lạnh lùng nói vân vi noãn em đứng lại đó anh yêu cầu em phải cho anh một lời giải thích thẩm bình xuyên bất an nhìn anh là anh ta cha ruột của đứa trẻ vân tử hiên nhíu mày tiểu tử lệ ra thế nhưng lại đuổi theo tới sao thẩm bình xuyên đứng chắn trước mặt hai người vân vi noãn và vân tử hiên chú noãn noãn các người cứ đi vào trước đi phải ngăn anh ta lại mình nhất định phải ngăn anh ta lại bằng không mình sẽ hoàn toàn mất đi vân vi noãn vân vi noãn nhìn lệ khiếu hàn không rời mắt không nghĩ tới anh ấy lại đuổi theo mình thế này mình có nên nói rõ ràng với anh ấy rằng anh ấy chính là cha ruột của đứa bé hay không cô do dự cúi mặt xuống nhìn thấy vẻ mặt của vân vi noãn vân tử hiên nhíu mày hỏi noãn noãn con muốn thay đổi chủ ý hay sao vân vi noãn ngẩng mặt lên nói con không thay đổi chủ ý con nói xong rồi con sẽ rời đi chứ nếu không nói gì với anh ấy thì thật là không công bằng cho người ta vân tử hiên nhìn cô nhắc nhở noãn noãn con phải suy xét cho kỹ lưỡng vào đấy trong lòng con gái quả nhiên vẫn có tiểu tử lệ ra đây là muốn cho hắn cơ hội hay sao lệ khiếu hàn hốt hoảng hét lên vân vi noãn em không thể cứ như vậy mà đi được thẩm bình xuyên vội ngăn anh lại anh muốn làm gì lệ khiếu hàn tức giận quát lên mẹ kiếp cậu tránh ra cho tôi thẩm bình xuyên không nhượng bộ hét lên người anh em anh gọi tên bạn gái tôi tôi chỉ có thể ngăn cản anh ai biết được có phải là anh đang muốn làm hại bạn gái tôi hay không lệ khiếu hàn tức giận gần lên bạn bạn gái cô ấy là người phụ nữ của tôi mới đúng. Cậu mau tránh ra bằng không đừng trách tôi sao không khách khí, Thẩm Bình Xuyên cười lạnh, cái gì mà là người phụ nữ của anh, anh tự mình đa tình quá rồi đó. Anh không thấy là hai chúng tôi sẽ cùng nhau đi nước ngoài hay sao, đừng quấy rầy bạn gái của tôi nữa, lệ khiếu hàn nhau mắt nhìn anh ta, cậu muốn chết à. Thấy hai người đàn ông sắp sửa đánh nhau đến nơi, Vân Vi noãn rốt cuộc cũng lên tiếng, dừng tay, lệ khiếu hàn, ừm, Thẩm Bình Xuyên không dám tin quay đầu lại nhìn cô, noãn noãn, cậu, Vân Vi noãn nhìn lệ khiếu hàn nói, Lệ khiếu hàn, anh muốn giải thích cái gì? Anh hỏi đi, lệ khiếu hàn đi đến trước mặt cô nhìn cô hỏi. Vân vi noãn, anh chỉ muốn hỏi em, đứa trẻ kia là, của anh có phải không? Vân vi noãn sừng sốt, thẩm bình xuyên nhíu mày một cảm giác bất an chợt dâng lên. Vân tử hiên nghiến rằng, thằng nhóc này muốn chết hay sao mà dám vũ nhục con gái mình? Lệ khiếu hàn biết mình lỡ lời liền bối rối hốt hoảng vội giải thích. Vân vi noãn, anh không phải có ý này. Anh chỉ là, anh mắng thầm trong lòng, mình làm sao vậy? Sao lại có thể buộc miệng mà thốt ra câu hỏi như vậy chứ? nhân viên hàng không bên cạnh thúc giục vân vi noãn xin chào thủ tục của cô đã xong rồi có thể vào bên trong vân vi noãn gật đầu đáp cảm ơn cô quay lưng lại ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn lệ khiếu hàn hóa ra anh đuổi đến đây chỉ là để hỏi câu hỏi này thôi sao vậy thì tôi sẽ trả lời anh đứa bé không phải con của anh anh vừa lòng chưa lệ khiếu hàn sửng sốt cái gì chuyện này không thể nào vân vi noãn lạnh lùng nói tôi trả lời xong rồi đó anh tin hay không thì tùy cô không do dự liền đi vào trong tạm biệt lệ khiếu hàn hốt hoảng vội gọi cô lại Vân Vi Noãn, chờ đã, em hãy nói rõ cho anh biết rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thẩm Bình xuyên tức giận ngăn Lệ Khiếu Hàn lại. "Anh còn có mặt mũi đuổi theo nữa sao? Như thế nào? Tính Vũ nhục vi Noãn một lần nữa hả?" Thẩm Bình xuyên tức giận đẩy mạnh Lệ Khiếu Hàn ra, Lệ Khiếu Hàn tức giận hết lên, "Đây là chuyện giữa tôi và Vân Vi Noãn, không có liên quan gì đến cậu, cậu mau tránh ra cho tôi." Thẩm Bình xuyên lạnh lùng nói, "Từ lúc anh bắt đầu thốt ra câu hỏi kia, thì anh và Noãn Noãn mới thực sự không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi, từ nay về sau." tôi sẽ đi theo bên cạnh noãn noãn anh đừng đến quấy giày chúng tôi nữa lệ khiếu hàn lạnh lùng nói cậu cũng xứng sao thẩm bình xuyên tức giận hét lên tôi là cha của đứa trẻ anh nói xem tôi xứng hay không xứng lệ khiếu hàn kinh ngạc cái gì đứa trẻ là của cậu sao thẩm bình xuyên lạnh lùng nói bằng không anh nghĩ đi tại sao chúng tôi lại xuất ngoại chung với nhau đừng có mà đuổi theo nữa anh và noãn noãn đã hoàn toàn kết thúc rồi nói xong anh ta liền đuổi theo vân vi noãn vào trong chú noãn noãn đợi con với nào cả người lệ khiếu hàn đều run lên vì cái gì? Anh ôm lấy mặt mình, cảm giác bất lực dâng lên, vì cái gì lại biến thành như vậy chứ? Vân Tử Hiên tức giận nhìn Lệ Khiếu Hàn, "Tiểu tử, nếu không phải là do đang ở trong sảnh chờ sân bay, thì tôi đã làm cho cậu được đẹp mặt ra vì cái câu hỏi ngớ ngẩn lúc nãy rồi. Làm cho cậu đau khổ là quá tiện nghi cho cậu rồi đó." Ông tức giận quay người đi vào trong, Vân Vi Nõn rưng rưng nước mắt nhìn điện thoại trong tay mình, "Tại sao chúng ta không thể từ biệt?" Một hai phải Cô đau lòng bật khóc, một hai phải chạy đến đây làm chi để cho tôi lừa anh, nước mắt rơi xuống bàn tay mọi người bắt đầu lên máy bay vân vi noãn ngồi trên máy bay nhìn ra bên ngoài lần này đi sợ là sau này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa kỳ thật vốn không nên gặp vì cái gì nhất định phải đuổi theo lưu lại một ít tốt đẹp không được sao thẩm bình xuyên ngồi xuống bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô thì rất đau lòng noãn noãn cậu đừng vì anh ta mà khổ sở nữa còn có mình đây này vân vi noãn cố gượng cười nhìn cậu ta mình làm gì có khổ sở vì ai đâu chỉ là phải rời khỏi nơi mình sống lâu như vậy có chút không nỡ mà thôi thẩm bình xuyên nhíu mày nhìn cô Noãn noãn, cậu không nói mình cũng hiểu mà. Anh ta tức giận mắng, tên cha nam lệ khiếu hàn kia, không ngờ lại nói ra những lời như vậy, anh ta căn bản không xứng của đứa trẻ. Vân Vi noãn nhắm mắt lại một lúc sau mới lên tiếng, kỳ thật không trách anh ấy được, thẩm bình xuyên sừng sốt, Vân Vi noãn sờ bụng mình khẽ nói. Là do mình cắt đứt liên lạc, đi mà không nói lời từ giả nào, nên anh ấy nghĩ nhiều cũng là điều bình thường mà thôi, như vậy cũng tốt. Mình có thể ở bên đó mà chuyên tâm nuôi nấng đứa nhỏ, thẩm bình xuyên vui vẻ nắm lấy tay Vân Vi noãn, phải đó, noãn noãn cậu đừng nghĩ đến người đàn ông đó nữa sau này chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng đứa nhỏ vân tử hiên thấy thẩm bình xuyên lại với bẩn con gái của mình thì tức giận đập mạnh vào đầu cậu ta một cái ê nhóc thẩm bình xuyên mặt mày méo mà kêu đau Ê ra anh ta xoa xoa đầu đáng thương nhìn vân tử hiên ơ ừ, chú chú làm cái gì vậy con đang ăn ủi noãn noãn mà vân tử hiên khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhắc nhở cậu ngồi sai chỗ rồi kìa thẩm bình xuyên oan ủng xoa đầu nói nhưng chúng ta đặt ba ghế lân cận tùy tiện ngồi đâu mà chẳng được vân tử hiên cười lạnh nhìn hắn phải không? Vậy đối với con rể, chắc là tôi cũng nên tùy tiện chọn đại một người cũng được. Nghe thấy vậy Thẩm Bình Xuyên liền nhảy sang ngồi ghế bên cạnh rồi nghiêm túc mời Vân Tử Hiên ngồi, dạ, con mời chú ngồi. Anh ta nhìn Vân Tử Hiên cười lấy lòng, chú nói đúng, chỗ ngồi cũng không thể lộn lộ xộn được, nhất định phái là người thích hợp nhất ngồi, cũng giống như con rể vậy đó. Vân Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, vẫn còn kém xa lắm. Nói xong ông liền ngồi xuống ghế giữa, Thẩm Bình Xuyên thở dài thất vọng, tiếc quá, thiếu chút nữa là con đã động được noãn noãn rồi, Vân Tử Hiên bất lực nhìn dáng vẻ ngây thơ của Thẩm Bình Xuyên. Tiểu tử ngốc này, ngay cả noãn noãn nói thật hay là nói dối cũng không phân biệt được, vậy mà dám nói thiếu chút nữa là đã đả động được con bé rồi. Đường dài lại gian nan, tiếp tục nỗ lực lên nha con dai. Vân Tử Hiên quay sang nhìn Vân Vi noãn an ủi, noãn noãn đừng suy nghĩ nữa nào. Chúng ta sắp đi khỏi nơi này rồi, tất cả mọi thứ ở đây đã trôi qua rồi. Vân Vi noãn rũ mắt xuống đáp, ạ, à, đều đã trôi qua hết rồi, mặc kệ là chuyện hay là người. Vân Tử Hiên khẽ thở dài trong lòng, noãn noãn thực sự không dễ dàng buông bỏ. ông liền tức giận mắng lệ khiếu hàn một trận, chỉ có thể từ từ tiểu tử lệ ra kia dám nói với noãn noãn như vậy. chờ tôi trở về nhất định phải tìm lệ trung đỉnh tính sổ. một lúc sau máy bay cũng cất cánh, lệ khiếu hàn đứng bên cửa kính nhìn ra bên ngoài, cô ấy đi rồi, cô ấy thật sự đi rồi. anh đau lòng cúi mặt xuống, cô ấy nhẹ nhàng phất phất tay như vậy, không chút lưu tình mà rời đi. lúc này đằng sau anh vang lên một giọng nói dịu dàng em ở đây. lệ khiếu hàn mở mắt ra vui vẻ quay người lại, vân vi noãn em đã quay nhìn thấy người trước mặt là ai lệ khiếu hàn liền thất vọng anh nheo mắt lại hỏi hửm đỗ nhược sao cô lại tới đây đỗ nhược đi đến trước mặt anh dịu dàng nói khiếu hàn chỉ cần anh cần thì em sẽ luôn ở bên cạnh anh bất cứ lúc nào đỗ nhược đắc ý trong lòng cơ hội tới rồi đây con nhỏ kia nó đã đi rồi đây là thời cơ vàng để mình bắt lấy trái tim của anh ấy cô ta nắm lấy tay lệ khiếu hàn bắt đầu thổ lộ em sẽ không bao giờ rời xa anh em sẽ không giống như con tiện nữ kia đã phản bội anh đâu lệ khiếu hàn tức giận hất tay cô ta ra lạnh lùng cảnh cáo không được nói cô ấy như vậy đỗ nhược không cam lòng nhíu mày nói khiếu hàn cô ta đã phản bội anh mà anh còn che chở cô ta như vậy sao lệ khiếu hàn lạnh lùng liếc nhìn cô ta cô ấy không phản bội tôi chỉ là bản thân tôi tình nguyện cô ấy không làm gì sai cả đỗ nhược sửng sốt cái gì khiếu hàn cô ta rốt cuộc tốt ở chỗ nào mà lại đáng để anh hèn mọn đến mức này nghe đến câu hỏi này gương mặt lệ khiếu hàn bất giác trở nên dịu dàng cô ấy làm cho thế giới của tôi có ánh sáng đỗ nhược giận dữ nhìn bóng lưng anh hỏi vậy còn em thì sao chẳng lẽ em không làm cho thế giới của anh có ánh sáng có chỗ nào mà em không bằng với cô ta chứ lệ khiếu hàn liếc nhìn cô ta ánh mắt lạnh lẽo đỗ nhược tôi muốn nhắc nhở cô một lần cuối cùng hãy chú ý đến thân phận của mình mối quan hệ giữa tôi và cô chỉ nằm ở giới hạn cấp trên và cấp dưới mà thôi mặt khác sau này mà còn cứ theo dõi tôi nữa thì cô hãy tự mình rời khỏi lệ ra đi đỗ nhược lúc này cũng tỉnh táo lại sợ hãi vội xin lỗi khiếu hàn em em biết rồi sau này em sẽ không như vậy nữa lệ khiếu hàn lạnh lùng nhắc nhở hãy gọi tôi là lệ tiên sinh khiếu hàn không phải là thân phận mà cô có thể tùy tiện xưng hồ lo đi làm việc của cô đi đỗ nhược cắn chặt giang đáp dạ lệ tiên sinh trong lòng cô ta thầm chửi rủa chết tiệt tiện nữ nhân kia rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn yêu tinh gì lại làm cho khiếu hàn nhớ mãi không quen như thế nhưng mà không sao nữ nhân kia đã đi rồi mình có cả đống thời gian mình cũng không tin mình bắt không được lệ khiếu hàn đỗ nhược quay người rời đi ánh mắt lưu luyến nhìn lệ khiếu hàn không có người đàn ông nào có thể chống lại được tình yêu phát sinh cả. Lệ Khiếu Hàn đứng tại chỗ nhìn ra ngoài xa, vân vi noãn, "Cảm ơn em đã chiếu sáng thế giới của anh, mặc dù ánh sáng có chút ngắn ngủi, từ nay về sau sẽ không còn ánh sáng trong thế giới của anh nữa." Ở bên khác, Hoàng Lệ Tịnh bị người ta đẩy từ trong xe ngã xuống đường, "Mau cút đi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Lệ tiên sinh nữa." Hoàng Lệ Tịnh ngã xuống kêu lên một tiếng, "Ây da." Cô ta ngồi thẳng dậy dẫn giữ mắng một trận, "Này, có thể nhẹ nhàng một chút được không? Tôi chính là thai phụ đấy." Nếu con của tôi có xảy ra vấn đề gì thì tôi nhất định sẽ bắt các người. Chiếc xe phóng nhanh rời đi không để ý đến cô ta. Hoàng lệ tịnh che mũi lại ho khụ khụ, mặt cô ta tối sầm lại. Khá khen cho lệ khiếu hàn, dám đối xử với tôi như vậy sao? Vân vi noãn, tôi phải chịu đựng tất cả những điều này đều là do cô đưa tới. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, bất luận là cô đang ở đâu. Thời gian dần chơi thoáng chốc đã qua 3 năm, lúc này tại Birmingham. Vân Vi Noãn ngồi một mình trên ghế ở công viên nhìn hai đứa trẻ kháu khỉnh trước mặt, cô khẽ mỉm cười, thật là mau, mới nháy mắt mà đã 3 năm trôi qua rồi. Mình cũng hoàn thành xong chương trình học, thi tỉnh và thi lãng cũng đã lớn nhanh như vậy. Một bé gái chạy đến trước mặt Vân Vi Noãn làm nũng, mommy, con khát nước. Vân Vi Noãn nhìn cô bé đáng yêu trước mặt dịu dàng hỏi, tình nhi, con chơi vui không, chú thẩm của con đã đi mua thức uống cho chúng ta rồi. Lát nữa là sẽ có ngay cho con uống đó. Cậu bé trai lúc này cũng đi đến gần khoanh hai tay trước ngực nói, Vân Thi tỉnh, em đã không còn là một đứa trẻ một hai tuổi nữa rồi. Đừng có khát đói là cứ tìm mẹ vậy chứ, phải học cách tự lực cánh sinh đi nào vân thi tình đi đến cạnh cậu bé chu môi nói vân thi lãng nói em bao nhiêu lần rồi em phải gọi chị bằng chị chứ vân thi lãng không chịu cau mày đáp mình không gọi chẳng qua là cậu có vận khí tốt nên mới được mẹ phọt ra trước hai phút mà thôi vân thi tình tức giận véo hai má vân thi lãng vận khí cũng là một bộ phận thực lực chị sinh sớm ra hai phút thì cũng chính là chị của em mau gọi chị đi vân thi lãng cứng đầu nói không gọi vân vi noãn mỉm cười bất lực nhìn hai đứa trẻ đó đó nữa rồi đó hai oát con này lại bắt đầu nữa rồi lúc này thẩm bình xuyên cũng đã đi mua nước về mỉm cười nhìn ba người đồ uống tới rồi đây vân vi tình buông tha cho má của vân thi lãng ưm ừ, cô bé vui vẻ chạy đến trước mặt thẩm bình xuyên làm nũng chú thẩm con muốn cho con uống với thẩm bình xuyên cầm túi nước nhìn vân thi tình dụ dỗ cô bé mau gọi là papa đi rồi chú sẽ cho uống này vân thi tình mở to đôi mắt ngây thơ của mình nói nếu là papa thì phải ngủ chung với mẹ chứ đằng này chú đâu có ngủ chung với mẹ đâu sao bắt con gọi papa được chỉ có thể gọi là chú thẩm mà thôi thẩm bình xuyên xấu hổ cứng họng không nói được gì cái này là ai dạy con vậy vân thi lãng bình tĩnh nói cần gì ai phải dạy cái này chẳng phải là tự nhận thức được sao chú thẩm à nếu chú muốn làm papa của con thì chú phải nỗ lực tìm mọi cách mà bò lên giường của mẹ con đi thẩm bình xuyên xấu hổ che mặt lại được rồi các con đừng nói nữa mau lấy uống dùng cái hai đứa bé vui vẻ nhận lấy cảm ơn chú thẩm cảm ơn thẩm bình xuyên ngồi xuống bên cạnh vân vi noãn bất lực hỏi noãn noãn Hai tiểu tử này từ đâu mà biết được những lời này vậy? Vân Vi Noãn nhìn anh ta nói, mình đoán là chúng nghe lén được từ đâu đó. Thẩm Bình xuyên thở dài nói, những lời từ miệng chúng nói ra làm cho mình cảm thấy có chút thất bại. Anh ta nhìn Vân Vi Noãn hỏi dò, Noãn Noãn, sao cậu không suy xét một chút, để mình leo lên giường của cậu, như vậy thì hai đứa nhỏ sẽ không đả kích mình nữa. Vân Vi Noãn nghiêm túc nói, mình có thể đem việc này nói cho ba của mình nghe. Có lẽ là ba mình sẽ suy xét là nên để cho cậu leo lên giường của mình trước hay là leo lên giường của bệnh viện trước thẩm bình xuyên sợ hãi vội xin tha thôi thôi không không cần cho chú ấy biết đâu mình chỉ là đang nói đùa một chút thôi đừng có tưởng thiệt vân vi nõn che miệng mỉm cười được rồi nghỉ ngơi một chút đi chờ bọn trẻ uống xong thì chúng ta sẽ trở về thẩm bình xuyên thở dài thất vọng ừ bò lên giường của cậu là mình nói dưỡng thôi chứ còn muốn làm cho bọn nhỏ kêu mình là ba ba thì chính là thật lòng đó vân thi tình ngồi một bên vui vẻ uống nước phù thiệt là ngon quá đi vân thi lãng liếc nhìn cô bé uống từ từ thôi không ai thèm dành với cậu đâu Vân Thi tình chu miệng nói, chị muốn uống như thế nào thì chị uống chứ. Đột nhiên cô bé liếc nhìn người đàn ông đẹp trai đằng sau, hửm. Ừ. Lệ Khiếu Hàn đứng trên cầu nhìn ra phía xa, nhìn thấy anh Vân Thi tình hai mắt sáng bừng lên, ý trời đất ơi, cái chú kia vừa cao vừa đẹp trai thấy sợ luôn á. Ở bên này Lệ Khiếu Hàn nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn phía trước, ba năm, đây có lẽ là lần gần nhất tôi được ở bên cô ấy trong ba năm, nếu như không phải bởi vì làm ăn thì chỉ sợ cả đời này tôi cũng sẽ không đến thành phố nơi cô ấy đang ở, Đột nhiên Vân Thi Tình cầm cốc nước đi đến cạnh Lệ Khiếu Hàn hai mắt sáng rực làm quen, "Xin chào, chú đẹp trai." Lệ Khiếu Hàn kinh ngạc nhìn cô bé, "Ừm." Anh ngồi xuống nhìn Vân Thi Tình mỉm cười nói, "Xin chào cô bé xinh đẹp, chú có thể giúp gì cho con đây?" Lệ Khiếu Hàn mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé trước mặt. Cô bé này thực sự rất dễ thương và thanh tú như một con búp bê sứ. Vân Thi Tình hai mắt long lanh nhìn Lệ Khiếu Hàn hỏi, "Chú ơi, chú có bạn gái chưa? Chú này đẹp trai quá xá. Nếu chú có thể làm ba của mình thì tốt quá nhỉ?" lệ khiếu hàn bật cười dịu dàng xoa đầu vân thi tình chú chưa có bạn gái sao vậy vân thi tình vui vẻ nói chú chưa có bạn gái hả vậy thì tốt quá rồi cô bé đột nhiên cảm thấy chột dạ a à, không đúng thật là quá kỳ quá chú đẹp trai như vậy sao lại chưa có bạn gái là thế nào lệ khiếu hàn mỉm cười dịu dàng nói đẹp trai hay không đẹp trai không liên quan đến nhau chỉ là chú chưa gặp được người thích hợp vân thi tình à một tiếng hóa ra là như vậy vậy chú cho con xin số điện thoại đi hôm nào rảnh rỗi con sẽ gọi điện giới thiệu cho chú một đối tượng nói không chừng sẽ rất là hợp với chú luôn đó lệ khiếu hàn bật cười nhìn vân thi tình hóa ra con là một tiểu bà mối sao thôi được vậy chú ủng hộ công việc của con nha anh đưa cho cô bé một tấm danh thiết đây đây là số điện thoại của chú như vậy nửa đời hạnh phúc còn lại của chú đều giao hết cho con đó nha vân thi tình cười lấu lỉnh đáp chú cứ yên tâm mắt nhìn của con tốt lắm sẽ không làm cho chú phải thất vọng đâu lệ khiếu hàn đứng dậy gật đầu nói vậy chú chờ tin tốt của con vân thi tình gật đầu đáp dạ dạ con sẽ nhanh chóng gọi điện cho chú ngay thôi rồi cô bé vẫy tay quay người rời đi tạm biệt chú đạp trai lệ khiếu hàn cũng vây tay tạm biệt với cô bé tạm biệt con một cô bé đáng yêu như vậy muốn giới thiệu đối tượng cho mình đột nhiên mình cảm thấy mong đợi ghê lúc này đỗ nhược đi đến cạnh anh khiếu hàn lệ khiếu hàn nhíu mày nhìn cô ta ừm đỗ nhược dịu dàng hỏi sao tự nhiên anh lại đi đến đây vậy em tìm anh nửa ngày trời lệ khiếu hàn ghét bỏ nhìn đỗ nhược đỗ nhược có phải là cô lại quên quy củ rồi hay không đỗ nhược mỉm cười xin lỗi thực xin lỗi lệ tiên sinh trong lúc đó vô ý em lại gọi tên của anh rồi. Đỗ Nhược nhìn Vân Thi Tình đang chạy đi hỏi, anh thích trẻ con sao? Lệ Khiếu Hàn dịu dàng nhìn bóng lưng của Vân Thi Tình nói, chưa nói tới thích, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu, đôi mắt rất có duyên. Đỗ Nhược cười thầm trong lòng, cô ta nắm lấy tay Lệ Khiếu Hàn, "Khiếu, Lệ tiên sinh, nếu anh thích trẻ con như vậy, em có thể giúp anh bất cứ lúc nào." Lệ Khiếu Hàn tức giận hất tay Đỗ Nhược ra, "Đỗ Nhược, đây là lần cuối cùng, lần sau mà còn có những cử chỉ vượt rào như vậy thì hãy lập tức cút khỏi Lệ ra đi, Đỗ Nhược nhíu mày xin lỗi, em xin lỗi. Em biết rồi." Lệ Khiếu Hàn quay lưng rời đi lạnh lùng nói, "Đi thôi." Đỗ Nhược này dã tâm thật là càng lúc càng lớn mà, nhất định phải tìm cơ hội dạy dỗ cô ta một chút mới được. Đỗ Nhược tức giận nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi của Lệ Khiếu Hàn, đã 3 năm rồi mà tôi vẫn không thể sưởi ấm được trái tim của Khiếu Hàn, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, vị trí thái thái của Lệ gia nhất định phải thuộc về tôi. Kéo búa bao, Thẩm Bình xuyên lại thua, Vân Thi lãng cười đắc ý, "Chú Thẩm, chú bèo quá đấy, cứ thua con hoài." chú thua con ba ly nước uống rồi đó thẩm bình xuyên suy sụp ôm đầu chú không tin tiếp tục đi nào vân vi noãn lo lắng nhìn một lớn một nhỏ trước mặt một nhỏ một lớn ăn thua đủ với nhau sao con bé tình nhi này lại chạy đi đâu mất rồi sao còn chưa quay về nữa lúc cô còn đang lo lắng thì vân thi tình chạy tới Mommy vân vi noãn quay sang nhìn cô bé ừm cô ôm vân thi tình lên hỏi tình nhi con đi đâu về vậy vân thi tình cười vui vẻ kể lại cho vân vi noãn nghe Mommy con vừa mới ở trên cầu nói chuyện với một cái chú đặc biệt đặc biệt đẹp trai luôn vân vi noãn sửng sốt một chú đặc biệt đặc biệt đẹp trai sao cô liếc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đằng sau vân vi noãn kinh ngạc là anh ấy cô nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh lệ khiếu hàn đã ba năm rồi không nghĩ tới lại gặp anh ở chỗ này anh có biết đứa con gái nhỏ đang nói chuyện với anh vừa rồi chính là con gái ruột của anh không thấy cô thấy thần vân thi tình vội gọi mommy sao vậy chú đó không đẹp trai sao lúc nãy con có hỏi chú ấy nói chú vẫn chưa có bạn gái đó vân vi noãn bất lực nhìn con gái của mình con chỉ là một đứa trẻ sao con lại đi hỏi người lớn vấn đề đó chứ, chú ấy đang chọc con nó. Chứ chú đẹp trai như vậy sao lại không có bạn gái được, đi theo phía sau anh ấy chính là Đỗ Nhược, xem ra bọn họ quả nhiên ở bên nhau mà. Vân Vi tình nghiêm túc nói, Mommy, chú ấy không có chọc con đâu, chú ấy còn nhờ con giới thiệu đối tượng cho chú ấy nữa mà. Vân Vi loãn cười gượng, người ta còn cần con giới thiệu đối tượng sao? Con xem, không phải phía sau người ta đã có một người gì xinh đẹp rồi đó sao hả? Vân Thi tình tò mò nhìn sang, gì? Oa, wow, đúng vậy rồi lúc nãy đâu có đâu ta cô ta cau mày nghĩ nhưng mà với kinh nghiệm nhìn người của con thì cái kiểu đi chung một chiếc một sau này khẳng định không phải là mối quan hệ người yêu với nhau chắc chắn là quan hệ đồng nghiệp cho nên mommy không cần phải lo lắng đâu vân vi noãn rũ mắt nói tại sao mẹ phải lo lắng chứ người ta với mẹ đâu có liên quan gì với nhau đâu lúc này thẩm bình xuyên dẫn vân thi lãng đi đến tình nhi đã trở lại rồi đó hả vân thi lãng không lưu tình nhắc nhở thẩm bình xuyên chú thẩm chú nhớ là đã nợ con 10 ly nước uống đó nha không được quỵt nợ đâu đó thẩm bình xuyên cười gượng vội nói sang chuyện khác hai người đang nói chuyện gì vậy vân thi tình vui vẻ nói chú thẩm con và mẹ đang nói về một ông chú đặc biệt đặc biệt đẹp trai thẩm bình xuyên tự luyến bày ra bộ dáng đẹp trai của mình đẹp trai sao chẳng lẽ còn đẹp trai hơn cả chú nữa hả chú ấy ở đâu để cho chú tới giám định một chút xem nào vân thi tình ơ một tiếng vân vi nõn đứng lên vội cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người được rồi mọi người đều đã đi xa hết rồi thời gian cũng không còn sớm nữa chúng ta cũng nên trở về đi thẩm bình xuyên gật đầu đồng ý Ưm đi thôi, để mình tới bế Tình Nhi. Anh ta ngồi xuống bế Vân Thi Tình lên. Tình Nhi, người chú mà con nhắc đến xem ra vận khí tốt đấy. Chú ấy đã thoát khỏi cái kết bị nghiền nát bởi sự đẹp trai và khí chất của chú rồi. Vân Thi Tình cảnh giác nhìn anh ta. Chú Thẩm. Lời này của chú vừa nói ra, có lẽ tối nay con ăn không được ngon rồi. Thẩm Bình xuyên mỉm cười bế Vân Thi Tình đi về nhà thôi cô nương. Vân Vi Nõn mặt đầy tâm sự, lệ khiếu hàn. Anh nhìn thấy Tình Nhi có lẽ là ý trời chăng nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi. Hãy tiếp tục sống cuộc sống của anh đi về đến nhà vi noãn cất tiếng gọi ba bọn con đã trở về rồi vân vi noãn và thẩm bình xuyên dẫn hai đứa nhỏ về nhà thẩm bình xuyên nhìn vân tử hiên cười gượng ba con cũng đã về rồi vân tử hiên nhíu mày tiểu tử thúi ai chỉ kêu ba vậy vân thi lãng và vân thi tình chạy nhanh đến ông gọi ông ngoại vân tử hiên cười vui vẻ ngồi xuống ôm lấy hai đứa trẻ ôi hai tục tưng của ông ngoại vân tử hiên bế vân thi tình lên cưng chiều hỏi thế nào hôm nay đi chơi có vui không vân thi tình nựng hai má vân tử hiên cười nói Dạ vui, hôm nay con còn gặp cái chú kia rất là đẹp trai nữa. Vân Tử Hiên sừng sốt, chú đẹp trai sao? Vân Vi noãn cười bất lực nhìn Vân Thi Tình, con bé tình nhi này đối với lệ khiếu hàn ấn tượng sâu sắc như vậy sao? Thấy ai cũng khoe, cô đi đến trước nhờ Vân Tử Hiên. Ba, ba coi ngó tình nhi và lãng nhi giúp con nha. Con chạy lên trường lấy cái bằng tốt nghiệp cái đã. Vân Tử Hiên gật đồng đồng ý. Được được, con mau đi lẹ đi, không cần phải lo cho hai cục cưng này đâu. Nói xong ông đứng lên ra lệnh cho Thẩm Bình Xuyên. Bình Xuyên, mau lái xe đưa noãn noãn đi đi thẩm bình xuyên hưng phấn đáp tuần mệnh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ vân thi tình thấy vân vi noãn chuẩn bị ra ngoài liền làm nũng mẹ ơi con cũng muốn đi vân vi noãn dịu dàng hỏi tình nhi con đi theo để làm gì vân thi tình giả bộ nghiêm túc nói con chuẩn bị đi học nhà trẻ rồi mà cho nên con muốn cảm nhận bầu không khí của trường học trước cô bé nghĩ thầm trong nhà nói không chừng mình còn có thể gặp lại chú đẹp trai kia nữa đó chứ hi hí, hí vân vi noãn bật cười nhìn cô bé bầu không khí ở nhà trẻ và trường đại học giống nhau sao, nhưng mà nếu con muốn đi thì đi thôi. Cô nhìn Vân Thi Lãng trong lòng Vân Tử Hiên hỏi, Lãng Nhi, con đi không? Vân Thi Lãng mỉm cười trả lời, con không đi đâu mẹ, con muốn ở nhà chơi với ông ngoại. Vân Tử Hiên cười vui vẻ ôm chặt lấy Vân Thi Lãng, vẫn là Lãng Nhi thương ông ngoại nhất mà. Vân Vi noãn dắt Vân Thi tỉnh ra xe nhìn Vân Tử Hiên nói, ba, bọn con đi đây, Vân Tử Hiên vẫy tay đáp, ừ. đi đường cẩn thận, trước cổng trường đại học, Đỗ Nhược nhìn lệ khiếu hàn cẩn thận hỏi, khiếu, lệ tiên sinh sao tự nhiên anh lại muốn ghé vào trường đại học vậy lệ khiếu hàn nhà nhạt, nhạt đáp tâm huyết dâng trào mà thôi cô không cần phải đi theo tôi đâu cô trở về nhà đi tôi muốn một mình đi dạo đỗ nhược sửng sốt nhưng mà lệ khiếu hàn lạnh lùng ra lệnh đi đỗ nhược thất vọng đáp vâng cô ta chợt cảm thấy bất an trong lòng sao kỳ vậy chứ từ trước đến nay mỗi lần đi công tác bàn bạc chuyện làm ăn xong là khiếu hàn liền về nước ngay tại sao sau khi đến birmingham lần này lại trở nên nhàn nhã như vậy đầu tiên là dạo công viên sau đó lại dạo đến trường đại học lễ khiếu hàn bước đi dạo xung quanh trường đại học đại học birmingham trong ba năm qua cô ấy cũng đã đi dạo qua trường đại học này rồi phải không tôi đến thành phố nơi cô ấy sống ngay cả khi tôi không thể nhìn thấy cô ấy nhưng tôi cũng phải nhìn thấy được phong cảnh mà cô ấy đã từng nhìn thấy ở bên khác thẩm bình xuyên và vân vi noãn dắt tay vân thi tình đi đến sân trường trường đại học thẩm bình xuyên nhìn vân vi noãn hỏi lễ tốt nghiệp kết thúc rồi sao có vẻ như ai cũng được nhận bằng tốt nghiệp hết rồi nhỉ vân vi noãn đáp không sao cả lát nữa mình sẽ đi tìm giáo sư để lấy bằng tốt nghiệp là được rồi vân thi tình vui vẻ nói mẹ con muốn qua đó chơi vân vi noãn mỉm cười dặn ừm um, đi đi nhớ cẩn thận nha con vân thi tình tự tin nói dạ con biết rồi con đã là một đứa trẻ 3 tuổi rồi mà con sẽ tự chăm sóc bản thân mình vân vi noãn bật cười ngồi xuống nhéo mũi vân thi tình lại học theo em trai rồi đó mau đi chơi đi vân thi tình vẫy tay chạy đi dạ mẹ con đi đây vân vi noãn mỉm cười hạnh phúc nháy mắt mà con bé đã lớn như vậy rồi thẩm bình xuyên cầm điện thoại lên chụp dáng vẻ này của vân vi noãn tạch tạch vân vi noãn sửng sốt cậu làm gì vậy thẩm bình xuyên mỉm cười trả lời cô hoàn thành nhiệm vụ mà chú vân giao cho mình rồi không phải chú vân nói mình chụp thêm vài tấm ảnh cho chú sao vân vi noãn cười ngượng ngùng vậy cũng được nhớ chụp cho đẹp vào à quên mất hình như mình chưa từng chụp ảnh ở trường lần nào chụp vài tấm lưu lại kỷ niệm cũng tốt ở một bên khác vân thi tình ngồi xuống vui vẻ ngắt hoa vừa ngắt cô bé vừa ngân nga hát trong miệng đột nhiên một người đi đến nhìn cô bé mỉm cười nói trùng hợp vậy vân thi tình quay đầu lại hửng lệ khiếu hàn nhìn vân thi tình dịu dàng nói chúng ta lại gặp lại nhau cô bé xinh đẹp vân thi tình kinh ngạc oao một tiếng chú đẹp trai cô bé đứng dậy chạy nhanh đến trước mặt anh chú đẹp trai quả nhiên con lại được gặp chú rồi lệ khiếu hàn nhíu mày quả nhiên con đoán được sẽ gặp lại chú sao vân thi tình gật mạnh đầu một cái lạ mẹ con đến trường để tham dự lễ tốt nghiệp nên con đã đi theo con nghĩ không chừng có khả năng sẽ gặp lại chú thật đúng là gặp được rồi quả nhiên là nhớ mãi không quên tất có tiếng vang mà lệ khiếu hàn cúi người xuống xoa đầu cô bé vậy thì chúng ta thật sự rất có duyên rồi chú cũng muốn gặp lại con nữa hóa ra mẹ của con cũng học ở trường này sao cô ấy quả là một người mẹ tuyệt vời đang đi học mà còn nuôi dưỡng được con nữa vân thi tình cười tít mắt dạ mẹ của con là siêu nhân mà cô bé bỗng nảy ra một ý nghĩ nhắc tới mẹ đúng rồi chú chú có còn nhớ thỏa thuận lần trước giữa con và chú không con sẽ giới thiệu cho chú một chị gái xinh đẹp lệ khiếu hàn hứng thú nhìn vân thi tình sao con đã giúp chú tìm được mục tiêu rồi hả vân thi tình đắc ý nói đương nhiên rồi cô bé rút một tấm ảnh trong túi ra đưa cho lệ khiếu hàn con đã sớm chuẩn bị rồi đây là ảnh của mẹ con cho chú xem này lệ khiếu hàn sửng sốt mẹ con sao nhóc con con đừng có lộ xộn như vậy ba con mà biết được sẽ đét mông con đấy vân thi tình mặt đỏ bừng nói con không có lộ sộn đâu cô bé buồn bã chu môi nói tiếp con không có cha cho nên con muốn tìm một người cha con thấy chú rất là phù hợp chú xem ảnh mẹ con đi mẹ con đẹp từ phòng khách xuống tận nhà bếp luôn ớ cô bé mỉm cười giơ ngón cái lên đẹp lắm đó chú lệ khiếu hàn cười bất lực ưm ừ, thôi được rồi thật đúng là một cô bé ngây thơ mà anh giơ tay ra định cầm bức ảnh xem thì đúng lúc này chuông điện thoại trong tay lệ khiếu hàn kêu lên hửm đỗ nhược lệ khiếu hàn nhíu mày ấn nghe alo đầu dây bên kia đỗ nhược vội nói lệ tiên sinh khách hàng đã đến sớm rồi họ đang đợi ngài lệ khiếu hàn đứng lên lạnh lùng đáp tôi biết rồi vân thi tình giơ bức ảnh lên nói chú Chú xem đi mà, Lệ Khiếu Hàn ngồi xuống dịu dàng chạm lên chóp mũi Vân Thi Tình. "Bà mối nhỏ, chú đang có việc gấp, sợ là hôm nay không có cách nào để thưởng thức bức ảnh xinh đẹp của mẹ con được rồi. Về nhà con nhớ gọi lại cho chú nha, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau. Đến lúc đó chú sẽ nghe con giới thiệu về mẹ con." Nói xong anh liền đứng dậy quay lưng rời đi, Vân Thi Tình đằng sau vội nói, "Nhưng mà chú," Lệ Khiếu Hàn dịu dàng liếc nhìn Vân Thi Tình, không biết còn có cơ hội gặp lại tiểu cô nương này hay không nữa. Thấy Lệ Khiếu Hàn đã rời đi, Vân Thi Tình chu môi thất vọng, hai thiếu chút nữa là đã thành công rồi chú mà nhìn thấy mẹ là chú sẽ yêu mẹ ngay không được mình phải tiếp tục tìm cơ hội thôi lệ khiếu hàn đang đi ra ngoài cổng trường thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu đứng sát sát vào nào lệ khiếu hàn hửng một tiếng anh kinh ngạc nhìn hai người đang ôm nhau chụp ảnh trước mặt vân vân vì noãn hóa ra cả người anh cứng đờ hóa ra ba năm nay cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh thẩm bình xuyên lại còn rất thân mật nữa chẳng lẽ trong lòng cô ấy thực sự không có mình sao lệ khiếu hàn đứng một bên nhìn vân vi noãn mỉm cười với thẩm bình xuyên thôi đi 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 đừng có mà tranh thủ lợi dụng mình như thế thẩm bình xuyên bật cười mình không đi đó mình muốn đột nhiên thẩm bình xuyên sừng sốt lệ khiếu hàn tại tại sao anh ta lại ở đây không phải anh ta đến đây để tìm noãn noãn chứ thấy thẩm bình xuyên thất thần nhìn về một phía vân vi noãn tò mò hỏi cậu đang nhìn cái gì vậy thẩm bình xuyên phản ứng lại anh ta vội quay người cô lại không có gì đâu thẩm bình xuyên căng thẳng nói không còn sớm nữa không phải cậu nói muốn đi lấy bằng tốt nghiệp sao, mau đi lấy đi. Ngàn vạn lần không thể để bọn họ gặp nhau được, mình còn chưa đụng được vào noãn noãn miếng nào nữa mà, không thể để anh ta lại quấy rối cục diện được. Vân Vi noãn mỉm cười bất lực. Biết rồi biết rồi, lúc nãy sao không thấy cậu gấp gáp như vậy chứ, thấy cô cuối cùng cũng rời đi, thẩm bình xuyên thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cô ấy bị phân tâm. Lệ khiếu hàn lạnh lùng gọi anh ta, thẩm bình xuyên, thẩm bình xuyên quay người lại tức giận hỏi, anh tới đây làm gì? Tôi cảnh cáo anh, Noãn Noãn bây giờ là người của tôi, anh không được phép đến gần Noãn Noãn nữa. Lệ Khiếu Hàn đi lướt qua người Thẩm Bình Xuyên lạnh lùng nói: Tôi không cần lời cảnh cáo của cậu, hãy tự lo lấy mình đi. Bình Xuyên tức giận, anh, Lệ Khiếu Hàn quyết định từ bỏ. Lạc lõng rời đi. Vân Vi Noãn, anh hy vọng thằng nhóc này sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Có lẽ chúng ta không có duyên phận. Một lúc sau tại nhà Vân Vi Noãn, Thẩm Bình Xuyên đi theo sau Vân Vi Noãn buồn bã nói: Noãn Noãn, không đến mức vừa lấy được bằng tốt nghiệp liền về nước như vậy chứ? Không thể chờ mình hai ngày rồi cùng trở về được sao? Vân Vi Noãn quay đầu lại dịu dàng nói, không phải đã lên kế hoạch từ lâu rồi sao, vé máy bay đã được đặt hết rồi mà. Thẩm Bình Xuyên ấm ức đến sắp bật khóc, lúc trước do mình sơ suất, nhưng không nghĩ là trường lại cấp bằng tốt nghiệp cho mình trễ đến hai ngày như vậy, dẫn đến việc mình không thể cùng trở về với cậu. Anh ta rưng rưng nước mắt chạy đến trước mặt Vân Thi Lãng nựng má cậu bé, "Lãng Nhi, sau khi con về nước nhất định phải nhớ nhớ chú đó nha." Vân Thi Lãng cau mày hất tay Thẩm Bình Xuyên ra, nhíu mày xoa xoa má đau của mình, "Chú à, chỉ là chú về trễ hơn có mấy ngày thôi, đừng làm như kiểu sinh ly tử biệt như vậy hơi bị lố rồi đó thẩm bình xuyên đứng dậy ôm đầu mình không dám tin nhìn cậu bé lãng nhi không nghĩ rằng con nòn nhỏ mà đã lãnh khốc vô tình đến vậy rồi đó chắc chắn chị của con sẽ không giống như con đâu nói xong thẩm bình xuyên lại chạy đến trước mặt vân thi tình tìm cảm giác tồn tại tình nhi con nhất định sẽ nhớ chú vân thi tình ghét bỏ nói chú thẩm xin chú đừng quấy dày bộ phim hoạt hình cuối cùng mà con xem ở anh quốc cảm ơn chú thẩm bình xuyên đáng thương đứng bật dậy tại sao lại như vậy chứ tại sao các con lại có thể nhẫn tâm với chú như vậy tin chú đau lắm hu 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 lúc này vân tử hiên cầm một chai rượu và một đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra ngoài được rồi thẩm bình xuyên liếc nhìn sang hửng vân tử hiên nhìn anh ta nói lại đi làm tí cho nó tỉnh lúc nãy thẩm bình xuyên mới được an ủi một chút anh ta hưng phấn đáp ba vẫn chỉ có ba là tốt nhất với con thôi vân tử hiên nhíu mày liếc nhìn anh ta ê nhóc có phải cậu lại bị ngứa ra rồi hay không thẩm bình xuyên đi đến cạnh lấy lòng xin lỗi chú lần sau con sẽ gọi không đúng lần sau con sẽ chú ý hơn vân tử hiên ngồi ngoài ban công ông cầm chén rượu lên uống cảm thán nháy mắt mà đã ba năm rồi thời gian trôi qua nhanh quá thẩm bình xuyên ngồi bên cạnh cũng thở dài đúng vậy chú à đã ba năm rồi thẩm bình xuyên ngà ngà say buồn bã nói vì cái gì mà ba năm rồi nõn nõn vẫn không chịu chấp nhận con con có chỗ nào không tốt chứ vân tử hiên nhìn dáng vẻ đó của thẩm bình xuyên nhíu mày hỏi cậu lại hoài nghi cái giá phải trả có đáng như vậy hay không chứ gì thẩm bình xuyên ủ rũ nói chuyện tình cảm không có gì đáng hay không đáng, chỉ có nguyện ý hay không mà thôi, nếu hoài nghi thì không phải là yêu nữa, huống hồ trong 3 năm qua. Ngày nào con cũng rất là vui vẻ, Vân Tử Hiên cầm chén rượu lên uống một hụm rồi hỏi, vậy những gì lúc nãy cậu nói ý là gì, chẳng lẽ hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Thẩm Bình Xuyên buồn bã trả lời, hôm nay con đã gặp, người đàn ông tên lệ khiếu hàn kia, Vân Tử Hiên sừng sốt, mày cau lại. Vân Tử Hiên nhìn Thẩm Bình Xuyên vội truy hỏi, cái gì, hắn thế nhưng cũng tới Anh Quốc sao, chẳng lẽ hắn đặc biệt đến đây tìm noãn noãn vậy noãn noãn có nhìn thấy hắn không thẩm bình xuyên lắc lắc đầu con đã tìm cớ để đẩy noãn noãn đi cho nên cô ấy không có nhìn thấy anh ta mà con nghĩ không phải anh ta cố ý đến tìm noãn noãn đâu mà chỉ là trùng hợp gặp mà thôi vân tử hiên thở phào một tiếng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thẩm bình xuyên uống rượu đáp không tốt chút nào đâu chú ơi tại chú không biết đó chứ mỗi một khắc con nhìn thấy cái tên lệ khiếu hàng kia là trong lòng con sợ hãi biết là bao nhiêu con rất sợ một khi mà noãn noãn gặp được anh ta thì cô ấy sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời con vĩnh viễn rời bỏ con thẩm bình xuyên đặt chén rượu xuống bàn nói tiếp cho nên con mới rất ích kỷ mà không muốn để cho cô ấy nhìn thấy anh ta vân tử hiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta khẽ gọi bình xuyên thẩm bình xuyên chân thành nói ba năm trước lúc mà con biết sự thật con rất là sợ hãi nhưng ba năm sau noãn noãn sớm chiều ở bên con con đã cho rằng cảm giác sợ hãi nó đã tan biến và sẽ không xuất hiện lại nữa nhưng con sai rồi Mỗi một khắc nhìn thấy Lệ Khiếu Hàn, con mới phát hiện, nỗi sợ hãi ấy vẫn luôn giấu kín sâu trong lòng của con và chưa bao giờ biến mất cả, ngược lại càng thêm mãnh liệt, Thẩm Bình Xuyên lắc lư đứng dậy. Ngay lúc đó, không cần hỏi Noãn Noãn, con cũng biết rõ ràng con có thể sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của Lệ Khiếu Hàn trong trái tim của Noãn Noãn. Con nên làm cái gì bây giờ? Con thật sự rất sợ hãi mất đi Noãn Noãn. Thẩm Bình Xuyên đau lòng nằm gục xuống bàn bật khóc, Vân Tử Hiên thở dài, "Bình Xuyên à, chính là bởi vì thích cho nên mới sợ hãi." ba năm nay con vì loãn loãn và bọn trẻ rất bận rộn nhưng trước sau vẫn không hề oán hận chú đã nhìn ra được con là thiệt tình thích loãn loãn chú sẽ cố gắng hết sức để đẩy loãn loãn về phía con nhưng cuối cùng có thể thành hay không vẫn phải xem trong lòng loãn loãn có thật sự buông bỏ tiểu tử họ lệ kia hay không nữa buông bỏ nói dễ thì cũng dễ nói khó thì cũng khó đôi khi là trong nháy mắt đôi khi cần cả đời hôm sau tại sân bay thẩm bình xuyên nhìn vân vi loãn loãn dặn dò loãn noãn. khi máy bay hạ cánh là phải gọi liền cho mình đó nha vân vi noãn dắt tay vân thi tình bất lực nói biết rồi cậu nói không biết bao nhiêu lần rồi đó cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của thẩm bình xuyên lo lắng hỏi mà này sao đôi mắt đỏ lè vậy chẳng lẽ tối hôm qua cậu khóc sao vân thi tình kinh ngạc gì khóc thiệt á hả này chú không phải vì không nỡ để chúng ta đi mà tối hôm qua chú đã lén khóc ở trong chân đó chứ vân thi lãng ghét bỏ liếc nhìn thẩm bình xuyên chú chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhẹ nữa vậy không bằng cả một đứa trẻ hai ba tuổi nữa cơ thẩm bình xuyên như dẫm phải đuôi xấu hổ vội giải thích ai ai khóc nhè chứ lúc nãy mắt chú bị bụi cắt bay vào nên mới đỏ vậy chứ chú làm gì có khóc vân thi tình che miệng cười chú thành thật chút đi khóc nhè thì cứ nói là khóc nhè có gì ghê gớm đâu chứ thẩm bình xuyên thạnh quá hóa giận vội hét lên đã nói không phải khóc nhè rồi mà lị vân thi tình mỉm cười nói chú gặp chuyện gì không vui sao mau nói ra cho bọn con nghe chơi cái nào vân tử hiên quay đầu lại nhắc nhở mọi người được rồi chúng ta đi qua cửa hải quan đi bình xuyên con quay về đi thẩm bình xuyên đứng đằng sau vẫy tay tạm biệt mọi người chú tới nơi rồi nhớ nhắc noãn noãn gọi điện cho con báo bình an nha vân tử hiên gật đầu ưng một tiếng chú biết rồi chú sẽ nhắc nhở noãn noãn thẩm bình xuyên vẫn chưa yên tâm nhắc thêm một lần nữa nhớ là vừa đáp máy bay thì gọi liền đó vân tử hiên quay đầu lại mỉm cười hài lòng nhìn thẩm bình xuyên chú cũng sẽ tìm cơ hội giúp con thử tâm ý của noãn noãn một chút vân vi noãn cũng quay đầu lại tạm biệt bình xuyên hẹn gặp lại nhau sau hai ngày nữa ở quốc nội nhé vân thi tình mỉm cười vẫy tay tạm biệt tạm biệt chú thẩm phải kiên cường lên đó đừng mãi khóc như vậy nhé hoàng tử vân thi lãng lạnh lùng nói chú ơi đàn ông một chút đi thẩm bình xuyên đen mặt nhìn hai đứa nhóc quẩy sau cứ cảm giác trong một thời gian ngắn nữa hai nhóc tỷ này sẽ đem chuyện của mình nhai đi nhai lại cho mà xem anh ta khẽ mỉm cười nhưng mà mình nguyện ý mình nguyện ý để hai nhóc tỷ này nói cả đời đúng lúc này điện thoại trong túi thẩm bình xuyên kêu lên anh ta cầm lấy điện thoại lên xem ừm là lý mộng bạn cùng lớp của mình thẩm bình xuyên ấn nghe máy hỏi lý mộng có chuyện gì không?" Đầu dây bên kia Lý Mộng nói. "Bình Xuyên, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, đi quán ba ăn mừng một chút đi." Thẩm Bình Xuyên vừa phải chia xa văn vi noãn bên không có tâm trạng. "Mình không đi đâu." Lý Mộng bên kia không cho anh ta cơ hội từ chối, "Bình Xuyên, ba năm nay cậu luôn nói là bận rộn, cho tới tận bây giờ chưa từng đi ra ngoài chơi với bọn mình nữa. Bây giờ chúng ta sắp tốt nghiệp rồi và sau đó đường ai nấy đi, chỉ sợ rằng sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, cậu thờ ơ vậy sao?" Thẩm Bình Xuyên khó xử, cái này nếu noãn noãn và bọn trẻ đã đi rồi thì mình cũng chẳng còn có việc gì khác nữa thôi thì theo chân bọn họ đi chơi cả đêm vậy nghĩ đến đây thẩm bình xuyên liền xoay người đi ra ngoài đáp được rồi cậu gửi địa chỉ qua cho tôi đi tôi tự mình qua đó lúc này đỗ nhược mặt mũi nhăn nhó cố gắng gọi điện thoại cho ai đó đi ngang qua thẩm bình xuyên thẩm bình xuyên vẫn đang nói chuyện với lý mộng trong điện thoại ok tôi gửi địa chỉ qua liền chờ cậu tới đó đêm nay chúng ta không say không về lúc này đầu dây bên kia cũng đã nghe máy đỗ nhược ấm ức hỏi lệ tiên sinh sao anh không đợi em mà một mình về nước trước vậy sắc mặt cô ta chợt trở nên vui vẻ Ồ, có chuyện gì khác sao vậy lệ tiên sinh em tính 5 giờ chiều sẽ về đến quốc nội đến lúc đó anh có thể ra sân bay đón em được không tại giờ đó em bắt taxi không có tiện nhưng đầu dây bên kia lệ khiếu hàn không chút lưu tình nào cúp máy đỗ nhược nhíu mày cúp máy rồi sao lệ khiếu hàn cho dù chúng ta có là những đồng nghiệp bình thường thì anh cũng không đến mức tuyệt tình như vậy chứ nhưng mà anh càng như vậy thì càng nói lên anh đang để ý đến em tương lai còn dài mà Em không tin sẽ không bắt được anh. Trong cửa hàng miễn thuế sân bay, Vân Vi Noãn đẩy chiếc xe đựng đồ rồi nhìn hai đứa trẻ bên cạnh dịu dàng hỏi: "Tình Nhi, Lãng Nhi, các con muốn ăn cái gì thì chọn đi, để lát nữa lên máy bay ăn nhé." Vân Thi Lãng lắc đầu đáp: "Con không cần." Nam tử Hán chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt. Vân Thi tỉnh bên cạnh thì giơ tay lên hưng phấn nói: "Con muốn mua này mẹ. Mẹ ơi, nếu Vân Thi Lãng không cần thì con đây có thể mua hai phần được không mẹ?" Cô bé cười hắc hắc. Vân Thi Lãng khinh bỉ liếc nhìn Vân Thi Tình: "Này cũng ít có ăn quá ha bạn. Sáng nay trước khi đi, bạn đã lấy lý do là vì sợ bị đói nếu phải ngồi máy bay suốt thời gian dài như thế, nên bạn đã ngốn cho một bụng rồi còn gì, Vân Thi Tình chu miệng phản bác. Chị đang trong thời kỳ phát triển thân thể, nên ăn nhiều hơn một chút cũng là điều bình thường thôi mà, Vân Thi lãng cười một tiếng, phải rồi. Sao thật là cơ thể bạn đang trong thời kỳ phát triển, như như người ta á sẽ phát triển chiều cao, còn bạn chỉ có phát chiều ngang thôi, bớt ăn lại đi, sắp trở thành một quả bóng rồi. Vân Thi tình dẫn giữ chỉ tay vào Vân Thi Lãng. Vân Thi Lãng, em dám bôi nhọ một cô bé đáng yêu như chị giống như là một quả bóng sao mau đem những lời nói lúc nãy thu hồi lại sau đó xin lỗi người đẹp nhanh lên đi cô bé tức giận véo má vân thi lãng vân thi lãng đau đớn hét lên a à, mình nói sự thật mà vân vi noãn vội lên tiếng chấm dứt chiến tranh của hai đứa nhóc thôi được rồi tình nhi mau buông lãng nhi ra nào đằng sau một phu nhân sang trọng nhìn nhân viên nói xin chào tôi muốn hỏi một chút phu nhân mặc sườn xám màu đỏ giơ một chiếc túi lên mỉm cười nhìn nhân viên hỏi chiếc túi sách này có màu khác không ạ à? Nhân viên của hàng hư lạnh một tiếng, thật đúng là đồ nhà quê, ngay cả tiếng Anh mà cũng không biết nói nữa. Vân Vi noãn quay đầu lại nhìn sang, ừm. Bà Lệ đứng bên cạnh tức giận lên tiếng, cô nói ai là đồ nhà quê vậy, các cô được đào tạo ra để đi nhục mã khách hàng hay không, khôn hồn thì mau xin lỗi chúng tôi lại đi. Nhân viên cửa hàng giả bộ vô tội nói, ủa, tôi đâu có chửi các người, các người có bằng chứng gì chứng minh tôi chửi các người không, bà Lệ nghe vậy thì càng tức giận hơn. Cô thế nhưng còn dám chống chế sao, không riêng gì một mình tôi nghe được, mà khẳng định ở đây còn có rất nhiều người đã nghe được nữa, nhân viên cửa hàng cười kinh bỉ. Vậy thì bà tìm một người nào đó làm chứng thử xem nào, tôi nói cho bà biết, nếu như bà không tìm được chứng cứ thì tôi sẽ kiện bà vì tội vu khống đấy nhá. Bà lệ tức giận quay người lại nhìn xung quanh, được thôi, tôi sẽ tìm người làm bằng chứng, vừa rồi mọi người có ai nghe thấy cô ta chửi chúng tôi không, xin hãy giúp tôi làm chứng đi. Nhân viên cửa hàng khoanh hai tay trước ngực cười lạnh nói, nơi này đâu phải là Trung Quốc, có mấy ai hiểu được tiếng Trung Quốc đâu, mà cho dù có hiểu tôi cũng không tin bọn họ sẽ vô duyên vô cớ giúp các người làm chứng vân vi noãn nhíu mày nhìn cô ta tố chất của một nhân viên bán hàng kém đến vậy sao thế nhưng công nhiên khi dễ người lớn tuổi vân thi tình phùng má lên tiếng mẹ lúc nãy con có nghe được chị ấy mắng bà đó chúng ta đi làm chứng cho bà đi mẹ vân thi lãng cũng cau mày nói mẹ con cũng nghe thấy như vậy đó vân vi noãn gật đầu đồng ý được vậy chúng ta qua đó làm chứng cho bà đi nào bà lại đi xung quanh cửa hàng hỏi từng người một xin chào lúc nãy cô có nghe người phục vụ mắng chửi người không ạ Xin hãy giúp chúng tôi làm chứng đi." Người phụ nữ tóc ngắn dùng tiếng Anh mỉm cười từ chối khéo, "Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì cả." Bà lệ thất vọng đi đến trước mặt cô gái khác hỏi, "Xin chào, lúc nãy cô có ở đó phải không? Cô có thể giúp làm chứng cho chúng tôi không?" Đỗ Nhược đang xem quần áo liếc nhìn qua lạnh nhạt nói, "Xin lỗi nha, tôi đang trễ giờ. Đừng làm phiền tôi." Bà lệ nhíu mày cầu xin, "Xin lỗi đã quấy rầy cô nhưng chúng tôi thực sự cần có người trợ giúp. Hãy nể tình chúng ta đều là người Trung Quốc với nhau. Cô hãy giúp chúng tôi làm chứng đi." đỗ nhược tức giận quay người lại ơ mụ già này đột nhiên cô ta nảy ra một ý nghĩ xấu xa thôi được rồi muốn tôi làm chứng chứ gì đỗ nhược liền thay đổi sắc mặt mỉm cười nói không thành vấn đề tôi sẽ làm chứng cho các người bà lệ vui vẻ vội cảm ơn quá tốt rồi cảm ơn cô nha thật là rất cảm ơn cô bà quay người lại phấn khích đi đến chỗ nhân viên bán hàng yê, tôi đã tìm được người làm chứng rồi đỗ nhược cười lạnh đi theo đằng sau nhân viên cửa hàng nghe thấy vậy thì kinh ngạc cái gì đỗ nhược đi đến ho một tiếng rồi lên tiếng Lúc nãy tôi đứng ở kế bên kia kìa, nên tôi nghe hết trơn á. Bà lệ nhìn nhân viên cửa hàng giận dữ nói, đó, cô nghe thấy chưa, vậy bây giờ cô còn có gì muốn nói nữa không? Nhân viên cửa hàng sợ hãi cúi mặt xuống, cái này, đỗ nhược bên cạnh lại lên tiếng, khoan, tôi còn chưa nói xong mà, cô ta ngẩng mặt lên cười lạnh. Cái gì tôi cũng nghe thấy, nhưng cái quan trọng là tôi, không có nghe thấy cô nhân viên này có bất kỳ ngôn từ nào quá khích cả, bà lệ sửng sốt nhìn cô ta. Cái gì, cô nói cái gì, đỗ nhược nhìn bà lệ nói lại lần nữa, tôi nói là, Tôi không có nghe thấy cô ấy mắng chửi gì bà cả, nhưng ngược lại, mấy bà cứ ung sùng quát tháo ẩm ý, làm phiền việc mua sắm của chúng tôi quá, ta nói cái nết bẩn dễ sợ, nhân viên cửa hàng bật cười thành tiếng nói, đúng đúng đúng. Cô ta ngẩng mặt lên chỉ tay vào bà lệ đe dọa, mấy người ở trong cửa hàng của tôi gây chuyện, bây giờ tôi có thể gọi cảnh sát bắt các người được rồi đó. Bà lệ tức nhìn đỗ nhược chất vấn, cô, nếu như cô không muốn hỗ trợ thì thôi, vì cái gì lại phải nói dối chứ, rõ ràng chúng ta đều là người Trung Quốc ra vàng mà. Đỗ Nhược ngang ngược nói, thật ngại quá, tôi là con lai, vân vi noãn không thể đứng im được nữa liền tức giận nói, đỗ tiểu thư, cô sống ở trung quốc, xài tiền của trung quốc, cô nói xem mấy lời cô nói ra có hợp lý lắm không, đỗ nhược cao mày nhìn sang, hửm, ừ, nhìn thấy người lên tiếng là vân vi noãn thì cô ta kinh ngạc che miệng lại, cô, cô là vân vi noãn, tại sao cô lại ở chỗ này, vân vi noãn cao mày nhìn cô ta đáp, tôi tới để làm chứng cho các gì ấy, cô quay sang nhìn nhân viên cửa hàng nói lớn, tôi có thể làm chứng cô nhân viên này lúc nãy đã mắng chửi người cô ấy nói gì tôi đều nghe hết cả vân thi tình vỗ ngực nói con cũng nghe thấy vân thi lãng cũng nhíu mày nói con cũng có thể làm chứng nhân viên cửa hàng sửng sốt cái gì đỗ nhược tức giận mặt biến sắc đáng chết bà lệ cảm kích nắm lấy tay vân vi noãn cô gái cảm ơn ba mẹ con nha thật là rất cảm ơn ba mẹ con của con làm đó vân vi noãn mỉm cười nói gì à không có gì đâu đây đều là việc mà con nên làm mà hú chi chúng ta đều là đồng hương của nhau ở nơi dị quốc tha hương phải giúp đỡ nhau mới phải đỗ nhược hừ lạnh một tiếng quay mặt đi chỗ khác thứ đạo đức giả vân vi noãn liếc nhìn đỗ nhược châm chọc chứ không giống như ai kia kiếm tiền từ đồng bào mình như lại làm những việc ức hiếp đồng bào của mình đỗ nhược nghe thấy vân vi noãn châm chọc mình thì tức giận mắng lớn vân vi noãn cô đang châm chọc ai đó nói như cô vậy nghĩa là tôi cùng với nhân viên cửa hàng hợp sức lại vu khống mấy bà già kia chứ gì vân vi noãn cười lạnh nhìn cô ta đỗ tiểu thư cô có thể sờ lại lương tâm và tự hỏi mình có nói dối hay không nha vân thi tình cũng vội lên tiếng giúp đỡ mẹ mình Mẹ con nói làm người là phải thành thật, vậy mà gì? Ta nói, nói dối thấy ghê luôn ớ, cô bé chỉ tay vào nhân viên cửa hàng tố cáo, rõ ràng là con cùng với em trai đều nghe thấy người này mắng bà đó. Nói xong Vân Thi tình còn nhìn Vân Thi lãng hỏi, có phải không, em trai? Vân Thi lãng lạnh lùng đáp, phải, có nghe thấy, nhưng mình không phải là em trai của bạn, bạn đừng luôn muốn chiếm tiện nghi của mình như thế. Chẳng phải mẹ luôn nói, bạn sinh ra sớm hơn mình chỉ có 10 giây thôi, mọi người trong cửa hàng lúc nãy cũng tức giận lên tiếng, tôi cũng là người Trung Quốc. Tôi tin tưởng ba mẹ con cô gái này, một cô gái khác cũng nhíu mày, không sai, con nít mà cũng đều muốn đứng ra làm chứng, thì không thể nào là giả đâu, mặc dù tôi không có nghe được nhân viên cửa hàng mắng chửi người, nhưng cô nhân viên cửa hàng này vừa rồi đối với tôi rất là lạnh lẽo, thái độ phục vụ cực kỳ kém, tôi muốn khiếu nại cô ấy, một cô gái khác liếc nhìn Đỗ Nhược nói, nhân viên cửa hàng đã đáng giận rồi, nhưng giúp đỡ nhân viên cửa hàng nói dối, bắt nạt đồng bào của chúng thì người phụ nữ này thậm chí còn ghê tởm hơn nữa, không xứng vì người Trung Quốc, Đỗ Nhược tức giận nghiến răng nói: các người đây là ỷ đông hiếp yếu phải không các người vân vi noãn lạnh lùng ngắt lời cô ta nếu cô cảm thấy chúng tôi ức hiếp cô thì cô cứ báo cảnh sát đi sẵn tiện để cảnh sát điều tra rõ chân tướng và cũng cho gì một công đạo luôn đỗ nhược thạnh quá hóa dạn liền rút điện thoại ra báo cảnh sát thì báo cảnh sát cô cho rằng tôi sợ hả sự thật là tôi đâu có nghe thấy cô ta mắng chửi người đâu cảnh sát tới bộ tôi không biết giải đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập vang lên không cần báo cảnh sát không cần báo cảnh sát đâu mọi người quay đầu nhìn sang hửng Người đàn ông chúng niên gấp gáp chạy đến cười gượng nói, "Không cần báo cảnh sát đâu, có việc gì chúng ta có thể thương lượng mà." Nhân viên cửa hàng định lên tiếng giải thích, "Giám đốc, em..." Nhưng giám đốc không cho cô ta cơ hội liền tức giận lên tiếng mắng, "Đừng nói nhảm nữa, tôi hỏi cô, cô có mắng chửi người hay không, nói thật đi." Nhân viên cửa hàng sợ hãi ấp úng nói, "Có, nhưng mà em không phải cố ý." Giám đốc cửa hàng tức giận cau chặt mày, "Cô thế nhưng thật dám mắng người sao? Tôi nói tại sao việc kinh doanh ở cửa hàng lại tệ đến như vậy?" hóa ra đó là do cách cô đối xử với khách hàng tôn quý của chúng ta như vậy từ hôm nay trở đi cô không cần tới đây đi làm nữa cô đã bị sa thải nghe thấy mình bị sa thải nhân viên cửa hàng sợ hãi ngã ngồi dưới đất cái gì cô ta sợ hãi cả người run rẩy ôm lấy chân giám đốc cầu xin tha thứ đừng đuổi em mà giám đốc em không thể mất đi công việc này được em thật vất vả lắm mới đi tới được anh quốc nếu như em mà không có việc làm thì em sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ hu hu giám đốc tức giận lạnh lùng quát nếu tôi mà giữ cô lại thì tôi cũng sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ mà thôi Cút ngay, ông ta đạp nhân viên cửa hàng một cái. Nhân viên cửa hàng ngã ra đằng sau không dám tin, "Giám đốc, giải quyết xong giám đốc liền quay người sang nhìn bà lệ và vị phu nhân mặc sườn xám màu đỏ kia cười gượng xin lỗi, "Các vị quý khách, thật sự xin lỗi vì đã để xảy ra những chuyện như thế này." Nhân viên cửa hàng ngồi dưới đất cả người run rẩy bật khóc thê lương, "Đừng mà." Giám đốc cửa hàng cúi người xuống nhìn mọi người xin lỗi, "Tôi đại diện cho cửa hàng chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các vị, thực xin lỗi, để biểu đạt cho sự xin lỗi của tôi, ngày hôm nay tại cửa hàng của tôi các vị mua bất kỳ món hàng nào cũng đều sẽ được giảm giá 50% cả, bà Lệ nhíu mày nói, không cần đâu, chúng tôi không có thói quen chiếm tiện nghi của người khác. Chúng tôi chỉ muốn một câu trả lời, nếu bây giờ đã có thì chuyện này coi như cho nói trôi qua đi. Giám đốc cửa hàng thở phào một tiếng nhìn bà Lệ, vị phu nhân này, thật là vừa đẹp mà lại đại khí nữa. Thôi được, các vị khách khí, mọi chuyện coi như đã trôi qua rồi, các vị cứ tự nhiên mà mua sắm đi nào, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Lúc này Vân Vi nhìn Đỗ Nhược hỏi, Đỗ tiểu thư đương sự đều thừa nhận có mắng chửi người cô còn muốn kiên trì lời nói dối của mình nữa sao đỗ nhược chuột xạ nhưng vẫn cứng họng ấp úng nói tôi tôi không có nói sai lỗ tai của tôi không tốt nên tôi mới không nghe thấy chứ bộ đỗ nhược chuột xạ nhìn bà lệ và vân vi noãn nói tôi còn phải đi cho kịp chuyến bay nữa không rảnh để ở đây giải quyết mấy cái chuyện tào lao của các người đâu nghe thấy cô ta ngang ngược như vậy thì bà lệ liền tức giận ơ ờ, người này như thế nào mà còn cãi bướng thế nhỉ nói một câu tôi sai rồi khó đến vậy sao vân vi noãn nhíu mày nhìn nghĩ thầm sao lệ khiếu hàn lại đi coi trọng người phụ nữ này như vậy chứ nhưng mà đây chính là lựa chọn của anh ấy có liên quan gì đến mình đâu chứ thấy ngươi xấu đã được trừng trị vân thi tình liền hương phấn yê chúng ta đã trợ giúp bà chiến thắng người xấu rồi bà lệ mỉm cười xoa đầu vân thi tình tiểu công chúa vừa xinh đẹp vừa dũng cảm bà cảm ơn con nhiều nhé vân thi tình mỉm cười đáp bà không cần cảm ơn con đâu đây là việc mà một tiểu công chúa nên làm mà bà lệ mỉm cười nhìn sang vân thi lãng bà còn muốn cảm ơn vị tiểu thân sĩ đẹp trai này nữa này bà lệ đột nhiên giữ người chờ một chút đứa đứa bé này sao lại giống như đúc lệ khiếu hàn khi còn nhỏ thế kia vân thi lãng khó hiểu nhìn bà ừm bà gì này làm gì mà cứ nhìn mình đắm đuối vậy trời bởi đẹp trai quá cũng khổ lúc này vân vi noãn cũng lên tiếng gì à đã đến giờ bọn con phải đi check in rồi tình nhi lãng nhi mau chào tạm biệt bà đi nào vân thi tình mỉm cười vẫy tay chào bà bọn con đi đây vân thi lãng cũng giơ tay lên nói tạm biệt bà Bà Lệ lúc này cũng phản ứng lại vội gọi Vân Vi Noãn lại, "Đợi đã, cô gái, cô có thể cho tôi xin số điện thoại liên lạc của cô được không? Tôi còn chưa cảm ơn cô nữa mà." Vân Vi Noãn mỉm cười đáp, "Không cần phải khách khí như vậy đâu, đây chỉ là chút chuyện nhỏ không tốn sức gì cả đâu, tạm biệt gì." Bà Lệ đứng im nhíu mày nhìn ba người rời đi, thằng bé kia giống Khiếu Hàn quá trời quá đất như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là sự trùng hợp, không được, mình không thể để ba mẹ con cô ấy cứ như vậy mà rời đi, mình phải đi theo để nhìn xem bọn họ sẽ đi về nơi nào như thế nào lại trùng hợp như vậy chứ thẩm châu sao bà lệ nhìn bóng lưng vân tử hiên và vân vi Nõn rất tay hai đứa trẻ rời đi bọn họ thế những muốn đi thẩm châu chẳng lẽ cũng là người thẩm châu sao bọn họ muốn đi thẩm châu mà bé trai kia cùng với khiếu hàn lại giống nhau như đúc bà liền rút điện thoại ra gọi điện cho ông xã nhất định là trong đó có điều gì không ổn rồi cảm giác như mình đã phát hiện ra một bí mật rất là lớn bà lệ vội nói với người đầu dây bên kia ông xã à giờ em sẽ gửi qua cho anh số hiệu chuyến bay anh cha giúp em danh sách những hành khách đang có trên chuyến bay này với nha, trong đó có một gia đình, hẳn là ba thế hệ bao gồm ông ngoại, mẹ và một cặp song sinh, anh tập trung điều tra thông tin của người mẹ này giúp em, Lệ Trung Đình nghe vậy thì ngạc nhiên, hửm, bộ rảnh lắm hay sao mà đi điều tra thông tin của người ta chi vậy, bà Lệ tức giận gào lên vào điện thoại, học đâu ra cái thói nói nhảm đó vậy, tôi kêu ông đi điều tra thì ông phải đi điều tra, tôi về đến nhà mà thấy chưa có thông tin gì, thì biết tay với tôi, Lệ Trung Đình thấy vợ mình tức giận như vậy thì sợ hãi vội đứng dậy nóc nhà của anh cứ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, bà Lệ lúc này mới hài lòng giọng cũng dịu lại, tôi sẽ gửi số hiệu chuyến bay qua cho ông ngay bây giờ. Ông Liệu hồn mà hành động cho Lệ đi, còn tôi sẽ đổi qua chuyến bay khác để bay về nước sớm nhất có thể. Sau khi tắt máy Lệ Trung Đình cau mày suy nghĩ, lạ thật, hồi nào giờ có thấy bà vợ mình quan tâm đến ai như vậy đâu, kêu mình điều tra nguyên gia đình người ta chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện xưa gì chăng? Lệ Trung Đình liền bước ra ngoài, người đâu, ở bên khác, máy bay chuẩn bị cất cánh vân thi tình ngồi cạnh cửa sổ háo hức nhìn ra bên ngoài sau giờ này mà máy bay còn chưa chịu nhấc cái đít lên để bay đi nữa thiệt là nôn nao muốn về thăm cái nơi ở mà năm xưa mẹ và ông ngoại ở ghê luôn đó vân thi lãng ngồi bên cạnh nháy mắt nhìn sang nói từ từ rồi cũng đến thôi nhắm mắt lại ngủ một giấc đi mở mắt ra sẽ đến ngay á mà vân thi tình quay mặt sang nhìn vân thi lãng hưng phấn nói trời thời khắc về nhà quan trọng như vậy nghĩ sao mà kêu người ta ngủ chị sẽ để dành giấc ngủ để về ngủ trong nhà của mẹ và ông ngoại hai phút sau Vân Thi tỉnh đã ngủ say không biết trời đất gì nữa. Vân Thi lãng nhìn đồng hồ trên cổ tay gật đầu, cũng gớm nhỉ, cầm cự mãi đến 2 phút mới ngủ. Có tiến bộ, không tồi, rồi cậu bé nhìn Vân Vi noãn nói, mẹ, con cũng ngủ đây. Vân Vi noãn đắp chân mỏng cho cậu bé đáp, ưm, um, ngủ một giấc đi, chúng ta sẽ bay lâu làm đó. Vân Tử Hiên ngồi dãy ghế đối diện nhìn Vân Vi noãn khẽ hỏi, rốt cuộc cũng sắp về đến nhà rồi, noãn noãn, 3 năm ở Anh Quốc con cảm thấy thế nào? Vân Vi noãn mỉm cười trả lời, dạ cũng khá tốt, an tâm đi học, an tâm nuôi con rất bình tĩnh và an bình trong ba năm vân tử hiên ngập ngừng cẩn thận hỏi đối với bình xuyên cũng bình tĩnh như trước sau vân vi noãn quay mặt đi chỗ khác bình tĩnh nói ba năm qua bình xuyên vẫn luôn chăm sóc cả nhà chúng ta con rất là biết ơn cậu ấy nhưng con không có tình cảm nam nữ với cậu ấy vân tử hiên thở dài phân tích cho cô nghe noãn noãn tình cảm là thứ phải xuất phát từ hai phía không chỉ đòi hỏi đối phương phải nỗ lực để đi vào trái tim của con mà còn hỏi con phải mở lòng và cố gắng chấp nhận đối phương nữa ông nắm lấy tay cô khuyên nhủ trong ba năm qua con đã khóa chặt trái tim của con và đã không cho mình một cơ hội để yêu cậu ta vân vi noãn ngẩn người ra một chút chưa bao giờ cho cậu ta một cơ hội sao vân tử hiên mỉm cười nói noãn noãn con hãy suy nghĩ lại đi đừng miễn cưỡng chính mình bất luận là con quyết định như thế nào ba cũng đều luôn ủng hộ con vân vi noãn nhìn vân tử hiên mỉm cười cảm ơn ba con sẽ suy nghĩ lại nói xong cô rũ mắt xuống trầm mặc suy nghĩ hóa ra mình đã luôn đóng cửa trái tim mình lại sao vậy mình có nên mở lòng và cố gắng chấp nhận bình xuyên hay không nhưng mà liệu trong lòng mình có còn có thể chứa được người thứ hai nữa hay không đây máy bay cất cánh bắt đầu bay thấm thoát đã đến sân bay thẩm châu các cô gái xung quanh hưng phấn hét lên trời ơi anh chàng này đẹp trai quá đi body này nhan sắc này nếu anh ấy mà là bạn trai của tao thì ngon phải biết cô bạn bên cạnh dội cho cô gái chậu nước lạnh mơ đi cưng bộ không thấy người ta cầm hoa sao khẳng định là tới đón bạn gái là hoa đã có chủ đó má lúc này lệ khiếu hàn cầm một bó hoa hồng đỏ trên tay một tay nghe điện thoại ba à không phải chứ tới đón mẹ thôi mà tại sao phải mang theo hoa chi vậy, nào giờ mẹ có thích như vậy đâu. Trong nhà họ lệ, ông lệ ngồi trên sofa bình tĩnh nói, tâm tư của phụ nữ cách đàn ông chúng ta làm sao có thể hiểu được hả con trai, con cứ làm theo những gì ba nói là được. Ông cầm một tấm ảnh trên tay nghĩ thầm, căn cứ theo điều tra của mình, thì cô gái mà bà vợ sư tử của mình đã gặp ở Birmingham có lẽ chính là người mà khiếu hàn đã thích năm đó. Để cho tiểu tử này dùng bó hoa này thăm dò một chút là có thể xác định, lệ khiếu hàn nghe vậy thì nhíu mày, nhưng mà có gì đó sai sai đó ba, cho dù là mẹ con muốn hòa, thì người tặng phải là ba mới đúng chứ, con tặng thì còn ý nghĩa gì nữa, lệ trung đình trột dạ ấp úng kiếm cớ, ba, ba, không phải là ba có việc sao, để cho con thay mặt ba làm chuyện này thì có sao đâu chứ, được rồi, cứ vậy đi ha, con cứ đứng ở cổng chờ, không được bỏ đi đó, nói xong ông liền tắt máy, thằng nhóc thúi, chúng ta cho con cơ hội gương vỡ lại lành, mà con còn không muốn tình nguyện à, nếu vậy thì con xứng đáng độc thân cả đời đi ha, đột nhiên ông ta phản ứng lại, không đúng, thằng nhóc thúi này mà độc thân chẳng phải là lệ gia chúng ta sẽ bị tuyệt hậu sao lệ trung đình nhìn bức ảnh hai đứa trẻ trên mặt bàn hừ chờ đến khi ta xác định chắc chắn hai đứa bé này chính là cháu của lệ gia chúng ta xong rồi thì ta lại tiếp tục nguyền rủa ngươi nhóc ạ à. ở sân bay lệ khiếu hàn nhíu mày nhìn điện thoại trong tay đang yên đang hành tự nhiên bắt đi tặng hoa thật không hiểu nổi lúc này vân thi tình hưng phấn chạy nhanh ra ngoài ông ngoại đi lẹ lên đi con nôn nóng muốn về nhà lắm rồi vân tử hiên nắm tay cô bé mỉm cười nói được rồi Chúng ta sắp về đến nhà rồi, Vân Thi Lãng cau mày nhìn Vân Thi Tỉnh, ngủ suốt chặng đường dài, nên giờ tinh thần sảng khoái quá ta. Vân Vi Noãn mỉm cười dịu dàng nhìn đám trẻ, tâm trạng lúc này của Tình Nhi còn vội vàng hơn cả mình nữa, cô dịu dàng lên tiếng nhắc nhở: "Các con đi chậm một chút nào, coi chừng té." Lệ Khiếu Hàn nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại, "Hửm? Ừ, giọng nói này, Vân Vi Noãn?" Vân Vi Noãn quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh, "Lệ, Lệ Khiếu Hàn, thế nhưng khi về nước mình lại gặp anh ấy nữa. Anh ấy còn cầm hoa, chẳng lẽ là Lệ Khiếu Hàn cầm bó hoa trên tay mỉm cười dịu dàng nhìn cô, "Vân Vi Noãn, em về." Đột nhiên có một bàn tay đón lấy bó hoa trong lòng Lệ Khiếu Hàn, "Khiếu Hàn, anh tới đón em hả?" Đỗ Nhược cảm động nhìn Lệ Khiếu Hàn, "Nay còn biết mua hoa cho người ta nữa ha, anh thật biết quan tâm đến người ta quá đó." Lệ Khiếu Hàn nhíu mày, "Đỗ Nhược." Vân Vi Noãn đứng bên cạnh nhìn hai người, "Đỗ Nhược, hóa ra là hoa tặng cho cô ấy." Cô thất vọng xoay người lại, "Cũng phải, hai người vốn dĩ là ở bên nhau mà, không tặng hoa cho cô ấy thì còn tặng cho ai nữa chứ?" mình không thể hiểu được mình đang mong chờ điều gì nữa đỗ nhược nắm lấy tay lệ khiếu hàn dịu dàng nói khiếu hàn người ta biết ngay trong lòng anh là có người ta mà nếu như vậy thì đêm nay người ta chính là của anh đó thấy vân vi noãn hiểu lầm lệ khiếu hàn tức giận hất tay đỗ nhược ra tránh ra đỗ nhược loạn trọn ngã về phía sau lệ khiếu hàn vội chạy theo vân vi noãn kéo lấy tay cô em muốn đi đâu vân vi noãn lạnh lùng xa cách nói vị tiên sinh này xin anh hãy tự trọng trước mặt bạn gái anh mà anh lại làm trò đến gần người phụ nữ khác như thế liệu có tốt không Lệ Khiếu Hàn thấy vậy vội giải thích, "Em hiểu lầm rồi, anh cùng cô ấy." Vân Vi Noãn không muốn nghe liền kéo tay Lệ Khiếu Hàn ra, "Anh cùng cô ấy như thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, xin anh đừng có quấy rầy tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh." Lệ Khiếu Hàn gọi cô lại, "Vân Vi Noãn." Nhưng Đỗ Nhược đã giữ anh lại, "Khiếu Hàn, anh muốn đi đâu vậy?" Cô ta tức giận nghiến chặt răng, quả nhiên Khiếu Hàn vẫn chưa quên được con tiện nhân Vân Vi Noãn này, mình không thể để cho anh ấy đuổi theo Vân Vi Noãn được. Lệ Khiếu Hàn lạnh lùng liếc nhìn cô ta, "Cô buông tay tôi ra." nhưng đỗ nhược càng nắm chặt lấy tay anh hơn cô ta dựa vào vai anh nũng nịu nói người ta không buông đó anh không phải là muốn đó người ta về nhà sao chờ về đến nhà rồi mới buông á lệ khiếu hàn tức giận hất tay ra cút ngay đỗ nhược không đứng vững liền loạn trọng ngã xuống đất lệ khiếu hàn muốn đuổi theo vân vi noãn vân vi noãn đỗ nhược ngồi dưới đất tức giận nhìn bóng lưng lệ khiếu hàn sốt sắng rời đi tiện nhân vân vi noãn thế nhưng cũng về nước sao cô ta muốn đoạt lệ khiếu hàn với mình tôi quyết không cho phép bên ngoài sân bay một chiếc taxi đang đợi sẵn thấy vân vi noãn kéo hành lý đi ra vân tử hiên liền hỏi noãn noãn sao đi chậm vậy con vân vi noãn mỉm cười đáp lúc nãy sân bay đông người quá nên con bị lạc đường vân tử hiên đón lấy vali ngạc nhiên nhìn vân vi noãn đây cũng đâu phải là lần đầu tiên con đến sân bay này sao lại lạc đường được vân vi noãn cười gượng nói thì không phải cũng đã ba năm rồi con mới đến lại sao cô mở cửa taxi ra làng tránh vấn đề này thôi được rồi cũng trễ lắm rồi đó chúng ta mau đi nhanh về thôi trước khi lên xe vân vi noãn buồn bã liếc nhìn phía sau cứ coi như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra cả rồi cô lên taxi đóng cửa lại chiếc taxi phóng vào đi lệ khiếu hàn gấp gáp chạy nhanh nhìn chiếc taxi hét lên vân vi noãn anh thất vọng nhìn chiếc xe chạy nhanh đi cô ấy đã đi rồi sao đỗ nhược cầm bó hoa đi đến cạnh lệ khiếu hàn cẩn thận nói khiếu hàn xem ra anh cùng cô ấy đã được chú định có duyên không phận rồi lệ khiếu hàn tức giận liếc nhìn cô ta đỗ nhược cô vừa rồi vì cái gì lại cản tôi nếu không phải tại cô thì tôi sẽ không bỏ lỡ cô ấy đỗ nhược cứng họng em cô ta vội giải thích em không phải là cố ý cản trở anh em đã cho rằng anh tới đây là muốn đón em nhà không phải anh còn tặng hoa cho em nữa sao lệ khiếu hàn tức giận giật bó hoa lại tặng cho cô cô xứng hả anh vứt bó hoa vào thùng rác lạnh lùng nói tôi cảm thấy gây tởm bó hoa này vì đã bị cô cầm nó trên tay đó đỗ nhược đau lòng nhìn lệ khiếu hàn khiếu hàn sao anh lại có thể nói em như vậy cho dù chúng ta không phải là tình cảm nam nữ thì cũng là đồng nghiệp của nhau mà lệ khiếu hàn lạnh lùng nói từ hôm nay trở đi chúng ta không phải đồng nghiệp của nhau nữa đỗ nhược sửng sốt cái gì anh anh đây là muốn đuổi việc em đỗ nhược tức giận chất vấn lệ khiếu hàn anh dựa vào cái gì mà lại làm như vậy em đâu có phạm sai lầm gì đâu chứ lệ khiếu hàn đến gần trước mặt đỗ nhược anh mắt lạnh lẽo dựa vào tôi là lệ khiếu hàn cô còn ý kiến gì không đỗ nhược cau mày nhìn anh khiếu hàn anh anh có biết rời khỏi em thì hậu quả sẽ như thế nào không cô ta giận dữ lớn tiếng nói tài nguyên trong tay em như thế nào anh biết rõ rồi đó nếu em mà rời đi thì lệ ra ở anh quốc cùng với toàn bộ mạng lưới ở châu âu sẽ chịu thiệt hại rất nặng nề lệ khiếu hàn cười lạnh nhìn cô ta ha xem ra là cô quá coi trọng chính mình rồi sau khi rời khỏi lệ gia cô thử xem có mang theo được những tài nguyên đang có trong tay đi theo luôn hay không cô cho rằng những tài nguyên đang có trong tay cô đều là do cô tự mình đạt được sao tôi nói cho cô biết nếu như không có lệ gia thì cô cái gì cũng không có đâu đỗ nhược tức đến không nói lên lời anh lệ khiếu hàn quay người rời đi ngày mai đừng để cho tôi thấy mặt cô nữa nếu không tôi sẽ tự mình tiễn cô đi đó đỗ nhược tức đến cả người run rẩy lệ khiếu hàn tôi vì anh tận tâm tận lực nhiều năm như vậy, vậy mà anh ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi nữa, còn bây giờ, chỉ vì bất cần ngăn cản anh một chút mà anh đã muốn trục xuất tôi ra khỏi lệ ra rồi, ý anh muốn sau khi đuổi tôi đi rồi anh sẽ cùng tiện nhân Vân Vi noãn kia ở bên nhau chứ gì. Ánh mắt đỗ nhược lóe lên sự hung ác, tôi sẽ không làm cho anh được như ý nguyện đâu, người ở bên cạnh anh nhất định phải là đỗ nhược tôi, lệ khiếu hàn đi một mình trên dòng người. Không phải nói mình đã quên Vân Vi noãn rồi sao, như thế nào mà vừa nhìn thấy cô ấy, lòng mình đã không bình tĩnh lại được, mình có nên đến nhà tìm cô ấy không? Liệu cô ấy có muốn gặp mình hay không? Đúng lúc này bà Lệ nhìn Lệ Khiếu Hàn vẫy tay gọi, con trai, Lệ Khiếu Hàn quay đầu nhìn sang, mẹ. Bà Lệ nhìn bàn tay trống rỗng của Lệ Khiếu Hàn dò hỏi, con trai, chờ lâu chưa, có phải đã gặp người quen rồi hay không? Bà cười thầm trong lòng, không còn hoa trong tay nữa, nhìn dáng vẻ coi bộ đã tặng người ta rồi, tôi sắp có dâu rồi. Ôi rồi ôi, Lệ Khiếu Hàn đẩy vali đi thản nhiên nói, mẹ, còn không phải mẹ chính là người quen của con sao? Bà Lệ sừng sốt vội hỏi, không phải mẹ mà là người khác cơ lệ khiếu hàn rũ mắt xuống mình cùng vân vi noãn cũng đâu được tính là người quen anh nhàn nhạt, nhạt nói ngoại trừ mẹ ra thì con làm gì có gặp người quen nào bà lệ nhìn bóng lưng lệ khiếu hàn nhíu mày hỏi không gặp vậy bó hoa mà ba con chuẩn bị cho con đâu rồi bà kêu thầm trong lòng không phải chứ thời gian và cổng đón khách đều không có vấn đề gì mà lệ khiếu hàn đưa vali cho trợ lý thản nhiên nói hoa hả do bất cẩn bị rơi xuống đất rồi bị người ta giẫm nát bấy nên con đã vứt vào thùng rác rồi bà lệ kinh ngạc há hốc miệng lệ khiếu hàn nhìn bà lệ ánh mắt buồn bã mẹ chẳng phải đó chỉ là một bó hoa thôi sao về nhà ba chuẩn bị lại cho mẹ một bó hoa khác là được chứ gì đi thôi chúng ta về nhà trước đã nào bà lệ ngồi trên xe nói đâu có đơn giản chỉ là chuyện một bó hoa mà là bà ta nhìn lệ khiếu hàn hỏi lại lần nữa con trai mẹ hỏi con nãy giờ con có rời khỏi chỗ cổng đón khách không lệ khiếu hàn rũ mắt xuống trầm mặc một chút rồi đáp có rời đi một lát con đi anh bổ sung thêm một câu trong lòng đuổi theo cô ấy nhưng đuổi không kịp bà lệ sửng sốt cái gì? Con rời đi, tại sao con lại rời đi kia chứ? Lệ khiếu hàn không muốn nói vấn đề này nữa liền nói sang vấn đề khác. Mẹ, con chỉ rời đi có chút xíu thôi mà. Có ảnh hưởng gì đâu, mà chẳng phải con cũng đã đón được mẹ rồi sao? Bà lệ tức giận gào lên. Con, con thế nhưng còn tỏ thái độ hợp tình hợp lý với mẹ nữa hả? Thật là làm cho mẹ tức chết đi được mà. Rồi bà đóng dầm cửa xe lại, lệ khiếu hàn khó hiểu nhìn mẹ mình. Ủa làm gì mà nổi giận dữ vậy trời? Anh bất lực đi đến cửa xe phía sau định mở. Thôi bỏ đi, cứ về nhà trước cái đã rồi hỏi sau. Bà lệ ngồi ghế lái phụ tức giận ra lệnh cho trợ lý, lái xe, trợ lý kinh ngạc há hốc miệng, hả? À, thiếu gia còn chưa có lên xe mà bà, bà lệ tức giận quát lên, tôi nói lái xe là lái xe, trợ lý vội đáp, dạ, rồi lái xe vào đi bỏ lại lệ khiếu hàn đứng đằng sau, lệ khiếu hàn giật giật khóe mắt, gì vậy trời, tôi còn chưa có lên xe mà. Thẩm Bình Xuyên ngồi trước quầy rượu, tay anh ta cầm một ly rượu, một tay khác thì cầm điện thoại gọi cho một dãy số, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau thẩm bình xuyên ủ rũ nhìn điện thoại trong tay mình không phải chứ theo lý mà nói thì giờ này hẳn là noãn noãn đã đáp máy bay rồi lúc này lý mộng đi đến cạnh vỗ vai thẩm bình xuyên nói bình xuyên sao cậu lại ngồi một mình ở đây để uống rượu giải sầu vậy không muốn chơi cùng mọi người sao thẩm bình xuyên đặt điện thoại xuống bàn nhìn lý mộng hỏi không phải là cô cũng đang chơi với mọi người sao lý mộng ngồi xuống ghế đáp tâm trạng của cô không tốt lắm người nam sinh mà tôi thích ba năm sắp rời đi rồi cậu ấy không biết là tôi thích cậu ấy thẩm bình xuyên cúi mặt xuống ánh mắt lạc lõng cô đơn chúng ta là những kẻ đồng cảnh ngộ đấy cô ấy biết tôi thích cô ấy nhưng ba năm nay cô ấy chưa một lần cho tôi một cơ hội lý mộng trầm mặc nhìn dáng vẻ đau lòng khổ sở của thẩm bình xuyên có phải bình xuyên đang nói về người phụ nữ mà cậu ấy đã chăm sóc suốt ba năm nay không cô ta rót một ly rượu cho mình bình tĩnh nói hai đứa mệnh khổ chúng ta uống rượu đi nào bình xuyên đêm nay chúng ta không say không về nha thẩm bình xuyên nâng ly rượu lên mỉm cười nói không say không về hai người đồng mệnh tương liên cụm ly với nhau rồi đi cùng là những kẻ tha hương nơi xứ người cả cũng ly nào thẩm bình xuyên nâng ly rượu lên uống ực ực lý mộng cầm ly rượu liếc nhìn thẩm bình xuyên đây là cơ hội cuối cùng của mình mình phải nắm chắc mới được tại nhà họ vân vân vi noãn nhìn căn nhà quen thuộc trước mặt mỉm cười nói tình nhi lãng nhi chúng ta đã về đến nhà rồi vân tử hiên mở cửa ra nhìn hai đứa trẻ nói sau này chúng ta sẽ sống ở chỗ này vân thi tình kinh ngạc oao wow một tiếng đây là ngôi nhà mà ông ngoại và mẹ đã từng ở trước đây sao thật là ấm áp mà vân thi lãng cũng kinh ngạc nói không tồi không tồi vân vi noãn nhìn từng ngóc ngách quen thuộc quả nhiên khi trở về đây mới có cảm giác là nhà vân thi tình hương phấn nhìn vân vi noãn thúc giục mẹ ơi mẹ nhanh nhanh dẫn tụi con đi tham quan ngôi nhà này đi con muốn biết tất cả toàn bộ ngôi nhà này vân vi noãn bật cười đáp được thôi để mẹ đưa các con đi dạo vân tử hiên nhìn vân vi noãn nói noãn noãn để ba đưa đi cho con mau lo gọi điện cho bình xuyên báo đã về đến nơi an toàn rồi đi chẳng phải cậu ấy nói khi đáp máy bay nhớ gọi lại còn gì lúc này vân vi noãn mới nhớ ra Trời ơi con quên mất, lúc xuống máy bay cứ lo tranh thủ về nhà mà quên chưa khởi động lại máy nữa. Cô cầm lấy điện thoại vội khởi động lại, cũng tại do gặp lễ khiếu hàn ở sân bay nên làm cho mình dối hết cả lên. Vân Tử Hiên nhìn hai đứa trẻ nói, giờ mình đi tham quan phòng nha, điện thoại đang khởi động lại, điện thoại vừa mới được mở ra thì hàng loạt thông báo vang kênh. Vân Vi Noãn ngồi xuống sofa nhìn chầm chầm điện thoại trong tay mình. Cậu ấy đã gọi quá trời quá đất như vậy chắc là sốt ruột lắm, mình phải mau gọi lại cho cậu ấy mới được, trên đời này, người quan tâm đến mình và bọn trẻ ngoại trừ ba mình ra thì cũng chỉ có bình xuyên mà thôi cô liền gọi điện lại cho thẩm bình xuyên hay là mình nghe theo lời ba cho cậu ấy một cơ hội ở bên khác đêm khuya trong khách sạn quần áo rơi bừa bộn dưới đất noãn noãn người trên giường lẩm bẩm noãn noãn anh yêu em một lúc lâu sau lý mộng nằm bên cạnh vuốt ve má thẩm bình xuyên đang nằm bên cạnh thẩm bình xuyên hai mắt nhắm chặt lẩm bẩm anh rốt cuộc cũng đã có được em rồi anh thật sự rất hạnh phúc rất mãn nguyện lý mộng cũng khẽ mỉm cười bình xuyên em cũng thật sự cảm thấy rất thỏa mãn Rốt cuộc thì em cũng đã là người của anh rồi. Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo lên, Lý Mộng Liếc nhìn sang, hừm, cô ta với tay ra cầm lấy điện thoại, nhìn thấy cái tên noãn noãn trên màn hình điện thoại, Lý Mộng tò mò, noãn noãn, có phải là người mà Bình Xuyên vừa nhắc đến không? Cô ấy chính là người phụ nữ mà Bình Xuyên luôn luôn thích đây mà. Vân Vi noãn bấm gọi cho Thẩm Bình Xuyên nhưng mãi không thấy nghe thì kỳ quái, sao Bình Xuyên lại không nghe điện thoại, đã ngủ rồi sao? Đúng lúc này điện thoại được kết nối, một giọng nữ ngọt ngào vang lên, alo, Vân Vi nóa kinh ngạc. Hửm, ừ, giọng nói của phụ nữ sao loại tình huống này sao lại giống như lúc trước mình gọi điện thoại cho lệ khiếu hàn vậy lúc đó cô sửng sốt vội hỏi cô là ai tại sao điện thoại của khiếu hàn lại nằm trong tay cô vậy bên khác lý mộng ngồi dậy mỉm cười nói xin chào cô tìm bình xuyên sao vân vi noãn bình tĩnh đáp đúng vậy xin hỏi cô là lý mộng mỉm cười trả lời tôi tên lý mộng là bạn học cùng lớp với bình xuyên và cũng là bạn gái của anh ấy vân vi noãn hơi kinh ngạc bạn gái từ khi nào lý mộng xấu hổ trả lời từ hôm nay cô ta dịu dàng nhìn thẩm bình xuyên đang ngủ bên cạnh hôm nay tôi đã thổ lộ với bình xuyên và hai chúng tôi đã anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi vân vi noãn trầm mặc một lúc rồi nói tôi biết rồi quả nhiên vẫn là kiểu cốt truyện như nhau lý mộng nhỏ giọng hỏi mà cho hỏi cô tìm bình xuyên có chuyện gì không bình xuyên đã ngủ rồi nếu có việc gấp thì hãy để tôi gọi anh ấy dậy vân vi noãn bình tĩnh nói không cần gọi cũng chả có gì gấp tôi chỉ gọi để thông báo cho cậu ấy là tôi đã về đến nhà bình an rồi thôi lý mộng dịu dàng nói vậy chờ anh ấy tỉnh dậy tôi sẽ nhắn lại cho ha vân vi noãn bình tĩnh nói cảm ơn cô tôi không quấy rầy các người nghỉ ngơi nữa tạm biệt sau khi cúp điện thoại lý mộng lại nhìn thẩm bình xuyên bên cạnh bình xuyên cô gái mà anh thích nghe có vẻ không tệ lắm nói chuyện thì dịu dàng lại rất lễ phép nữa thẩm bình xuyên nằm ngủ vẫn mê man gọi noãn 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 anh rất yêu em lý mộng nằm trong lòng thẩm bình xuyên nhắm mắt lại bình xuyên hy vọng sau khi tỉnh dậy anh sẽ không trách em em làm như vậy cũng chỉ vì em quá yêu anh muốn giữ anh bên cạnh mà thôi ở bên này vân vi noãn ngồi trên ghế mỉm cười chua chát nhìn điện thoại nó thực sự là một cốt truyện tương tự một kết cục tương tự mình thật đúng là buồn cười còn nghĩ sẽ cho người ta cơ hội nữa chứ nhưng người ta đâu cần cơ hội từ mình đâu nghĩ lại cũng phải một người tốt như bình xuyên nếu không phải mấy năm nay vẫn cố chấp với mình thì nay đã sớm yên bề ra thất rồi hiện tại cậu ấy rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt rất tốt vân tử hiên đi xuống lầu nhìn vân vi noãn hỏi nói chuyện điện thoại xong rồi hả vân vi noãn mỉm cười đáp dạ bọn nhỏ đâu ba vân tử hiên mỉm cười nói bọn nhỏ đang nhảy ầm ầm trên giường trong phòng ngủ cứ để bọn nó chơi đi ông ngồi xuống cạnh cô hỏi con gọi thế nào rồi con và bình xuyên mới xa nhau một chút có phải là có rất nhiều tâm sự nói với nhau hay không vân vi noãn thở dài nói ba chuyện của con và bình xuyên hay là thôi đi vân tử hiên kinh ngạc nhìn cô ủa sao vậy lúc nãy vẫn còn ổn mà sao gọi điện xong liền thay đổi chú ý rồi vân vi noãn nhìn ông nói bình xuyên đã có bạn gái rồi vân tử hiên giật nảy mình cái gì hắn đã có bạn gái á hắn nói với con sao vân vi noãn rũ mắt xuống nhỏ giọng trả lời lúc nãy là một cô gái đã nghe điện thoại cô ấy nói hai người bọn họ đang ở bên nhau vân tử hiên tức giận nghiến răng móng thẳng khốn chúng ta vừa đi xong thì sau lưng hắn lại thông đồng cùng người phụ nữ khác rồi vân vi noãn vội khuyên ba mình ba đừng nói như vậy bình xuyên vẫn còn độc thân nên việc tìm bạn gái cũng không có gì là kỳ quái cậu ấy không thể cứ chờ con đến suốt đời được vân tử hiên tức giận nhíu chặt mày như thế nào không thể con gái của ba tốt như vậy hắn đợi thì đã làm sao huống chi chúng ta rời đi còn chưa được bao lâu nữa ông kích động đứng bật dậy uổng công ba nói tốt giúp hắn trước mặt con kết quả thì thế nào thật tức chết ta vân vi noãn đứng dậy nắm lấy cánh tay vân tử hiên vội khuyên nhủ ba không thể nổi giận với bình xuyên được bây giờ bình xuyên rốt cuộc cũng đã tách khỏi chúng ta chúng ta phải nên vui mới đúng chứ vân tử hiên thất vọng thở dài một tiếng nhưng ba đã đối đãi với hắn như con rể thôi bỏ đi ông vỗ lấy tay cô an ủi noãn noãn con đừng đau lòng nữa con cóc ba chân không dễ tìm chứ đàn ông hai chân có mà đầy tiểu tử thúi thẩm bình xuyên kia bỏ dở giữa chừng coi như là tổn thất của hắn vân vi noãn mỉm cười bất lực nói ba con thật sự không có đau lòng mà cô vội đẩy vân tử hiên đi lên lầu thôi được rồi ba đi trông chừng bọn trẻ đi đừng để bọn chúng chơi quá hóa điên luôn đó con đi dọn dẹp chút đã vân tử hiên gật đầu ưng một tiếng vậy cũng được lát nữa ba sẽ xuống phụ con dọn dẹp noãn noãn con cũng đừng nghĩ ngợi tới cái tên tiểu tử thúi thẩm bình xuyên kia nữa cứ coi như hắn đã chết rồi đi chúng ta sẽ tìm một người tốt hơn Vân Vi Noãn mỉm cười đáp, con biết rồi, ba mau đi đi. Vân Vi Noãn mỉm cười dịu dàng nhìn bóng lưng Vân Tử Hiên, ba, con không cần tìm một người tốt hơn nữa đâu, cuộc đời này của con có ba cùng tình nhi lãng nhi là con mãn nguyện lắm rồi. Vân Vi Noãn mỉm cười dịu dàng cảm kích nhìn ra ngoài, Bình Xuyên, cảm ơn cậu vì ba năm nay, cậu nhất định phải hạnh phúc đó nha. Lúc này bên phía nhà họ Lệ nhà họ Lệ, Lệ Trung Đình chăm chú nhìn điện thoại trong tay, càng nhìn càng cảm thấy hai tiểu tử đáng yêu. Này là con cháu của Lệ gia ta mà, đặc biệt là thằng bé, giống y đúc khiếu hàn lúc còn nhỏ vậy đó ông bật cười vui vẻ xem ra mình thật sự đã trở thành ông nội từ lâu rồi đúng lúc này bà lệ mở rầm cửa bước vào ông già lệ trung đình quay đầu sang nhìn lão bà đại nhân đã về rồi ông đứng dậy nhìn bà lệ vội hỏi thế nào thế nào thử sao rồi bà lệ khoanh hai tay trước ngực thở dài bực bội thử cái gì mà thử thằng con trai ngu xuẩn của ông nói không nhận được người để con dâu sắp tới tay lại bay đi mất tiêu lệ trung đình sửng sốt giận dữ mắng trời ngu dữ bầy thằng bé này làm việc như thế nào ấy nhờ bà lệ bực bội nói được rồi không nhắc tới nó nữa nhắc tới là tôi nổi điên hà chuyện tôi kêu ông điều tra ông làm tới đâu rồi lệ trung đình như chú cún nhỏ vội cầm một tập tài liệu dâng lên cho bà lệ xem lão bà đại nhân ra lệnh cho tôi nào dám chậm trễ may mắn không làm nhục mệnh tư liệu của một nhà bốn người đều nằm ở chỗ này thế nào bà thấy chồng của bà lợi hại chứ còn không may chạy tới thơm chồng bà một cái đê bà lệ tức giận đẩy mặt lệ trung đình ra rồi giật lấy tập tài liệu mau đưa nhanh cho tôi xem đi Bà Lệ cầm tập tài liệu xem một lượt, Vân Vi Noãn, 23 tuổi, học đại học trưởng duyệt, 3 năm trước xuất ngoại đi du học viện thương mại Birmingham. Lệ Trung Đình đứng bên cạnh phân tích cho bà Lệ nghe, "Vợ à, từ tư liệu này chúng ta có thể đoán được cô bé này rất có khả năng chính là người mà năm đó Khiếu Hàn đã thích." Bà Lệ nghe vậy liền hưng phấn, "Tôi đoán quả nhiên không sai mà, như vậy có phải cũng đã nói lên hai đứa bé đáng yêu kia cũng chính là kết quả của cô ấy và Khiếu Hàn hay không?" Lệ Trung Đình chỉ vào tập báo cáo trả lời bà Lệ, "Tuy là chưa có làm xét nghiệm ADN, nhưng 80 đến 90% là chắc chắn đúng rồi, tư liệu cho thấy hai đứa trẻ này năm nay vừa vặn lên ba. Vân Vi noãn 3 năm trước trừ Khiếu Hàn cũng không có thân mật với người khác phái nào cả, cho nên tôi nghĩ con bé đã mang thai với Khiếu Hàn trước khi xuất ngoại. Bà Lệ kích động ôm chặt tài liệu báo cáo vào ngực, thật tốt quá, tôi có cả cháu trai và cháu gái luôn cơ, tôi được làm bà nội rồi. Lệ Trung Đình cau mày suy nghĩ, nhưng mà, tôi vẫn còn có một chút kỳ quái. Bà Lệ liếc nhìn sang hỏi ông, kỳ quái chỗ nào? Lệ Trung Đình nhíu mày nói, căn cứ theo điều tra thì trước khi xuất ngoại vân vi noãn đã đến bệnh viện để làm phẫu thuật bỏ con nếu thật sự có làm phẫu thuật thì sẽ không có hai đứa trẻ này bà lệ sửng sốt kinh ngạc hỏi cái gì phẫu thuật bỏ con suy nghĩ một lúc bà ngập ngừng hỏi cái này có khi nào là vân vi noãn không muốn cho khiếu hàn biết sự tồn tại của hai đứa trẻ cho nên mới làm báo cáo giả hay không lệ trung đình nghiêm túc nói mới đầu tôi cũng nghĩ như vậy nên đã phái người đi điều tra nhưng rốt cuộc không điều tra ra được gì cả nếu là báo cáo giả thông thường thì với thực lực của lệ gia chúng ta không có khả năng là khâu tra ra được vấn đề trừ phi bà lệ tò mò hỏi trừ phi cái gì lệ trung đình quay đầu sang nhìn bà lệ trừ phi có một thế lực nào đó cũng ngang ngửa với thế lực của lệ gia đang ở sau lưng giúp đỡ con bé ấy cố ý làm cho chúng ta không tra ra được thông tin nào bà lệ ngạc nhiên tò mò hỏi ủa chứ vân vi noãn không phải chỉ là một cô gái bình thường thôi sao từ đâu ra mà có cái bối cảnh này lệ trung đình mày vẫn nhíu chặt chỉ sợ con bé ấy cũng không bình thường như chúng ta nghĩ ông đưa cho bà lệ một tấm ảnh bà xem đi bà lệ nhận lấy tờ báo cáo trên đó có hình ảnh một người đàn ông trung niên vân tử hiên bà lệ kinh ngạc vân tử hiên cha của vân vi noãn ông ta có chỗ nào không thích hợp sao ờ nhưng mà sao tôi thấy quen mắt lắm à nhen lệ trung đình nhìn bà lệ nói quen mắt là đúng rồi vợ có còn nhớ vân ra không bà lệ lẩm bẩm vân ra đột nhiên bà sửng sốt kinh ngạc chẳng lẽ là ông ta ở bên khác thẩm bình xuyên nhíu mày anh từ từ ngồi dậy mày nhíu chặt đau đầu quá mình đang ở đâu đây Đột nhiên bàn tay Thẩm Bình Xuyên chạm vào bàn tay một người khác. Ưm, ừ, Thẩm Bình Xuyên giật nảy mình, ai vậy? Lý Mộng cả người trần như nhộng vội ôm chăn che ngực ngồi dậy. "Bình Xuyên, anh tỉnh rồi hả?" Thẩm Bình Xuyên nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua trong quán bar, Lý Mộng ngồi xuống uống rượu cùng anh ta. "Thẩm Bình Xuyên, thật là trùng hợp mà." Thẩm Bình Xuyên sừng sốt, "Là cô sao cô lại ở chỗ này?" Trên người Lý Mộng đầy dấu hôn, cô ta nhìn Thẩm Bình Xuyên dịu dàng nói, "Bình Xuyên, anh không nhớ rõ sao, ngày hôm qua ở quán bar anh uống say mềm." em đã đưa anh lên đây, rồi sau đó chúng ta, thẩm bình xuyên cả người cứng đờ, không dám tin nhìn Lý Mộng hỏi lại. Cái gì, chúng ta thế nhưng, Lý Mộng nắm lấy cánh tay thẩm bình xuyên khẽ gọi, bình xuyên, thẩm bình xuyên kích động hất tay Lý Mộng ra. Đừng chạm vào tôi, Lý Mộng sừng sốt nhìn thẩm bình xuyên nhỏ giọng hỏi, bình xuyên anh làm sao vậy, tối hôm qua chúng ta không phải vẫn đang hạnh phúc với nhau sao. Thẩm bình xuyên tay đỡ chán, hai mắt nhắm chặt, thực xin lỗi, tôi, khả năng là tôi cần phải bình tĩnh lại một chút mới được. Vòi nước lạnh chảy xuống, cảnh tượng tối qua từ từ hiện ra lý mộng nhìn người người đàn ông đang nằm gục xuống bên cạnh khẽ gọi bình xuyên cậu có ổn không vậy thẩm bình xuyên ngồi dậy ánh mắt mơ màng nhìn lý mộng mỉm cười hỏi noãn noãn em đã quay lại rồi sao nghĩ đến đây thẩm bình xuyên không thể bình tĩnh được nữa dòng nước xối mạnh xuống người anh ta thẩm bình xuyên trong lòng cảm xúc hỗn lộn anh ta đấm mạnh nắm đấm vào tường thẩm bình xuyên mày là thằng hỗn đản bác trai còn bảo mình cố gắng nỗ lực hơn thế mà bọn họ vừa mới đi thì mình lại làm ra cái chuyện đồi bại có lỗi với noãn noãn rồi lý mộng đứng bên ngoài gỗ cửa phòng tắm hỏi bình xuyên anh ổn chứ thẩm bình xuyên cau mày cáu gắt nói tôi không sao cả đã sai rồi không thể tiếp tục sai nữa phải mau đem sự tình nói rõ ràng mới được một lúc sau thẩm bình xuyên đi vào lý mộng nhìn thấy anh ta cẩn thận hỏi bình xuyên anh tắm xong rồi hả thẩm bình xuyên nhìn lý mộng nghiêm túc nói thực xin lỗi tối hôm qua mình uống say quá nên đã nhận sai người nếu cậu muốn bồi thường cái gì thì mình sẽ bồi thường cho cậu lý mộng kích động vội nói bình xuyên em không cần anh bồi thường cái gì cho em cả em chỉ thích anh thôi thẩm bình xuyên lạnh lùng đáp xin lỗi mình không thích cậu lý mộng không chịu buông tha vội nói nhưng mà bình xuyên tối hôm qua anh còn ôm em hôn em rồi còn nói yêu em nữa mà thẩm bình xuyên mặt tối sầm lại quát lên đừng nói nữa trong lòng cậu đã rõ người mình yêu không phải là cậu mà là một người khác anh ta quay lưng lại lạnh lùng nói lý mộng nhìn bóng lưng xa cách của thẩm bình xuyên hỏi là noãn noãn có phải không thẩm bình xuyên gập đầu một cái không sai mình yêu cô ấy và đời này mình chỉ yêu cô ấy mà thôi Lý Mộng cố đè nén nước mắt trực trào ra hỏi tiếp, "Còn cô ấy có yêu anh không?" Thẩm Bình xuyên cau mày nói, "Không liên quan gì đến cậu, mà cho dù cô ấy không thích mình, thì mình vẫn tin rằng một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ chấp nhận mình thôi." Lý Mộng nhỏ giọng hỏi, "Nếu như cô ấy biết chuyện của chúng ta thì sao?" Thẩm Bình xuyên nhíu mày vội quay đầu lại, "Cậu nói cái gì?" Lý Mộng rũ mắt xuống kể lại, "Sau khi anh ngủ, cô ấy có gọi điện cho anh, nhờ em chuyển lời cho anh nói là cô ấy đã về nước an toàn." Thẩm Bình xuyên quay đầu lại kích động chất vấn vậy cô đã nói gì với cô ấy rồi lý mộng không dám nhìn thẳng vào mắt thẩm bình xuyên nói cô ấy hỏi em là ai em chỉ nói với cô ấy là em thích anh và em đã là người của anh rồi thẩm bình xuyên tức giận nghiến răng móng. khốn nạn anh ta chỉ tay ra cửa giận dữ quát lên cô cút đi cho tôi lý mộng sừng sốt vội nắm chặt lấy tay thẩm bình xuyên bình xuyên anh đừng nóng giận mà là em sai rồi em không nên tùy tiện làm như vậy anh đừng đuổi em đi mà thẩm bình xuyên ghét bỏ hất mạnh tay lý mộng ra cút tôi không muốn gặp cô nữa Lý Mộng không đứng vững liền ngã về sau. Cô ta nằm dưới đất không cam lòng nhìn Thẩm Bình Xuyên, "Bình Xuyên, em thích anh 3 năm nay, vì cái gì mà anh cứ phải thủ mãi trong lòng hình bóng một người không thích anh, mà anh không chịu nhìn đến em gì cả?" Thẩm Bình Xuyên tức giận mở cửa đi ra ngoài, cho dù cả đời này noãn noãn không chấp nhận tôi, thì tôi và cô cũng tuyệt đối sẽ không có khả năng. Thấy Thẩm Bình Xuyên chuẩn bị rời đi, Lý Mộng đau lòng gọi, "Bình Xuyên?" Nhưng đổi lại chỉ là tiếng đóng cửa lạnh lùng, Lý Mộng suy sụp ngồi dưới đất ôm mặt bật khóc nức nở mà gọi tên, "Bình Xuyên!" trong căn biệt thự sang trọng tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục thẩm bình xuyên sốt ruột cầm điện thoại đi tới đi lui loãn loãn nghe điện thoại đi mà thẩm bình xuyên gọi đi không biết bao nhiêu cuộc nhưng trả lời lại chỉ là tiếng nói lạnh lùng từ đầu bên kia thật xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy xin quý khách vui lòng gọi lại sau thẩm bình xuyên tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất anh ta che mặt hai mắt nhắm chặt đầy tự trách đều là do mình mình đã làm mọi chuyện thành ra nông nỗi này không được mình phải chạy nhanh về nước thôi cho dù noãn noãn không tha thứ thì mình cũng phải giáp mặt cô ấy để giải thích cho rõ ràng ở nhà họ vân trên bàn ăn vân thi tình cầm thức ăn lên ăn một cách ngon miệng ăn ngon ăn ngon ăn cơm nhà ngon quá đi con phải ăn nhiều một chút mới được vân thi lãng lạnh nhạt lên tiếng dội cho bé một gáo nước lạnh thấy bạn đi tới đâu cũng vậy mà ở anh quốc ăn cũng quá cha người ta vân thi tình tức giận gào lên vân thi lãng em lại lắm miệng nữa rồi chị ăn luôn phần của em bây giờ vân tử hiên nhìn vân vi noãn cẩn thận hỏi nõn noãn, noãn tối hôm qua con ngủ không ngon sao vân vi noãn nhíu mày vội nói ba con thật sự không sao cả mà tối hôm qua con ngủ ngon lắm ngủ một giấc đến sáng luôn vân tử hiên cầm tách cà phê lên nhấp một hụ vậy thì tốt vậy thì tốt con bé thật sự không bị bình xuyên làm cho ảnh hưởng đó chứ chỉ là ngoài miệng nó không nói ra mà thôi vân vi noãn nhìn vân tử hiên nhỏ giọng nói đúng rồi ba con muốn nói với ba một chuyện vân tử hiên mỉm cười hỏi con muốn ba giáo huấn tên tiểu tử thúi bình xuyên kia phải không không cần phải bàn để ba đi đánh cho hắn một trận vân vi noãn vội giải thích không phải chuyện bình xuyên mà con muốn bàn với ba về chuyện mua xe vân tử hiên sửng sốt mua xe vân vi noãn nhìn hai đứa trẻ dịu dàng nói hai đứa trẻ cũng sắp đi nhà trẻ rồi con cũng cần phải đi làm nữa có chiếc xe thì dù là để đón con hay dùng để đi làm thì cũng tiện một chút vân tử hiên cười vui vẻ vỗ ngực đảm bảo hóa ra là mua xe à đương nhiên không thành vấn đề con gái nghĩ xem muốn mua xe gì ba đều sẽ mua cho con hết vân vi noãn mỉm cười nói ba con tự mình mua được mà Hai ngày nay con có coi trên mạng, có chiếc xe kia 10 vạn, trả trước 2 đến 3 vạn là có thể mua được, trong tay con còn có chút học bổng, cũng đủ để thanh toán rồi, Vân Tử Hiên sợ hãi ôm mặt nghĩ thầm trong lòng. Xe gì mà có 10 vạn trời, có đảm bảo an toàn cho tính mạng hay không? Ông ngập ngùng lên tiếng, ờ thì, con gái à, ba cũng có chút tiền tiết kiệm, cũng đủ mua một chiếc xe tốt cho con mà, Vân Vi Nõa nghiêm túc nói, ba, ngàn vạn lần đừng đụng đến tiền tiết kiệm đó, ba đã lớn tuổi rồi, sau này sẽ cần dùng nhiều lắm đó gia cảnh nhà chúng ta như thế nào con biết rõ mà, cũng chẳng giàu có gì, ba vì đưa con đi du học mà phải bán bớt một căn nhà, vì vậy, chúng ta không được tiêu tiền một cách bừa bãi, phải tiết kiệm hết mức có thể. Vân Tử Hiên cứng họng, "Ờ ờ, ông thở dài trong lòng, con gái à, gia cảnh nhà chúng ta thế nào chắc chắn 100% con không nắm được đâu. Nếu nhà của chúng ta mà được tính là không giàu có gì, thì cái Thẩm Châu này không có mấy nhà được tính là giàu có cả." Vân Vi noãn cầm ly sữa lên dặn dò ba mình, "Ba, ba hãy nghe lời con nha." Mau ăn cơm ăn nước xong đi rồi chúng ta còn đi coi xe nữa." Vân Tử Hiên nghe vậy liền đứng bật dậy, "Ba ăn no rồi. Ba đi dọn dẹp một chút, lát các con ăn xong chúng ta sẽ cùng đi." Vân Vi noãn nhìn ông đáp, "Dạ." Cô nhìn hai đứa trẻ mỉm cười nói, "Tình Nhi, Lãng Nhi ăn nhiều một chút đi, lát chúng ta sẽ đi mua ô tô." Vân Thi lãng bình tĩnh trả lời, "Dạ, Mommy." Vân Thi tình hưng phấn hò reo, "Tuyệt quá hả, nhà chúng ta sắp có ô tô rồi." Vân Tử Hiên đi lên tầng rút điện thoại gọi cho một số phân phó. "Tiểu Dương, con gái của tôi muốn mua xe, với tốc độ nhanh nhất có thể, các cậu hãy đi cải trang một chiếc xe cho tôi đi. Phối trí ở cấp bậc ít nhất là trăm vạn, sau đó hợp lý hóa phương thức và gấy tờ, và bán cho con gái tôi với giá chỉ 10 vạn thôi. Bằng mọi cách không được để con bé phát hiện ra, cậu hiểu chưa, bên kia vội đáp, dạ, xếp, cải trang thì không thành vấn đề. Nhưng xe nhà chúng ta có giá ít nhất là 40 vạn, khẳng định là đại tiểu thư sẽ hoài nghi, Vân Tử Hiên lạnh lùng để lại một câu. Các người tự nghĩ cách đi, làm không được thì tự biết hậu quá. Dương Tổng sợ hãi vội đáp, "Dạ, dạ, em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Cấp dưới đứng bên cạnh kinh ngạc há hốc miệng, "Dương Tổng đang gọi điện thoại cho ai vậy? Trước giờ mình có thấy ổng lộ ra cái biểu hiện cung kính như thế này bao giờ đâu?" Dương Tổng tay cầm điện thoại mặt đổ đầy mồ hôi, đầu dây bên kia tiếp tục vang lên giọng nói lạnh lùng ra lệnh, "Đi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến trong tối đa 2 tiếng nữa." Dương Tổng mặt mày nhăn nhó, "Cái gì?" Nhưng đầu bên kia đã lạnh lùng ngắt máy, nhìn điện thoại tắt ngúm trong tay. Dương Tổng cau mày nhìn trợ lý bên cạnh ra lệnh, lập tức triệu tập mọi người mở họp nội trong một phút nếu không ai tới thì toàn bộ cút hết cho tôi trợ lý sửng sốt vội đáp dạ xếp trong một cửa tiệm sang trọng vân vi noãn và vân tử hiên dắt theo hai đứa trẻ đến xem xe vân thi tình nhìn thấy nhiều xe như vậy thì kinh ngạc kêu oa một tiếng mẹ ơi có nhiều ô tô đẹp quá đi vân vi noãn nhìn vân tử hiên nhỏ giọng hỏi ba ba chắc là chúng ta sẽ mua xe ở chỗ này chứ con cảm thấy xe ở chỗ này chúng ta có vẻ như là sẽ mua không nổi vân tử hiên cười gượng đáp chính xác là mua ở đây đó nghe bạn ba nói cửa hàng này bán xe rất tốt mua xe ở đây mới có lời ông nghĩ thầm trong lòng cái thằng tiểu dương này đi đâu rồi không biết nữa đừng nói là còn chưa có chuẩn bị xong nha nếu thật sự như vậy để coi tôi xử lý cậu sao hà đúng lúc ông còn đang buồn bực thì dương tổng dẫn mấy nhân viên đi đến nhìn hai người niềm nở đón tiếp ngài đã đến rồi lão lão vân vân tử hiên tức giận khoanh hai tay trước ngực giáo huấn nói ai lão vậy tôi không già chút nào đâu nha con gái tôi muốn mua một chiếc xe hơi cậu hãy giới thiệu cho nó đi dương tổng cười gượng đáp không thành vấn đề không thành vấn đề rồi ông ta quay sang nhìn vân vi noãn mỉm cười giới thiệu xin chào tôi là giám đốc kinh doanh của cửa hàng này cô có thể gọi tôi là tiểu dương nhu cầu của cô là gì cô có thể nói cho tôi biết nhân viên đằng sau dương tổng nghe ông ta tự giới thiệu như vậy thì kinh ngạc há hốc miệng tiểu dương á giám đốc kinh doanh á dương tổng đây là đang làm cái gì vậy đường đường là tổng giám đốc khu nam hoa lại tự xưng là tiểu dương vân vi noãn không biết trong lòng mọi người đang gợn sóng cô nhìn dương tổng mỉm cười xin chào Tôi muốn mua một chiếc xe tầm giá khoảng 10 vạn, không biết cửa hàng mình có loại xe này không?" Dương tổng nhìn cô mỉm cười nói, "Đại, đại tiểu thư, xe ở chỗ chúng tôi có tầm giá từ 40 vạn trở lên, 10 vạn, xác thật là không có." Vân Vi Noãn nghe vậy thì có chút thất vọng nhìn sang Vân Tử Hiên, "Ba, ba xem, người ta nói không có kìa, chúng ta đến cửa hàng khác xem đi." Vân Tử Hiên cau mày nhìn Dương tổng, "Không có?" Dương tổng sợ hãi vội giải thích, "Tôi chưa nói xong." Ông ta lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt nói tiếp, "Tiểu thư, Mặc dù chúng tôi không có xe trị giá 10 vạn, nhưng gần đây chúng tôi đang chạy một chương trình rút thăm trúng thưởng. Giải nhất là tiền 30 vạn để mua xe. Vân Vi Noãn ngạc nhiên hỏi lại, 30 vạn tiền mua xe có nghĩa là gì? Dương Tổng chỉ chiếc xe sang trọng phía sau nhiệt tình giải thích. Nghĩa là nếu cô trúng giải nhất, thì chỉ cần đưa chúng tôi thêm 10 vạn là cô đã có thể sở hữu được chiếc xe 40 vạn của chúng tôi rồi. Vân Thi tình nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên. Wow, không tồi à nha. Cô bé phấn khích nhìn sang Vân Vi Noãn thúc giục. Mommy, chúng ta mau rút thăm chúng thưởng đi chúng ta nhất định có thể chúng đó. Vân Thi Lãng đứng bên cạnh thì cau mày suy nghĩ, 30 vạn. Đây có phải là hoạt động rút thăm trúng thưởng không vậy? Nó ngang ngửa như là sổ số luôn rồi. Vân Tử Hiên thì mỉm cười hài lòng, hóa ra Tiểu Dương đang có kế hoạch như vậy. Xem ra đầu óc cũng thông minh đấy, bằng cách này, con gái mình có thể lái một chiếc xe với cấu hình tốt hơn một cách danh chính ngôn thuận và cũng tiết kiệm được nhưng rắc rối để che giấu việc cải tiến nữa. Vân Vi Noãn nghi ngờ nhìn Dương tổng, cửa hàng chi mạnh dữ vậy sao? Ngài có ngưỡng rút thăm chúng thưởng phải không? có cần phải chi tiêu một số tiền nhất định trong cửa hàng trước khi đủ điều kiện rút thăm chúng thưởng không thương gia cũng không phải coi tiền như rác sao họ lại có thể làm một vụ mua bán thâm hụt tiền như vậy nhỉ dương tổng sững người hả cái này ông ta nhìn vân tử hiên cẩn thận hỏi có hay là không nhỉ vân tử hiên giật nảy mình có hay không cậu nhìn tôi làm gì cậu cứ buôn bán đi không cần phải nề mặt nể tình gì đâu muốn làm như thế nào thì làm tuyệt đối không được để cho con bé hoài nghi dương tổng nghe vậy thì cười gượng ờ tất nhiên là có chứ ông ta giơ hai ngón tay lên để tham gia rút thăm trúng thưởng chỉ cần chi 200 tệ để mua phiếu rút thăm trúng thưởng là được rồi vân vi noãn thở dài biết ngay là trong thiên hạ làm gì có bữa cơm miễn phí mà cô quay sang nhìn vân tử hiên nói nhỏ ba hay là chúng ta đi tới cửa hàng khác xem thử đi ba cái rút thăm trúng thưởng này toàn là lừa gạt dùng 200 tệ mua cái khác tốt hơn dương tổng giật mình cái gì đường đường là đại tiểu thư mà keo kiệt giữ vậy trời bỏ có 200 tệ mà cũng không muốn bỏ nữa vân tử hiên gọi hai đứa trẻ rồi quay người chuẩn bị rời đi tình nhi lãng nhi mau tới đây chúng ta đi thôi vân tử hiên nhíu mày không ổn rồi ông ta nheo mắt lại ra hiệu cho dương tổng không lo giữ con bé lại thì cậu biết hậu quả với tôi dương tổng khóc dòng trong lòng ông chủ nổi giận rồi phải làm sao bây giờ mình đã chuẩn bị tốt hết cả rồi ai mà biết đại tiểu thư lại keo kiệt giữ tiền không muốn chi đến vậy đâu oà wow oà wow. đi được mấy bước vân thi tình nhìn thấy một mô hình ô tô trong tủ kính thì rất thích cô bé đáng yêu quay sang nhìn vân vi noãn nói mommy Tình Nhi rất là thích mô hình chiếc ô tô nhỏ này, Vân Vi noãn cúi người xuống nhìn cô bé dịu dàng khuyên, mô hình này rất là đắt tiền, chúng ta mua không nổi đâu. Đi thôi, Vân Thi tình tiếc núi nói, nhưng mà, Dương Tổng thấy vậy thì nảy ra một ý nghĩ, a, à, có rồi, ông ta vội gọi Vân Vi noãn lại, tiểu thư, chúng tôi còn có một hoạt động đi kèm khác nữa. Chỉ cần mua phiếu rút thăm trúng thưởng, thì cô sẽ nhận được một mô hình xe mẫu mới nhất hiện nay, nhân viên cửa hàng kinh ngạc há hốc miệng lần hai. Cái gì, chúng ta còn có loại hoạt động này nữa sao, chi phí của các mô hình xe hơi của chúng ta cả hàng vạn lận đấy, nghĩ sao 200 tệ mà có thể mua được vậy? Giám đốc Dương hôm nay bị cái gì vậy? Nếu như bị lãnh đạo công ty tập đoàn biết, chỉ sợ là ông ấy sẽ bị cách chức mất thôi. Vân Vi Noãn kinh ngạc quay đầu lại hỏi lại Dương Tổng. Ý của chú là chỉ cần chi 200 tệ thì chẳng những mua được phiếu rút tham trúng thưởng mà còn được tặng mô hình ô tô nữa hả? Dương Tổng mỉm cười đáp, không sai. Can đoan không giả, không lừa giả dối trẻ. Vân Vi Noãn do dự, cái này, lúc cô còn đang phân vân thì Vân Thi tình túm chặt chân cô năn nỉ mẹ ơi vân tử hiên bên cạnh cũng vội khuyên nhủ noãn noãn nếu tình nhi muốn mô hình ô tô thì chúng ta đây cứ chi 200 tệ để tham gia hoạt động đi cho dù không trúng thưởng cũng coi như là mua cho tình nhi một món đồ chơi tiền này tiêu cũng không lỗ vân thi tình ôm chặt lấy chân cô mỉm cười ừm ừm vân vi noãn nghe vậy thì mỉm cười gật đầu vậy được thôi chúng ta thử xem vân thi tình vui vẻ nhảy cẫng lên tuyệt quá hả con cảm ơn mommy dương tổng thấy vân vi noãn rốt cuộc cũng đồng ý thì thờ phào nhẹ nhõm vù cuối cùng cũng đã giải quyết được, con gái của ông chủ cũng khó đối phó quá chứ nhỉ. Nó còn khó hơn mình đàm phán một thương vụ nhiều tỷ đồng nữa. Vân Thi Lãng đứng đằng sau cau mày quan sát nhất cử nhất động của Dương tổng, sao mình luôn cảm thấy cửa hàng này rất kỳ quặc, như thể đang gấp rút trao quyền lợi vậy. Khu vực bốc thăm trúng thưởng, trên tường treo ba tờ giấy đỏ, cảm ơn vì những lời phản hồi tuyệt vời, rút thăm trúng thưởng thắng siêu xe. Giá trị cao nhất là 30 vạn. Dương tổng mỉm cười dẫn mọi người đến khu vực bốc thăm, Vân tiểu thư, rút thăm trúng thưởng ở chỗ này, Nhìn cái thùng nhỏ mày đỏ Vân Vi Noãn nhíu mày, nhìn cái thùng rút thăm trúng thưởng này, sao lại giống như tạm thời vội vàng dựng lên vậy, quá đơn sơ đi. Dương tổng nhìn nét mặt Vân Vi Noãn liền biết cô đang nghĩ gì, mỉm cười giải thích, vì vấn đề kinh phí có vẻ hơi đơn giản, nhưng Vân tiểu thư có thể yên tâm rằng giải thưởng là hoàn toàn có thật, có thể chuẩn bị như thế này trong vòng 2 tiếng đồng hồ cũng không tệ đâu. Cô ơi, cô làm ơn rút lẹ dùng đi, Vân Vi Noãn cau mày nói, rút thăm trúng thưởng này không có gạt người đó chứ? Dương tổng nghe vậy thì tim giật thót vội quay đầy lại liếc nhìn cấp dưới bên cạnh ra hiệu đại tiểu thư cư nhiên lại hoài nghi nữa rồi cho diễn viên vào vị trí nhân viên đằng sau ra dấu ok cho dương tổng ok xếp mấy giây sau diễn viên quần chúng bắt đầu diễn trời ơi tôi chúng rồi tôi được giải ba này vân vi noãn nghe thấy tiếng động thì vội quay đầu lại xem hửm một người đàn ông giơ một tấm phiếu lên hưng phấn nói thế nhưng thật sự rút chúng này vậy mà tôi còn tưởng rằng bọn thương nhân lòng đen đang nghĩ cách lấy những đồng tiền vất vả của người dân chúng ta nữa đó chứ chi 200 tệ chẳng những được mô hình ô tô mà còn có thể trúng thưởng cửa hàng này cũng quá lương tâm đi chứ hả mọi người xung quanh hò hét tôi cũng muốn rút vân thi lãng nhau mắt nhìn sang sao cứ cảm thấy đám người này đang diễn kịch vậy ta dương tổng nhìn vân vi noãn nói vân tiểu thư cô thấy chưa đã có người rút chúng rồi kìa cô mau đi rút lệ đi bằng không coi chừng giải nhất bị người ta rút mất thì uổng lắm ông ta chắp tay cầu xin trong lòng đại tiểu thư cái cần diễn chúng tôi đã diễn hết rồi làm ơn đi rút lệ đi mà vân vi noãn nghe vậy thì đáp được cô chậm chậm giơ tay đến gần chiếc hộp rút thăm khả năng là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi lúc này vân thi tình hào hứng kéo kéo váy cô mommy để tình nhi rút đi tình nhi dễ thương như vậy chắc chắn ông trời sẽ chiếu cô cho tình nhi thôi vân vi nõn mỉm cười cúi người xuống bế cô bé lên vậy con gái tới rút giúp mẹ đi nào vân thi tình cười tít mắt đảm bảo mommy yên tâm hãy xem tình nhi rút được giải nhất nè dương tổng đứng bên cạnh vội thúc giục nào công chúa nhỏ hãy cho tay vào hộp và lấy một quả bóng nhỏ ra ngoài là được Vân Thi tình hào hứng thò tay vào thùng bốc thăm, gô hô, một lúc sau cô bé cầm một quả cầu màu vàng lên, con chọn cái này. Dương Tổng mỉm cười nhận lấy quả bóng màu vàng, được rồi, để bác xem vận may của tiểu công chúa như thế nào đây nha, ông ta mở quả cầu nhỏ ra cười đắc ý trong lòng. Hộp rút thăm chúng thưởng đã bị tôi động tay động chân rồi, các người có muốn không rút được giải nhất cũng không được, Hà hà. Dương Tổng giả bộ kinh ngạc hét lên, trời ơi, là giải nhất, thật không hổ là tiểu công chúa, vận khí tốt quá. Thoáng cái đã rút chúng giải nhất rồi, mọi người xung quanh kinh ngạc há hốc miệng cái gì có người rút chúng giải nhất rồi sao trời ơi được những 30 vạn để mua xe sao mà người này hên dữ vậy trời cô bé kia quả thật được thần âu bám vào người rồi vân vi nõn nhìn mọi người đang bàn tán về mình thì hơi kinh ngạc thật thật sự chúng giải nhất sao dương tổng mỉm cười khẳng định nói đó hoàn toàn là sự thật xin chúc mừng cô vân đã giành được chiếc vé 30 vạn để mua ô tô vân tử hiên mỉm cười vỗ vai dương tổng một cái lão dương ông làm việc không tồi đấy không có phụ do tình của chúng ta Dương tổng cười gượng, lão, lão vân, ngài vui là được rồi ạ. À. Ông ta cuối cùng cũng chút được gánh nặng trong lòng, cuối cùng cũng giải quyết xong. Vân thi tình vui vẻ nhảy từ trên tay Vân Vi noãn xuống, ha ha, tình nhi ta quả nhiên là thiên mệnh chi nữ mà. Cô bé chạy đến cạnh Vân thi lãng khoe, Vân thi lãng thấy chị tài chưa, chị chính là người lập công lớn trong gia đình chúng ta đó nha, còn không mau gọi bằng chị đi. Vân thì lãng hử lạnh một cái, mình lại cảm thấy nếu ai trong nhà mình mà rút thì cũng chúng được giải nhất thôi bạn. Dương tổng sừng sốt nhìn cậu bé. Tiểu thiếu gia này còn nhỏ tuổi vậy mà lại là nhạy bén giữ ta, không được, phải mau gất rút làm cho gạo nấu thành cơm mới được, chứ để càng lâu sẽ dễ sinh chuyện. Ông ta vội đi đến trước mặt Vân Vi noãn mỉm cười thúc giục. Vậy, cô Vân, xin mời hãy đi theo tôi tới đây, chúng ta sẽ đi chọn xe, thích chiếc nào thì lái thử chiếc đó một chút. Vân thì tình nghe vậy thì kéo tay Vân Thi lãng dơ lên. Mommy, con cùng lãng nhi cũng muốn ngồi xe mới nữa. Vân Thi lãng liếc nhìn cô bé, bạn muốn đi thì đi một mình đi, kéo theo mình làm gì? Vân Vi noãn mỉm cười rất tay hai đứa trẻ, vậy cùng đi nào. Các con chọn cho mẹ luôn nhé. Vân Thi tình cười tít mắt ngoãn ngoãn đáp, dạ, Vân Vi noãn mặt mày có chút mông lung. Vẫn là có chút khó tin cho lắm, không ngờ lại có thể rút chúng được giải nhất. Đằng sau thư ký nhìn Vân Tử Hiên mời, Vân tiên sinh. Ngài hãy đến khu nghỉ ngơi để nghỉ ngơi một chút và chờ bọn họ đi. Vân Tử Hiên gật đầu đáp, được, ông liếc nhìn Vân Vi noãn đằng xa. Noãn noãn, ba xin lỗi chỉ có thể thông qua cách này mà ba mới có thể cho con được thứ tốt nhất mà thôi chờ ba cùng mẹ con đem người năm đó đã hại con giải quyết toàn bộ cho xong nhất định sẽ cho con trở lại cuộc sống mà con nên sống tại nhà họ lệ bà lệ cầm hai tấm ảnh của vân thi tình và vân thì lãng trên tay cương nựng hai tục tưng của bà mau gọi bà nội đi nào bà nội đã nghe thấy rồi hai tục tưng của bà nội thật là ngoan bà nội cũng yêu các cháu lắm đúng lúc này lệ trung đình mở cửa đi vào nhìn bà lệ vui vẻ gọi lớn bà lão đại nhân bà lệ nhíu mày mất hứng kêu cái gì mà kêu làm gián đoạn việc tôi đang nựng nịu vui vẻ với hai đứa cháu của mình thật mất cả hứng Lệ Trung Đình đi đến đưa cho bà một tập tài liệu, chờ lát nữa đi rồi hãy nựng nịu sau. Bà xem tôi tra ra được cái gì nè, bà Lệ đưa tay nhận lấy tập tài liệu, để tôi coi thử ông tra ra được cái gì mà làm cho ông hân hoan phấn khởi đến như vậy. Nhìn tập tài liệu trong tay bà kinh ngạc há hốc miệng, đây là tư liệu của Vân Tử Hiên, Lệ Trung Đình chỉ tay vào mình đắc ý nói, đúng vậy, bà cũng không biết vì để tra được những tư liệu này. Mà lão chồng này của bà đã hao tổn biết bao nhiêu khí lực đâu, thật không dễ dàng gì, còn không mau hôn lão chồng này một cái để khen thưởng khích lệ tinh thần đi bà lệ nhíu mày đẩy mặt ông ta ra đừng làm phiền tôi coi tư liệu lệ trung đình ấm ức ây dô dô một tiếng ông ủy khuất khóc dòng trong lòng sao lại tàn nhẫn như vậy chứ làm trâu làm ngựa đến vậy rồi mà vẫn còn chưa chịu đút cỏ cho ăn nữa oà oà bà lệ ngồi xuống sofa nhìn tập tài liệu trong tay cảm xúc hỗn lộn vân tử hiên thật sự là đại thiếu gia vân gia mà lệ trung đình nghiêm túc gật đầu không sai chúng ta đoán đúng rồi hơn nữa như vậy thì sự việc cũng đã rõ ràng rồi bệnh viện làm phẫu thuật phá thai cho vân vi noãn chính là sản nghiệp trong tay vân tử hiên nên nếu ông ấy muốn mở cho Vân Vi Noãn một chứng cứ phá thai thật thì quả thực rất dễ dàng. Bà Lệ gật đầu nói, xem ra hồ sơ phá thai của Vân Vi Noãn đúng là giả mạo. Bà nhíu mày quay sang nhìn Lệ Trung Đình, nhưng mà còn chưa đúng lắm. Năm đó giả tường nói với tôi rằng, Vân Tử Hiên vì vẫn còn quá ưu tư chuyện của nhiêu nhiêu nên đã ở luôn bên nước ngoài mà. Lệ Trung Đình ngồi xuống cạnh bà nhíu mày đáp, nói không chừng bà đã bị bạn thân của bà lừa rồi. Ông bày ra bộ dạng đắc ý nói tiếp, bởi ta nói, chồng nói thì không tin đâu. Dù sao thì tư liệu này của tôi cũng không thể nào là có vấn đề được. Bà Lệ không tin nói. Ủa, tức cười. Chứ mắc cái gì mà cô ấy lại lừa tôi chuyện này làm gì? Lệ Trung Đình nhìn bà nghiêm túc nói. Thì bởi vì Vân Vi Noãn, lão bà đại nhân ơi. Vân Vi Noãn năm nay 23 tuổi, 13 năm trước chính là 10 tuổi, bà còn không rõ sao. Bà Lệ sửng sốt, ý ông nói. Vân Vi Noãn là nhiêu nhiêu, Lệ Trung Đình nhắm mắt lại gật đầu. Chứ gì nữa, sở dĩ giả tưởng lừa bà nói là Vân Tử Hiên đã mai danh ẩn tích, có lẽ cũng đều là vì muốn bảo vệ con gái mà thôi. Chúng ta đều biết, vụ tai nạn xe năm đó không phải là ngoài ý muốn, mà có người muốn hại bọn họ, bà Lệ không dám tin lấy tay che miệng lại. Không nghĩ tới Nhiêu Nhiêu vẫn chưa chết, giả tường và Vân Tử Hiên vì muốn bảo vệ con gái mà phải chấp nhận sống tách biệt nhau suốt mấy năm như thế, Lệ Trung Đình vỗ vai an ủi bà. Làm cha làm mẹ hy sinh vì con cái thì có là cái gì đâu, chẳng phải bà cũng vì thẳng tiểu tử thúi nhà mình mà âm thầm dầu thúi ruột đó sao, nói đến đây bà Lệ liền tức giận. Sao thực thằng chó con đó đã làm cho tôi phải mệt lòng với nó ngay cả con dâu mà cũng không đưa về được cho tôi nữa bà đứng bật dậy ông già chúng ta đi gặp vân tử hiên đi lệ trung đình ngạc nhiên hả một tiếng sao tự nhiên quyết định đi gặp vân tử hiên đột ngột vậy bà lệ nhìn lệ trung đình nói nếu chúng ta đã rõ ràng thân phận thật sự của vân tử hiên vậy thì tại sao lại không đi tìm ông ấy hỏi rõ ràng sự tình một chút ngay cả khi để bảo vệ nhiêu nhiêu chúng ta cũng có thể hỗ trợ ra mặt một phần mà quan trọng nhất là vân vi noãn chính là nhiêu nhiêu chúng ta phải đặt gạch với vân tử hiên trước tuyệt đối không thể để nhiêu nhiêu bị thằng khác hốt được lệ trung đình giật giật khóe miệng ủa vậy vợ ơi nói vậy thật ra những lời này mới là mục đích cuối cùng của bà phải không bà kệ nhíu mày liếc nhìn ông ta thì sao như thế nào ông không đồng ý lệ trung đình vội giơ tay đầu hàng không 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 tôi làm sao dám không đồng ý đâu tôi nghĩ rằng lão bà đại nhân của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho nguy hiểm trong những thời điểm an toàn thật là sáng suốt mà bà lệ nhíu mày ra lệnh cho ông ta bớt vỗ mông ngựa lại đi Mau nhanh chóng đi điều tra Vân Tử Hiên ở đâu, chúng ta sẽ đi qua đó ngay bây giờ." Lệ Trung Đình vội đáp, "Dạ vợ." Trong cửa hàng xe cao cấp, thư ký nhìn ông lịch sự hỏi, "Vân tiên sinh, ngài xem còn có yêu cầu gì nữa không?" Vân Tử Hiên ngồi xuống sofa đáp, "Không cần, cảm ơn, cô đi làm việc đi." Thư ký vội lui ra, "Vâng. Vậy khi nào ngài có yêu cầu gì cứ gọi tôi ạ." À? Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo lên. Vân Tử Hiên cầm máy lên lạnh lùng phun ra một chữ, nói, "Đầu dây bên kia vội bẩm báo, ông chủ có người đang điều tra tin tức của ngài và đại tiểu thư hơn nữa đã thành công rồi vân tử hiên cau mày lại biết đối phương là ai không đầu bên kia vội đáp là lệ gia mặt vân tử hiên tối sầm lại tôi biết rồi cút điện thoại mày vân tử hiên vẫn nhíu chặt trung quy vẫn là bị lão hồ ly phát hiện ra rồi ở bên khác dương tổng nhiệt tình giới thiệu một con xe cho vân vi noãn cô vân chiếc xe này là mẫu mới nhất của chúng tôi trong năm nay giá 40 vạn tất cả các cấu hình lái xe tự động được trang bị đầy đủ để đảm bảo an toàn đi lại của cả gia đình cô vân thi tình đứng bên cạnh mỉm cười dơ mô hình ô tô lên cho vân thi lãng xem vân thi lãng mau nhìn nè chị có mô hình ô tô này em gọi chị một tiếng chị đi rồi chị sẽ cho em sờ cái mô hình này một chút vân thi lãng nhìn sang lạnh lùng lên tiếng mình chuẩn bị được sờ vào chiếc ô tô lớn luôn rồi bạn ai mà thèm sờ vào ba cái đồ chơi bé tẹo này làm gì vân thì tình kéo lấy tay cậu bé ép buộc em nhất định phải sờ sờ đi rồi gọi chị bằng chị vân thi lãng giật bắn người này làm gì có chuyện ép người như vậy chứ hả dương tổng nhìn vân vi noãn nói tình hình cơ bản của chiếc xe này nó là như vậy đó, cô Vân thấy thế nào? Vân Vi noãn nhíu mày nói, cảm giác với 40 vạn, xem ra chiếc xe này quá tốt hơn những chiếc xe khác nhiều rồi, Dương Tổng cười gượng. Bởi vì đó là mẫu mới nhất mà, sao mà không tốt cho được, chiếc xe này đã được cố ý cải tiến lại và phối trí cả trăm vạn lận mà. Ông ta mở cửa xe ra nhìn Vân Vi noãn nói, nếu không chúng ta sẽ lái thử một chút đi, Vân Vi noãn gật đầu đáp, được, vậy thử xem đi, ở trong phòng nghỉ. Vân Tử Hiên nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, Lệ gia cùng Vân gia năm đó là bạn tốt của nhau, nếu bị bọn họ tra ra được thân phận của mình cùng loãn loãn, cũng sẽ không có nguy cơ bị bại lộ. Bọn họ chắc chắn sẽ giữ bí mật. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, "Lão Vân." Vân Tử Hiên nhìn sang, "Ừm." Lệ Trung Đình và bà Lệ mỉm cười đi đến, "Lão Vân, thế nhưng đúng là ông rồi, thật trùng hợp. Không nghĩ tới ông lại cũng tới đây mua xe nữa hả?" Vân Tử Hiên kinh ngạc nhìn hai người, "Trời, tìm tới tận nơi luôn." Tốc độ nhanh giữ bay, ông khoanh tay trước ngực nhìn hai người nói thẳng, "Được rồi, đừng có giả vờ nữa." Không phải là các người cố ý tới tìm tôi sao? Lệ Trung Đình sửng sốt, ông biết bọn tôi sẽ đến sao? Vân Tử Hiên bình tĩnh nói, ở Thẩm Châu này, người có thực lực điều tra ra thân phận của Noãn Noãn và tôi, ngoại trừ Lệ ra các người thì còn có thể có ai nữa đây? Ngồi xuống nói chuyện đi. Hai người ngồi xuống, Lệ Trung Đình nhìn Vân Tử Hiên cười gượng giải thích, thật ra, bọn tôi cũng không phải là cố ý muốn điều tra ông đâu. Là lúc trước Tiểu Chiêu có nhìn thấy một bé trai bên cạnh Noãn Noãn, cảm thấy thằng bé và Khiếu Hàn còn bé rất giống nhau, cho nên mới bảo tôi đi điều tra vốn chỉ là muốn xác nhận đứa nhỏ có phải là con của khiếu hàn hay không không nghĩ tới điều tra lần này thế nhưng lại tra ra được rất nhiều chuyện ngoài ý muốn bà lệ nhìn vân tử hiên hỏi vân hiên rốt cuộc sao lại thế này tại sao giả tường lại gạt tôi nói nhiêu nhiêu đã chết còn nói ông vẫn luôn ở nước ngoài nữa kết quả là ông vẫn đang ở thẩm châu lại còn sửa tên là vân tử hiên vân tử hiên nắm chặt cốc nước trên mặt bàn nhàn nhạt, nhạt nói hãy cứ gọi tôi là vân tử hiên đi hiện tại cái tên vân hiên này không tiện được nhiều người biết nếu hai người đã tìm được tôi rồi Nói vậy chắc cũng điều tra được nhiều lắm rồi phải không? Vậy tôi liền nói ngắn gọn. Vụ tai nạn xe năm đó, quả thật nhiều nhiều đã ngưng thở tại chỗ, nhưng mà tôi cùng tiểu tường không muốn cứ như vậy mà từ bỏ, cho nên sau khi bệnh viện tuyên bố bất lực, chúng tôi lại âm thầm tìm một người bạn bác sĩ của mình, thật vất vả lắm mới kéo được nhiều nhiều từ cửa chết trở về, nhưng các người cũng biết, tai nạn xe cộ kia không phải là ngoài ý muốn gì, mà là có người muốn đưa cả nhà chúng tôi vào chỗ chết, mặc dù nhiều nhiều đã được cứu trở về, nhưng tình trạng sức khỏe không tốt cho nên tôi và tiểu tường vẫn quyết định tuyên bố với bên ngoài là nhiêu nhiêu đã chết sau khi hai chúng tôi ly hôn tôi đã âm thầm mang nhiêu nhiêu rời đi mai danh ẩn tích nuôi con bé lớn lên tiểu tường thì ở lại lan thành để điều tra rõ ràng kẻ đứng sau chuyện này lệ trung đình rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện hóa ra là như vậy sao ông cùng giả tường vì noãn noãn thật là không dễ dàng mà bà lệ cũng vội nói vân hiên hai người vì bảo vệ con trẻ mà làm như vậy chúng tôi có thể hiểu được nhưng chẳng lẽ ông tính giấu dếm mãi chuyện này sao nếu chúng tôi có thể điều tra được không chừng người yếu hại gia đình ông lúc trước có thể tra ra được. Bây giờ hai người có thể chỉ bảo vệ nhất thời thôi, nhưng liệu có thể bảo vệ cả đời được không? Vân Tử Hiên nhíu mày đáp, đương nhiên không. Chờ đến khi tiểu tường ở bên kia lan thành điều tra ra được hung thủ, lúc đó tôi sẽ nói toàn bộ sự việc cho noãn noãn. Bà Lệ nhíu mày hỏi, nay phải chờ tới khi nào? Các người đã chờ 13 năm rồi, nếu lỡ như không tìm ra hung thủ, vậy chẳng lẽ phải chờ thêm một cái 13 năm nữa sao? Vân Tử Hiên nhíu mày nhìn bà Lệ hỏi, vậy ý bà là như thế nào? Bà Lệ khẽ ho một tiếng rồi nói, Ý tôi là, thế lực vân gia của các người căn bản là đều ở Lan Thành. Nhưng lỡ như cha ra được hung thủ lại ở Thẩm Châu, chỉ sợ các người không thể ứng phó được, mà địa vị ở lệ gia chúng tôi ở Thẩm Châu ông cũng biết. Bất kể là bảo vệ noãn noãn hay là bắt được kẻ đứng sau kia, thì cũng đều là thuận tiện hơn rất nhiều, Vân Tử Hiên cầm cốc nước lên chuẩn bị uống. Bà Lệ vẫn tiếp tục nói, cho nên, vì bảo vệ noãn noãn, chi bằng cho con bé kết hôn với lệ khiếu hàn đi. Vân Tử Hiên kinh ngạc phun luôn ngụm nước vừa uống vào thẳng mặt lệ trung đình. Vân Tử Hiên lau miêng nhìn bà Lệ không dám tin, cái gì? Kết, kết hôn, Lệ Trung Đình lau nước trên mắt tức giận nhìn Vân Tử Hiên, "Lão Vân, tôi cảm thấy ông là đang cố ý đó." Vân Tử Hiên đặt cốc nước xuống bàn cười lạnh, "Tôi cũng rất là muốn cố ý phun ông đó, nhưng vừa rồi xác thật là tôi không nghĩ tới hai ông bà lại nói như vậy." Ta nói, Hèn chi hai ông bà gấp gáp đến tìm tôi như vậy, hóa ra là vì chuyện này." Bà Lệ mỉm cười nói, "Vân Hiên, tôi là đang nghiêm túc đấy, Noãn Noãn cùng Khiếu Hàn từ nhỏ đã chơi chung, hiện tại là còn có con nữa, nên để Noãn Noãn gả cho Khiếu Hàn là chuyện đương nhiên thôi mà." vân tử hiên lạnh lùng hỏi lại chuyện đương nhiên nếu các người đã cha ra noãn noãn vậy hẳn cũng biết vì sao noãn noãn ba năm trước lại xuất ngoại phải không bà lệ cứng họng ấp úng giải thích cái này vân hiên tôi biết tiểu tử khiếu hàn ba năm trước đã làm tổn thương đến noãn noãn nhưng tôi tin tưởng thằng bé không phải cố ý tôi cũng tin tưởng giữa hai đứa nó vẫn có tình cảm với nhau cho nên hãy cho khiếu hàn một cơ hội đi lệ trung đình cũng vội lên tiếng lão vân ông yên tâm đi thằng nhóc thúi kia nếu dám đối với noãn noãn không tốt tôi sẽ đại nghĩa diệt thân vân tử hiên thở dài nói nói gì thì các người cũng đã quan sát noãn noãn lớn lên từ nhỏ nên tôi hiểu tâm ý của hai người chỉ là noãn noãn tổn thương không hề nhẹ nếu không sẽ không một mình mà nuôi nấng hai đứa nhỏ cho nên chuyện này đúng lúc này vân vi noãn bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người ủa gì bà lệ ngẩng đầu lại ừm vân vi noãn kinh ngạc mỉm cười trời ơi gì đúng thật là gì rồi mà sao gì lại ở chỗ này bà lệ mỉm cười đi đến trước mặt cô nói ây ra noãn noãn con cũng đã đến rồi đó hả vân vi noãn ngạc nhiên hỏi bà sao dì lại biết tên của con con nhớ hình như lúc ở sân bay con đâu có nói tên cho dì biết đâu ta bà vân ấp úng ờ thì chết rồi tài lanh tài lẹt lỡ miệng rồi cũng may vân tử hiên đi đến yểm trợ cho bà là ba đã nói cho dì biết đấy rồi ông mỉm cười hỏi vân vi noãn 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 con đã lái thử xong chưa vân vi noãn mỉm cười đáp dạ xong rồi ba lát nữa chúng ta có thể đem xe về nhà được rồi ba mà sao ba với dì lại quen biết nhau vậy vân tử hiên cười gượng gãi gãi mặt ba Ba và dì Lưu và chú Lệ là bạn cũ của nhau. Tình cờ gặp nhau ở đây nên nói vài câu á mà, Vân Vi noãn nhíu mày, bạn cũ? Sao trước đây con chưa từng nghe ba nói qua. Vân Tử Hiên chảy mồ hôi lạnh đầy mặt, cái này, bà Lệ vội giải thích thay cho Vân Tử Hiên, ba con chưa từng nhắc tới cũng bình thường thôi, dù sao chúng ta cũng đã mất liên lạc nhiều năm rồi. Nếu không phải lần này gặp gỡ ngoài ý muốn này, còn không biết đời này có thể gặp lại hay không nữa đó, đúng không Tử Hiên? Vân Tử Hiên gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Ông nhìn Vân Vi noãn tò mò hỏi, nhưng mà thật đúng là ba không nghĩ tới con với dì lư lại cũng quen biết nhau sao vân vi noãn mỉm cười kể lại khi cả nhà mình chuẩn bị trở về từ anh quốc con đã gặp dì lư ở cửa hàng miễn thuế bà lệ mỉm cười nắm lấy tay vân vi noãn nói đó đâu chỉ là gặp mặt đó còn là các con đã giúp dì một phen nữa đó chứ nếu không phải nhờ con thì dì đã bị người ta ức hiếp ở anh quốc rồi lệ trung đình đi đến mỉm cười đặt tay lên vai bà lệ hóa ra chính là con đã giúp lão bà đại nhân của chú ở sân bay sao lão già này thật là cảm ơn con nhiều lắm nha vân vi noãn mỉm cười đáp chú đừng khách sao chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức đâu ạ à. cô nhìn hai đứa trẻ nói tình nhi lãng nhi mau lại chào ông chào bà đi nào vân thi tình mỉm cười chào hai người con chào bà con chào ông ạ à. con là vân thi tình ông và bà có thể gọi con là tình nhi ạ à. vân thi lãng mỉm cười thân sĩ lên tiếng chào ông chào bà con là vân thi lãng bà vân cười vui vẻ xoa đầu hai đứa trẻ ây ra tình nhi lãng nhi bà chào các con nhà bà thiệt là thích các con quá đi lệ trung đình nhìn hai đứa trẻ dịu dàng nói lần trước trở về bà vợ của ông cứ nhắc mãi tới hai đứa trẻ đáng yêu làm sao hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên đáng yêu giống như thiên thần vậy vân tử hiên ho khan hai tiếng nhắc nhở hai người tiểu chiêu lão lệ nghe đồn hai người còn có việc bận lắm phải không không thể để cho hai tên này ở chỗ này mãi được nói nhiều tất mất lỡ như nói lỡ miệng sẽ phiền toái lắm bà lệ xoa đầu vân thi lãng nghe thấy vân tử hiên nói vậy thì quay đầu lại nói chúng tôi có bận gì đâu mà cho dù có bận cũng không đi vất vả lắm mới gặp lại bọn trẻ ít nhất cũng phải ở lại tán gẫu một chút chứ lão già này thế nhưng muốn đuổi bọn tôi đi sao con dâu còn chưa có bắt lấy được sao cứ như vậy mà đi dễ ăn của ngoại quá lệ trung đình vỗ vai vân tử hiên một cái cũng nói hùa theo phải đó hôm nay chúng ta gặp lại nhau chúng ta phải trò chuyện cho nó đã chứ lát nữa chúng ta đi ăn với nhau bữa cơm nha lão vân à đừng phí sức đuổi người như vậy con gái rượu của ông nhất định phải gả vào lệ gia của tôi vân tử hiên nhíu máy hai tên già này thiệt là Vân Vi Noãn không biết sóng ngầm giữa ba người liền mỉm cười mời cơm vợ chồng Lệ Trung Đình, "Dì Lư, chú Lệ, nếu hai người không chê, con mời chú và dì lát đến nhà con làm khách được không?" Vân Tử Hiên nhìn Vân Vi Noãn khẽ gọi, "Noãn Noãn." Bà Lệ đứng bật dậy hưng phấn nhìn Vân Vi Noãn, "Không chê, không chê, như thế nào lại chê được chứ? Dì và chú Lệ của con quả thực cầu mà không được đó." Lệ Trung Đình cũng vội đi đến trước mặt Vân Vi Noãn kích động nói, "Đúng vậy, tâm trạng của chú và dì là cực kỳ cấp bách luôn đó." Ông ta đắc ý nhìn Vân Tử Hiên, "Lão Vân, ông nhìn thấy chưa con gái ông đồng ý rồi đấy vân tử hiên nhìn thấy dáng vẻ đắc ý đó của lệ trung đình thì tức đến nghiến răng cành kẹt thiệt là tức chết ta mà khi mà hai cái tên già này lại thuận lợi cột bò lên trên như vậy vân vi noãn mỉm cười nói quyết định vậy đi chờ đem xe ra chúng ta sẽ cùng đi về nhà đúng lúc này điện thoại trong tay vân vi noãn kêu lên là thẩm bình xuyên gọi đến vân vi noãn nhíu mày bình xuyên vân tử hiên đi đến cạnh cô hỏi ai vậy là bình xuyên sao vân vi noãn tắt máy nhìn ông đáp Vân Tử Hiên tức giận mắng một câu, tiểu tử này cư nhiên còn dám gọi điện thoại lại đây sao? Nếu nó mà còn gọi lại hãy để cho ba nghe máy, ba không chửi nó một trận mát trời ông điện nữa mới là lạ đó. Bà Lệ nhìn Vân Tử Hiên tò mò hỏi, Lão Vân, Bình Xuyên này là ai vậy? Vân Tử Hiên đáp, nó, đột nhiên ông lại nảy ra một ý nghĩ xấu xa, lúc nãy mấy người chọc tức tôi phải không, xem tôi phản kích trở lại như thế nào đây nha. Nghĩ đến đây ông liền mỉm cười giới thiệu, à, Bình Xuyên là một cậu thanh niên cũng không tồi lắm, ba năm nay nó vẫn luôn miệt mài theo đuổi nõn noãn, noãn ý mà vân vi noãn kinh ngạc quay đầu nhìn vân tử hiên ba nói cái này làm gì vậy vợ chồng lệ trung đình kinh ngạc nhíu mày cái gì thiệt hay giả vậy vân thi tình mỉm cười lên tiếng bà ơi là thật đó chú thẩm vẫn luôn mong muốn bỏ lên giường của mẹ con a à. vân vi noãn xấu hổ vội che miệng cô bé lại tình nhi con nói bậy cái gì vậy bà lệ suy sụp ôm đầu gào thét trong lòng trẻ con nói chuyện không biết kiên kỵ xem ra là sự thật rồi không nghĩ tới lại xuất hiện một tên tình địch của con trai mình đại sự không ổn rồi đây vân tử hiên đắc ý gửi lạnh một tiếng trợn tròn mắt chưa hử để coi kỳ này các người tính làm sao hả bà lệ nhíu mày lên tiếng a à, đúng rồi bà quay sang nhìn lệ trung đình nói này ông già có phải là ông đang có việc gấp phải làm đúng không lệ trung đình ngơ ngác hả việc gấp của chúng ta không phải là bà lệ tức giận véo mạnh vào tay lệ trung đình một cái thế nào nhớ ra việc gấp chưa lệ trung đình đau đến run người bà lệ cười gượng nhìn vân vi noãn noãn, noãn. thật là ngại quá xem ra lần sau chúng ta mới có thể đến nhà con làm khách rồi lệ trung đình đứng bên cạnh cười gượng xoa xoa cánh tay đau vân vi noãn mỉm cười nhìn hai người dạ không sao đâu ạ à. dì và chú có việc gấp thì nên về trước giải quyết đi ạ à. để trễ việc chính sẽ không tốt đâu vậy lần sau chúng ta sẽ gặp lại nha dì bà lệ quay người rời đi giơ tay tạm biệt ok cứ quyết định vậy đi bà kéo tay lệ trung đình vội đi đi mau lệ trung đình bất lực nói ây ra ây ra từ từ thôi nào vân vi noãn nhíu mày nhìn vân tử hiên hỏi ba sao con cảm thấy dì và chú có gì đó hơi kỳ quái Vân Tử Hiên bình tĩnh nói, từ đó giờ bọn họ là vậy, làm việc gì cũng hấp tấp vội vàng, con đừng để ý làm gì, hừ, lão lệ, mấy người muốn bắt cóc con gái của tôi hả? Không dễ dàng như vậy đâu, ông vỗ vai Vân Vi Noãn mỉm cười nói, thôi được rồi, chúng ta đi coi xe đã chuẩn bị đến đâu rồi, Vân Vi Noãn đáp, ạ. À. Lệ Trung Đình đi theo bà Lệ ra ngoài khó hiểu hỏi, vợ à, không phải nói là sẽ đi tạo mối quan hệ với con dâu sao? Sao tự nhiên đột ngột vội vã rời đi vậy? Bà Lệ nhíu mày nói, vừa rồi ông không nghe nói ao, có người theo đuổi noãn noãn con trai chúng ta có đối thủ rồi mặc dù bây giờ nhìn thoáng qua biết noãn noãn không thích tiểu tử kia nhưng lỡ may noãn noãn thay đổi tâm ý thì chẳng phải con dâu đã tới tay mà còn bị bay mất rồi sao lệ trung đình sừng sốt nếu như vậy thì chúng ta đây lại càng không thể đi chứ vừa rồi hẳn là phải nhân cơ hội này cùng con dâu bồi dưỡng tình cảm mới đúng chứ bà lệ tức giận búng vào chán lệ trung đình một cái ông và thằng con ông đầu óc vón cục như nhau hà bồi dưỡng cái rắm chúng ta cùng con dâu bồi dưỡng mà có kết quả thì tôi chết liền bây giờ phải lập tức đi tìm con trai ông kêu nó nhanh chóng phát động cuộc tổng tiến công đối với noãn noãn nếu không thành công thì pháo đài thành lũy sẽ bị người ta chiếm đóng mất thôi lệ trung đình lúc này cũng hiểu ra hóa ra là như này sao trời ơi tôi cứ tưởng mình đang học môn lịch sử chứ đi 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 chúng ta chạy nhanh đến công ty tìm con trai đi bà lệ bất lực vỗ chán thở dài hai thật là không một người đàn ông nào trong cái nhà này mà đáng tin cậy cả chuyện gì cũng phải tới tay mình thiệt dầu thúi ruột đêm khuya tại công ty Lệ Khiếu Hàn đứng cạnh cửa kính nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, trời sắp mưa rồi, kể từ khi gặp lại cô ấy ở sân bay ngày hôm qua. Trái tim tôi giống như tràn ngập bầu trời đầy mây này, không phải nói là thời gian sẽ xóa bỏ tất cả mọi thứ sao, tại sao đã năm trôi qua. Nhưng trái tim tôi vẫn bị đau đớn bởi đôi mắt và lời nói của cô ấy như đối xử với người xa lạ, mưa nhanh lên đi, mưa càng to càng tốt. Tốt nhất là cơn mưa này có thể xóa hết mây đen trong lòng luôn đi, và cả cô ấy nữa, hãy cuốn trôi tất cả đi, đúng lúc này cửa phòng làm việc được mở ra lệ trung đình và bà lệ xong vào kích động nhìn lệ khiếu hàn con trai lệ khiếu hàn kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa hửng ừ. ba mẹ hai người đến đây chi vậy bà lệ ngồi xuống ghế tức giận nhìn anh hỏi lại mẹ không tới đây thì còn tới đâu lệ trung đình thâm dương ngón cái lên với vợ mình không hổ là lão bà đại nhân kỹ thuật diễn ta nói xuất sắc xuất sắc lệ khiếu hàn kinh ngạc nhìn bà lệ hả bình thường mẹ đi nhiều nơi lắm mà thí dụ như cùng với nhóm bạn thân của mẹ đi nhảy ở câu lạc bộ rồi đi mua sắm ở trung tâm thương mại rồi là đi du lịch nước ngoài bà lệ tức giận ngắt lời anh đi cái gì mà đi đi để ngay các bà ấy khoe có con dâu trong khi mẹ đây chờ mãi chả có lệ khiếu hàn bất lực nói mẹ mẹ thúc giục con tìm đối tượng thì cứ nói thẳng cần gì phải đi vòng vo như vậy mẹ yên tâm con sẽ bà lệ giận dữ vỗ mạnh tay xuống bàn mẹ yên tâm sao mà mẹ có thể yên tâm đây mỗi lần hối thúc con thì con đều nói cho có lệ với mẹ nếu như không nói con bận lắm thì cũng nói là con sẽ cố gắng hừ con muốn làm cho có lệ như vậy đến bao giờ nữa đây liệu mẹ có thể thực sự yên tâm thanh thản trước khi xuống lỗ hay không lệ khiếu hàn rũ mắt xuống mẹ nói cái gì mà nghe gây vậy cái này còn không phải là do con không gặp được người thích hợp hay sao bà lệ nhíu mày hỏi như thế nào mà không gặp được chẳng phải ba năm trước con đã gặp rồi hay sao lệ khiếu hàn nhíu mày lại mẹ sao đột nhiên mẹ nhắc đến chuyện ba năm trước chi vậy bà lệ đặt tay lên vai lệ khiếu hàn khuyên nhủ con trai con là do mẹ sinh ra nên trong lòng con nghĩ gì mẹ cũng đều đoán được vài phần trong ba năm qua bề ngoài con có vẻ ổn và làm việc chăm chỉ hơn trước nhưng lý do khiến con dùng công việc để làm tê liệt bản thân vì trong lòng con vẫn chưa buông bỏ được người con gái đó đúng không lệ khiếu hàn lảng tránh ánh mắt của bà lệ ngập ngừng trả lời con con làm việc chăm chỉ bởi vì công việc quá bận rộn chứ không liên quan gì đến những thứ khác bà lệ chỉ vào mặt lệ khiếu hàn nhíu mày nói ánh mắt trốn tránh từ chối trả lời trực diện câu hỏi vậy là mẹ đoán đúng con chính là không buông bỏ được đúng không lệ khiếu hàn quay lưng lại với bà lệ anh cầm tập tài liệu trên bàn lên nói con phải làm việc nữa bà lệ sửng sốt làm việc cái gì mà làm việc một ngày không làm việc lệ ra cũng không chết nhưng phụ nữ một ngày không theo đuổi rất có thể sẽ bị người khác cướp mất bà giật lấy tập tài liệu trong tay lệ khiếu hàn con trai à nếu trong lòng con còn có người con gái ấy thì hãy mau nhanh chân mà đuổi theo đi đã ba năm rồi đây cô ấy sẽ bị kẻ khác giật mất lệ khiếu hàn ngồi xuống ghế làm việc nhíu mày lạnh nhạt nói cô ấy có như thế nào cũng không còn liên quan đến con nữa rồi hiện tại hai chúng con đã giống như người xa lạ bà lệ cố gắng khuyên nhủ sao con biết hai đứa con đã trở nên là người xa lạ nói không chừng trong đêm tân hôn tình cảm hai đứa sẽ càng thêm mặn nồng hơn lệ khiếu hàn nhớ lại ánh mắt và câu nói lạnh lùng của vân vi nhoãn ở sân bay mong anh đừng quấy rầy tôi nữa bằng không tôi sẽ báo cảnh sát con đã gặp cô ấy ở sân bay đôi mắt của cô ấy nhìn con giống như một người xa lạ bà lệ kinh ngạc à? cái gì con có nhìn thấy cô ấy ở sân bay sao chứ sao con nói với mẹ là con không có gặp người quen nào cả lệ khiếu hàn mệt mỏi nhắm mắt lại cô ấy không được tính là người quen của con bà lệ tức giận vỗ mạnh vào đầu lệ khiếu hàn một cái cái thằng tiểu tử thúi này thật là muốn mẹ tức chết mà mẹ cực khổ an bài cho tụi con được gặp nhau theo cách ngẫu nhiên chưa kể còn chuẩn bị hoa tươi cho con nữa vậy mà con lại đi làm hỏng nó rốt cuộc thì con có muốn để cho mẹ có con dâu không hả lệ khiếu hàn giơ tay lên nhìn bà lệ khoan mẹ chờ một chút nào lúc trước mẹ bảo con đi đón mẹ còn cầm hoa theo chính là muốn để con ngẫu nhiên gặp cô ấy sao bà lệ tức giận nói chứ còn gì nữa con nghĩ đi mẹ bao nhiêu tuổi rồi con cần hoa với trả quà cho tốn kém. Mấy cái đó là mẹ muốn con dùng cho con dâu của mẹ. Lệ khiếu hàn cau mày nhìn bà lệ hỏi, mẹ, nhưng sao mẹ biết người con gái ba năm trước lại chính là cô ấy? Mẹ điều tra con sao? Bà lệ tức giận đến thở hổn hển. Ai rảnh mà đi điều tra con? Nếu không phải vì con dâu của mẹ và hai đứa cháu đáng yêu kia thì. Lệ trung đình bất lực nhìn bà xã của mình. Ôi rồi ôi, lộ bà nó rồi. Ông vội đi lên vỗ vai bà lệ mỉm cười nói, vợ yêu ơi, đừng tức giận nữa nha, đừng có nói chuyện mấy đứa nhóc nữa lệ khiếu hàn nhau mắt nhìn hai người nếu không phải cái gì bà lệ ấp úng nói nếu nếu không phải vì muốn con tìm một người con dâu để sinh cho gia đình chúng ta hai đứa bé đáng yêu để nối dõi tông đường thì mẹ thành quản đến con à lệ khiếu hàn bất lực đứng dậy nhìn bà lệ xin lỗi mẹ con biết sai rồi mẹ đừng nóng giận nữa bà lệ thấy vậy liền thúc giục nếu biết sai rồi thì mau chạy đi theo đuổi cô gái ấy đi lệ khiếu hàn cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng xuống hai mắt nhắm lại mẹ con cùng cô ấy thật sự không có khả năng bên cạnh cô ấy đã có người khác không còn vị trí nào dành cho con nữa rồi bà lệ tức giận chỉ tay vào mặt lệ khiếu hàn cả người run lên con con lệ trung đình đứng bên cạnh vội lên tiếng khuyên ngăn lão bà đại nhân đừng tức giận đừng tức giận tức điên sẽ là cho thân thể không được tốt đâu bà lệ nhìn lệ khiếu hàn mắng thẳng mặt con trai mẹ nói cho con biết sớm muộn gì con cũng sẽ hối hận nói xong bà giận đùng đùng đi ra ngoài đi thôi ông già lệ trung đình vội đuổi theo lão bà đại nhân chờ tôi với ông thở dài liếc nhìn lệ khiếu hàn con trai khả năng là con sẽ hối hận tiếng đóng cửa dầm lại lệ khiếu hàn đứng trong văn phòng lẩm bẩm hối hận sao thật ra ba năm trước khi tôi hỏi câu đó ở sân bay tôi đã hối hận rồi tiếng sấm chớp ầm ầm bên ngoài mưa lớn như chút nước chiếc xe lao trên đường phố oa mưa lớn quá đi vân thi tỉnh hai mắt sáng bừng cả mặt dí sát vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài đây là trận mưa lớn đầu tiên sau khi con về nước thật là đặc biệt mà vân thi lãng liếc mắt nhìn sang lạnh nhạt nói có cái gì đâu mà đặc biệt chỉ là mưa lớn thôi mà vân thi tình liếc nhìn cậu bé một cái vân thi lãng sao em một chút cũng không hiểu được cảm giác hình thức mà bọn con gái tụi chị cần nhỉ chị thật sự cảm thấy lo lắng không biết sau này em có cưới được vợ hay không nữa vân thi lãng ngồi vắt chân lên hai tay khoanh trước ngực bình tĩnh nói bạn vẫn nên lo cho bản thân mình xem có thể được gả đi được hay không đi cái miệng lúc nào cũng ăn phòng chừng không ai nuôi nổi bạn đâu vân thì tình tức giận véo hai má cậu bé vân thi lãng em dám nói chị không ai nuôi nổi sao em mau thu hồi lại lời nói của em gấp và xin lỗi chị ngay Vân Thi Lãng bị Vân Thi Tình nhéo má đến đau oai oái, cậu bé cau mày nói lớn: "Mình nói là sự thật đấy, bạn xem, động chút là dùng bạo lực. Thử hỏi ai còn dám cưới bạn nữa?" Vân Thi Tình tức giận bẹo má Vân Thi Lãng mạnh hơn: "Còn dám nói chị bạo lực hả? Hôm nay chị sẽ bạo lực cho em xem ha." Vân Thi Lãng hoảng sợ, Vân Vi Noãn vội lên tiếng can ngăn hai đứa trẻ: "Được rồi, được rồi, đừng đùa giỡn nữa, còn đang ở trên xe, đấy, phải chú ý an toàn." Vân Tử Hiên mỉm cười nói: "Noãn Noãn, vẫn là con rất sáng suốt." nếu chúng ta mà không mua xe thì làm gì có không gian cho bọn trẻ đùa giỡn như vậy chứ nếu là trước đây chỉ sợ lúc này là chúng ta đang bắt taxi trong mưa nữa cơ đấy vân vi noãn mỉm cười trả lời trước kia chúng ta chỉ có hai người nên không cần thiết phải mua xe còn bây giờ có thêm đám nhóc này nên việc mua xe mới thật sự là tiện lợi lúc này điện thoại trong tay cô lại reo lên vân vi noãn nhìn thấy người gọi đến là ai thì khó xử này vân tử hiên nhíu mày lại là hắn sao vân vi noãn đáp dạ một tiếng rồi ấn tắt máy Vân Tử Hiên ngồi ghế trước lái xe đưa cho cô lời khuyên, "Noãn Noãn, hay con gọi lại cho hắn xem sao. Coi thử hắn muốn nói cái gì, nghe xong rồi thì chửi hắn vài câu cho hả giận cũng được." Vân Vi Noãn nhìn ra ngoài cửa xe nhàn nhạt, nhạt nói, "Chúng ta không có tư cách để chửi cậu ấy, và cậu ấy cũng không có lỗi với chúng ta. Cậu ấy đã lãng phí bao nhiêu năm rồi, đã đến lúc phải sống cuộc đời của mình, chúng ta đừng làm phiền nhau nữa." Vân Tử Hiên thở dài một tiếng, "Thôi được." Ông đạp phanh một cái, "Noãn Noãn, con lấy dù đi, chúng ta về đến nhà rồi." Vân Vi Noãn đáp, cô kinh ngạc nhìn bóng lưng thẳng tắp đứng dưới mưa trước cửa nhà hưởng đó là vân tử hiên thấy vậy thì hỏi sao vậy vân vi noãn lên tiếng là bình xuyên sao vân tử hiên nhìn cô khuyên nhủ noãn noãn nếu hắn đã về tìm con rồi thì còn một số chuyện con nói cho rõ ràng luôn đi vân vi noãn không dám tin nhìn người đàn ông dưới mưa bình xuyên cư nhiên quay trở về sao vân tử hiên nói để ba đưa bọn trẻ đi dạo trung tâm mua sắm một chút vân vi noãn trả lời dạ rồi cô cầm chiếc ô mở cửa xuống xe ngoài trời mưa như chút nước Vân Vi Noãn mở ô bước xuống xe, Vân Tử Hiên nhìn hai đứa trẻ ngoài đằng sau nói, tình nhi lãng nhi, mẹ các cháu có bận việc, nên để ông đưa các cháu đi mua đồ chơi được không? Vân Thi tình vui vẻ hò reo, thích quá, thích quá, ông ngoại là tốt nhất. Vân Thi lãng nhạt nhạt đáp, dạ, ông ngoại, cậu bé liếc nhìn ra ngoài cửa, đó là chú Bình Xuyên sao, mẹ muốn nói chuyện riêng với chú ấy à? Quả nhiên giữa hai người họ có vấn đề mà, chiếc xe chậm chậm rời đi, thẩm Bình Xuyên đứng trước nhà họ Vân lẩm bẩm, noãn noãn, noãn noãn. Cậu xin cậu hãy cho mình gặp mặt đi, cậu đau lòng tủi thân nhắm chặt hai mắt lại, đừng có ngay cả cơ hội cuối cùng không cho mình như vậy chứ. Đột nhiên có một chiếc ô che chắn mưa cho cậu. Thẩm Bình Xuyên kinh ngạc mở mắt ra, ừm, cậu quay người lại vui vẻ nhìn Vân Vi Noãn, Noãn Noãn, cậu rốt cuộc cũng chịu gặp mình rồi. Vân Vi Noãn nhìn cậu nói, đi thôi, vào nhà nói chuyện. Thẩm Bình Xuyên kích động vội giải thích, không, mình không vào đâu, Noãn Noãn, mình chỉ muốn giải thích với cậu một chút, mình cùng người phụ nữ kia chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Vân Vi Noãn cười gượng nhìn Thẩm Bình Xuyên, Cậu muốn cho mình đứng dưới mưa để nghe lời giải thích sao?" Thẩm Bình Xuyên vội nói, "Không không không, mình sẽ vào trong nhà để giải thích với cậu." Vân Vi Noãn mở cửa che ô cho Thẩm Bình Xuyên, "Đi thôi." Thẩm Bình Xuyên mỉm cười, Noãn Noãn đã đồng ý nghe mình giải thích, vậy là mình còn có cơ hội rồi. Thẩm Bình Xuyên ngồi trên ghế sofa, cậu cầm chiếc khăn lau nước mưa trên mặt, Vân Vi Noãn cầm một cốc sữa nóng từ trong bếp đi ra, "Uống một ly sữa nóng để làm ấm cơ thể đi, đừng bị cảm lạnh." Thẩm Bình Xuyên nhìn Vân Vi Noãn gấp gáp giải muốn giải thích, Noãn Noãn khoan uống sữa bò đã mình muốn cậu nghe mình giải thích trước mình và người phụ nữ đó thực sự là ngoài ý muốn ngày hôm đó là khi cậu rời đi tâm trạng của mình có một chút mất mát nên mình đã đi uống rượu kết quả là vân vi noãn nhẹ nhàng ngắt lời thẩm bình xuyên bình xuyên thật ra cậu không cần phải giải thích mình tin cậu mà mình tin chuyện kia xác thật chính là ngoài ý muốn thẩm bình xuyên sừng sốt cậu tin mình sao cậu ta kích động nắm chặt lấy tay vân vi noãn 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 có nghĩa là cậu tha thứ cho mình sao chúng ta còn có thể cùng nhau như trước vân vi noãn thở dài bình xuyên mình còn chưa có nói xong mà mình tin cậu nhưng mình cảm thấy cậu nên chấp nhận chuyện ngoài ý muốn kia đi thẩm bình xuyên buông tay ra đột nhiên cảm thấy bất an lắp bắp hỏi là là có ý gì vân vi noãn nhìn thẩm bình xuyên nói cậu nên có cuộc sống của riêng cậu đi cả người thẩm bình xuyên run lên vân vi noãn nhìn cậu nói tiếp trong điện thoại mình có thể cảm nhận được người phụ nữ ấy không phải là muốn lợi dụng cậu mà chính xác là cô ấy thật lòng thích cậu chi bằng cậu hãy thử cùng cô ấy ở bên nhau đi Thẩm Bình xuyên kích động giải thích, mình không thích cô ta, người mình thích là cậu mà. Là do mình uống quá say, mình đã nhìn cô ta ra cậu, cho nên mới xảy ra quan hệ. Vân Vi Noãn nhíu mày thấp giọng nói, Bình xuyên, cậu từ chối tình yêu của cô ấy, không phải cũng như mình từ chối tình yêu của cậu sao? Có một số việc miễn cưỡng không hạnh phúc, thay vì cậu cứ làm cho mình phải chấp nhận cậu. Vậy tại sao cậu không thử chấp nhận cô ấy một lần đi? Thẩm Bình xuyên quay mặt đi hai mắt nhắm lại ấp úng nói, cái này, cái này không giống nhau. Vân Vi Noãn rũ mắt xuống, giống nhau. Hú chi hai người đã phát sinh quan hệ, vì vậy phải cho cô ấy một cơ hội chứ, bằng không sẽ rất là bất công đối với cô ấy." Thẩm Bình Xuyên kích động đứng bật dậy. "Mình, mình hiểu rồi." Noãn Noãn, "Có phải là cậu vẫn luôn để ý việc mình cùng cô ta đã xảy ra quan hệ đúng hay không? Bằng không cậu sẽ không nói như vậy." Vân Vi Noãn mỉm cười chân thành nói. "Bình Xuyên, chuyện của cậu và cô ấy mình không thèm để ý đâu, ngược lại mình còn thấy vui cho cậu nữa đấy." Thẩm Bình Xuyên mất bình tĩnh nắm chặt lấy vai Vân Vi Noãn. "Noãn Noãn, cậu gật mình nếu cậu không thèm để ý vậy tại sao cậu lại không chịu nghe điện thoại để mình giải thích cậu rõ ràng là có để ý vân vi noãn nắm lấy tay cậu mình không trả lời điện thoại của cậu chỉ vì muốn cậu đi về phía trước càng sớm càng tốt để tìm hạnh phúc của riêng cậu thẩm bình xuyên nắm chặt tay lại đặt trên ngực nói hạnh phúc của mình chính là cậu nếu như không có cậu làm sao mình có thể hạnh phúc được cậu quỳ gối xuống đất cầu xin noãn noãn mình xin cậu hãy cho mình thêm một cơ hội nữa được không mình sẽ chứng minh tuyệt đối chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa Vân Vi Noãn gạt tay Thẩm Bình Xuyên ra, mặt quay đi chỗ khác cắn răng lên tiếng, "Bình Xuyên, không phải là mình không cho cậu cơ hội, mà là cậu phải cho chính mình một cơ hội, đừng lãng phí thời gian với mình nữa, bởi vì, bởi vì chúng ta thật sự là không có khả năng." Thẩm Bình Xuyên đau lòng hỏi, "Noãn Noãn, chẳng lẽ mình chưa từng có ấn tượng nào tốt với cậu sao, cho dù là trong nháy mắt, cho dù là một chút?" Vân Vi Noãn quay lưng với cậu chân thành khuyên nhủ, "Động tâm chỉ là thứ nhất thời, ngay từ đầu đã không có, thì sau này khả năng cũng sẽ không có." Bên ngoài sấm chớp ầm ầm, trong nhà thẩm bình xuyên đứng dậy cả người như mất hết sức lực mình mình biết rồi vân vi noãn nhìn cậu đầy ái náy thực xin lỗi bình xuyên thẩm bình xuyên quay lưng lại rời đi không cần phải nói nữa đâu noãn noãn mình mình đi đây vân vi noãn thấy vậy vội ngăn cậu lại bên ngoài trời vẫn đang mưa mà hãy chờ cho trời tạnh nước mắt lan dài trên má thẩm bình xuyên liếc nhìn cô mưa bên ngoài nào có lớn bằng mưa ở trong lòng mình đâu vân vi noãn không đành lòng nhìn cậu như vậy bình xuyên thẩm bình xuyên khẽ gọi noãn noãn tiếng cửa đóng dầm lại Vân Vi Noãn đứng im nhìn cánh cửa lầm bẩm, tạm biệt, Bình Xuyên, tạm biệt. Trung tâm thương mại, Vân Tử Hiên dắt tay hai đứa trẻ bước vào trong, không nghĩ tới đi đại đến một trung tâm thương mại cho bọn trẻ chơi ai rẻ đi trúng chỗ mà lệ ra mở. Công nhận mấy năm nay lệ ra phát triển mạnh dữ hen, Vân Thi Tình nhìn thấy cửa hàng đồ chơi trước mặt thì hai mắt sáng rực lên, cửa hàng đồ chơi kìa, cô bé kéo tay Vân Tử Hiên hỏi, "Ông ngoại, cháu có thể vào bên trong đi dạo được không?" Vân Tử Hiên mỉm cười đáp, "Đương nhiên là có thể rồi, cháu thấy thích món đồ chơi nào thì cứ nói với ông." ông sẽ mua cho cháu vân thi tình hiểu chuyện lắc đầu không cần mua đâu ông ngoại cháu chỉ cần đi xem là được rồi hôm nay gia đình chúng ta vừa chi rất nhiều tiền để mua một chiếc xe hơi lớn nên số tiền còn lại cần phải tiết kiệm đi ạ à. vân tử hiên dịu dàng xoa đầu cô bé tình nhi thật hiểu chuyện nhưng mà không sao đâu ông ngoại có chút tiền tích góp vẫn có thể mua nổi đồ chơi cho tình nhi mà vân thi tình nghe vậy mỉm cười hỏi vậy tình nhi mua một món được không ngoại vân tử hiên mỉm cười gật đầu được chứ cháu đi chọn đi vân thi tình vui vẻ chạy về phía cửa hàng đồ chơi cảm ơn ông ngoại nhìn bóng dáng cô bé vân tử hiên lòng đầy áy náy tự trách thật xin lỗi các cháu ông ngoại đã để cho các cháu phải chịu khổ rồi chờ sau khi giải quyết xong công chuyện ông ngoại sẽ bù đắp cho các cháu vân tử hiên nhìn vân thi lãng bên cạnh hỏi lãng nhi cháu không đi sao vân thi lãng đút hai tay trong túi nói cháu không phải là một đứa trẻ hai tuổi nên mấy món đồ chơi đó cháu không còn hứng thú nữa vân tử hiên sửng sốt nhưng cháu cũng chỉ mới ba tuổi hai người ngồi xuống ghế Vân Tử Hiên mỉm cười nhìn cậu bé, "Vậy thôi chúng ta ngồi đây chờ Tình Nhi đi." Vân Thi lãng mỉm cười đáp, "Dạ." Vân Tử Hiên trầm mặc nghĩ, cũng không biết Noãn Noãn cùng tên tiểu tử kia đã nói chuyện thế nào rồi nữa. Theo tính cách của Noãn Noãn, chỉ sợ đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Vân Thi tình chạy đến cửa hàng đồ chơi, cô bé nhìn những con gấu bông trong tủ kính hai mắt sáng rực lên, "Wow, con thỏ đáng yêu quá, Trong muốn mua cái này." Cô bé lại nhìn thấy một con gấu trúc kêu lên, "Trời ơi, gấu trúc bảo bảo, gấu trúc bảo bảo dễ thương quá ha." cô bé ôm hai con gấu trúc trong lòng phân vân gấu trúc bảo bảo thỏ con bảo bảo cái nào mình cũng thích hết nhưng mà chỉ được mua một món biết chọn cái nào bây giờ ở đằng sau quản lý cười gượng nhìn lệ khiếu hàn lệ tổng ngài tới sao không nói trước một tiếng để chúng tôi nên đón lệ khiếu hàn lạnh nhạt đáp không cần phải dườm già như vậy tôi chỉ là tới xem chất lượng khách đông như thế nào mà thôi đột nhiên anh để ý đến một cô bé đang dối rắm chọn đồ chơi ủng ừ, anh nhìn quản lý nói cô đi xuống đi tôi tự mình đi dạo là được rồi quản lý gật đầu đáp vâng lệ khiếu hàn mỉm cười dịu dàng nhìn vân thi tình trước mặt nay chẳng phải là bé gái mà mình đã gặp ở anh quốc lần trước đây sao thế nhưng bây giờ lại gặp lại đây là lần thứ ba gặp lại mình và cô bé này quả nhiên có duyên mà vân thi tình ôm hai chú gấu bông khó xử nhắm chặt mắt lại thỏ con hay là gấu trúc đây khó chọn quá à lệ khiếu hàn đứng đằng sau mỉm cười lên tiếng chi bằng chọn cả hai đi vân thi tình mở mắt ra hửng cô bé quay đầu lại kinh ngạc nhìn lệ khiếu hàn a à, là chú đẹp trai đúng là chú rồi không phải là chú đang ở anh quốc sao Sao chú lại tới đây?" Lệ Khiếu Hàn ngồi xuống dịu dàng xoa đầu cô bé, lần trước là chú đi Anh quốc công tác, không nghĩ là con cũng về nước. Cô gái xinh đẹp, chú rất vui vì được gặp lại con lần nữa. Vân Thi Tình vui vẻ ôm lấy cổ anh, "Chú đẹp trai, con cũng rất vui khi gặp lại chú đó." Lệ Khiếu Hàn cầm hai con gấu bông nhìn cô bé hỏi, chú thấy con có vẻ như đang rối rắm trong việc chọn đồ chơi hả? Chi bằng chọn cả hai đi, chú mua tặng con nó." Vân Thi Tình nghe thấy vậy thì vội xua tay, "Con cảm ơn ý tốt của chú, nhưng món đồ chơi này đắt lắm." Con không nhận đâu." Lệ Khiếu Hàn mỉm cười nói, "Nhưng đối với chú thì nó lại không đắt, vì cả trung tâm mua sắm này là của chú mà, nhận lấy đi, coi như đây là quà chú tặng cho một cô gái xinh đẹp." Vân Thi tình cực kỳ vui vẻ ôm lấy hai chú gấu bông, "Wow, toàn bộ trung tâm mua sắm này là của chú sao? Chú thật đúng là một đại phú hào mà, con cảm ơn chú nhiều nha." Lệ Khiếu Hàn mỉm cười nói, "Không cần phải khách sáo, chỉ cần con thích là được rồi nè." Vân Thi tình nháy mắt nói, "Chú này, chú tặng quà cho con thì con cũng có quà muốn tặng lại cho chú." lần trước chú không nhìn thấy được mẹ con xinh đẹp như thế nào nên lần này con sẽ cho chú nhìn thấy cô bé sửa túi áo chống không của mình thất vọng ây ra không xong rồi lần này con lại không đem theo hình của mẹ rồi lệ khiếu hàn bật cười cô bé này vẫn không quên nhiệm vụ giới thiệu mẹ cho mình sao anh xoa đầu an ủi cô bé thôi để lần sau đi nếu lần sau gặp lại con nhớ đưa hình của mẹ cho chú xem nha vân thi tình thờ dài gật đầu dạ vậy cũng được chán quá hà chú đẹp trai lại không được nhìn thấy hình của mẹ rồi vân tử hiên đằng sau lên tiếng gọi vân thi tình tình nhi cháu chọn đồ chơi xong chưa vân thi tình nghe thấy thì kêu a à một tiếng là giọng nói của ông ngoại cô bé quay người chạy đi chú đẹp trai ông ngoại đi tìm con rồi con phải đi đây lệ khiếu hàn cầm con thỏ đưa cho cô bé đem con thỏ con này theo nữa nè vân thi tình ôm hai chú gấu bông chạy đi nhưng vẫn không quên vẫy tay tạm biệt với anh cảm ơn chú lần sau con nhất định sẽ cho chú xem mẹ của con đẹp như thế nào lệ khiếu hàn mỉm cười nhìn cô bé cô bé này thật sự quá ám ảnh việc phải xuất chuồng cho mẹ rồi. Ở bên này Vân Tử Hiên lo lắng nhìn xung quanh, tình nhi, cháu ở đâu rồi vậy? Vân Thi tình ôm hai chú bông chạy đến, ông ngoại, cháu ở đây nè, Vân Tử Hiên mỉm cười nhìn cô bé, ông còn tưởng rằng cháu đã chạy đi đâu xa rồi chứ, cháu chọn hai món hả? Không sao, ông sẽ mua cho cháu, Vân Thi tình mỉm cười nói, không cần đâu ông ngoại, có chú đẹp trai kia mua tặng cho cháu rồi. Chú ấy nói toàn bộ cái trung tâm mua sắm này là của chú ấy nữa cơ, Vân Tử Hiên nhíu mày, toàn bộ trung tâm mua sắm này là của cậu ta sao nhưng chỗ này là dưới trướng của lệ gia mà chẳng lẽ tình nhi đã gặp lệ khiếu hàn vân thi lãng nhìn cô bé hỏi vân thi tỉnh đừng nói chú đẹp trai mà bạn vừa nói cùng với chú bạn gặp ở anh quốc là một người nha vân thi lãng gập đầu đúng 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 là cùng một người đấy chị cũng không nghĩ là chú ấy lại về nước vân tử hiên nhíu mày nhìn hai đứa trẻ không nghĩ tới tiểu tử lệ khiếu hàn kia lại đã sớm gặp được tình nhi việc này trước tiên không nên cho noãn noãn biết bằng không con bé lại phải suy nghĩ rất nhiều ông nhìn vân thi tình mỉm cười nói tình nhi chuyện chú đẹp trai tặng đồ chơi cho cháu về nhà tốt nhất không nên nói cho mẹ biết nha vân thi tình ngạc nhiên hỏi hả sao kỳ vậy ngoại vân tử hiên cười gượng ấp úng kiếm cớ bởi vì chẳng phải mẹ luôn dạy cháu không được nhận đồ của người lạ sao nếu mẹ biết cháu đã nhận được thứ gì đó từ chú đẹp trai mẹ nhất định sẽ bắt cháu trả lại vân thi tình gật đầu nắm lấy tay vân tử hiên vậy thì cháu sẽ không nói cho mẹ biết vì hai đồ chơi này tình nhi đều rất thích vân tử hiên hài lòng gật đầu ừm cháu cứ cất đi rồi lén lấy ra chơi, chờ chơi đủ rồi mới tìm cơ hội nói cho mẹ biết, đi thôi, chúng ta về nhà nào, Vân Thi Lãng nhíu mày suy nghĩ. Cảm giác lý do vừa rồi của ông ngoại chỉ là bịa đặt tạm thời thì phải, có vẻ như ông ngoại chỉ không muốn để mẹ biết rằng con búp bê của tình nhi là do chú đẹp trai kia tặng vậy. Tại sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ mẹ và chú đẹp trai kia của tình nhi là kẻ thù không đội trời chung sao? Ở nhà họ Vân, Vân Vi Noãn trong phòng bếp lau dọn, 3 năm trước, cũng là ở gian phòng này. Tôi đã nói cho Bình Xuyên biết tôi đang mang thai con của người khác, và cậu ta cũng rời đi với trái tim đau khổ như lúc nãy vậy nhưng mà ngày hôm sau rồi lại đuổi theo hy vọng lần này cậu ấy ngàn vạn lần không nên quay đầu lại và vẽ dấu chấm hết cho sự muộn màng ba năm này lúc này vân tử hiên dắt tay hai đứa trẻ bước vào noãn noãn chúng ta đã về rồi đây vân vi noãn đi ra nhìn ba ông cháu hỏi đã về rồi sao có gặp mưa không ạ à? vân tử hiên mỉm cười nói không có lúc từ trung tâm mua sắm về là trời đã ngừng mưa rồi vân thi tình ôm chặt hai chú gấu bông trong lòng khẩn trương nói Hai món đồ chơi này là ông ngoại mua cho con chứ không phải là của chú đẹp trai tặng đâu nha. Mẹ đừng bắt con phải trả lại đó. Vân Thi Lãng đằng sau bất lực vỗ chán. Ôi rồi ôi. Ngốc thế chứ lị. Này không phải là dấu đầu lòi đuôi sao. Vân Vi noãn nhìn cô bé hỏi. Hửm. Ừ. Cái gì mà chú đẹp trai. Vân Thi tình lúc này khẩn trương đến đổ đầy mồ hôi. Chết rồi. Lỡ miệng nói rồi. Vân Tử Hiên đứng bên cạnh mỉm cười giải thích. Noãn noãn. Không có chú đẹp trai nào cả. Là ba đã mua cho tình nhi hai món đồ chơi này đấy tình nhi chỉ là đang lo lắng sợ con nói con bé tiêu tiền bừa bãi đó mà vân vi nõn mỉm cười dịu dàng xoa đầu vân thi tình tình nhi sao mẹ lại có thể nói con như vậy được chứ nhà chúng ta tuy không quá giàu có nhưng tiền mua đồ chơi cho con thì vẫn có sau này nếu con thích món đồ chơi nào cứ nói với mẹ mẹ sẽ mua cho con vân thi tình mỉm cười vui vẻ ôm lấy cổ cô dạ tình nhi biết mẹ là tốt nhất mà vân vi nõn mỉm cười nói được rồi hai con đi chơi đi lát đến giờ cơm mẹ gọi vân thi tình vui vẻ nắm lấy tay vân thi lãng kéo đi Thi Lãng, đi nào. Chị sẽ dẫn em đi xem con thỏ và gấu trúc đánh nhau. Vân Thi Lãng liếc nhìn cô bé nói, coi bộ con thỏ nhà bạn có lá gan lớn quá nhỉ. Vân Vi Noãn nhìn Vân Tử Hiên nói, ba lên phòng nghỉ ngơi đi, lát dọn dẹp xong chúng ta sẽ ăn cơm. Vân Tử Hiên mỉm cười, ưng một tiếng. Ông nhìn cốc sữa trên mặt bàn hỏi, Noãn Noãn, ly sữa bò này là của tiểu tử Bình Xuyên kia phải không? Hắn không uống hả? Vân Vi Noãn vào phòng bếp, mặt cúi xuống đáp, dạ, cậu ấy không uống. Vân Tử Hiên cầm cốc sữa lên, đã nguội mất rồi, Vân Vi Noãn buồn bã đáp: "Dạ, nguội lạnh lắm rồi ba." Vân Tử Hiên nhíu mày, "Là hắn không biết quý trọng mới để nguội lạnh như vậy, cũng xứng đáng." Vân Vi Noãn mỉm cười nhìn ông, "Ba không thể trách bình xuyên được, là ly sữa này xuất hiện sai thời điểm, nên nhất định phải nguội lạnh thôi." Vân Tử Hiên nhíu mày lại, "Sai thời điểm sao?" Vân Tử Hiên nhìn Vân Vi Noãn hỏi, "Noãn Noãn, ba hỏi thêm một câu nữa nha, ba năm nay bình xuyên vẫn không đi vào được trong lòng con, là bởi vì trong lòng con vẫn còn có người kia sao?" Vân Vi Noãn cầm bình hoa khô héo lên nói, "Ba khi chúng con mua bông hoa này, chúng con nghĩ rằng nó sẽ rất kiên cường và sống bền vững, nhưng dù vậy, sau 3 năm, nó vẫn khô héo, Vân Tử Hiên mỉm cười cầm những bông hoa khô héo kia lên. Ba biết rồi, nếu hoa đã khô héo thì mình thay cái khác đi, ngày mai con hãy đưa bọn trẻ đi dạo quanh chợ hoa, sẵn mua một vài bó hoa để trang trí lại, cũng thuận tiện để giải sầu luôn, hôm nay trời vừa mưa xong, hẳn là hoa sẽ rất đẹp. Vân Vi nõn đáp, "Dạ, cô rũ mắt xuống, đóa hoa trong lòng mỗi người, cũng có thể thay thế được sao?" Vân Thi Lãng lấp ló ngoài cửa nhìn lén, vậy theo ý nói chuyện của ông ngoại và mẹ nãy giờ, thì chú Thẩm kia rời đi là vì mẹ không thích sao? Cậu bé thở dài một tiếng, xem ra sau này không được gặp chú Thẩm nữa rồi, nhưng mà cái người kia mà bọn họ nói là ai vậy? Vân Thi Tình ôm Chu Thỏ trong tay thích thú không muốn buông. Thỏ con bảo bảo, em đánh nhau với gấu trúc bảo bảo có vui không? Vân Thi Lãng nhíu mày nhìn cô bé, hồng lẽ lại là chú đẹp trai mà Tình Nhi nói sao? Cậu bé nhìn cô bé hỏi. Tình Nhi, mình hỏi bạn cái này chút Hôm nay chú đẹp trai mà bạn gặp được có phải là cái chú đã từng gặp qua trước kia không? Vân Thi Tình quay đầu lại đáp, "Đúng rồi. Ở Anh Quốc chị gặp chú ấy hai lần cơ đấy. Em nói xem đấy có phải là duyên không?" Vân Thi lãng nhíu mày hỏi, "Đã gặp qua ở Anh Quốc sao? Vậy chú đẹp trai ấy với mẹ đã gặp qua nhau chưa?" Vân Thi Tình chu miệng nói, "Chưa. Chị vẫn còn muốn giới thiệu mẹ cho chú đẹp trai ấy, mà tiếc là vẫn luôn không có cơ hội." Vân Thi lãng bỗng nảy ra một ý nghĩ, "Tình Nhi, bạn có thông tin liên lạc với chú đẹp trai không? Nếu bạn có thông tin liên lạc thì mình có một ý tưởng để chú đẹp trai và mẹ có thể làm quen với nhau đấy. Vân Thi Tình vui vẻ giơ tấm danh thiếp ra, có đây này, chú đẹp trai có cho chị nè, em mau nói lại đi, là ý tưởng gì vậy? Vân Thi Lãng nói nhỏ vào tai cô bé, có thì dễ là rồi, như vậy nè, vừa rồi mình có nghe được ngày mai mẹ sẽ đi chợ hoa, bạn hãy hẹn chú đẹp trai ngày mai qua đó đi, Vân Thi tỉnh vui vẻ. Ưm um, ưm, um. Vân Thi Lãng đắc ý nghĩ thầm, mối quan hệ giữa mẹ và chú đẹp trai tuyệt đối là không đơn giản, mình muốn cho bọn họ chạm mặt một lần xem thử rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là cái gì. Hôm sau tại chợ hoa Thẩm Châu, Vân Thi tình kinh ngạc hét lên. Hoa, có nhiều hoa đẹp quá đi. Cô bé chỉ vào chậu hoa hướng dương nói, mẹ ơi, con thích hoa hướng dương, mẹ mua hoa hướng dương đi. Vân Thi lãng cầm chậu xương rồng lên nói, mua hoa hướng dương làm gì? Được mấy ngày quéo cỏ, mua xương rồng đi. Lúc nào cũng xanh tươi, mãi mãi không điều tàn. Vân Thi tỉnh cạn lời. Vân Thi lãng, em có hiểu gì về thẩm mỹ hay không vậy? chẳng lẽ sau này em theo đuổi phụ nữ em cũng dùng hoa xương rồng để theo đuổi sao? Vân Thi Lãng nhìn chậu xương rồng trong tay nói, Ủa, tặng xương rồng cho phụ nữ có gì là không tốt? Nó có nghĩ là mình mong rằng đối phương cũng giống như cây xương rồng, cứng cỏi, kiên trì, là quan hướng về phía trước. Vân Thi tình cạn lời, cô bé thở dài, tiêu rồi mẹ ơi, một thằng nam như Vân Thi Lãng thì Vân ra chúng ta có khả năng phải bị tuyệt hậu rồi. Vân Vi noãn xoa đầu cô bé. Tình nhi, không được nói em trai con như vậy chứ. Hoa ngữ của xương rồi là bề ngoài kiên cường nhưng nội tâm ôn nhu, cũng rất có ý nghĩa nếu đối phương thích cũng có thể tặng vân thi lãng đắc ý nhìn vân thi tình nghe mẹ nói chưa vân thi tình vân thi tình không chịu thua mạnh miệng nói mẹ nói là đối phương thích mới tặng mà đâu phải người phụ nữ nào cũng thích xương rồng đâu vân vi noãn mỉm cười giải thích cho hai đứa trẻ nói chung khi đã thích ai yêu ai thì yêu cả đường đi lối về đó các con sau này nếu như con thích một người con trai khi người đó tặng cho con cái gì con cũng đều cảm thấy rất vui vẻ đúng lúc này một giọng nói vang lên noãn noãn con nói đúng lắm đó Vân Vi Noãn quay đầu lại, Hửm, chú, gì, trùng hợp quá, hai người cũng đến mua hoa sao. Bà Lệ mỉm cười nắm lấy tay cô, đúng vậy, đúng vậy, chú gì cũng không nghĩ tới đến chợ hoa mà cũng có thể gặp con đấy, chúng ta đúng là có duyên mà. Lệ Trung Đình bên cạnh cũng nói phụ họa, đúng, 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 thật là trùng hợp, ông khóc dòng trong lòng, trùng hợp cái gì mà trùng hợp. Rõ ràng là bà nghe được người ta sẽ tới chợ hoa, cho nên mới sáng sớm đã bắt tôi đi theo nằm vùng rồi, oà oà, tội nghiệp cho tôi, một ông già với hai mắt cuồng thâm làm nghề tài xế cho bà. Vân Thi Tình và Vân Thi Lãng ngoan ngoãn chào bà Lệ, ông, bà, cháu lại gặp hai người rồi. Cháu chào, chào ông, chào bà ạ. Bà Lệ cười vui vẻ xoa đầu hai đứa trẻ. Ây dô, hai đứa trẻ đáng yêu quá. Bà cũng rất vui khi gặp lại các cháu. Vân Vi Noãn nhìn hai ông bà Lệ nói, chú, gì? Nếu chúng ta đã gặp lại nhau vậy thì cùng nhau đi dạo đi. Bà Lệ vui vẻ đáp, ừm, được thôi, được thôi. Sẵn tiện Noãn Noãn chọn hoa cho chúng ta luôn nha. Noãn Noãn, vừa rồi gì nghe con nói về ý nghĩa của hoa, chắc là con rất am hiểu về nó đúng không? Vân Vi Noãn mỉm cười đáp: "Dạ không có, con cũng chỉ là đọc trên mạng thôi." Bà Lệ cười nói: "Vậy cũng coi như là hiểu rồi còn gì?" Noãn Noãn: "Gì có thể hỏi về hoa không?" Vân Vi Noãn tò mò hỏi. "Dạ, gì muốn hỏi cái gì?" Bà Lệ nhìn Vân Vi Noãn cẩn thận nói: "Nếu à, cái này gì nói là nếu thôi ha. Có một cậu con trai vô tình làm cho một cô gái buồn, rồi cô gái ấy rời bỏ cậu con trai ấy, nếu cậu con trai muốn cứu vãn lại mối quan hệ với cô gái ấy thì nên tặng hoa gì đây?" Lệ Trung Đình âm thầm giơ ngón cái lên với bà Lệ công nhận bà vợ mình cao tay đấy cái này gọi là hốt thuốc đúng bệnh rồi nè vân vi noãn suy nghĩ một lúc rồi nói nghe ý của gì hẳn là tặng hoa bày tỏ lời xin lỗi sẽ tương đối thích hợp có khá nhiều loài hoa chứa đựng lời xin lỗi bằng hoa ngôn ngữ của các loài hoa bao gồm hoa hồng vàng hoa kiếm cẩm quỳ phong tín tử chớ quên ta bà lệ nhìn vân vi noãn hỏi noãn noãn nếu con gái ấy là con thì con sẽ nhận loại hoa nào vân vi noãn sửng sốt con cô thở dài nói nếu là con con hy vọng người ấy tặng cho con hoa hồng vàng bà lệ mỉm cười vui vẻ nói vậy ý của noãn noãn là nếu con mà nhận được hoa hồng vàng con sẽ tha thứ cho cậu con trai đó phải không vậy thì tốt quá rồi lát nữa về nhà mình sẽ kêu thằng tiểu tử thúi đó chuẩn bị một xe hoa hồng vàng mới được đúng lúc bà đang cười thầm trong lòng thì vân vi noãn lắc đầu đáp không phải ạ à? bà lệ sửng sốt vân vi noãn rũ mắt xuống nói ý nghĩa của hoa hồng vàng là tình yêu đó đã mất đi rồi nếu người ấy tặng hoa hồng vàng nghĩa là người đó muốn buông tay nếu đã hạ quyết tâm muốn rời xa nhau thì con cũng hy vọng cả hai hãy cùng buông tay nhau ra tựa như mình và lệ khiếu hàn vậy bà lệ nghe như vậy thì kích động trời ơi noãn noãn sao con lại có thể nghĩ như vậy chứ buông sao được mà buông trong lòng cậu con trai đó vẫn luôn hối hận vẫn luôn không có quên con và vẫn luôn muốn theo đuổi con trở lại vân vi noãn kinh ngạc hả gì sao nhìn gì giống như đang sốt ruột quá vậy chẳng phải gì nói chỉ là nếu thôi sao không lẽ thực sự có người con trai này hả bà lệ lúc này cũng mới phản ứng lại à ờ cái này lệ trung đình đứng bên cạnh vội giải vây hộ bà xã mình noãn noãn không có cậu con trai này đâu. Vợ của chú coi phim truyền hình nhiều quá nhiễm vào đầu luôn rồi đó mà." Bà Lệ mỉm cười vội nói, "Phải phải phải, Noãn Noãn con đừng chê cười gì nha. Dì bị lú thật rồi, nghiện coi phim cũng tác hại ghê gớm ông nhể. Vân Vi Noãn mỉm cười an ủi bà, "Dạ không sao ạ. À? Con cứ tưởng con trai của dì đang gặp tình huống này đấy ạ. Thôi chúng ta đi dạo tiếp đi." Bà Lệ vội đáp, "Ờ ờ ờ." Bà thở dài buồn bã, "Noãn Noãn à, những gì con đang cho rằng thì nó chính là như vậy đó, đúng là con trai của dì đang gặp phải tình huống này." hơn nữa người con gái ấy lại chính là con nó lệ trung đình liếc nhìn vợ mình một cái bà vợ mình nay nói chuyện không được thành công thiếu chút nữa là bại lộ rồi vân thi tình vui vẻ nhìn những bông hoa xinh đẹp hoa hồng em đẹp quá à em có đồng ý về nhà với chị không hoa nhài chúng ta rất xứng đôi chị sẽ đưa em về gặp mẹ chị nha vân thi lãng nhíu mày lên tiếng vân thi tình bớt khùng lại đi nha đừng quên mục đích của chúng ta hôm nay tới đây đã đến lúc hành động rồi vân thi tình lúc này mới phản ứng lại dô, thiếu chút nữa là chị quên rồi á Tại mấy bó hoa này đẹp quá mà, nó cứ hấp dẫn thế nào ý, cô bé rút điện thoại ra ấn một dãy số, để chị gọi cho chú đẹp trai liền. Vân Thi Lãng bất lực thở dài, hai, bọn con gái đúng là không thể tin cậy được mà, chẳng lẽ sau này lớn lên mình phải kết hôn với bọn nó sao, lúc này ở tập đoàn lệ thị. Trong phòng họp lệ khiếu hàn cầm tập tài liệu lên xem, cả phòng họp áp suất không khí cực thấp, mặt lệ khiếu hàn tối sầm lại, mọi người trong phòng họp khóc không ra nước mắt. Sắc mặt lệ tổng trông thật khó coi, phong ba bão táp sắp tới rồi, không ai có thể ngăn cản được, không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu người mất việc đây. Vợ à, anh xin lỗi. Anh sợ mình không thể nuôi được gia đình nữa rồi. Lệ khiếu hàn khép báo cáo lại, mắt nhau lại nhìn xuống bên dưới. Đây chính là dự án mà các người đã dành một tuần để thực hiện đây sao. Trình độ này mà các người cũng không biết xấu hổ lấy ra cho tôi xem. Anh tức giận ném mạnh tập báo cáo xuống bàn. Bộ tôi nuôi các người chỉ để ăn chứ không phải để làm hả. Người đàn ông trung niên cười gượng lấy khăn tay lâu mồ hôi trên mặt nhìn lệ khiếu hàn cẩn thận nói. Lệ, lệ tổng, thực xin lỗi, Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội sửa chữa đi." Lệ Khiếu Hàn lạnh lùng lên tiếng, "Tôi sẽ cho các cậu cơ hội, nếu các cậu không nắm chắc được, chứng minh các cậu không có năng lực để ngồi ở vị trí này." Cho nên, mọi người trong phòng họp nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Lệ Khiếu Hàn thì sợ hãi, chết chắc rồi. "Thưa các anh chị em, tạm biệt." Đúng lúc này điện bàn reo lên, là số lạ gọi đến, Lệ Khiếu Hàn nhíu mày thật chặt, "Hừ, lúc nào rồi mà còn có số lạ gọi đến nữa?" Anh cầm điện thoại lên bắt máy, "Alo, tôi đang họp." đang nói được một nửa thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói dễ thương chú đẹp trai là cháu này khuôn mặt lệ khiếu hàn bỗng giãn ra anh ôn nhu hỏi hửm là cháu sao chờ chú chút nha mọi người trong phòng không dám tin nhìn lệ tổng của mình trời ơi tôi nhìn không lầm đó chứ lệ tổng đang cười kìa đây là lệ tổng quát tháo không chớp mắt đây sao lệ khiếu hàn đứng dậy nhìn mọi người nói các cậu tự họp với nhau đi mọi người thấy vậy thì há hốc miệng thật đáng sợ nhất định là tôi còn chưa tỉnh ngủ rồi người đàn ông trung niên cười gượng giơ tay lên lệ tổng Vậy phương án này, mọi người trong phòng họp nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Lệ tổng thật vất vả lắm tâm tình mới tốt lên như thế, nghĩ sao ổng lại đi đề cập đến chuyện phương án kế hoạch vậy trời, anh đúng là đồng đội heo mà. Tôi muốn giết heo tế trời, người đàn ông trung niên khó hiểu nhìn mọi người, Lệ Khiếu Hàn đi ra đến cửa liếc nhìn anh ta nói, làm lại một kế hoạch mới cho tôi, người đàn ông trung niên vội đáp. Vâng, Lệ tổng, chúng tôi sẽ làm lại lần nữa. Mọi người trong phòng họp thấy vậy thì vui vẻ hò reo, trời ạ, à, Lệ tổng hôm nay không có sa thải chúng ta các người có để ý tới hôm nay là lần đầu tiên lệ tổng về sớm không người vừa gọi nhất định là thiên sứ tỷ tỷ phải không thế nhưng có thể làm dịu lệ tổng tôi muốn dập đầu chị ấy vài cái quá đi lệ khiếu hàn đi ra ngoài vừa đi vừa nói quý cô xinh đẹp như thế nào mà hôm nay lại gọi điện thoại cho chú vậy vân thi tình ở chợ hoa tỏ ra tuổi thân nói chú đẹp trai ơi cháu bất cẩn nên bị lạc ở chợ hoa chú có thể đến đây giúp cháu không lệ khiếu hàn nghe vậy thì lo lắng cái gì lạc đường anh vội đi nhanh ra ngoài cháu đừng nôn nóng cứ ngoan ngoãn ở đó đừng chạy đi đâu hết chú sẽ tới ngay vân thi tình ngoan ngoãn đáp dạ chú tới liền nha cháu thấy sợ quá hả đang nói thì đột nhiên vân thi lãng giật lấy điện thoại rồi tắt máy vân thi tình sửng sốt vân thi lãng em làm gì vậy chị con chưa có nói xong mà vân thi lãng nhàn nhạt, nhạt nói nói nhiều tất mất bạn nói nhiều quá bị lộ bây giờ vân thi tình không chịu kéo lấy tay vân thi lãng chị thông minh như vậy sẽ không bị lộ bà lệ đi đằng trước nghe thấy vân thi tình lẩm bẩm gì đó thì hỏi nhân thịt nhân thịt gì cơ tình nhi muốn ăn thịt sao vân thi tình hơi thơ nói dạ cháu không phải nói vân thi lãng bên cạnh vội bịt miệng cô bé lại đúng vậy đó bà tình nhi nói muốn ăn thịt cậu bé nói nhỏ vào tai vân thi tình đừng để bị bại lộ người ơi bà lệ cương chiều xoa đầu vân thi tình tình nhi muốn ăn thịt hả cái này dễ làm mà nhà bà có rất nhiều thịt thịt heo thịt dê thịt bò thịt gì cũng đều có lần sau đến nhà bà ăn thịt được không vân thi tình vui vẻ gập đầu đồng ý dạ được cháu cảm ơn bà bà lệ mỉm cười tít mắt không cần cảm ơn bà tình nhi muốn ăn hay muốn chơi cái gì thì cứ mạnh dạn nói cho bà biết nha lệ trung đình sờ cảm nghĩ thầm hóa ra cháu gái của tôi thích ăn thịt à có vẻ như đã đến lúc biến khu vườn lớn ở phía sau biệt thự thành chuồng heo rồi vân thi lãng nói nhỏ nên tiến hành bước tiếp theo thôi vân thi tình ra hiệu ok với cậu bé hiểu rồi cô bé chạy lên kéo tay bà lệ đi bà ơi cháu thấy rất nhiều hoa đẹp ở đằng kia chúng ta hãy qua đó xem đi bà lệ vui vẻ gập đầu được thôi để bà đi với tình nhi Vân Thi Lãng cũng chạy lên nắm lấy tay Lệ Trung Đình kéo đi. Ông ơi, cháu muốn qua kia chơi, ông đi với cháu nha. Lệ Trung Đình xúc động trong lòng, đứa cháu trai ngoan của tôi. Người mà luôn mà luôn luôn kiên định, nay đã chủ động nắm tay rồi. Ông mỉm cười đáp, đương nhiên không thành vấn đề. Lãng Nhi nói đi chỗ nào chúng ta sẽ đi chỗ đó nha. Vân Vi Noãn mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, xem ra tình Nhi và Lãng Nhi đều rất thích chú và gì rồi. Nhưng hai đứa nó quên mất mẹ như vậy là không tốt lắm đâu. Tiếng bước chân vội vã vang lên. Vân, Vân Vi Noãn, Vân Vi Noãn kinh ngạc quay đầu lại, hừm, nhìn thấy người đến là Lệ Khiếu Hàn thì cả người cô sững lại, Lệ Khiếu Hàn. Lệ Khiếu Hàn nhìn Vân Vi Noãn cẩn thận hỏi, "Em, em đang mua hoa sao? Mình rõ ràng đã tính là sẽ quên đi cô ấy, nhưng vì cái gì lại cố tình để cho mình gặp được cô ấy ở nơi này, chẳng lẽ đây là ý trời sao?" Vân Vi Noãn nhíu mày nhìn anh, vừa rồi mình nhìn thấy Lệ Khiếu Hàn thế nhưng tim lại đập nhanh hơn, tại sao lại như vậy chứ? Cô lạnh nhạt nói, "Không liên quan gì đến anh cả." Thấy Vân Vi Noãn định bỏ đi, lệ khiếu hàn vội kéo tay cô lại đợi đã noãn noãn chúng ta không thể tâm sự được sao cho dù đối với một người xa lạ em cũng không đến mức lạnh lùng như vậy chứ vân thi tình trốn một góc nhìn thấy hai người đang nắm tay thì hưng phấn kêu lên wow mẹ và chú đẹp trai đây đúng kiểu là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà vừa mới gặp mặt đã nắm tay nhau rồi kìa vân thi lãng bất lực nhìn cô bé cái gì mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nếu mình đoán không sai thì mẹ và chú đẹp trai có quen nhau từ trước rồi bên này vân vi noãn dãy dụ muốn thoát khỏi tay lệ khiếu hàn Giữa chúng ta không có gì để nói cả, buông tay, Lệ Khiếu Hàn nắm chặt lấy tay cô hơn. "Không buông." Vân Vi Noãn lạnh lùng nói, "Này anh, nếu anh vẫn không chịu buông, tôi buộc phải báo cảnh sát đấy." Lệ Khiếu Hàn cũng bất cần nói, "Em muốn thì em cứ báo đi." Rồi anh ôm chặt lấy cô vào lòng, "Noãn Noãn, anh xin lỗi." Vân Vi Noãn kinh ngạc, "Cái gì?" Lệ Khiếu Hàn hối hận cùng áy náy, năm đó em là một người ôn nhu như vậy, thế nhưng bây giờ lại lạnh như băng, đều là do anh, là anh đã hại em biến thành như vậy. Tim Vân Vi Noãn đập thình thịch thình thịch anh ấy anh ấy là đang hối hận đấy sao hai mắt vân thi tỉnh sáng rực lên trời ơi bế lên luôn đi cứ chiếu theo tốc độ này thì ngày mai chị sẽ có ba rồi ôi oh e yeah, vân thi lãng bên cạnh nhíu mày suy nghĩ rõ ràng là mẹ đang giận chú đẹp trai này mà nhưng mà mẹ lại không từ chối cái ôm này của chú ấy mối quan hệ giữa mẹ và chú này không chỉ đơn giản là quen biết thôi đâu à nha lúc này hai ông bà lại đi đến nhìn hai đứa trẻ hỏi tình nhi lãng nhi trong nháy mắt sao hai cháu lại chạy tới nơi này rồi vậy các cháu nhìn cái gì mà vui dữ vậy Vân Thi Tình ra dấu hiệu nói nhỏ rồi chỉ vào hai người đang ôm nhau trước mặt thương phấn nói, "Xịt, bà ơi, mẹ cháu đang cùng với chú đẹp trai hẹn hò nhau kìa." Lệ Trung Đình và bà Lệ kinh ngạc. À. "Cái gì? Hẹn hò?" Bà Lệ nhíu mày, "Như thế nào mà trong nháy mắt noãn noãn liền cùng người khác hẹn hò rồi, nhanh dữ vậy. Như vậy sao mà được chứ? Noãn noãn là con dâu của tôi mà, nói vậy còn ôm nhau cứng ngắt nữa, tức chết ta mà." Mắt bà đột nhiên nheo lại, "Ủa, mà đợi đã, sao thằng cu kia quen mắt quá vậy?" Lệ Trung Đình ghé sát vào tai bà nói nhỏ bà không có nhìn lầm đâu chính là tiểu tử thúi nhà mình đấy bà lệ bày ra bộ dáng ghét bỏ thằng nhóc thúi này mấy ngày trước còn nói làm hòa với noãn noãn là không có khả năng mà đừng nói hôm nay nhịn không được cô đơn nữa nên mới quyết định truy thê đó chứ bà hư lạnh một tiếng nhìn lệ trung đình nói nhỏ bọn đàn ông các người đều có phẩm chất như nhau mà lệ trung đình hạn hán lời nhìn bà xã của mình ủa gì kỳ vậy bà chửi nó thì cứ chửi mắc gì lôi tôi vào làm cái gì vân thi lãng phát hiện ra nhìn bộ dạng của ông và bà coi bộ hai người họ đây có quen biết chú đẹp trai rồi bên này lệ khiếu hàn mỉm cười nhìn vân vi noãn 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 em không đẩy anh ra nghĩa là trong lòng em còn có anh đúng không chuyện của ba năm trước đều là lỗi của anh chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không em vân vi noãn khôi phục lại tinh thần lẩm bẩm bắt đầu lại lần nữa sao cô vội đẩy anh ra lệ khiếu hàn tôi chỉ là nhất thời quên đẩy anh ra mà thôi xin anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy lại càng không nên ôm nhưng suy nghĩ không thực tế khác trong đầu làm gì chúng ta không quay lại với nhau được đâu lệ khiếu hàn vội vàng nói tại sao lại không quay lại được anh không quan tâm việc em đã ở với ai trong 3 năm qua và càng không quan tâm em đã mang thai đứa con của người khác đâu, mặt Vân Vi noãn tối sầm lại. Cô tức giận tát mạnh vào má lệ khiếu hàn một cái, anh quá đáng rồi đó, Vân Thi tình núp một bên hưng phấn che miệng lại, trời, sao mẹ lại đánh chú đẹp trai thế kia, mà tục ngữ có nói, đánh chính là yêu lắm mới đánh, trời ơi, nhanh như vậy mà mẹ đã yêu chú đẹp trai rồi sao. Vân Thi lãng nhíu mày sờ má mình, trước giờ có thấy mẹ bực tức như vậy đâu, đừng nói chú đẹp trai này là bạn trai cũ của mẹ đó chứ, cái bạt tai này chỉ nhìn thôi cũng thấy đau nữa bà lệ kinh ngạc há hốc miệng cái thằng tiểu tử thúi này rốt cuộc đã nói cái gì mà lại chọc cho noãn noãn tức giận như vậy chứ không biết nói chuyện thì bớt nói lại hai câu đi lệ trung đình cũng kinh ngạc không kém tôi thông minh đến vậy tại sao lại có một đứa con trai ngốc đến thế chứ chỉ có mỗi việc dỗ dành một cô gái cũng không biết làm cha mẹ thì đang cố gắng tạo ấn tượng tốt còn nó sao mà cứ chậm chân ì ạch vậy không biết nữa bà lệ kích động đứng bật dậy không được tôi nhịn không nổi nữa rồi bà nói nhỏ với lệ trung đình xông lên nào lệ trung đình nhìn bà đáp đã hiểu vân thi tình cũng vội đứng bật dậy ây ra ông bà ơi hai người đang làm gì vậy cho cháu đi theo với vân thi lãng vội kéo tay cô bé lại bạn đừng có đi coi chừng bị chú đẹp trai phát hiện đấy bên này lệ khiếu hàn ủ rũ ái náy nhìn vân vi noãn 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 anh xin lỗi lúc nãy anh đã nói sai rồi ý anh nói là mặc kệ trước kia đã từng xảy ra chuyện gì anh cũng không quan tâm anh chỉ muốn cùng em bắt đầu lại một lần nữa mà thôi vân vi noãn quay lưng lại lạnh lùng nói anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với một người đàn ông đã có bạn gái rồi lệ khiếu hàn sửng sốt người đàn ông đã có bạn gái là em đang nói anh sao anh làm gì có bạn gái vân vi noãn thất vọng nhìn anh ba năm rồi vẫn vậy không thay đổi chút nào cả mình vốn không nên chờ mọng có gì đó thay đổi cô tức giận rời đi này anh anh có bạn gái hay không cũng chẳng có liên quan gì đến tôi cả xin anh đừng dây dưa với tôi nữa lệ khiếu hàn vội gọi cô lại noãn noãn đột nhiên một chiếc túi sách vung lên đánh mạnh vào người lệ khiếu hàn từ đâu ra một thằng côn đồ vậy mau thu hồi móng vuốt của mày lại đi chiếc túi sách đập mạnh lên người lệ khiếu hàn lệ khiếu hàn biến sắc kêu lên a à đau vân vi noãn kinh ngạc nhìn bà lệ gì bà lệ nhìn cô vội nói noãn noãn đừng sợ gì tới đây giúp con đối phó với thằng côn đồ này lệ khiếu hàn bất lực nhìn bà mẹ bà lệ vội quát lên im thằng côn đồ kia mày còn muốn mắng người nữa hả ông già thằng côn đồ này nó rất là kiêu ngạo ông tới xử lý nó đi lệ trung đình đột nhiên xuất hiện giơ nắm đấm lên giữa thanh thiên bạch nhật mà lại xuất hiện một tên côn đồ kiêu ngạo như vậy xem ta xuất chiếu đây rồi ông gõ mạnh vào chắn lệ khiếu hàn một cái mày hả bưởi lệ khiếu hàn không hiểu chuyện gì ôm lấy đầu mình ba lệ trung đình tức giận cau mày lại đã lúc nào rồi mà còn gọi ba gọi ông cố cũng vô dụng nha vân vi nõn sửng sốt hả chú lệ trung đình bịt miệng lệ khiếu hàn lại tốt nhất là bây giờ nên in cái miệng lại đi nói nữa là uyến nữa lệ khiếu hàn tối sầm mặt lại gì vậy trời bà lệ đặt tay lên vai vân vi noãn an ủi cô noãn noãn con không cần phải lo lắng cho chú đâu lúc trẻ chú ấy có học qua võ thuật rồi tên côn đồ này hôm nay chắc chắn sẽ bị phế vân vi noãn sửng sốt võ thuật á lệ trung đình kéo lệ khiếu hàn đến một nơi ít người qua lại thở phào một hơi được rồi nơi này an toàn rồi noãn noãn sẽ không nhìn thấy đâu lệ khiếu hàn xoa xoa chán mình nhìn lệ trung đình hỏi ba rốt cuộc hai người đang làm cái gì vậy tại sao ba mẹ lại ở chỗ này lại còn ở bên cạnh noãn noãn nữa chứ lệ trung đình tức giận chỉ tay thẳng mặt lệ khiếu hàn mắng tiểu tử thúi con còn có mặt mũi hỏi chúng ta đang làm cái gì nữa sao chính con ngay cả một cô gái mà cũng không biết dỗ rảnh. sao không hỏi xem chính con đang làm cái gì được rồi mau cút lẹ về nhà đi đừng để cho ba mẹ thấy con ở đây nữa càng thấy càng tức chứ được gì lệ khiếu hàn nhíu mày hỏi ba tại sao chứ lệ trung đình quay lưng lại đáp không có tại sao tại xét gì cả ba nói cho con biết nếu con mà dám làm chuyện gì xấu nữa mẹ con muốn xử lý con thì ba cũng không ngăn được đâu nha Lệ Khiếu Hàn sờ sờ đầu, ý ba nói là con không được đi tìm Noãn Noãn nữa đó hả? Cũng phải. Vừa rồi mình có buông ra vài câu làm đau trái tim của cô ấy, mình làm sao còn có mặt mũi đi tìm cô ấy nữa chứ? Nghe lời ba mẹ trở về nhà thôi. Đột nhiên anh phản ứng lại, "Hửm? Ừ. Đợi đã, mình tới chợ hoa là vì cô bé kia bảo là đang bị lạc đường mà." Lệ Khiếu Hàn lo lắng vội quay người lại, "Trời ơi, thiếu chút nữa là quên cả việc chính, phải mau đi tìm cô bé ấy mới được." Đúng lúc này điện thoại của anh reo lên, là cô bé ấy gọi nhất định là đang sốt ruột chờ đợi mình rồi lệ khiếu hàn nghe máy vội xin lỗi cô bé xinh đẹp thật xin lỗi chú đã đến chậm vân thi tình ngồi một góc nói nhỏ không chậm đâu chú đẹp trai ơi cháu đã tìm được mẹ rồi chú không cần tới giúp cháu nữa đâu lệ khiếu hàn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm tìm được mẹ rồi à vậy thì tốt quá rồi tốt rồi vậy thì cháu mau về nhà đi sau này có cần chú hỗ trợ gì thì cứ gọi cho chú nha vân thi tình vui vẻ đồng ý dạ được chú đẹp trai cứ chờ điện thoại của cháu nha Cảm ơn chú hôm nào đã ra chợ hoa đúng hẹn." Lệ Khiếu Hàn mỉm cười nói, "Không cần phải khách sáo với chú như vậy đâu, cháu không có việc gì là ổn rồi, thật đúng là một đứa trẻ lễ phép." Nhìn điện thoại tắt ngúm trong tay, Lệ Khiếu Hàn thắc mắc, "À mà khoan, sao con bé biết mình đã đến chợ hoa rồi, con bé có nhìn thấy mình sao?" Lệ Trung Đình trở lại chỗ bà Lệ và Vân Vi Noãn đang đứng đợi, "Tôi quay lại rồi đây." Vân Vi Noãn lo lắng nhìn Lệ Trung Đình hỏi, "Chú, chú đem anh ấy đi đâu rồi vậy?" Bà Lệ thấy vậy thì mỉm cười đừng nói là noãn noãn đang lo lắng cho thằng tiểu tử thúi kia đó chứ mình phải thử một chút mới được lệ trung đình thấy vân vi noãn hỏi vậy thì trả lời chú đã lời vừa nói ra cửa miệng thì bà lệ vội đưa mắt ra hiệu cho ông đừng nói là ông uýnh nó gãy giò rồi nha ông lớn tuổi rồi mà sao xuống tay nặng dữ vậy chứ hả lệ trung đình toát cả mồ hôi hột ách cái này khụ khụ chỉ là chút khiển trách thôi mà yên tâm đi không tàn phế được đâu vân vi noãn kinh ngạc che miệng lại cái gì cô lo lắng vội hỏi lại chú chú đánh ảnh gãy chân thiệt đó hả bà lệ nhìn cô tò mò hỏi noãn noãn sao giống như con quan tâm đến thằng côn đồ kia quá vậy chẳng lẽ con quen biết thằng đó hả vân vi noãn giật mình con không phải là con quan tâm tới anh ta mà là con chỉ đang lo lắng cho chú con sợ chú vì con mà lại bị người ta kiện tụng nữa bà lệ nhụt chí thở dài vậy à bà đưa mắt ra hiệu cho lệ trung đình con bé hỏi ông kìa ông có uýnh nó gãy giò hay không lệ trung đình vội giơ tay lên bày ra bộ dạng công dân tuân thủ pháp luật đương đương nhiên là không rồi tôi là một công dân tuân thủ pháp luật mà tôi chỉ dạy dỗ thằng đó một chút thôi. Khi nó nhận ra sai lầm tôi đã để cho nó đi rồi, Vân Vi Noãn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, bà lệ nhìn chằm chằm Vân Vi Noãn. Cơ hội hiếm có, mình còn phải thử lại Noãn Noãn một chút nữa, xem trong lòng con bé rốt cuộc nghĩ như thế nào về cái thằng tiểu tử thúi kia, bà liền giả bộ không biết gì hỏi. Noãn Noãn, nghĩ cũng lạ, vừa rồi gì mơ hồ thấy cái dáng vẻ của cái thằng đó có vẻ quen thuộc, giống như, giống như, đúng rồi, giống như lãng nhi vậy đó, cũng không biết gì có nhìn lầm không nữa. Vân Vi noãn sửng sốt, cô giả vờ chấn tỉnh lại, hả, không, không giống đâu, chắc chắn là gì nhìn lầm rồi. Lãng nhi nhà con đáng yêu như vậy, sao dáng vẻ lại có thể giống với một kẻ lưu manh như thế chứ? Lệ Trung Đình cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, chú cũng cảm thấy không giống nhau chút nào cả, Dì của con thích làm điều ngạc nhiên vậy á mà. Ông kêu thầm trong lòng, bà vợ của tôi ơi, những lời xáo rỗng như vậy có cần phải nói rõ ràng ra như vậy hay không, đừng để lộ ra chứ. Bà Lệ cũng hiểu ý mỉm cười nói, Ê ra, Chắc là gì già rồi nên mắt nhìn bị lẩm cẩm, thôi được rồi, không nói về thằng cô nổ kia nữa, hãy nói về con đi noãn noãn, gì nghe ba con nói, con tính nuôi con một mình và không có ý định kết hôn lần nữa sao? Xem ra noãn noãn thật sự rất tức giận thằng tiểu tử thúi kia rồi, chỉ có thể từ từ mưu tính con đường cứu quốc thôi, Vân Vi noãn rũ mắt xuống một lúc sau mới lên tiếng, người như con sẽ không gặp được người thích hợp nữa, một mình con nuôi nấng Tình Nhi và Lãng Nhi lớn lên là đủ rồi ạ." À. Bà lệ vội nắm lấy tay cô, "Cái gì mà nói là người như con, noãn noãn con là một cô gái tốt, sao lại có thể nói về mình như vậy chứ? Con hãy nói cho dì biết con muốn nửa kia của mình như thế nào trong tương lai đi, dì sẽ giúp con tìm kiếm. Nói không chừng người mà dì tìm con cũng sẽ rất ưng bụng thì sao? Vân Vi noãn mỉm cười đáp, một nửa kia hả? Tạm thời con chưa có nghĩ tới. Nhưng mà, nếu như thật sự muốn tìm, thì con chỉ có một yêu cầu, chính là chỉ cần đối tốt với tình nhi lãng nhi và ba của con là được rồi. Bà Lệ kinh ngạc, chỉ vậy thôi hả? Còn về điều kiện gia đình, có yêu cầu gì không? Vậy là tiểu tử thúi nhà mình có cơ hội rồi, thằng bé tuy hơi vụng về một chút, nhưng yêu cầu này nó vẫn là có thể làm được. Vân Vi Noãn suy tư một chút rồi đáp: "Điều kiện gia đình hả? Nếu là môn đăng hộ đối sẽ tốt hơn." Bà Lệ mỉm cười vui vẻ nói: "Vậy chẳng phải rất trùng hợp sao? Nhà chúng ta vừa vặn rất môn đăng hộ đối với nhà Noãn Noãn ở Thẩm Châu này, nhà có thể cùng với Vân gia môn đăng hộ đối chỉ có lệ ra chúng ta mà thôi, thật là quá tốt rồi." Vậy tiểu tử thúi kia toàn bộ đều phù hợp với yêu cầu rồi. Vân Vi Noãn ngạc nhiên nhìn bà Lệ: "Hả?" nhà của dì có điều kiện giống với nhà của con vậy sao bà lệ đổ mồ hôi hột oái hỏng rồi quên mất noãn noãn còn chưa biết tình hình thật sự của vân ra nữa mà vậy phải làm sao bây giờ đã lỡ cưỡi lên lưng cọp rồi giờ khó leo xuống lắm bà cười gượng đáp đúng vậy điều kiện của nhà dì với nhà con giống nhau lắm bởi vì mới nói chúng ta thật là có duyên bà nghĩ thầm trong lòng hay là giờ mình trục xuất tiểu tử thúi kia ra khỏi gia môn bắt nó làm một người làm công bình thường thôi như vậy mới đạt được yêu cầu của noãn noãn được chứ lệ trung đình bất lực vỗ chán nhìn bà xã nhà mình trời bà vợ của tôi ơi bà đây là đang kiểu noãn noãn nói có bao nhiêu giày thì bà sẽ nói mình có bao nhiêu cái chân sao lệ ra chúng ta mà bảo là gia cảnh bình thường thì cả cái thẩm châu này chắc không có nhà nào có gia cảnh tốt rồi lúc này vân thi tình và vân thi lãng nhảy tung tăng chạy về mẹ mọi người đang nói chuyện gì vậy có phải là đang nói chuyện về chú đẹp trai lúc nãy không vân vi noãn mặt cứng đờ nhìn hai đứa trẻ vội giải thích không không cái chú đó chỉ là một người qua đường tình cờ đi qua không có gì để nói về chú đó cả không nghĩ tới tình nhi lại thấy lệ khiếu hàn nhưng ngàn vạn lần không thể để cho bọn trẻ hoài nghi cái gì cả cô liền mỉm cười nói sang vấn đề khác tình nhi lãng nhi các con đã chọn được hoa nào chưa chúng ta mua lẹ rồi còn về nữa ông ngoại chắc cũng đang sốt ruột ở nhà đợi chúng ta đấy vân thi lãng nhíu mày nhìn phản ứng của vân vi noãn mẹ rõ ràng là đang nói sang chuyện khác mà mẹ càng không muốn cho chúng ta biết chú kia càng chứng tỏ sự tình không hề đơn giản mà nghe vân vi noãn hỏi có thích gì không vân thi tình liền hào hứng kể Mẹ ơi, con thích nhiều hoa lắm. Con thích hoa bách hợp, hoa nhài trắng, hoa hồng đỏ, còn có, Vân Thi lãng bên cạnh ngắt lời cô bé. Vậy chẳng khác nào thích hết cái chợ hoa này rồi con gì, Vân Thi tình nói một cách đương nhiên, chịu thôi ai biểu nó đẹp quá chi. Vân Thi lãng quay mặt sang chỗ khác nói, bạn thích nhiều cũng vô dụng, hôm nay chúng ta không có lái xe mới, mua nhiều cũng không đem về được. Vân Thi tình nghe vậy thì hụt hẫng khóc thút thít, hả, à, chẳng lẽ đành phải vứt bỏ đám ái phi này của trầm sao, chỉ có đám ái phi đó mới mang lại niềm vui mỗi ngày cho chấm thôi hu hu bà lệ mỉm cười dỗ dành vân thi tình đang tủi thân tình nhi không cần phải bỏ lại đâu hôm nay bà có lái xe tới các cháu thích hoa gì thì cứ mua lát nữa bà sẽ lái xe đưa các cháu trở về luôn vân thi tình vui vẻ ôm trầm lấy chân bà thiệt hả bà cháu cảm ơn bà vân vi nõn ái náy nói gì à sao gì lại có thể tiêu tiền cho bọn trẻ như thế bà lệ ngẩng đầu lên không bận tâm nói mua hoa có mấy đồng bạc đâu chưa kể chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy dì cũng chưa tặng cho bọn trẻ món quà nào cả, nếu như bọn trẻ thích hoa, thì coi như là tâm ý của bà dành cho các cháu đi, noãn noãn không cần phải từ chối đâu, Vân Vi noãn nghe vậy thì đành đồng ý, dạ, thôi vậy, con cảm ơn dì, bà Lệ nhìn Vân Vi noãn nói, à đúng rồi, chúng ta đi chọn hoa đi, rồi còn về nhà nữa, Lệ Trung Đình kéo bà lại nói nhỏ, vợ ơi, bà Lệ cau mày hỏi, ông làm cái gì vậy, bộ hồng thấy tôi đang nói chuyện thân thiết với con dâu hay sao, Lệ Trung Đình nhíu mày nói, tình hình đang nóng nếu không lưu ý sẽ lạnh ngay đấy, bà quên mất lúc nãy bà nói gì với noãn noãn rồi sao bà nói ra cảnh nhà mình giống với nhà noãn noãn mà bây giờ ra thấy xe đó thì làm sao mà nói ra cảnh giống nhau được mất công ra đến nơi con bé lại ngỡ ngàng ngơ ngác rồi bật ngửa đến lúc đó lại lộ hết bà lệ lúc này mới phản ứng lại trời ơi thiếu chút nữa tôi quên mất vậy ông coi mau chạy đi kiếm một chiếc xe cả tàng lại đây đi lệ trung đình khóc không thành tiếng trời trời giờ biết kiếm đâu ra bà bà lệ khoanh tay trước ngực tôi không biết ông làm sao đó làm nhất định phải có xe cho tôi bà liếc mắt uy hiếp nên nhớ ông mà làm chậm trễ việc đưa dâu và cháu của tôi về nhà thì ông cũng đừng mong mà có được những tháng ngày yên ổn nói xong bà liền vui vẻ rời đi lệ trung đình đằng sau thì có cảm giác muốn chết đến nơi rồi nè sao phụ nữ các người toàn không biết nói lý không vậy ông thở dài rút điện thoại ra hai không còn cách nào khác tôi thật sự không muốn nửa đời sau của mình không được yên ổn đâu lệ trung đình gọi cho một số ra lệnh lập tức sắp xếp đưa một chiếc xe cà tàng đến chợ hoa luôn cho tôi ngay và luôn ở gara lệ gia quản gia vội đáp vâng lão già, xin hỏi là đưa Rolls Royce hay là Maybach qua ạ? À? Lệ Trung Đình nhíu mày, trời ơi, tôi muốn một chiếc xe củi chuối, rách nát. Nghĩ sao mà đề xuất hai chiếc xe kia vậy? Không được. Vâng, hay là đưa chiếc Mercedes đã lâu không lái rồi, được không ạ? À? Lệ Trung Đình tức giận hết lên, tôi cần một chiếc củi chuối. Rẻ tiền, quản gia cười gượng, lão già à, gara chúng ta không có mấy cái xe đó. Lệ Trung Đình giận dữ mắng lớn, cái gì, không có xe rẻ tiền nào cả, cậu làm quản gia kiểu gì vậy? sao toàn mua cho tôi xe đắt tiền không vậy hả lão già à chẳng phải là tôi mua theo sự phân phó của ngài sao lúc nào ngài cũng nói chiếc xe là đại diện cho thể diện của lệ gia nên càng không thể mua xe rẻ tiền được mà lệ trung đình tức giận ngắt lời ông ta tôi mặc kệ ngày thường tôi hay nói thế nào nhưng bây giờ tôi cần gấp một chiếc xe vừa rẻ vừa cũ vừa nát thì càng tốt bằng không cậu chết với tôi quản gia hốt hoảng vội thề thốt lão già, đừng có vội để tôi suy nghĩ cái đã ông ta vội lau mồ hôi trên mặt vừa rẻ vừa cũ hả cháu ngoại trai của nhị đại gia tôi có một chiếc ngũ lăng hoành quang có thể được không lão ra bình thường xe này là dùng để kéo hàng lệ trung đình nhíu mày ngũ hoành quang được được duyệt chọn ngũ lăng hoành quang đi nội trong nửa tiếng nữa chiếc xe phải có mặt ngay tại cổng chợ hoa cho tôi sau nửa tiếng nữa mà tôi không nhìn thấy chiếc xe thì cậu cũng biến mất cho tôi luôn đi nói xong ông liền ngắt máy luôn lệ trung đình thở hắt ra cuối cùng cũng giải quyết xong cũng không dễ dàng cho lắm ông vội bước đuổi theo mọi người xem ra phải mua thiệt nhiều chiếc ngũ lăng hoành quang cất ở trong nhà để dùng lúc cần thiết mới được quản gia nhìn điện thoại tắt ngúm trong tay rốt cuộc là chuyện gì vậy trời đưa siêu xe không chịu một hai đòi xe kéo hàng là thế nào chẳng lẽ lão ra muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân sao thôi kệ đi mình phải nhanh chóng đi tìm cháu ngoại trai của nhị đại gia để mượn chiếc ngũ lăng hoành quang cái đã mình không muốn bị biến mất đâu ông ta vội vàng chạy nhanh đi nửa giờ sau trong tay mỗi người cầm một chậu hoa đi ra ngoài đằng sau còn có hai công nhân cầm hộ vân vi noãn nhìn bà lệ ái náy dì à hôm nay đã tiêu quá nhiều tiền của dì rồi dì mua hoa cho bọn con nhiều như vậy bà lệ mỉm cười nói Bậy nà con thích thì tốt rồi nhìn mấy mẹ con vui thì dì cũng vui rồi bà quay sang liếc nhìn lệ trung đình hỏi rồi xe đâu lệ trung đình cười gượng xe vừa bị người ta mượn đi kéo hàng rồi anh ta sẽ lập tức đem về trả ngay thôi sắp về tới rồi bà lệ nắm tay răng rắc nhỏ giọng đe dọa nếu ông mà làm hỏng chuyện của tôi thì ông sẽ biết hậu quả lệ trung đình sợ hãi ông nhao mắt thầm nghĩ ngô quản gia nếu ông mà không tới thì ông cũng sẽ tới câu chuyện với tôi ông cười gượng vội trả lời sắp tới rồi sắp tới rồi đúng lúc này chiếc xe phóng vào trên đường tốc hành đỗ trước mặt mọi người lệ trung đình mỉm cười hửm tới rồi này ngô quản gia mở cửa bước xuống xe lão lệ trung đình vội ngắt lời ông ta lão ngô làm ăn kiểu gì vậy nói cho ông mượn nửa tiếng thôi mà đi đâu mà đi quá trời quá đất giờ mới chịu về trả ông mà cứ vậy lần sau không cho mượn nữa đâu nha ngô quản gia ngơ ngác hả cái gì mà lão ngô cái gì mà mượn chỉ nửa tiếng lệ trung đình vội nói nhỏ với ông ta đừng gọi tôi là lão gia tôi hiện tại phải khiêm tốn một chút nên cậu phải phối hợp với tôi ngô quản gia cười gượng dạ lần sau tôi sẽ chú ý hơn thật xin lỗi lão lão lệ lão gia muốn trải nghiệm cuộc sống triệt để như vậy sao chẳng những phải khiêm tốn mà người cũng phải khiêm tốn nữa vân vi nõn nhìn chiếc xe hỏi chú gì đây là xe của hai người sao bà lệ mỉm cười đáp đúng 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 đây là chiếc xe duy nhất của nhà gì đấy thật xin lỗi noãn noãn đã làm cho con phải chê cười rồi gia cảnh nhà của chúng ta giống nhau nên chỉ có thể sắm được cái xe như vậy thôi ngô quản gia há hốc miệng Hà, chiếc xe duy nhất gia cảnh giống nhau á lão gia phu nhân hai người đang chơi trò đóng vai nhân vật gì vậy vân vi noãn mỉm cười vội nói dạ sao có thể chê cười được chứ chiếc xe này có không gian rộng gian chắc dùng bền tương đối có lời chú và dì mua chiếc xe này vừa nhìn là đã biết hai người rất biết tính toán này bà lệ gật đầu phụ họa quá đúng Dì của con không thích mua những thứ hào nhoáng, chỉ thích mua những thứ gì thực tế mang lại lợi ích cho mình mà thôi. Noãn noãn, chúng ta mau đem hoa bỏ vào xe đi. Vân Vi noãn đáp, dạ, ngô quản gia đứng bên cạnh chỉ biết cười gượng. Phu nhân, bà nói như vậy thiệt thấy tội cho cái túi tiền của cái nhà này quá đi. Lệ Trung Đình mở cửa xe ra. Để tôi đi khởi động xe, ngồi vào ghế lái ông nhìn bảng điều khiển thì mặt cứng lại. Cái quái gì thế này, không có nút khởi động, không có màn hình hiển thị bảng điều khiển kỹ thuật số đầy đủ. Rồi xe này khởi động sao, còn nữa, bộ phận đánh lửa ở đâu trời ngô quản gia đứng bên ngoài thấy lệ trung đình loay hoáy từ nãy đến giờ thì chợt hiểu ra lão ra không biết khởi động xe sao ông ta vội đi đến cạnh giả bộ nói lão lão lệ tôi có vài lời muốn nói với ông lão ra đánh lửa chỗ này nè chiếc xe bắt đầu khởi động rồi lăn bánh trên đường lớn chiếc xe chậm chậm di chuyển thỉnh thoảng còn bị giật giật nữa vân thi lãng nhìn lệ trùng đình nói ông à bộ đây là lần đây tiên ông lái xe hả cháu thấy ông giống như một tay lái mới vậy chạy chậm quá à lệ trung đình cười gượng sao có thể là lần đầu tiên lái được chứ nhà của ông có mỗi một chiếc này thôi ngày nào ông cũng lái hết á tốc độ này cũng được mà không chậm đâu cháu trai đích tôn của mình cũng quá nhạy bén đi mới liếc mắt một cái đã nhìn ra được mình là lần đầu tiên lái chiếc xe này rồi chiếc xe đạp nhẹ nhàng vượt qua xe của năm người vân thi tình ngồi với lên nhìn ra cửa nói ý ông ơi cả xe đạp mà cũng vượt qua chúng ta luôn rồi kìa lệ trung đình cười gượng ách cái này sao cái vả mặt này đến nhanh quá vậy trời bà lệ ngồi ghế lái phụ thấy vẻ mặt ngượng ngập của lệ trung đình thì đành yểm trợ bình thường tôi nói ông lái xe rất chậm rồi mà ông đâu có tin bây giờ thì tin chưa cho dù là ông vì sự an toàn nhưng cũng không thể chạy chậm hơn xe đạp chứ lệ trung đình mỉm cười vội nhận sai đúng 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 tôi đều nghĩ đến sự an toàn cho nên mới chạy chậm vậy chạy nhanh nguy hiểm lắm bà lệ tức giận mắng còn dám mạnh miệng vân vi noãn mỉm cười nói đỡ cho lệ trung đình Dì à, không sao đâu chú chạy xe như vậy là tốt rồi cảm giác khá là an toàn đấy ạ bà lệ thấy vân vi noãn đã lên tiếng thì cũng bỏ qua nếu noãn noãn đã nói như vậy thì tôi bỏ qua cho ông đấy rồi bà ấy nấy nhìn hai đứa trẻ tình nhi bà xin lỗi nha ông lái xe rất là chậm hy vọng cháu sẽ không chán ghét khi ngồi trên xe của ông bà này vân thi tình cười vui vẻ nói sao tình nhi có thể chán ghét được tình nhi còn phải cảm ơn ông bà vì đã đưa bọn cháu về nhà nữa đấy đúng rồi bà mẹ cháu cũng mới mua xe lần sau mấy mẹ con cháu sẽ lái xe đưa ông bà về nhà bà lệ mỉm cười hạnh phúc được thôi tình nhi của chúng ta đúng là một em bé ngoan hiểu chuyện mà noãn noãn chiếc xe mà con mua có phải là chiếc mà lần trước chúng ta gặp trong cửa hàng xe hay không vân vi noãn gật đầu trả lời dạ đúng rồi nhắc đến mới nhớ lần đó mua xe mà có nhiều chuyện thần kỳ xảy ra lắm luôn vân thi tình dơ tay lên hưng phấn nói bà ơi nhà chúng cháu có thể mua được chiếc xe đó đều nhờ đứa con gái có thiên mệnh này đấy vân thi lãng bất lực nhìn cô bé ách lại tới nữa rồi đó hễ gặp ai cũng bốc phép là mình có thiên mệnh bà lệ tò mò hỏi thiên mệnh sao Vân Vi noãn mỉm cười kể lại cho bà Lệ nghe. Khi chúng con đi mua xe, cửa hàng đang tổ chức rút thăm trúng thưởng, giải nhất là 30 vạn. Để mua xe, con mới bảo tình nhi rút thử một lần xem sao, ai rè rút chúng ngay giải nhất luôn á gì. Vì thế tình nhi cứ luôn bảo mình là người con gái có thiên mệnh là vậy đó. Bà Lệ và Lệ Trung Đình liếc nhìn nhau, giải nhất 30 vạn để mua xe. Cửa hàng nào mà lại có cái hoạt động này, chắc chắn là do lão Vân an bài rồi. Vân Thi tình nhìn bà Lệ háo hức hỏi, bà ơi, bà nói xem cháu có phải là có thiên mệnh hay không? bà lệ giơ ngón cái lên với cô bé đương nhiên rồi người bình thường làm gì có ai mà rút được giải thưởng cao như thế chứ tình nhi xứng đáng được mệnh danh là người con gái có thiên mệnh nè vân thi tình đắc ý cười lớn bà thật sự đúng là có mắt nhìn mà sau này cháu muốn tận dụng thân phận này để giúp mẹ rút thêm được nhiều giải thưởng lớn nữa như vậy mới có thể giúp mẹ tiết kiệm được rất nhiều tiền bà lệ vỗ tay bốp một cái tiết kiệm tiền thủ pháp hộp đen này của lão vân đúng là lợi hại thật vừa công khai tặng đồ cho noãn noãn nhưng lại không cho noãn noãn biết sự thật là nhà mình kỳ thật rất giàu có mình giống như có thể làm theo được nghĩ đến đây bà liền quay đầu xuống nhìn vân vi noãn và hai đứa trẻ nói noãn noãn tình nhi có vận khí tốt như vậy chi bằng ngày mai chúng ta dẫn tình nhi đến trung tâm mua sắm chơi đi dì nhớ rằng gần đây có cái trung tâm mua sắm đang tổ chức khá nhiều hoạt động giống như vậy và giải thưởng cũng rất phong phú nói không chừng tình nhi còn có thể rút chúng giải độc đắc đấy bà đắc ý nghĩ thầm lão vân ông cho con gái ông cái giải thưởng 30 vạn Vậy thì tôi sẽ cho con dâu tôi giải thưởng còn lớn hơn thế nữa, tôi phải dìm ông xuống mới được." Vân Vi noãn ngạc nhiên, "Hả? À. Nhưng mà gần đây đâu có lễ hội gì đâu mà nơi nơi đều tổ chức các chương trình như vậy gì, bọn họ không sợ bị hao hụt tiền bạc hả?" Bà lệ mỉm cười xua tay. "Hai, một năm có 365 ngày nhưng thời buổi giờ các doanh nghiệp đang hận là không thể tổ chức hoạt động trong suốt 365 ngày cơ đấy, họ sẽ không thua lỗ đâu. Họ đều là những người khôn khéo và xảo trá, cho dù họ làm bất cứ hoạt động gì, họ nhất định cũng sẽ kiếm được lợi nhuận mà không thua lỗ dù chỉ một khắc." lệ trung đình mặt đổ đầy mồ hôi lạnh khôn khéo xảo trá ư bà vợ mình cũng quá liều mạng đi chứ hả tự mình chửi mình luôn chắc bà quên bà cũng là thương gia làm ăn buôn bán rồi chứ gì vân vi noãn thấy bà lệ nói vậy thì cười hỏi thiệt á hả gì vậy thì ngày mai chúng ta đi đi sẵn tiện mua cho ba của con với bọn trẻ vài bộ quần áo mới nữa bà lệ nháy mắt mỉm cười đắc ý được rồi vậy ngày mai hẹn gặp nhau ở trung tâm mua sắm nha noãn noãn mua có vài bộ quần áo sao mà đủ được Ngày mai gì phải có cách làm cho con có cả một xe quần áo mà không cần phải tiêu một đồng nào cả, ở nhà lệ ra. Chương trình hoạt động giải thưởng nội bộ, bà lệ kích động cầm tờ chương trình hoạt động ngày mai trên tay, với giải thưởng này. Chắc chắn ngày mai tôi sẽ khiến cho noãn noãn trở về nhà trong niềm vui và hạnh phúc, ông lo đi dàn xếp lẹ đi, đảm bảo không được xảy ra sự cố gì đấy. Lệ Trung Đình tiếp nhận lấy tập giấy đảm bảo, vợ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, lúc này lệ khiếu hàn từ ngoài về nhìn thấy hai người có hành động lạ thì tò mò hỏi. Ba mẹ đang làm cái gì vậy? bà lệ nhìn thấy anh thì tức giận mắng tiểu tử thúi con còn dám trở về lệ khiếu hàn thắc mắc mẹ làm sao vậy bà lệ tức giận đứng bật dậy chỉ tay vào lệ khiếu hàn bắt đầu mắng con còn không biết xấu hổ mà hỏi mẹ hôm nay đi chợ hoa con làm chuyện tốt gì mà con còn không biết nữa sao chính con hãy tự suy nghĩ lại xem những lời con nói có lọt được vào tai hay không lệ khiếu hàn ngồi xuống ghế nghe bà mắng cũng may là noãn noãn hiền lành chứ nếu đổi lại là mẹ chắc mẹ uýnh con bồng đầu ba còn nhận không ra đấy lệ trung đình ghét bỏ nhìn sang hiện tại tôi còn đang muốn không quen biết nó đây lệ khiếu hàn chống tay lên chán mặt cúi gằm xuống ủ rũ giải thích lúc ấy con chỉ muốn níu kéo noãn noãn chứ không phải cố ý nói những lời đó bà lệ đứng bật dậy mắng lớn không phải cố ý mà còn khiến cho noãn noãn tức giận thành ra như thế nếu là cố ý không biết còn như thế nào nữa còn nữa tại sao noãn noãn lại hiểu lầm con có bạn gái khác con lén cặp kè với con nhỏ khác đúng không lệ khiếu hàn thở dài nói con cũng không biết sao mà cô ấy lại hiểu lầm như vậy nữa từ nhỏ đến lớn ngoại trừ noãn noãn ra bên cạnh con cũng chưa từng có cô gái nào khác cả bà lệ trầm giọng hỏi vậy chứ con không tính nhiêu nhiêu hả bà hư lạnh một tiếng con đã quên người bạn chơi với con từ thổi nhỏ rồi sao lệ khiếu hàn sửng sốt nhiêu nhiêu anh cúi mặt xuống nói con không có quên cô ấy nhưng cô ấy đã bây giờ có kể ra cũng đâu có ý nghĩa gì nữa bà lệ tức giận chọc chọc vào đầu lệ khiếu hàn một cái sao lại không có ý nghĩa con thậm chí còn không thể trả lời được những câu hỏi mà mẹ thuận miệng hỏi nữa con còn muốn níu kéo noãn, noãn nữa hay không hả nếu không phải mẹ biết noãn noãn chính là nhiêu nhiêu thì con ở trong mắt mẹ cũng chỉ là một thằng cha nam thôi biết chưa ngoài miệng thì nói thích noãn noãn mà trong lòng còn quên không được nhiêu nhiêu vãi cả nồi con cái nhà ai mà thích con ta nói thiệt là suối quẩy lệ khiếu hàn đột nhiên phản ứng lại chờ đã mẹ mẹ nói cái gì anh nheo mắt lại nhìn bà hỏi noãn noãn chính là nhiêu nhiêu bà lệ sửng sốt che miệng mình lại thí mồ rồi bà chột dạ liếc nhìn lệ trung đình hỏi ủa tôi có nói hả ông lệ trung đình bất lực che mặt lại đáp có cả người lệ khiếu hàn run lên sắc mặt trầm xuống ba mẹ hai người đã sớm biết noãn noãn là nhiều nhiều vậy tại sao không nói cho con biết chứ bà lệ chột dạ giả, giả bộ nói cái gì mà nói là không nói sớm cho con biết tại mẹ quên chứ bộ với lại chẳng phải bây giờ mẹ cũng đã nói với con rồi sao lệ khiếu hàn đứng lên cả người anh đều lạnh lẽo ánh mắt sắc bén nhìn bà cái này mà mẹ nói là mẹ đã nói ra hả nếu không phải do lúc nãy mẹ bất cần nói ra thì ba mẹ tính giấu con cả đời luôn đúng không bà lệ cười gượng vội giải thích làm gì có chứ ha ha ba mẹ vốn định chờ con cưới noãn noãn về nhà xong rồi mới đem mọi chuyện nói cho con nghe như vậy nó mới bất ngờ thấy lệ khiếu hàn xoay người đi ra ngoài bà vội gọi anh lại ể e, con đi đâu đó lệ khiếu hàn lạnh lùng nói con đi tìm noãn noãn bà lại vội kéo tay anh lại nửa đêm rồi mà còn đi tìm cái gì đi phá giấc ngủ của người ta thì có con trai à muốn tìm thì ngày mai hãng tìm cũng được mà lệ khiếu hàn dừng bước chân lại vậy thì ngày mai con đi tìm vậy anh ngồi xuống sofa hỏi nói đi ba mẹ còn chuyện gì giấu con nữa mau nói hết trong buổi tối hôm nay đi bà lệ chột dạ lên tiếng còn có mà chuyện này cũng không có gì lớn lao hết he he chính là thật ra thì noãn noãn còn có hai đứa con nữa hai đứa nhỏ này là con của con lệ khiếu hàng kích động hết lên cái gì noãn noãn của con còn có hai đứa con nữa sao chuyện này mà mẹ nói không phải là chuyện lớn hả bà lệ chột dạ nhìn sang chỗ khác Ờ thì nó là vậy đó ủa không đúng hôm nay rõ ràng con là người làm sai chuyện mà sao tự nhiên giờ đổi ngược lại con chất vấn mẹ là như thế nào bà chỉ tay vào mặt lệ khiếu hàn nhíu mày mắng ê thằng kia nay con không phải là do lỗi của con hả nếu không phải do con chọc giận noãn noãn thì con bé cũng đâu đến nỗi giấu con chuyện hai đứa nhỏ đâu chứ lệ khiếu hàn che mặt lại cảm giác bất lực cùng hối hận trào lên là lỗi của con nếu không phải do con thì noãn noãn cũng không cần phải một mình vất vả chạy ra nước ngoài nuôi nấng hai đứa nhỏ đều là lỗi của con cả bà lệ nhìn thấy bộ dạng này của anh thì càng tức giận hơn bây giờ mà còn ngồi đây hối với trả hận nhìn cái bộ dạng của con mà mẹ chỉ muốn nhai đầu con thôi không phải muốn đi tìm noãn noãn sao, sáng sớm mai đi thiệt sớm đến nhà con bé, sau đó đón mấy mẹ con nó cùng mẹ đi trung tâm thương mại chơi, lệ khiếu hàn tỉnh táo lại kiên định đáp. Dạ, noãn noãn, ngày mai anh nhất định phải giải thích rõ ràng với em, đời này, mà đừng mong mà rời bỏ anh được nữa. Sáng sớm hôm sau, Vân Vi noãn mở cửa xe ra nhìn Vân Tử Hiên nói, ba, con đưa bọn trẻ đi dạo ở trung tâm mua sắm với gì lư đây. Vân Tử Hiên thúc giục, đi, đi 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 đi, chú ý an toàn, đi sớm về sớm, cửa xe đóng lại hai đứa trẻ mỉm cười vẫy tay tạm biệt ông ngoại tạm biệt ông ngoại vân thi tình đáng yêu nói chờ cháu rút được giải thưởng lớn cháu sẽ mua thiệt nhiều quần áo mới cho ông ngoại vân thi lãng cạn lời thật sự nghĩ mình là có thiên mệnh thiệt đó hả trời vân tử hiên mỉm cười dặn dò hai đứa trẻ tình nhi lãng nhi đến trung tâm mua sắm rồi nhớ đi sát bên mẹ không được tách ra chạy lung tung đó hiểu chưa hai đứa trẻ ngoan ngoãn đáp dạ một chiếc xe đỏ đỗ bên đường quan sát chiếc xe rời đi của vân vi noãn đỗ nhược ngồi trong xe cười lạnh vân vi noãn rốt cuộc thì tôi cũng đã tóm được cô rồi đều là bởi vì cô mà làm hại tôi bị đuổi ra khỏi lệ gia để cho tôi phải cõng nhiều khoản vay nặng lãi như vậy sống như kiểu người không giống người quỷ không giống quỷ ánh mắt cô ta lóe lên sự hung ác nham hiểm chiếc xe lái vào đi theo sát xe vân vi noãn cuộc sống của tôi đã không tốt thì cô cũng đừng mong cuộc sống của cô sẽ tốt hơn đến ngã tư chiếc xe dừng lại vân thi tỉnh trong xe hưng phấn nói mẹ chờ con rút được giải thưởng lớn con sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho mẹ nha vân thi lãng ghét bỏ liếc nhìn cô bé Ủa chứ ai mới nói là sẽ mua thật nhiều quần áo mới cho ông ngoại, đúng là bọn con gái, thay đổi xoành xoạch. Vân Thi tình khoanh tay trước ngực thản nhiên nói, ai thay đổi xoành xoạch chứ, chị chắc chắn sẽ rút được giải thưởng khủng, đến lúc đó mua thiệt nhiều đồ ông ngoại và mẹ xài không hết luôn. Cô bé ghé sát vào nhìn Vân Thi lãng dụ dỗ. Vân Thi lãng, em nghĩ xem mình có cần quần áo mới không, nếu cần thì chỉ cần gọi một tiếng chị, thì chị sẽ mua cho em. Vân Thi lãng không quan tâm đáp, đợi chừng nào bạn rút được giải thưởng khủng đi rồi hãng nói, cậu bé sừng sốt, hửng, Vân Thi Lãng chỉ người đang ngồi trong chiếc xe trước mặt hỏi. Tình Nhi nhìn xem, kia không phải là chú đẹp trai sao? Vân Thi tình hưng phấn nói, đúng chú ấy rồi. Này cũng quá là duyên phận đi chứ hả? Lệ Khiếu Hàn ngồi trong xe mỉm cười hạnh phúc, noãn noãn, nhiêu nhiêu, từ đầu đến cuối anh chỉ thích có mình em mà thôi. Hôm nay anh muốn đưa em, cùng con của chúng ta nữa, cùng nhau về nhà. Vân Thi tình ngồi trong xe nhòm ra ngoài hưng phấn nói lớn. Chú đẹp trai, Vân Vi noãn đang lái xe vội nhắc nhở, cái gì mà chú đẹp trai, tình nhi, mau ngồi xuống đi. Vân Thi Tình vẫn mải nhìn Lệ Khiếu Hàn bên ngoài hét lớn, "Chú đẹp trai, hú hú." Lệ Khiếu Hàn liếc nhìn sang. Giọng nói này, "Noãn Noãn, chiếc xe khởi động." Vân Vi Noãn kẹp xe sang trái, "Noãn Noãn muốn đến trung tâm mua sắm gặp mẹ mà đúng không?" Đang định đuổi theo thì gặp đèn đỏ, Lệ Khiếu Hàn khó chịu thở dài, không ngờ bọn họ lại đi ra ngoài sớm như vậy, mình phải chạy nhanh theo sau mới được. Đột nhiên một chiếc xe màu đỏ phóng nhanh qua chiếc xe anh, "Hửm, chiếc xe màu đỏ kia là sao ấy nhỉ? Chẳng những không giảm tốc độ mà còn đang tăng tốc, tính vượt đèn đỏ hay gì?" Nhìn thấy rõ người trong xe là ai mắt lệ khiếu hàn nhau lại, đó là Đỗ Nhược, không ổn rồi, cô ta đang chạy về hướng noãn noãn. Vân Thi tình ngồi trong xe mặt đầy thất vọng, chú đẹp trai hồng có nghe thấy, Vân Thi lãng bình tĩnh nói, xe như vậy sao mà nghe má. Đột nhiên cậu bé hét lên, mẹ, xe, Vân Vi noãn khó hiếu nhìn ra ngoài, cái gì xe, đây là một chiếc xe màu đỏ đang lao nhanh về phía xe của ba người. Vân Vi noãn vội chuyển hướng xe đi sang phải, Vân Vi noãn lo lắng hét lên, các con nắm chặt vào nào vân thi tình đằng sau sợ hãi bịt mắt lại hét lên a à, đỗ nhược cười nham hiểm vân vi noãn tiện nhân mày với đám con của mày xuống địa ngục hết đi cô ta nhấn mạnh chân ga lao thẳng về phía xe của vân vi noãn đột nhiên một chiếc xe khác lao nhanh đến mặt đỗ nhược biến sắc cái gì lệ khiếu hàn tức giận gầm lên cô dám đỗ nhược không dám tin nhìn anh lệ khiếu chưa nói hết câu thì chiếc xe của lệ khiếu hàn đã lao thẳng vào xe của cô ta rồi hai chiếc xe va chạm kịch liệt xe của đỗ ngược bị lật ngửa lên còn xe của lệ khiếu hàn thì đâm thẳng vào lan can lề đường xe của vân vi noãn may mắn tránh khỏi va chạm chiếc xe dừng lại bên lề đường đỗ nhược trong chiếc xe màu đỏ ngã ra ngoài đường cô ta cố gắng giơ tay lên yếu ớt nói dựa vào cái gì nói xong bàn tay của cô ta liền buông thõng xuống trên chiếc xe màu xám vân vi noãn vội mở cửa bước xuống xe con ơi các con của mẹ cô mở cửa ghế lái sau ra nhìn thấy hai đứa nhỏ đang run rẩy ngồi trong thì lòng cô đau thắt lại tình nhi lãng nhi vân thi lãng lao vào lòng cô nói mẹ con không sao vân thi tình thì sợ hãi rưng rưng nước mắt mẹ ơi con rất sợ. Vân Vi noãn ôm hai đứa trẻ vào lòng an ủi, đừng sợ đừng sợ, có mẹ ở đây, có mẹ ở đây, cô dưng dưng nước mắt ôm chặt lấy hai đứa nhóc. Cũng may, cũng may các con không sao, bằng không, mẹ có chết đi cũng không thể tha thứ cho chính mình được. Vân Thi lãng cả người run run nhắc nhở Vân Vi noãn, mẹ ơi, là chú đẹp trai đã cứu chúng ta, chú đẹp trai sẽ không sao chứ hả mẹ. Vân Vi noãn nhìn hai chiếc xe đằng sau giọng run rẩy, không, sẽ không sao đâu, cô nhìn hai đứa nhóc dặn dò. Tình nhi, lãng nhi, các con ở yên đây đừng đi đâu nha, để mẹ chạy đi xem thế nào. Nói xong Vân Vi Noãn liền bước nhanh đến chiếc xe bị tai nạn. Anh ấy đã cứu ba mẹ con chúng ta, anh ấy nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Đằng trước mọi người túng tụng lại bàn tán, quá gây gớm, ở đâu ra đột nhiên xảy ra tai nạn xe vậy. Đã gọi xe cứu thương rồi, nhưng có vẻ như không còn kịp nữa. Cô gái kia đã chết, còn người đàn ông kia thoạt nhìn hình như cũng sắp không qua khỏi rồi. Vân Vi Noãn chen vào đám đông tức giận chất vấn, cái gì, không qua khỏi sao, các người bớt gạt người đi, Tôi thấy anh ấy, cô nhìn người đàn ông nằm dưới đất, tìm đau nhói. Lệ, Lệ Khiếu Hàn, nhìn Lệ Khiếu Hàn đang nắm hấp hối ở kia, Vân Vi Noãn không dám tin che miệng lại, là Lệ Khiếu Hàn đã cứu tôi và các con, như thế nào lại? Đầu Vân Vi Noãn đột nhiên đau dữ dội, cô nhắm chặt hai mắt lại, "Ư, ừ, anh Khiếu Hàn, em đau quá." Một cậu bé nhanh chóng chạy đến lo lắng đến rưng rưng nước mắt. "Nhiêu Nhiêu," cô bé nằm dưới đất cả người run rẩy giơ tay ra về phía cậu bé, nước mắt tí tách rơi xuống, "Đây là cái gì?" Cả mặt Vân Vi Noãn đầy nước mắt. Đây là ký ức lúc nhỏ của mình sao? Lệ Khiếu Hàn nằm dưới đất cố gắng mở to mắt ra nhìn cô khẽ gọi, "Noãn, Noãn." Vân Vi Noãn đau lòng ngồi xuống vuốt ve má anh, "Khiếu Hàn, em ở đây, em ở đây." Lệ Khiếu Hàn yếu ớt nắm lấy tay cô cố gắng nói, "Noãn Noãn, em không sao, thật sự là quá tốt rồi, bằng không anh chết cũng sẽ không an tâm." Vân Vi Noãn nắm chặt lấy tay anh áp lên má mình, lắc đầu nói, "Không, sẽ không đâu, anh sẽ không chết, anh sẽ không chết." Lệ Khiếu Hàn yếu ớt gọi cô, "Noãn Noãn, em hãy nghe anh nói anh rất hối hận lúc trước rõ ràng có nhiều cơ hội như vậy có thể cho anh đi tìm em nhưng anh lại không dám đi anh thật sự quá vô dụng cho đến đêm qua anh mới biết được em chính là nhiêu nhiêu anh nhận ra rằng từ nhỏ đến lớn người anh thích vân luôn chỉ có một mình em đột nhiên lệ khiếu hàn ho sặc sụa vân vi noãn đau lòng bật khóc nức nở em biết em đều biết em chính là nhiêu nhiêu anh là anh khiếu hàn của em em đã nhớ ra hết rồi lệ khiếu hàn rơi nước mắt nhìn cô chân thành nói noãn noãn anh thật sự thật sự rất là thích em vân vi noãn đau lòng lau những giọt nước mắt trên mặt cho anh anh đừng nói nữa được không xe cứu thương đang tới anh sẽ được đưa đi cấp cứu ngay thôi lệ khiếu hàn nhìn cô không rời mắt cố gắng nói anh muốn cưới em để làm vợ của anh nhưng bây giờ anh dường như không thể làm điều đó nữa rồi vân vi noãn bật khóc cô lắc đầu nguội nguội không anh có thể mà chỉ cần anh sống thì cái gì em cũng hứa với anh hết em sẽ gả cho anh bây giờ em sẽ gả cho anh luôn lệ khiếu hàn run rẩy giơ tay lên có có những lời này của em là đủ, đủ rồi, noãn noãn, anh lạnh quá, em hãy ôm, khụ khụ, ôm anh một cái được không? Vân Vi noãn nâng lệ khiếu hàn lên ôm chặt lấy anh vào lòng. Được, em sẽ ôm anh, sẽ sưởi ấm cho anh, anh khiếu hàn, anh tuyệt đối không thể chết được. Chúng ta còn có hai đứa con sinh đôi rất đáng yêu nữa mà, em sẽ gọi bọn trẻ đến gặp anh, cô vội hét lớn lên, tình nhi. Lãng nhi, các con hãy mau tới gặp ba của các con đi, lệ khiếu hàn giơ tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt cho cô, noãn noãn, dùng mạng của anh, để đổi lấy sự sống của bọn trẻ. Rất đáng giá, nói xong bàn tay anh liền buông thõng xuống đất, Vân Vi noãn mắt co rụt lại, cô đau lòng hét lớn lên, "Không, Khiếu Hàn." Vân Thi Lãng và Vân Thi Tình vội chạy nhanh đến cạnh cô, trong một không gian tối tăm, thì ra cô bé ấy chính là con của tôi, khó trách lại thân thuộc đến vậy. Rất tiếc lại không thể chứng kiến các con trưởng thành, đêm khuya trong một căn phòng ngủ rộng lớn, Lệ Khiếu Hàn choàng tỉnh, cả người anh đều đổ mồ hôi, ánh mắt sợ hãi, "Tôi đang nằm mơ sao?" Anh kinh ngạc nhìn Vân Vi noãn nằm bên cạnh, noãn noãn cô đang ngủ say sưa cả người cô đều đầy những dấu hôn cô khẽ ư một tiếng bàn tay lệ khiếu hàn run rẩy chầm chậm sờ lên mặt cô không chắc chắn chỉ là một giấc mơ một giấc mơ ngọt ngào tôi không muốn thức dậy đâu lệ khiếu hàn ôm chặt lấy vân vi noãn vào lòng anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn đầy dịu dàng tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng